một ít nhân loại thôn trang, nhưng ta cách làm, đều bị ngăn trở, kỳ thật, những người này đem chúng ta thú nhân thả ra, liền không phải nghĩ muốn chúng ta cùng các ngươi hòa bình ở chung. Hồi lâu không ra tiếng Trương Huyền đột nhiên mở miệng, cái gọi là thiên nguyên một năm, là bọn họ muốn sáng tạo tân kỷ nguyên đi, chúng ta cái này kỷ nguyên, tên là công nguyên, mà công nguyên một năm, là bởi vì mỗi một cái tồn tại ra đời, mà sinh ra tân kỷ nguyên, hiện giờ cái này kỷ nguyên, đã tồn tại hơn 2.000 năm, có người muốn sáng tạo tân kỷ nguyên, tên là thiên nguyên, tân kỷ nguyên, tất nhiên không phải là nhất thành bất biến. Đúng vậy, cổ lực đan gật đầu, trương huyền, có chuyện, người cần thiết đến giúp ta. Cổ lực đan đi vào trương huyền trước mặt, bắt lấy trương huyền hai vai. Người giúp ta tìm được cổ cơ, nàng không ở địa tâm, đại chiến bắt đầu thời điểm, nàng chạy tới mặt đất, người biết, cổ chiến trường quy tắc. Là làm chúng ta thú nhân vô pháp bảo trì hình người, nhưng nàng cùng với có thể trà trộn vào đi, đây là có người giúp nàng, giúp nàng thay đổi gen. Lúc này mới có thể làm nàng tránh thoát cổ chiến trường quy tắc, mà hết thảy này là ở đại chiến bắt đầu phía trước cũng đã làm tốt. Cổ cơ trên người cất giấu bí mật, có người muốn biết, cũng có ta muốn biết, chúng ta tìm được cổ cơ, chúng ta biết những người đó rốt cuộc muốn làm cái gì. Trương Huyền, ta thật sự đã sắp chịu đựng không nổi, ta là thú nhân tộc vương, nhưng ta không có thực lực, có thể lấy bản thân chi lực đối kháng toàn bộ thú nhân tộc, người ta đều không nghĩ có chiến tranh lại một lần xuất hiện. Đúng không? Cổ Lực Đan bắt lấy Trương Huyền hai vai tay đặc biệt dùng sức, hắn cảm xúc cũng biểu hiện phá lệ kích động. Trương Huyền nhìn trước mặt Cổ Lực Đan, hít sâu một hơi, ngươi như thế nào bảo đảm, tìm được cổ cơ là có thể bình ổn tộc nhân của ngươi? Thực lực, Cổ Lực Đan trả lời, ta cùng với cổ cơ chi gian đều là không hoàn toàn thân thể, nếu có thể làm ta cắn nuốt nàng thực lực của ta sẽ được đến khó có thể tưởng tượng tăng lên, đến lúc đó, ta có thể một lần nữa không chế thú tộc, không lấy vương tộc thân phận, mà là lấy tuyệt đối thực lực. Cổ lực đan đang nói lời này khi, biểu hiện ra tuyệt đối tin tưởng. Trương Huyền ở tự hỏi, hắn cũng không có tưởng cắn nuốt cổ cơ là cỡ nào tàn nhẫn sự, nếu có thể hy sinh cổ cơ một cái, liền đổi về tới hòa bình, kia loại này hy sinh, là giá trị tuyệt đối đến, huống hồ cổ cơ thân là thú nhân, lẫn vào nhân loại thế giới giữa, nàng hành vi cũng tràn ngập quỷ dị. Trương Huyền suy nghĩ, là cổ lực đan có thể tin trình độ. Trương Huyền, ta biết ngươi ở do dự cái gì, nhưng ngươi phải làm một cái quyết định ra tới. Ta có thể kéo dài trụ tộc nhân không hề đi trước cổ chiến trường, nhưng tuyệt đối vô pháp kéo dài quá dài thời gian. Trương Huyền tự hỏi một phen, gật gật đầu, ta có thể trước giúp ngươi đi tìm người. Trương Huyền, hết thảy, liền làm ơn ngươi, cổ lực đan mặt hướng Trương Huyền, thâm cúc một cung, vươn tay phải đặt ở vai trái, đây là thuộc về bọn họ thú nhân tộc Lễ Nghi. Đi thôi, Trương Huyền hướng Triệu Cực nói một tiếng, hai người rời đi cổ lực đan nơi. Rời đi nơi này sau, Trương Huyền cùng Triệu Cực hai người cũng không có trên mặt đất tâm lưu lại, mà là trực tiếp tiến vào cổ chiến trường, hướng mặt đất phương hướng mà đi. Trên đường, Triệu Cực nhìn Trương Huyền, ra tiếng nói, ngươi cho rằng cổ lực đan nói có vài phần mức độ đáng tin? Ba phần đi. Trương Huyền trả lời. Ba phần sao, triệu cực nhìn về phía trước, người sẽ đi giúp hắn tìm người sao. Sẽ, Trương Huyền gật đầu, cổ cơ người này, bản thân liền có vẻ thực không thích hợp. Hơn nữa, ta hẳn là đi qua cái kia phòng thí nghiệm, nơi đó mặt có rất nhiều bí mật, tìm được cổ cơ, hẳn là có thể hỏi ra một ít đồ vật tới, đến nỗi muốn hay không đem cổ cơ giao cho cổ lực đan, trước tìm được rồi nói sau. Ai, triệu cực đầy mặt bất đắc dĩ, như thế nào đột nhiên liền ra nhiều chuyện như vậy, người trước cùng ta đi tổng bộ đi, phía trước sở hữu địa tâm người tới tư liệu, đều ở nơi đó tồn, thuộc về tuyệt mật, không tự mình qua đi, nhìn không tới, ta không biết kia cổ cơ là chuyện như thế nào, còn phải chính ngươi tìm. Hảo, ba ngày thời gian, thoảng qua. Ba ngày qua này, Trương Huyền vẫn luôn đều đãi ở cửu cục tổng bộ, lật xem lúc trước sở hữu đăng ký tư liệu, địa tâm tới người thật sự là quá nhiều, tuy là lấy Trương Huyền trí nhớ cùng thị lực, này ba ngày thời gian, cũng chỉ làm hắn tìm kiếm hơn phân nửa tư liệu, vẫn là không có tìm được về cổ cơ tin tức. Triệu cực cầm ly cà phê đặt ở Trương Huyền trước mặt, thế nào? Khả năng còn phải hai ngày thời gian, Trương Huyền cầm lấy cà phê uống một ngụm, nhìn mắt triệu cực, người giống như cũng có vẻ thực mỏi mệt. Đúng vậy, về kia dị năng giả sự, hiện tại thức tỉnh dị năng giả càng ngày càng nhiều, sự tình trở nên càng ngày càng phiền toái, có chút người được đến lực lượng, liền làm chút cái gì bạo động ra tới, đến không ngừng chân áp mới được. Cũng may không có làm đến cái gì thế giới đại loạn. Bất quá ta phỏng chừng, triệu cực quơ quơ đầu, lì thế giới đại loạn cũng không xa lạc. Có người chuyên môn ở tập kết sách động một ít không có ở hệ thống nội dị năng giả. người biết đến, trên thế giới này có quá nhiều có lý tưởng cùng khát vọng người. Bọn họ bất an với hiện trạng, muốn khống chế thiên hạ. Ta phải làm sự, chính là đến đem những người này ấn chết ở trong nôi mặt. Tìm được rồi. Trương Huyền đột nhiên nhìn chằm chằm trước mắt màn hình, chính là nàng. Triệu Cực nhìn chằm chằm trên màn hình người, cái này có được màu đồng cổ da thịt, tóc ngắn, anh khí 10 phần nữ hài, hắn tổng cảm thấy phá lệ quen mắt. Bất quá Triệu Cực cũng chỉ là suy nghĩ một chút, liền trực tiếp lược quá, nói, ta làm người đi cho ngươi cha cha nàng ở đâu, dùng ta bồi ngươi cùng đi sao? Không cần, Trương Huyền lắc đầu, ngươi không phải còn có dị năng giả sự muốn giải quyết sao? hơn 10 phút sau, về cổ cơ tư liệu, bị đưa đến Trương Huyền trước mặt. Cổ cơ cũng không có sử dụng chân chính tên, nàng dùng tên giả Tống Vũ, người ở khắc ô Châu. Khắc ô Châu, chính là hè oi bức nhất phía tây một mảnh khu vực, được xưng là ở hè oi bức có thể nhìn đến cuối cùng một tia nắng mặt trời rơi xuống địa phương, nơi đó, địa vực rộng lớn, dân cư thưa thớt, rất nhiều địa tâm đã đến người, đều bị an bài đến kia. Nhìn đến khắc ô châu ba chữ, triệu cực nhíu mày, cái này địa phương, có điểm không dễ làm a. À? Ân, Trương Huyền nghi hoặc, như thế nào không dễ làm? Người cũng biết, lực lượng đại môn mở ra lúc sau, hè oi bức rất nhiều địa phương đều sẽ có năng lượng tiết ra ngoài tình huống xuất hiện, mà loại tình huống này, trước hết được đến chỗ tốt, không phải người ta, mà là những cái đó mới vừa thức tỉnh dị năng giả, mà khác ô châu, trước hai ngày cũng xuất hiện năng lượng ngoại giật tình huống, dẫn tới rất nhiều dị năng giả đi trước, dù sao nơi đó hiện tại thực loạn, ngươi tưởng ở kia tìm được người, không dễ dàng, cái này cổ cơ nếu dùng tên giả Tống Vũ, đã nói lên nàng ở trốn tránh cái gì. Trực tiếp qua đi tìm, chỉ sợ rất khó tìm đến A. À. Triệu cực như vậy nói, lần trước ngươi giúp ta bắt được kia ba cái dị năng giả sau, ngươi cũng bị dị năng giả chuyên môn liệt ra tới, hiện tại ngươi diện mạo, có thể nói, một lộ diện, chỉ sợ cũng muốn khiến cho không nhỏ chấn động, ngươi chỉ sợ còn không rõ ràng lắm, ngươi hiện tại, có thể nói, đã danh chấn thiên hạ, phàm là cùng siêu phàm lực lượng có quan hệ người, nghe được tên của ngươi, đều đến cung kính ba phần. Trương Huyền sờ sờ cái mũi, chưa nói cái gì. Tới, cái này cho ngươi, triệu cực từ phía sau lấy ra một trương mặt nạ, mang lên cái này, liền không ai có thể chú ý ngươi. Ngươi xác định, Trương Huyền nhìn triệu cực lấy ra tới này trương đại mã hầu mặt nạ, hắn cũng không tán thành triệu cực lời nói. Nửa giờ sau, một trận chuyên cơ từ cửu cục tổng bộ cất cánh, thẳng đến khắc ô châu nơi phương hướng mà đi trên phi cơ triệu cực loạn choạng trong tay rượu vang đỏ ly thở dài ai nói như thế nào đâu đều là duyên phận a à, người nói duyên phận như thế nào liền như vậy kỳ diệu đâu trương huyền nằm ở triệu cực đối diện mắt trợn trắng này cũng kêu duyên phận sao người bản thân còn không phải là xử lý dị năng giả sự sao khắc ô châu loại sự tình này người không đi mới kêu quái người người này không hiểu lãng mạn a à. Triệu cực đem rượu vang đỏ ly đặt ở bên miệng, nhẹ nhấp một ngụm, theo sau đem phía sau một phần văn kiện ném cấp Trương Huyền. Đây là về dị năng giả thực lực phân chia, ngươi xem một chút. Trương Huyền cầm lấy này văn kiện quét vài lần. Hoác, này dị năng giả mới xuất hiện không lâu đi, liền làm nhiều như vậy bảng đơn ra tới. Trương Huyền nhìn văn kiện thượng, cái gì thiên bảng, địa bảng, cái gì mười thế lực lớn, tam đại thánh địa gì, cho hắn xem sửng sốt. Trời đất này đại biến mới qua đi không bao lâu, dị năng giả xuất hiện cũng chưa mấy ngày, nhưng quang xem này thế lực phân chia, giống như tồn tại mấy cái thế kỷ dường như. Triệu cực cười cười, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn sao, bọn họ vừa mới thể hội đến lực lượng mang đến chỗ tốt, tự nhiên gấp không chờ nổi tưởng làm ra điểm hệ thống. Có hệ thống có quy mô, nói ra đi cũng có mặt mũi sao. Hành, minh bạch, trương huyền gật gật đầu, người tiếp tục uống, ta trước ngủ một lát. Mấy cái giờ thời gian, thực mau qua đi. Đường phi cơ rơi xuống đất, Trương Huyền nhìn hạ thời gian, là buổi tối 8 giờ. Thời gian này, lý nên là đèn neon mới lên là lúc, nhưng ở khắc Ô Châu, sắc trời còn đại sáng lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây trắng thổi qua, một mảnh sáng sủa. Triệu Cực hít sâu một hơi, cảm thán nói, uống lên mấy cái giờ rượu, vừa ra khỏi cửa, thiên còn sáng lên, loại cảm giác này, thật con mẹ nó kỳ diệu a. À? Trương Huyền lấy ra di động nhìn thoáng qua, nói, người đã tới rồi, trước làm người tiếp nàng qua đi đi. Ân, triệu cực gật gật đầu. Ở khắc ô châu, cửu cục đồng dạng có được chính mình hành động căn cứ, đương Trương Huyền cùng triệu cực đến này lúc sau, đã có người tại đây chờ bọn họ, là Trương Huyền tìm tới dịch dung sư. Mấy phen thao tác qua đi, mặc kệ Trương Huyền vẫn là triệu cực, đều thay đổi một bộ bộ dáng. Lúc này Trương Huyền, nhìn qua tướng mạo bình thường, chút nào sẽ không khiến cho người khác chú ý mà triệu cực tắc đem chính mình làm thành một người tuổi trẻ soái ca bộ dáng phá lệ phong tao hắn đứng ở trước gương thưởng thức chính mình lúc này mặt thỉnh thoảng lộ ra một tia đáng khinh tươi cười ta nói ngươi nhất định phải đem chính mình làm thành như vậy sao trương huyền nhìn triệu cực liếc mắt một cái cần thiết triệu cực gật đầu tuy rằng không có ta bản nhân một phần người soái khí nhưng tổng không thể thoát ly quá nhiều xin lỗi a à, trương huyền ta không giống ngươi, rốt cuộc, ta xoái thói quen. Trương Huyền trở về triệu cực hai tiếng cười lạnh. Lúc này đây, Trương Huyền cùng triệu cực xuất hiện tại đây, phải làm sự bất đồng. Trương Huyền phải làm, là tìm được dùng tên giả vì tống vũ cổ cơ, ở tới trên đường, triệu cực đã làm người hỏi thăm về cái này tống vũ tin tức, nhưng cơ hồ hỏi thăm không đến người này, có thể nhận định, cổ cơ đây là trốn đi, Trương Huyền muốn tìm được nàng, đến phí một chút công phu. Mà triệu cực tới này, đơn giản chính là ngăn lại một ít khả năng sẽ phát sinh đại quy mô sự kiện. Hiện tại khác ô châu khả năng có truyền thừa xuất thế, nhiều như vậy dị năng giả tụ tập đến này, một khi đánh lên tới, ha ha, kia trường hợp, sẽ không đại, cũng sẽ không tiểu. Nếu là đại trường hợp nói, triệu cực hoàn toàn liền mặc kệ, rốt cuộc tới rồi bọn họ tình trạng này, vừa đánh lên, vậy lên trời, phạm vi trăm dặm không người, cũng không có gì máy quay phim gì có thể ký lục xuống dưới, nhưng cố tình này đó dị năng giả, cổ quái thực, bọn họ đánh lên tới, trường hợp đơn giản chỉ là có thể ảnh hưởng đến chung quanh, nhưng rồi lại không thể ảnh hưởng quá lớn, nhưng những người này, còn động bất động nặn ra cái hỏa cầu, động bất động toàn bộ cột nước ra tới, trường hợp này, người nói mặc kệ đi, kia cũng không được, đây là triệu cực tới này nguyên nhân. Triệu cực cũng tưởng thực quang côn, trước làm cho bọn họ nháo đi thôi, tiểu đánh tiểu nháo, liền không sao cả, một khi nháo lớn, trực tiếp chân áp, đến nỗi ảnh hưởng gì, có người đi xử lý, đương nhiên, này cần thiết đến chờ đánh lên tới, ở đánh phía trước liền chân áp, này liền không thể nào nói nổi. Ở khắc Âu châu, có một tòa tiểu thành, tên là Đúng Lúc Thành. Hiện giờ, Đúng Lúc Thành đã trở thành dị năng giả căn cứ địa. Sở hữu muốn vào thành người, đều yêu cầu trước thẩm tra thân phận, nói trắng ra là, chính là làm điểm về dị năng giả thủ đoạn ra tới, lại tự báo cái ra môn, liền ok. Này hai điểm, đối với trương huyền cùng triệu cực mà nói cũng không có cái gì khó khăn dịch dung tốt hai người đi tới đúng lúc thành nhập khẩu lối vào chia làm ba cái đại môn trong đó một cái bài đầy hàng dài dư lại hai cái đại môn tắc rỗng tuếch nhìn này tam phiến môn triệu cực cười một chút thật đúng là cái cấp bậc nghiêm ngặt địa phương a xếp hàng nhiều nhất môn chỉ có bình thường dị năng giả có thể đi dư lại hai cánh cửa đều đến muốn nhất định thân phận địa vị a đi thôi Trương Huyền cất bước, khi trước chiều đệ tam phiến môn đi đến. Ở dị năng giả chung, chia làm ba cái cấp bậc. Đệ nhất đẳng cấp, bình thường dị năng giả, cũng liền nhiều là tán tu. Đệ nhị đẳng cấp, dị năng giả cao thủ, nhiều là ở phía trước cho bảng đơn thượng, có chút xếp hạng. Đệ tam đẳng cấp, dị năng văn minh người sáng lập, loại người này, nhiều là ngạo khí 10 phần, thực lực cũng so phần lớn dị năng giả phải cường hãn. Trương Huyền cùng triệu cực hai người đi đến kia đệ tam phiến môn, bị người duỗi tay ngăn cản xuống dưới. Các ngươi hai cái. Hoành Sơn bảy thái bảo, triệu cực trực tiếp hừ lạnh một tiếng, lăn. Đương triệu cực trong miệng lăn tự vừa ra, ngăn lại hai người bọn họ lộ người, bị một cổ vô hình lực lượng đẩy ra, ném tới một bên. Như vậy thực lực bày ra, làm chặn đường nhân tâm đầu cả kinh, đây là cái gì thực lực? Cũng thật là đáng sợ đi. Tại đây đồng thời, người này trong lòng cũng suy nghĩ hoành sơn bảy thái bảo rốt cuộc là cái gì lai lịch ý tứ này là có bảy người tại đây nhân tâm chung chấn động thời điểm trương huyền cùng triệu cực đã đi vào bên trong thành đến nỗi này đó dị năng giả có không tìm hiểu đến hoành sơn bảy thái bảo là chuyện như thế nào bọn họ cũng lười đến phản ứng dù sao đây là cái làm một cú kế tiếp ai quản thật giả a à? nếu không phải toàn len keng tên này thật sự không gì uy hiếp lực triệu cực vừa rồi liền hô lên thần mặt trời tên vào đúng lúc thành, Trương Huyền mới hiểu được, hiện tại dị năng giả tổ chức hệ thống, rốt cuộc đã tới rồi như thế nào một cái trình độ. Phóng nhãn nhìn lại, này đúng lúc thành trên đường phố, lượng người có thể so sánh được với một cái bốn tuyến tiểu thành. Này năng lượng, là ảnh hưởng bao nhiêu người a? À? Trương Huyền cùng triệu cực tùy tiện tuyển một chỗ trụ hạ, muốn tìm hiểu tin tức, quán ba không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, bất quá này phải chờ tới trời tối lúc sau. Đường đúng lúc thành sắc trời hoàn toàn đêm đen tới khi trương huyền cùng triệu cực liền tính toán đi trước quán ba, đương hai người mới ra môn liền nghe được một trận tiếng kinh hô truyền thừa ra tới ra tới mau qua đi a à. đều ở hướng quá hướng chúng ta cũng không thể chậm chậm nhưng cái gì cũng chưa từng trận thanh âm vang lên trương huyền liền nhìn đến rất nhiều dị năng giả tất cả đều hướng tới ngoài thành một phương hướng chạy tới hiển nhiên hai người muốn đi quán bà tìm hiểu tin tức ý tưởng, muốn thất bại. Triệu cực nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, nói, đi thôi, qua đi nhìn xem. Hai người ánh mắt giao lưu lúc sau, cũng chiều cái kia phương hướng phóng đi. Ở khắc ô châu, nơi nơi đều là núi lớn tồn tại, đúng lúc thành ở ngoài, cũng là như thế. Đường Trương Huyền cùng Triệu cực đến cái gọi là truyền thừa lui tới giờ địa phương, là một chỗ giữa sườn núi, giữa sườn núi thượng, có một gian phá miếu, trong miếu bất quá hai gian phòng, nhìn dáng vẻ, sớm không biết suy bại đã bao nhiêu năm. Ở phá miếu chung quanh, ngồi xếp bằng không dưới ngàn người, một đám nhắm hai mắt, giống như ở dụng tâm hiểu được cái gì, xem Trương Huyền cùng Triệu Cực hai người một trận kỳ quái. "Vị này huynh đệ, đây là làm gì đâu?" Triệu Cực giữ chặt một cái vừa lại đây người hỏi. "Hiểu được truyền thừa a." À? Người này một bộ xem ngốc tử bộ dáng nhìn Triệu Cực, bằng không đâu. "Còn có thể làm gì?" hiểu được truyền thừa triệu cực nghe sửng sốt truyền thừa đều mẹ nó là hấp thu năng lượng người ngồi này hiểu được cái con khỉ a triệu cực chú ý tới đối phương ánh mắt giữa châm chọc chịu đựng trong lòng khó chịu tiếp tục hỏi cái này huynh đệ a ngồi ở này thật sự có thể hiểu được đến truyền thừa sao khẳng định có thể a người này chém đinh chặt sắt ta cho người nói phía trước đã có người ngộ tới rồi đi vào trong miếu người liền không có khẳng định lấy truyền thừa đi được rồi ta không cùng ngươi nhiều lời. Người này nói xong, tìm cái đất trống, ngồi xếp bằng đi xuống. Trương Huyền cùng Triệu Cực, đều từ đối phương trong mắt, nhìn đến cổ quái trên người, ở hai người bọn họ chung quanh, lại có thanh âm vang lên. Nghe nói sao, cái kia họ tôn ngộ tới rồi, đi vào, chờ bắt được truyền thừa ra tới lúc sau, người đã có thể xui xẻo. Cái kia họ tống nữ nhân cũng đi vào, gọi là gì tống vũ. Trương Huyền nghe thế tên, sửng sốt một chút đi hai ta cũng đi xem triệu cực lôi kéo trương huyền liền chiều kia phá miếu đi đến phá miếu cửa có người thủ tại chỗ này không cho người vào miếu nói là có thể phá hư truyền thừa chỉ có thể ở cửa miếu đi ngộ trương huyền cùng triệu cực đứng ở chỗ này lặng lặng nhìn một giờ qua đi hai cái giờ qua đi ước chừng ba cái giờ qua đi này đã tới rồi dạng sáng hai điểm nhưng như cũng không ai ngộ ra tới ngược lại là giữa sườn núi thượng đều đã ngồi đầy rậm rạp bóng người trương huyền nhìn triệu cực liếc mắt một cái phát hiện triệu cực cũng ở đồng thời chiều chính mình xem ra ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì trương huyền hỏi ta tưởng hẳn là cùng ngươi tưởng giống nhau triệu cực nhún vai này mẹ nó có thể ngộ ra cái chứng tới a à? nếu không có cố kỵ lão tử sớm cấp này miếu hủy đi đột nhiên một trận lửa nóng hơi thở truyền đến trương huyền quay đầu nhìn lại liền thấy một người cả người bốc cháy lên ngọn lửa, đi nhanh chiều này đi tới, hắn nơi đi qua, tất cả mọi người chủ động tránh ra một cái con đường. Mau xem, tôn vưu cũng tới. Thiên A, thiên bảng đứng hàng thứ 12 cao thủ. Hỏa chi tử A, hắn đều tới, nhìn dáng vẻ, lần này truyền thừa, phi thường kinh người. Tôn vưu hồn thân là hỏa, nơi đi qua, ngọn lửa bốc cháy lên, nhìn qua phá lệ khí phách. Tôn vưu đi vào nơi này, đứng ở chỗ này, ánh mắt nhìn về phía trước, toàn là ngạo nghễ, trên người hắn ngọn lửa không có tắt, mang theo một cổ uy thế cường đại. Trương Huyền cảm thụ được tôn vưu trên người truyền đến hơi thở, kỳ quái hỏi, bọn họ trong cơ thể năng lượng hẳn là bổ sung lên không dễ dàng đi, như vậy vẫn luôn phóng thích, không mệt sao. Triệu cực gật gật đầu, vừa định tán thành, đột nhiên lại ý thức được cái gì, người đừng động, xoái quan trọng nhất. Ta không có nói người hắc long vòng thể kia sự kiện, người quá nhạy cảm, Hảo, ngươi không cần phải nói. Triệu Cực Đầu uốn éo, thổi bay huyết sáo. Có một đạo thân ảnh, một thân trắng tinh, với chân núi đi tới, tốc độ không nhanh không chậm, trên người nàng không có dị tượng thả ra, nhưng sở mang đến tiếng kinh hô, không thể so Tôn Vưu muốn tiểu. Đây là Liễu Bạch, Thiên bảng đứng hàng thứ tám thần nữ. Liễu sóng thánh địa thánh nữ. Nàng cũng tới. Hôm nay thế nhưng nhìn thấy thiên bảng thứ 12 cùng thứ 8 cao thủ, không uổng công cuộc đời này a. À. Liễu Bạch một thân bạch y thắng tuyết, tóc dài khoác ở sau người, có vẻ linh hoạt kỳ ảo, thần thánh, nàng đi đến đám người trước, nhìn mắt Phá Miếu trước Tôn Vưu, ra tiếng nói, "Không thể tưởng được, việc này thế nhưng đem Tôn sư huynh đều đưa tới, nhìn dáng vẻ, sư muội lúc này đây, không có đến nhầm." Tôn Vưu quay đầu lại nhìn mắt Liễu Bạch, nói, "Liễu sư muội nếu tới, nói vậy, vị kia cũng cùng nhau đi theo tới đi." Tôn Vưu vừa dứt lời, một bóng người từ đỉnh núi nhảy xuống dừng ở liễu bạch bên cạnh, tại đây người rơi xuống nháy mắt, dưới chân mặt đất ra nẻ, đưa tới một trận kinh hô. Dừng ở liễu bạch bên cạnh người, thân cao 1 diện mạo anh Tuấn, nhìn chung quanh, có một phen ngạo thị quần hùng chi sắc. Người này vừa xuất hiện, bốn phía vang lên một trận hít hà một hơi tiếng động. Là hắn. Quả nhiên, cùng tôn vưu nói giống nhau, có liễu bạch địa phương, liền có hắn. Vạn thiên, tuyệt đối trí cường giả thiên bảng đứng hàng đệ tam tuyệt cường tồn tại. Vạn thiên rừng ở liễu bạch bên cạnh, hắn xem liễu bạch ánh mắt giữa, tràn ngập nhu tình, nhưng xem còn lại người khi, thần sắc im lặng. Ngọa tao, tiểu tử này so với ta còn có thể trang A. À. Triệu cực nhịn không được phun tào một tiếng, người xem hắn vừa mới rơi xuống, như vậy đại lực đánh vào, cũng sẽ không ngựa khí, đầu gối hơi chút uốn lượn một chút đều có thể giảm bất lực, nào đến nỗi hiện tại như vậy bộ dáng, ta có thể cảm nhận được, hắn hai chân cơ bắp ở không ngừng run rẩy. Trương Huyền trả lời, người không tư cách nói đến ai khác. Triệu cực đầy mặt đều là ủy khuất thần sắc. Tôn vưu hướng vạn thiên ôm quyền, nói, gặp qua vạn sư huynh. Ân, vạn thiên chỉ là gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, hắn đem ánh mắt phương hướng kia tỏa phá miếu, mày nhân lại. Liễu Bạch nhìn mắt vạn thiên, nhẹ giọng nói, vạn sư huynh, người nhìn ra cái gì tới sao? Ngọa tào, này nữ càng có thể trang. Triệu cực lại một lần nhịn không được phun tàu, nữ nhân này nói chuyện thời điểm, thân thể cơ bắp xuất hiện căng chặt trạng thái, nàng cố ý thay đổi chính mình thanh tuyến, bắt trước loại này gợn sóng bất kinh bộ dáng, tâm cơ A. Vạn thiên khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, là có vài phần nói chứa tồn tại, nhưng mơ hồ không chừng, rất khó bắt lấy, yêu cầu một chút thời gian. Có người muội A, triệu cực như cũ ở điên cuồng phun tào, người biết nói chứa là thứ gì sao, còn nói chứ, lão tử thật muốn cho các ngươi này đó trang tất phạm đầu đập nát. Trương huyền dở khóc dở cười nhìn ở kia điên cuồng phun tào triệu cực, sinh ra như vậy đánh oán khí, là bởi vì nhìn thấy chính mình ảnh thu nhỏ sao. Vạn huynh, chúng ta đây liền cùng tìm hiểu đi, tôn vưu tan đi trên người ngọn lửa, hắn thượng thân tinh tráng, cơ bắp cân xứng, làm không ít nữ tính không rời mắt được. Cũng hảo, vạn thiên gật gật đầu. Triệu cực cảm thụ được này ba người nồng đậm cao nhân hơi thở, trong lòng đã không biết nên như thế nào hình dung hiện tại trường hợp nếu không phải bồi trương huyền hắn căn bản đãi không đi xuống trương huyền khóe miệng cũng không cấm đương đại người trẻ tuổi ý tưởng có chút không hiểu được a à. vạn thiên ba người đồng dạng đứng ở phá miếu trước hai mắt khép hờ cảm thụ cái gọi là đạo ẩn trương huyền người tưởng gì đâu chịu cực xem trương huyền cũng một bộ nhắm hai mắt bộ dáng người sẽ không dung nhập trong đó đi ta dung nhập ngươi muội a à. Trương Huyền phun tào một tiếng, ta suy nghĩ, nơi này khẳng định có cái gì cơ quan, bằng không cổ cơ sao có thể tại đây biến mất, nhưng ta cảm thụ một chút, chung quanh năng lượng, toàn bộ đều là đều đều, không có gì cơ quan tồn tại khả năng. Tới rồi Trương Huyền bọn họ hiện tại cái này cảnh giới, tìm kiếm cơ quan một loại đồ vật, căn bản không cần một chút đi sờ soạng, chỉ cần từ chung quanh năng lượng cảm thụ một phen, liền có thể biết được sở hữu hết thảy. Trương Huyền hít sâu một hơi, cho nên ta suy nghĩ này khẳng định là có người cố ý thả ra xương khói đạn, nhưng vì cái gì sẽ phóng loại này xương khói đạn, lại cố tình truyền ra tống vũ tên đâu. Triệu cực mày nhân lại, ý của ngươi là, hai ta hành tung đã. Này truyền thừa, phi ta thiên lôi tử mạc trúc, đột nhiên, một đạo hét lớn một tiếng truyền đến, ở trong miệng nổ vang, đánh gãy triệu cực nói. Liền thấy một người, từ trống trải trên mặt đất, toàn thân, lôi đỉnh quấn quanh. Thiên lôi tử thiên bảng đứng hàng thứ bảy thiên lôi tử. Thiên A, này một cái truyền thừa, hấp dẫn nhiều như vậy thiên bảng cao thủ, lúc này đây, thật là làm ta mở rộng tầm mắt A. Thiên lôi tử, thức tỉnh lôi hệ dị năng, hắn liền giống như tên của hắn giống nhau, thiên lôi chi tử, tấn hiện cường đại bản sắc. Người nói, nhiều như vậy thiên kiêu tụ tập tại đây, chúng ta có hay không hạnh, thấy bọn họ chi gian, lẫn nhau chém giết một hồi. Có người như vậy hỏi, hẳn là không có cơ hội, Thiên kiêu chi gian đại chiến đều là cực kỳ khủng bố, người ta đứng ở chỗ này đều sẽ bị ngộ thương. Bất quá chúng ta khả năng ở chỗ này đã không được bao lâu. Có người mở miệng, a à, vì cái gì? Khó hiểu tiếng động vang lên. Thiên lôi tử người này làm người bá đạo hung ác, hắn đã đến sau, chỉ sợ sẽ không lại làm ta trở lưu lại nơi này. Quả nhiên, đưa người này thanh âm rơi xuống nháy mắt, liền mỗi ngày lôi tử hét lớn một tiếng, người không liên quan tốc tốc thối lui. Thiên lôi tử khi nói chuyện, quanh thân lôi đình lập lè, cực kỳ cường đại. Những cái đó khoanh chân mà ngồi ở này muốn ngộ đạo người, một đám nhanh chóng đứng dậy, muốn rời xa nơi này. Thiên lôi tử nhìn chung quanh người cách làm, thực vừa lòng chính mình sở mang đến uy hiếp lực, nhưng hắn đột nhiên nhìn đến, ở kia phá miếu phía trước, còn có hai người, căn bản không giao động. Như vậy một màn, làm thiên lôi tử trong lòng sinh giận, hắn bước đi qua đi, quát lạnh một tiếng, cho các người lăn, không nghe thấy sao. Thiên lôi tử khi nói chuyện, trực tiếp đối trương huyền ra tay. Thiên lôi tử một quyền oanh ra, mang theo lôi đình chi lực, khiến cho chung quanh từng trận kinh hô. Ta thiên A, à, như vậy uy lực, không hổ là thiên lôi tử. Này quả thực quá dọa người. Nếu chung thiên lôi tử một quyền, chỉ sợ muốn lập tức thân đã chết. Loại này tuyệt thế cường giả, không thể chọc. Nếu cấp thiên lôi giờ tí gian hắn chỉ sợ sẽ đứng ở thế giới này đỉnh. Thiên lôi tử này một quyền sở mang theo uy lực, liễu bạch cùng tôn vưu, cũng đều sắc mặt biến đổi, thiên lôi tử ở thiên bảng xếp hạng, đều so với hắn hai muốn cao. Chỉ có vạn thiên, hắn chỉ là khẽ gật đầu, nói câu, có ta tam thành uy lực. Vạn thiên thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng sở khiến cho hưởng ứng, lại là thật lớn. Thiên bảng cao thủ, đối với này đó dị năng giả mà nói, kia đều là vô pháp tưởng tượng tồn tại, mọi người đều biết thiên bảng có xếp hạng nhưng lại không biết thực lực tranh lệch nhưng hiện tại nghe vạn thiên nói thiên lôi từ cái này làm cho liễu bạch cùng tôn vưu đều biến sắc một quyền thế nhưng chỉ có hắn tam thành thực lực này vạn thiên đến cường tới trình độ nào a à? lúc này trương huyền đột nhiên bắt lấy một chút về cơ quan manh mối đang muốn tinh tế tự hỏi liền cảm giác một đạo mỏng manh đến mức tận cùng lôi hệ năng lượng hướng chính mình đánh úp lại trương huyền vốn là suy tư thật lâu có chút không kiên nhẫn lúc này đột nhiên tìm được một chút manh mối, lại phải bị người đánh gãy, lập tức trong lòng có chút khó chịu. Thiên lôi tử này hỗn loạn lôi đình chi lực một quyền, đã đi vào trương huyền phía sau. Lan! Trương huyền bỗng nhiên bảo a à một tiếng. Kiêu anh ra một quyền, tin tưởng mười phần thiên lôi tử, đột nhiên sắc mặt biến đổi, về phía sau phương bay ngược đi ra ngoài, theo sau té rất tạp phiên trên mặt đất. Như vậy một màn, làm mọi người, đều là sửng sốt thiên lôi tử từ trên mặt đất bò lên hắn không có bị thương nhưng lại cảm giác mất mặt đến cực điểm ta muốn ngươi mệnh thiên lôi tử lại lần nữa giống to ra tiếng trực tiếp động thủ thiên lôi tử đủ rồi vạn thiên đột nhiên ra tiếng ngừng thiên lôi tử vạn thiên làm thiên bảng đứng hàng đệ tam thiên kiêu cao thủ hắn vừa ra thanh cho dù là thiên lôi tử cũng không thể làm lơ trong lòng tức giận tận trời thiên lôi tử ngừng thân hình nhìn vạn thiên toàn là khó hiểu vạn sư huynh, ngươi là phải vì người này suốt đầu sao? Vạn thiên khẽ lắc đầu, ta cũng không nhận thức hắn, nhưng ta có thể nhìn ra, ngươi không phải đối thủ của hắn. Ta mới vừa chỉ là nhất thời đại ý, thiên lôi tử như vậy nói, hắn thực ngạo khí, làm thiên bảng thứ bảy cao thủ, hắn đích xác có thuộc về chính mình ngạo khí tư bản. Vạn thiên cười một cái, nói, chẳng sợ ngươi toàn lực ứng phó, cũng không phải đối thủ của hắn. Vạn thiên nói xong lúc sau, hướng Trương Huyền nói, bằng hiếu, tuy rằng không biết người xuất từ nào môn phái nào, nhưng cho ta vạn thiên một cái mặt mũi, thiên lôi tử người này, trời sinh tính như thế, đều không phải là cố ý mạo phạm, việc này như vậy bóc quá tốt không? Trương Huyền cao mày, nói thật, hắn cũng không có chú ý tới vạn thiên cùng thiên lôi tử ở kia nói gì, hắn còn đang suy nghĩ chính mình vừa mới sở bắt lấy kia sự kiện, cơ quan, cố ý đưa ra tống vô tên, chính mình hành tung bị người phát hiện, mấy thứ này có thể liền đến cùng nhau trương huyền nhíu mày là ở tự hỏi mấy vấn đề này nhưng hắn cái này biểu tình xem ở vạn thiên nhãn chung chính là một cái khác y tứ như thế nào bằng hữu ngươi là không tính toán cho ta vạn thiên cái này mặt mũi vạn thiên đôi tay lưng đeo phía sau biểu tình hơi có chút bất mãn không cho vạn thiên mặt mũi người này thật ngạo khí a à. không thể nào không thể nào sẽ không thực sự có người cho rằng đánh bại thiên lôi tử là có thể cùng vạn thiên tranh phong đi người này cũng quá đem chính mình đương hồi sự, không đem vạn thiên để vào mắt. A, à, xem hắn đợi lát nữa chết như thế nào. Đạo đạo thanh âm vang lên, đều ở nhầm vào trương huyền. trương huyền như cũng nghĩ đến hắn trong lòng những cái đó sự. bằng hiếu không nói lời nào, chính là không đem ta vạn thiên để vào mắt. vạn thiên trên mặt tức giận càng ngày càng nhiều. liễu bạch cũng ra tiếng, vị này bằng hiếu, người có thực lực, có thể nhập thiên bảng xưng được với là một thế hệ thiên kiêu, nhưng này không đại biểu, người có thể ở vạn sư huynh trước mặt làm càn. Trương huyền nhíu chặt mày dần dần giãn ra khai, hắn lại nghĩ thông suốt một chút. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không có quý trọng. Vạn thiên quát lạnh một tiếng, theo sau thân hình vọt tới trước, ra tay. Vạn thiên tốc độ thực mau, ít nhất ở người khác xem ra, mau đến căn bản vô pháp tưởng tượng. Trương huyền vừa định thông một cái điểm, đang muốn nghĩ lại, lại cảm giác một trận nhỏ yếu quyền phong đánh úp lại, cái này làm cho Trương Huyền một trận vô ngữ, hắn chỉ là nhẹ nhàng phất tay, mang theo một trận cuồng bạo dòng khí. Kiên niết quyền vào tới, khí thế mười phần vạn thiên, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, quăng ngã phiên trên mặt đất. Tại đây đơn giản một tức chi gian, vạn thiên bị thua, như vậy một màn, làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Vạn thiên từ trên mặt đất bò lên, sắc mặt phá lệ khó coi, vừa rồi cảm giác, hắn phi thường rõ ràng, Đối phương chỉ là phất tay, liền có một cổ chính mình căn bản vô pháp kháng cự lực lượng đánh úp lại, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vạn Thiên thực ngốc, còn lại người càng ngốc, người này như thế nào sẽ cường đến loại trình độ này, chẳng lẽ là thiên bảng kia đứng hàng đệ nhất đệ nhị cao thủ? Thiên bảng cao thủ, Vạn Thiên đứng hàng đệ tam, nhưng đệ nhất cùng đệ nhị trước nay đều không có ra mặt, chỉ là đồn đãi, này hai người phá lệ cường đại, nhưng cụ thể cường đại tới trình độ nào, không ai biết được. Nhưng hiện tại xem ra, có thể nhất chiêu bài rất vạn thiên, chỉ có thể là xếp hạng vạn thiên phía trước hai vị thiên kiêu cường giả. Vạn Thiên chú ý tới, người chung quanh đều đem ánh mắt phóng tới trên người mình, cái này làm cho hắn cảm giác có chút nan kham, đặc biệt là liễu bạch ánh mắt, càng là làm Vạn Thiên hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Lúc này, phàm là có một trận chiến chi lực, Vạn Thiên đều sẽ đi ra phía trước, cùng Trương Huyền đại chiến 300 hiệp. Nhưng vừa rồi phát sinh sự tình Thật sự là làm vạn trời sinh không ra qua đi đại chiến tâm, đối phương chỉ là vẫy vẫy tay, chính mình liền tung bay ra tới, này sao đánh? Cố nén chung quanh những cái đó làm chính mình nan kham ánh mắt, Vạn Thiên hướng Trương Huyền ôm ôm quyền, xin lỗi, nhiều có đắc tội, ta đây liền rời đi. Vạn Thiên nói xong, quay người liền đi, hắn như vậy cách làm, đảo cũng tiêu sái. Đánh không lại không sợ, liền sợ đánh không lại, còn muốn cậy mạnh, mặc cho ai nhìn đến, đều cảm thấy mất mặt. Vạn Thiên cho rằng chính mình chỉ là ở kỳ ngộ thượng không bằng đối phương, chỉ cần cho chính mình thời gian, bại rất hắn, sớm muộn gì sự. Trương Huyền đang nghĩ sự tình, lại nhiều lần bị người quấy dày, rõ ràng mỗi lần đều đến mau nghĩ thông suốt điểm, liền bởi vì những người này ngạnh sinh sinh đem chính mình đánh gấy. Hiện tại những người này đem chính mình cách hướng xong rồi, muốn đi, nào có tốt như vậy sự. Trương Huyền lại không phải thánh nhân, cũng không phải bùn làm, ai ngờ tới nhiết một phen liền nhiết một phen. Còn nữa mà nói, tượng đất cũng có ba phần hỏa khí. Vạn ngày trước chân mới vừa bán ra, Trương Huyền thanh âm, liền từ hắn phía sau vang lên. Ta nói làm ngươi đi rồi sao? Vạn thiên bước chân một đốn, quay đầu lại, vị này huynh đài, người không cần khinh người quá. Oanh! Một cổ vô hình chi khí, từ vạn bầu trời phương đè xuống, tại đây cổ vô hình chi khí hạ, vạn thiên ngay cả đều đứng không vững, đương trường quỳ xuống, hắn muốn đứng dậy, lại căn bản làm không được hắn cảm giác toàn thân đều bị áp chế ở chỗ này quỳ phạt ba ngày ba đêm trương huyền nói ra như vậy một câu quỳ phạt ba ngày ba đêm chung quanh dị năng giả nghe được lời này hít hàm một hơi người này cũng quá mức bá đạo bọn họ hiện tại xem trương huyền cách làm bá đạo kia đơn giản là vừa tiếp xúc dị năng tuy rằng ngoài miệng nói các loại thánh tử thần nữ nhưng lại chưa từng gặp qua chân chính đại chiến ở triệu cực xem ra Trương Huyền cách làm, này nơi nào là trừng phạt, hoàn toàn chính là ở nói dẫn sao. Sự thật cũng đích xác như thế, không nói Trương Huyền hiện tại thân phận thực lực, chính là hắn vẫn là quang minh đảo chủ thời điểm, bị người như vậy đắc tội, chỉ sợ đứt tay đứt chân đều là không tránh được. Cũng liền hiện tại, Trương Huyền tâm tính có thể thăng hoa, lại xem vạn thiên đám người là vãn bối. Không tôi, tuy rằng ở tuổi thượng vạn thiên đám người, cùng Trương Huyền tuổi không sai biệt lắm lớn nhỏ, nhưng ở Trương Huyền trong lòng, bọn họ chính là vãn bối. Này đó vãn bối, được đến kỳ ngộ cũng thuộc không dễ, bằng không, chỉ bằng mượn Vạn Thiên đám người vừa mới chi hành vi, Trương Huyền chỉ sợ, cũng trực tiếp giơ tay đem này trấn áp giết chết. Thiên Lôi Tử nhìn mắt Trương Huyền, phát hiện Trương Huyền ánh mắt cũng chiều nơi này xem ra, hắn lập tức hiểu rõ, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, không rên một tiếng. Kia Tôn Vưu, càng là một câu cũng chưa nói cũng không có lại triển lộ trên người hắn ngọn lửa hơi thở, trực tiếp rời đi nơi này. Đến núi Liễu Bạch, nàng xem Trương Huyền ánh mắt hoàn toàn biến hóa, dạo bước tiến lên, ra tiếng nói, huynh đài cách làm, thật sự bá đạo, không bằng vào thành nội, cùng nhau uống một chén, ta Liễu Bạch. Cút đi, Trương Huyền không kiên nhẫn phất tay, lại là một cổ khí xoáy tụ cuốn ra, trực tiếp đem Liễu giấy trắng bay ra đi. Chân trước còn như thần nữ giống nhau thánh khiết Liễu Bạch, lập tức chật vật bất kham, trên người đều là bùn đất nàng chỉ là dị năng giả liền ngự khí tu sĩ đều không bằng còn không có đạt tới cho bụi không dính thân cảnh giới dị năng giả chung bốn gã thiên kiêu ba gã lúc này chật vật bất kham tất cả mọi người nhìn trương huyền một màn này là bọn họ căn bản là không nghĩ tới a à, đánh nam nhân liền tính đối như vậy một cái tuyệt sắc nữ nhân cũng hạ đi tay thứ này tuyệt đối độc thân liễu bạch cũng là sắc mặt khó coi thực đang ở lúc này có một đám người lên núi mau tống vũ cái kia đồ đê tiện chính là từ cái này địa phương biến mất lục soát cho ta đem đồ vật tìm ra này đàn lên núi người trong miệng gào thét lớn đồng thời cũng ở không ngừng nhắc mãi cái gì trương huyền thúc giục linh khí tiến đến nghe trộm những người này nói đều rõ ràng truyền tới trương huyền trong tai nghe bọn hắn theo như lời tống vũ là trộm bọn họ một thứ gì đó theo sau giấu kín lên bọn họ được đến tin tức, biết tống mưa lúc này. Nhóm người này người minh mông cuồn cuộn lên núi, đi vào phá miếu trước, đầu tiên là ngạc nhiên nhìn thoáng qua quỷ gối nơi đó thiên lôi tử cùng vạn thiên, lại nhìn mắt đầy người chật vật liễu bạch, tuy là nghi hoặc, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp dũng mãnh vào kia phá miếu. Bên trong, một đám người nháy mắt cấp phá miếu trên đầy, tìm kiếm cái gì, này phá miếu vốn là rách nát bất kham, đột nhiên bị những người này đi vào một đốn loạn phiên, lập tức liền có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Đột nhiên, một trận nồng đậm linh khí thổi quét mà đến, làm này phá miếu trong phạm vi, bị xương mù dày đặc sở bao phủ. Này xương mù dày đặc, toàn bộ đều là linh khí xương mù dày đặc. Trương huyền cùng triệu cực hai người, đồng thời sắc mặt biến đổi, này linh khí xương mù dày đặc xuất hiện, quá đột nhiên, liền hai người bọn họ cũng chưa phản ứng lại đây. Mà đối với những cái đó dị năng giả mà nói, Bọn họ chỉ cảm thấy có rất nhiều năng lượng xuất hiện, đối với loại này năng lượng, bọn họ xưng là dị năng lượng. Thật nhiều dị năng lượng, đại gia mau hấp thu a. Mau mau mau, đây là truyền thừa, truyền thừa xuất hiện a, mau hấp thu. Hấp thu ngươi muội a, truyền thừa xuất hiện, tất nhiên có truyền thừa nơi, này đó đều chỉ là truyền thừa nơi ngoại giật năng lượng, chân chính cơ duyên ở truyền thừa nơi chung. Cái gì truyền thừa nơi? Như thế nào đi? Ở đâu? có người hỏi như vậy nói ở kia một người duỗi tay một lóng tay liền thấy phá miếu bên trong nguyên bản kia tòa rách nát trên vách tường đột nhiên xuất hiện một đạo tản ra ánh sáng đại môn này đại môn xuất hiện cực kỳ đột ngột nhưng trong bóng đêm lại là cực kỳ thấy được này đại môn vừa xuất hiện lập tức làm ở đây người điên cuồng truyền thừa nơi xuất hiện đại gia mau hướng a hướng hướng truyền thừa nơi hướng đoạt truyền thừa một đám người điên giống nhau nhằm phía truyền thừa nơi. Quỳ trên mặt đất vạn thiên, thiên lôi tử, xem trong lòng suốt ruột, lại căn bản không dám vọng động. Chật vật liễu bạch bò lên thân tới, nàng đầu tiên là nhìn mắt Trương Huyền, phát hiện đối phương cũng không có để ý chính mình, theo sau chiều truyền thừa nơi phóng đi. Lúc trước, liễu bạch xuất hiện là lúc mọi người kinh hô thần nữ, nhưng lúc này, ở truyền thừa nơi trước mặt, cái này cái gọi là thần nữ, cũng không có cái gì địa vị, căn bản không ai sẽ bởi vì liễu bạch tướng mạo mà đối nàng lễ nhượng một chút. Tế cái gì tế, một thân bùn, đi xa một chút. Một người còn ghét bỏ xô đẩy liễu bạch một phen. Liễu bạch trong lòng sinh giật, quay đầu lại nhìn lại, đẩy nàng người sớm không biết đã chạy đi đâu. Nghe nói tống vũ kia đồ đê tiện ngộ truyền thừa, khả năng liền ở truyền thừa nơi bên trong, đi vào tìm nàng. Muốn cho này đồ đê tiện đẹp. Nguyên bản giữa sườn núi thượng rậm rạp thân ảnh, ở ngắn ngủn vài phút nội, biến mất sạch sẽ, chỉ còn Trương Huyền, Triệu Cực, Vạn Thiên cùng Thiên Lôi Tử, sau hai người còn quỷ gối nơi đó, trong mắt là nôn nóng cùng hâm mộ. Triệu Cực nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, nói: "Những người này mẹ nó không đầu óc a, à, như vậy môn cũng dám tiến." Trương Huyền cười cười, bọn họ bản thân chính là được đến kỳ ngộ mới nắm giữ dị năng, lúc này đối mặt loại tình huống này, đã đánh mất cơ bản tự hỏi năng lực, có thể lý giải này nói rõ là bẫy dập hảo đi. Triệu cực nhìn này phiến sáng lên môn, đã không biết nên như thế nào phun tào. Người nói, đây là ai làm đâu? Trương Huyền nhìn trước mắt môn, đột nhiên dẫn ra như vậy nồng đậm linh khí, lại khai như vậy một phiến môn, cửa này đi thông địa phương khác, này không phải bình thường khống linh cường giả có thể làm được sự, thậm chí trí tôn đều không được. Triệu cực đi đến trước cửa, đánh giá một phen, nói, kỳ thật cũng không phải như thế, này nồng đậm năng lượng, là thông qua này phiến môn dẫn lại đây, người nhìn kỹ này vách tường, mặt trên có nhàn nhạt hoa văn, đều là tân khắc họa đi lên, đây là một cái hiểu. Trận pháp người làm, ta tưởng, cũng không phải chúng ta hai người hành tung bại lộ, mà là cổ cơ cố ý tiết lộ ra tin tức, nhưng cũng không phải tiết lộ cho chúng ta, mà là cấp vừa mới những người đó. Trương Huyền gật gật đầu, cổ cơ phía sau có cao nhân chỉ điểm, hiểu trận pháp, cũng coi như hợp lý, nếu này trận pháp là nàng bày ra, nàng muốn làm cái gì? Triệu cực nhún vai, nói như thế nào, chúng ta muốn hay không? Triệu cực nói, đột nhiên im bặt, hắn vốn muốn hỏi Trương Huyền muốn hay không theo vào đi gặp, nhưng lời nói mới nói một nửa, liền thấy Trương Huyền đã một chân bước vào này đại môn giữa. Triệu cực vội vàng theo đi vào, Trương Huyền một chân bước vào đại môn, trước mặt đã có khắc động thiên, hắn lại quay đầu lại, phía sau là một mặt vách đá, không có xuất khẩu, mà Triệu cực, còn lại là từ vách đá giữa liền như vậy đi ra, một màn này nhìn qua cực kỳ quỷ dị giống như là trò chơi họa mặt bắc giống nhau duỗi tay đi chạm đến vách đá là thật thể không phải ảo giác mà ở trương huyền cùng triệu cực trước mắt còn lại là một cái thật lớn hang đá đại sảnh phía trước những cái đó trước một bước tiến vào dị năng giả nhóm tất cả đều đứng ở này đại sảnh giữa một đám trên mặt tràn ngập hoảng loạn cùng thất thố hai ta giống như mẹ nó lo chuyện bao đồng a à. triệu cực nhìn dưới chân ở trương huyền cùng triệu cực dưới chân đúng là từng đạo hoa văn vẫn luôn kéo dài này hoa văn rậm rạp che kín toàn bộ thạch động đại sảnh cuối cùng với trung tâm một cái viên điểm tụ tập mà thành nhìn này rậm rạp hoa văn triệu cực lẩm bẩm nói này trận không đơn giản a à. trương huyền có chút ngạc nhiên nhìn về phía triệu cực người còn hiểu trận không hiểu a à, triệu cực thực quang côn trả lời nhưng ta cảm giác càng phức tạp hoa văn này trận nên càng như bước đi Trương Huyền chỉ có cấp triệu cực vươn một cái ngón tay cái. Tại đây thạch động đại sảnh trong vòng, không có bất luận cái gì linh khí, những cái đó dị năng giả nhóm, một đám trong miệng kêu la. Nơi nào có truyền thừa? Căn bản là không truyền thừa a. À. Đây là chó má truyền thừa nơi. Ta phải đi về, đem những cái đó dị năng lượng hấp thu, không thể so cái gì đều cường. Đang lúc mọi người mồm năm miệng mười là lúc, một đạo cười khẽ tiếng vang lên. Ha ha ha. Chư vị, nơi này là truyền thừa nơi, bất quá, truyền thừa còn không có mở ra." Này cười khẽ thanh rất rõ ràng, truyền tới mọi người trong tai. Mọi người ngẩng đầu, liền thấy ở bóng loáng vách đá trung ương, có một cái kéo dài ra tới ngôi cao, mà ngôi cao thượng, đứng một cái có được màu đồng cổ da thịt nữ nhân. Cổ cơ, Trương Huyền ánh mắt một ngưng. Lúc này cổ cơ, hoàn toàn không có Trương Huyền mới gặp nàng khi cái loại này ngượng ngùng cảm giác. Cổ cơ này một trương anh khí mười phần trên mặt, tràn ngập cuồng vọng, ở cổ cơ ánh mắt giữa, trương huyền còn thấy được một mặt điên cuồng. Chật chật chật, triệu cực phát ra quái thanh, người nói, thú tộc cô bé giống như cũng không tội a à. Tống vũ, nguyên lai người cái tiện, hóa tại đây, đem đồ vật sao ra đây, bằng không lột da của ngươi ra. Phía trước kia minh mông cuồn cuộn lên núi một đám người trong miệng kêu to. Đối mặt những người này, cổ cơ trên mặt trước sau treo đạm cười tống vũ truyền thừa ở đâu đem truyền thừa giao ra đây dị năng giả nhóm cũng ở trong miệng kêu cổ cơ ra tiếng truyền thừa còn không có mở ra bất quá lập tức liền mở ra còn muốn đa tạ các vị tới giúp ta mở ra truyền thừa a à? mở ra truyền thừa tống vũ người có ý tứ gì cổ cơ nói làm này đó dị năng giả nhóm nghe được như lọt vào trong sương mù không tốt dưới chân đại trận bắt đầu phát lực, Triệu Cực sắc mặt biến đổi, cô nàng này làm sự tình, trước bắt lấy nàng. Triệu Cực vừa muốn động thủ, lại phát hiện một cổ vô hình chi lực, bắt lấy chính mình hai chân. Cổ cơ đứng ở kia trên đài, ra tiếng nói, cái gọi là truyền thừa nơi, tự nhiên sẽ không dễ dàng mở ra, truyền thừa bảo tồn đến nay, sẽ không tùy ý làm người cướp lấy, đều là để lại cho chân chính thiên tài, chỉ có những cái đó chân chính xứng có được lực lượng người, mới có thể được đến truyền thừa lực lượng. Bất quá, này không đại biểu, liền không thể đổi một loại phương pháp, cướp lấy này đó truyền thừa, thông qua mấy trăm người máu tươi, dung nhập mắt trận, liền có thể mở ra đại trận, phá vỡ truyền thừa đại môn. Các vị, đa tả các ngươi, tiến đến giúp ta mở ra truyền thừa đại môn A, ha 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 ha. Cổ cơ cuồng tiếu tiếng vang lên. Trong nháy mắt này, màu đỏ quang mang sáng lên. Đám kia thành đội lên núi, muốn tìm cổ cơ lấy đổ vật người, tại đây hồng mang sáng lên nháy mắt, liền hóa thành từng đoàn huyết vụ, thân thể nổ tung. Như vậy một màn, xem này đó dị năng giả nhóm sướng sờ, theo sau thét chói tai ra tiếng. Này đó dị năng giả, ở được đến dị năng phía trước, đều là một đám người thường, chẳng sợ được đến lúc sau, ở một khối là có tranh cường đấu tàn nhẫn, nhưng khi nào gặp qua trường hợp như vậy, nhiều như vậy người, ở trước mắt nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi. Màu đỏ quang mang càng thêm nồng đậm, không thể tùy tiện dùng khí. Trương Huyền hướng triệu cực ra tiếng, này đại trận, chính là ở hấp thu bọn họ năng lượng, người ta một khi động thủ, chỉ biết ra tốc này đại trận hình thành. Ngoà tào, vừa mới chuẩn bị ra chiêu triệu cực nghe được lời này, tức khắc nhụt trí, kia làm sao bây giờ, hai ta hôm nay còn có thể tại này bị cô nàng này ăn đã chết. Này đào không đến mức, Trương Huyền lắc lắc đầu, này trận không gây thương tổn người ta. Kia cũng không thể tùy ý nàng như vậy giết chóc a. À. Này đàn bà vừa thấy liền một bụng ý nghĩ xấu, triệu cực nhìn trước mắt phát sinh sự tình, lo lắng xuông. Theo hồng mang càng ngày càng thịnh, có càng ngày càng nhiều dị năng giả, giống như vừa rồi những người đó giống nhau, thân thể nổ tung. Còn lại những cái đó còn sống người muốn trốn, nhưng bọn họ hai chân đều bị một cổ vô hình chi lực trói buộc, căn bản là trốn không thoát. Ở này đó dị năng giả trong mắt, tràn ngập tuyệt vọng, còn có không cam lòng, cùng với hối hận. Liễu Bạch lúc này không còn có cái gọi là thần nữ bộ dáng, nàng khóc kêu, khẩn cầu cố cơ phóng nàng một con ngựa, nàng lấy thân thể của mình vì lợi thế, hy vọng người khác có thể giúp giúp nàng, nhưng lúc này, căn bản là không ai có thể phản ứng nàng. Trương Huyền, mau nghĩ cách A, triệu cực gấp đến độ không được. Trương Huyền khẽ lắc đầu, người ta không hiểu trận, vào trận, không có cách nào, chỉ có thể chờ. Chờ, này đến chờ cái gì thời điểm đi? Này cổ cơ, là ở thỉnh người. Trương Huyền ra tiếng, sở hữu năng lượng, chiều một chỗ tụ tập, một khi chờ người kia xuất hiện, trận pháp năng lượng liền sẽ tan đi, đến lúc đó, người ta là có thể ra tay. Ở Trương Huyền cùng triệu cực hai người nói chuyện chi gian, lại có mười mấy danh dị năng giả, hóa thành huyết vụ, bọn họ trong cơ thể năng lượng, toàn bộ đều làm đại trận bổ sung. Liễu Bạch nhìn trước người người một cái tiếp theo một cái nổ mạnh mở ra, nàng nội tâm sợ hãi, đã làm nàng biểu tình trở nên vặn vẹo, nàng không thể tin được đây là thật sự, ở một giờ trước, nàng vẫn là thiên kiêu thánh nữ, đi đến nơi nào đều bị người truy phùng, đã có thể tại đây một giờ lúc sau, hết thảy đều thay đổi. Loại này biến hóa, đặt ở ai trên người, đều sẽ có một loại không chân thật cảm. Nhưng cảm giác là cảm giác, sự thật là sự thật, ở sự thật trước mặt, không có khác khả năng. Không cần a à, ta không muốn chết, không muốn chết, không nghĩ. Liễu bạch thanh âm tiêm tế trói tai, lại đột nhiên im bặt, bởi vì nàng cũng bạo thành một đoàn huyết phụ. Này đó là hiện thực. Này đó là cơ bản nhất luật rừng, người thích ứng được thì sống sót. Mọi người, vì biến cường đi vào nơi này, không nghĩ tới, không ai có thể đủ thuận buồm xuôi gió biến cường, có 99% người đều sẽ chết ở này một cái biến cường trên đường. Này trong đại sảnh màu đỏ quang mang càng ngày càng thịnh, cổ cơ trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng thịnh. Giờ này khắc này, địa tâm thế giới lúc trước, Trương Huyền đã từng ý đổ lên trời, muốn nhìn xem, này địa tâm không chung, rốt cuộc có cái gì, cuối cùng lại bị một cổ vô hình chi lực ngăn trở, bị oanh xuống đất mặt, mơ hồ chi gian, hắn chỉ nhìn đến một cây màu trắng cột đá, ở kia màu trắng cột đá phía sau, là mông lung cung điện hư ảnh, không ai có thể nghĩ đến, ở ngày đó không phía trên, còn có như vậy một phen cảnh tượng. Bởi vì, thế giới này quá lớn, lớn đến người căn bản vô pháp tưởng tượng. Thế giới này quá lớn, lớn đến có vô số thần bí địa phương. Có như vậy một cái hẹp hòi tiểu đạo, tiểu đạo hai bên, là màu đen thủy, dòng nước chảy xiết, nếu vô ý rơi xuống này trong nước, hậu quả khó tưởng, nhìn kỹ, này quay cuồng hắc thủy giữa, thế nhưng còn tràn ngập vô số bạch cốt. Đoàn người, đi ở này hẹp hòi tiểu đạo bên trong, này chung quanh quỷ dị cảnh tượng, căn bản không có đối bọn họ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Cầm đầu một người, thân xuyên hắc y, phía sau có một phen trọng kiếm, hắn đi tới bước chân đột nhiên dừng lại cảm nhận được sao người này đúng là huyền thiên nghe huyền thiên nói thiên quốc thánh chủ gật gật đầu có năng lượng tiếp dẫn lý dung tài sắc mặt biến đổi chúng ta hủy hoại bọn họ đại môn phong tỏa bọn họ vốn tưởng rằng có thể kéo dài một đoạn thời gian không nghĩ tới bọn họ động tác nhanh như vậy huyền thiên quay đầu lại nhìn về phía này hẹp cuối đường đi thôi lập tức trở về chúng ta thế giới, yêu cầu làm ra thay đổi. Thiên quốc thánh chủ cười lên tiếng, ngày này, rốt cuộc tới sao? Lý Dung Tài lộ ra vẻ mặt chính xác, tân thời đại mở ra. Đao nơ đức trong mắt mang theo nghi hoặc, thời đại, thời đại nào? Huyền thiên hít sâu một hơi, phản thời cổ đại. Phản thời cổ đại. Đao nơ đức sửng sốt một chút, phản thời cổ đại. Phản cổ. Ở kia sơn động đại sảnh bên trong, màu đỏ quang mang, đã nồng đậm tới rồi cực hạn. Có một bóng người, tại đây màu đỏ quang mang bên trong, dần dần ngưng tụ thành hình. Thạch động đại sảnh trong vòng, sở thừa thân ảnh, đã không có mấy. Nồng đậm máu tươi hương vị ở không khí bên trong lan tràn, còn sót lại mấy chục danh dị năng giả, đã tuyệt vọng, bọn họ bên người người một cái tiếp theo một cái chết đi, bọn họ biết, nên đến phiên chính mình. Đúng lúc này, trong đại sảnh màu đỏ quang mang, đột nhiên chiều một chỗ tụ tập mà đi, là kia hình thành bóng người. Thân ảnh ấy dần dần rõ ràng, thân cao 2 mét, khuôn mặt anh tuấn, hắn mở ra hai tay, nhắm hai mắt, trên mặt toàn là hưởng thụ thần sắc. Gặp qua chủ nhân, trên đài cổ cơ, lập tức quỳ một gối xuống đất. Bóng người mở hai mắt, nói, ngươi thật đúng là không có làm ta thất vọng a, à? cổ cơ, ngươi làm không tồi, thực hảo, tuy rằng nơi này năng lượng rất ít, nhưng vừa vặn đủ mở ra đại môn, tuy rằng xuống dưới, ta chỉ tồn tam thành thần lực nhưng đối với nơi này mà nói, cũng đã vậy là đủ rồi. Thần tộc, Trương Huyền nghe được đối phương trong miệng theo như lời, lập tức làm ra suy đoán. Một người trống giống xuất hiện, cảnh tượng như vậy, này đó dị năng giả khi nào gặp qua. Đây là người nào? Đây là có chuyện gì? Cận tồn số lượng không nhiều lắm dị năng giả, toàn bộ đều đầy mặt kinh nghi nhìn trước mặt cái này xuất hiện nam nhân. Xuất hiện nam nhân hơi hơi mỉm cười, ngô nãi thiên linh, tam trọng thần tộc, thần tử. Thiên Linh trợn mắt, ánh mắt quét đến kia vài tên dị năng giả trên người, cùng ngày linh ánh mắt gây ra, kia vài tên dị năng giả thân thể, nháy mắt nổ mạnh mở ra. Chân năng động, chạy a, à, chạy a. À. Có người đột nhiên phát hiện, chính mình dưới chân trói buộc chính mình năng lực, đột nhiên biến mất, tự thân lại khôi phục hành động năng lực. Triệu cực, động thủ. Trương Huyền không hề nghĩ ngợi, nếu là thần tộc, kia đó là địch nhân. Lúc này trận pháp đã là kết thúc. Triệu cực nghe được Trương Huyền nói, kháng long giản xuất hiện ở trong tay, lão tử sớm nhịn không được. Ta đối phó hắn, người đi trước chảo cái kia cổ cơ. Triệu cực nói xong, trực tiếp nhằm phía thiên linh. Thiên linh cũng không có đi để ý những cái đó nơi nơi tán loạn dị năng giả, đối với hắn mà nói, trong người hình vừa mới ngưng tụ là lúc, hắn cũng đã rõ ràng, nơi này, rốt cuộc ai mới là bữa ăn chính. Thấy triệu cực cầm kháng long giản vào tới, thiên linh hơi hơi mỉm cười, không tồi sao, không thể tưởng được đê tiện nhân loại, còn có vài phần thực lực, xem như một cái không tồi đồ bổ. Giờ phút này, triệu cực đã vào tới thiên linh trước người, cầm giản hướng triệu cực chiều tới. Thiên linh nhéo lên nắm tay, theo sau một quyền oanh ra, quyền cùng kháng long giản tương va chạm, triệu cực chỉ cảm thấy hổ khẩu chỗ sinh đau, đối phương quyền phong phía trên, mang theo một cổ đáng sợ lực lược, làm kháng long giản đều chấn động không thôi triệu cực liên tục lui về phía sau mấy bước, kia chấn động kháng long giản, mang theo triệu cực toàn bộ cánh tay, đều ở không ngừng phát run. Lúc này, trương huyền thân hình đã là nhảy lên, đi vào kia chỗ ngồi cao phía trên, trên mặt ra người mặt nạ ở thúc dục linh khí nháy mắt, cũng đã tan vỡ mở ra. Là ngươi, cổ cơ liếc mắt một cái liền nhận ra trương huyền. Ta sớm nên nghĩ đến, thú nhân tộc có thể trà trộn vào mặt đất, phía sau tất nhiên có thần tộc bóng dáng. Trương Huyền một phen chiều cổ cơ chụp tới. Cổ cơ sắc mặt đại biến, kêu sợ hãi một tiếng, thiên linh đại nhân, cứu ta. Ta nô bộc, cũng không phải là ai đều có thể chạm vào. Thiên linh hừ lạnh một tiếng, duỗi tay chụp vào Trương Huyền. Thiên linh khoảng cách Trương Huyền rất xa, đã có thể ở thiên linh làm ra cái này động tác đồng thời. Màu đỏ quang mang ngưng tụ mà thành bàn tay to, đã xuất hiện ở Trương Huyền phía sau. Trương Huyền tay niết hổ hình, một con mãnh hổ xuất hiện, cắn xé này trương đại tay, lại bị bàn tay to nhẹ nhàng chấn áp, lại có một con linh hạc hiện thân, lại ở xuất hiện nháy mắt, liền bị bàn tay to trực tiếp chụp nhảy ra đi. Thần tộc, này đó là cái gọi là thần tộc cường thế. Bọn họ tự xưng là vì thần, cho rằng thiên hạ hết thảy, toàn vì con kiến. Thần tộc người, Trương Huyền đã từng gặp qua một cái, ma nữ, nhưng khi đó ma nữ, bởi vì trọng thương duyên cớ, thực lực giảm đi, cuối cùng lại bị mệnh liêm khắc chế, chết ở tự thân sợ hãi dưới. Nhưng hôm nay Linh, tuy rằng lấy bí pháp buông xuống, thực lực chỉ tồn tại tam thành, nhưng chỉ tồn tại tam thành, cùng còn thừa tam thành, là hai loại cảm nhớ. Liền giống như một chiếc xe, nguyên bản cấp tốc là 100 mại, hiện tại chỉ có thể chạy 30 mại, tốc độ liền hạn định đến 30 mại, vĩnh viễn chạy không đi lên, trừ phi đổi động cơ. Mà còn có một chiếc xe, cấp tốc là 100 mại, cũng có thể chạy 100 mại, nhưng chạy xong lúc sau, này xe yêu cầu sửa chữa một chút, này chỉ là không đến tất yếu thời điểm sẽ không sử dụng cấp tốc, nhưng không đại biểu, không có cấp tốc. Nếu nói ma nữ là đệ nhất chiếc xe, thiên linh, đó là đệ nhị chiếc xe. Kia chỉ màu đỏ bàn tay to, chân áp mãnh hổ, chụp phiên linh hạc lúc sau, xu thế không giảm, chiều trương huyền chụp tới. Trương huyền chỉ có thể từ bỏ trước mắt cổ cơ, trong tay xuất hiện màu tím thần kiếm, chém về phía kia bàn tay to, liên tục tam đánh, Mới đưa Thiên Linh này cách không nhất chiêu tiêu tán. Thiên Linh quay đầu lại, nhìn mắt Trương Huyền, khóe miệng gợi lên một nụ cười, có điểm ý tứ, nắm giữ một chút căn nguyên chi lực, nhưng gần, cũng chỉ là một chút mà thôi, người bực này thực lực, tại đây hạ giới, hẳn là đỉnh cấp cường giả đi, nhưng đặt ở chúng ta thần giới, bất quá là trung hạ đẳng mà thôi. Thiên Linh không có lại ra tay, hắn khoanh tay mà đứng, cực kỳ tự tin. Hiện giờ, thần giới đại môn mở ra, ta chờ thần giới cường giả, sôi nổi hạ giới, tìm kiếm cơ duyên, mà ngươi, tư chất không tồi, nhưng nguyện trở thành ta nô bộc. Thiên linh cực kỳ nghiêm túc hỏi hướng Trương Huyền. Đang hỏi Trương Huyền hay không nguyện ý trở thành nô bộc khi, thiên linh nhãn trung ngạo nghễ chi sắc, là căn bản che giấu không được, hiển nhiên, ở thiên linh nhãn trung, trở thành hắn nô bộc, là thực vinh quang một sự kiện. Trang Nima đâu, Trương Huyền, trùy hắn sao? Triệu cực hét lớn một tiếng, lại lần nữa múa may kháng long giản mà đến triệu cực trên người quấn quanh màu đen trường long đây là hắn huyết mạch thiêu đốt khi bộ dáng lúc này đây hắn không có lại niệm khẩu quyết triệu cực cũng rõ ràng tại đây loại đỉnh cấp chiến đấu bên trong chính mình chỉ có thức tỉnh huyết mạch mới có thể một trận chiến nếu không căn bản tham dự không đến trong đó trương huyền hít sâu một hơi dưới chân màu sắc rực rỡ tiên liên xuất hiện điều điều màu sắc rực rỡ thần quang từ trương huyền thân thể chung quanh buông xuống hộ hắn an toàn nếu nói bán tướng lúc này hắc long quấn quanh triệu cực giống như địa ngục ma chủ mà này tiên quang tràn ngập trương huyền tắc giống như cử thiên thần vương giống nhau trương huyền cùng triệu cực hai người một trước một sau sát hướng thiên linh nếu không muốn thần phục vậy trở thành đồ bổ đi các ngươi hai người có thể cho ta lại khôi phục hai thành thực lực thiên linh hai tay chấn động ở hắn phía sau một bộ thần quang cánh chim hiện lên hắn thật liền giống như kia thần thoại giữa thần linh giống nhau, mạnh mẽ đến đáng sợ. Thiên linh chỉ là phất tay, ở triệu cực trước mặt, không gian liền có chút rách nát, đây là một loại lực lượng đến mức tận cùng thể hiện, thế giới này đã khó có thể thừa nhận thiên linh bực này cường giả. Nếu thiên linh vui, lúc này hắn, tùy ý nhưng sụp đổ một đỉnh núi, đem không gian xé rách, nhưng thiên linh, không có làm như vậy, không phải hắn không muốn, mà là, hắn không dám. Thần tộc tùy cường, nhưng đều không phải là vô pháp vô thiên, nào đó quy tắc, bọn họ cũng muốn tuân thủ. Thiên Linh sẽ không tùy tiện phá hư nào đó quy tắc, nhưng hắn lại có thể vận dụng ở quy tắc bên trong cực hạn lực lượng. Thiên Linh lấy một địch hai, trong mắt như cố tràn ngập tự tin thần sắc, hắn rất mạnh. Ít nhất, muốn đánh bại hắn, cơ hồ không có khả năng, trừ phi nguyện ý băng toái một bộ phận không gian. Trương Huyền quanh thân diễn biến trăm hình, hắn mỗi một động tác trong cơ thể đều sẽ phát ra hổ gầm rồng ngâm tiếng động triệu cực quanh thân hắc long quấn quanh kháng long giản nhưng bài trừ hết thảy ba người đại chiến này cả tòa thạch động đại sảnh đều ở chấn động hòn đá tạp lạc ngoại giật năng lượng làm những cái đó dị năng giả không chịu nổi triệu cực huy giản phá vỡ một cái thông đạo chạy triệu cực là tự cấp những cái đó còn chưa có chết sát dị năng giả nhóm chỉ một con đường sống này đó dị năng giả nhóm căn bản không kịp nói lời cảm tạ Nhìn thấy sinh lộ, điên cuồng chiều kia toàn đi. Cổ cơ đứng ở kia ngôi cao thượng, nhìn phía dưới, nàng biết Thiên Linh không có khả năng thua, đây là thần linh. Thử hỏi, thần linh như thế nào sẽ bại bởi phàm nhân đâu? Thiên Linh công kích, cơ hồ không có hình thể, nhưng vừa lúc loại này không có hình thể công kích mới nhất khủng bố, Trương Huyền cùng Triệu Cực hai người quanh thân, tùy thời sẽ xuất hiện cường lực đả kích, loại này đả kích làm người khó có thể phản ứng. Không thể không thừa nhận thiên linh thật sự rất mạnh. Lúc trước Trương Huyền, ở Athen Thần Sơn, lấy một địch hai, không rơi hạ phong, nhưng hôm nay, hắn cùng triệu cực hai người liên thủ, lại như cũng có một loại bị thiên linh áp chế cảm giác. Hơn nữa ở đánh nhau bên trong, Trương Huyền cùng triệu cực, thế nhưng vô pháp tìm được thiên linh sơ hở, cái này làm cho bọn họ không thể nào xuống tay. Con kiến trước sau là con kiến, thiên linh thực tự tin, hắn phất tay gian, Trương Huyền cùng triệu cực hai người quanh thân hư không rách nát, Loại này xé rách không gian năng lượng, cũng có thể làm một người hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ mở ra. Nếu Trương Huyền cùng Triệu Cực lại nhược một chút nói, rách nát liền không ngừng là quanh thân, mà là xuất hiện ở bọn họ trên người. Ngọa Tào, thứ này có điểm mạnh a, sao trình? Triệu Cực lấy kháng long giản phòng hộ mấy thân. Trương Huyền hít sâu một hơi, hắn dưới chân tiên liên, bảy viên hạt sen hiện lên. Này nãy lúc trước chiến linh hóa thành hạt sen, đương tiên liên tiến hóa, phát sinh biến chất lúc sau hạt sen đồng dạng phát sinh biến chất. Trương Huyền duỗi tay, chỉ hướng thiên linh, hét lớn một tiếng, đi. Trong phút chốc, bảy viên hạt sen, bắn nhanh hướng thiên linh. Vẫn luôn tự tin tràn đầy thiên linh, tại đây một khắc, rốt cuộc thay đổi thần sắc. Đây là cái bảo bối. Không tồi, ta thực thích, thiên linh duỗi tay, ngăn cản bảy viên hạt sen. Này bảy viên hạt sen, phát ra thất sắc quang mang, với thiên linh trước người nổ vang biến mất, mà thiên linh, còn lại là liên tục lui về phía sau bảy bước, lúc này mới ổn định thân hình. diệu nhật trương huyền sau lưng diệu nhật lĩnh vực xuất hiện, đương diệu nhật xuất hiện lúc sau kia rách nát ở trương huyền quanh thân hư không không còn có xuất hiện. trương huyền trong tay màu tím thần kiếm hiện ra ở hắn sau lưng một tôn màu đen anh linh xuất hiện không có trương hiển toàn cảnh trương huyền nhất kiếm chém ra màu tím kiếm mang phương pháp muốn đem này khung đỉnh đều bổ ra ha 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 hảo có điểm ý tứ thiên linh cười lớn một tiếng đồng thời phất tay chém ra đao mang đao mang cùng kiếm mang tại đây không chung lẫn nhau va chạm trong phút chốc đất rung núi chuyển cả tòa thạch động đều phải sụp xuống cổ cơ rốt cuộc vô pháp lưu lại nơi này xoay người liền chạy chạy nào đi trương huyền duỗi tay muốn bắt cổ cơ thiên linh đại nhân cứu ta cổ cơ kêu sợ hãi một tiếng ở trước mặt ta bắt ta người ngươi không khỏi, có chút quá để mắt chính mình. Thiên linh quát lạnh một tiếng, một trường chụp được, trở trương huyền động tác. Mà ở này khe hở chi gian, cổ cơ đã chạy trốn. Thạch động đại sảnh bên trong, cự thạch rơi xuống, nhưng này cự thạch, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến trương huyền ba người. Đột nhiên, nồng đậm linh khí từ dưới lên trên, thổi quét mà đến. Cũng tại đây đồng thời, thiên linh lại một lần động thủ. Chơi cũng chơi đủ rồi, không chơi thiên linh múa may cánh tay. Nháy mắt, vô số hồng quang thổi quét hướng Trương Huyền cùng triệu cực. Trương Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được này màu đỏ quang mang bên trong sở hỗn loạn năng lượng. Triệu cực nổi giận gầm lên một tiếng, chém ra một cái hắc long, nhưng hắc long lại ở nháy mắt bị màu đỏ quang mang sở chém chết. Một ít hư giống mà thôi, trung quy đều là rác rưởi. Thiên linh khinh thường nói. Hồng quang lan tràn đến triệu cực trên người, triệu cực đương trường tạp nhảy ra đi, đánh vào chung quanh vách đá phía trên, đem vách đá tạp ra một người hình lỗ thùng. Trương Huyền liên tục bổ ra mấy đạo kiếm mang, là triệt tiêu một bộ phận hồng quang, nhưng lại như cũ bị kia hồng quang lan tràn mà đến năng lượng ăn mòn, chỉ là nháy mắt, Trương Huyền trên người, liền xuất hiện vô số đạo thật nhỏ vết thương, này đó vết thương xuất hiện lúc sau, bắt đầu xé rách. Phía trên cự thạch nện xuống, đem Trương Huyền vùi lấp. Thiên linh sau lưng, quang cánh biến mất, hắn lắc lắc đầu, con kiến trước sau là con kiến. Thiên linh cũng không có tiếp tục truy kích, hắn lực chú ý, đặt ở này đột nhiên dâng lên nồng đậm linh khí mặt trên, đây là nơi đây truyền thừa, mà lúc này đây, thần tộc dáng thế, vì chính là truyền thừa. Lúc trước, thiên địa năng lượng bị phong tỏa, lưu tại thế gian năng lượng thiếu đáng thương. Hiện giờ, này đó năng lượng một lần nữa xuất hiện, không có người sẽ không tâm động, chẳng sợ hắn vì quý vì tam trọng thần tộc thần tử, cũng đối này đó truyền thừa, tâm động vô cùng. Truyền thừa giữa năng lượng, bất đồng với bình thường năng lượng, mỗi một loại truyền thừa năng lượng, đều có thần kỳ công hiệu. Đang lúc thiên linh tính toán tìm kiếm truyền thừa là lúc, trương huyền thanh âm, lại một lần vang lên. Uống nguyệt, uống nguyệt lĩnh vực xuất hiện, tại đây một khắc, sở hữu linh khí, đều hướng kia một vòng trang rằm tụ tập mà đi, trang rằm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, dần dần bổ khuyết. Diệt thế ma kiếm, màu tím kiếm mang phun ra nuốt vào mà ra. Truyền thừa hiện, Lệ Uống Nguyệt hấp thụ truyền thừa chi lực, phụng dưỡng ngược lại Diệt Thế Ma kiếm phía trên, Diệt Thế Ma kiếm, cơ hồ ở nháy mắt, liền ngưng tụ tới rồi một loại đáng sợ trình độ, loại này đáng sợ, làm Thiên Linh đều vì này động dung. Dĩ Vãng Trường Huyền thực chiến Diệt Thế Ma kiếm, đơn giản là hấp thu chung quanh thiên địa năng lượng, hấp thu chiến linh năng lượng, nhưng lúc này đây, hắn hấp thu chính là truyền thừa chi lực. Mỗi một phần truyền thừa, đều vô cùng đáng sợ, đây là thuộc về thượng cổ thời đại năng lượng truyền thừa loại này năng lượng hệ thống, vô pháp bị thế gian sở tiếp thu, cho nên mới bị phong ấn lên, nhưng lúc này lại ngưng tụ với diệt thế ma kiếm phía trên. Màu tím diệt thế ma kiếm chung quanh, tràn ngập một tầng nồng đậm sương mù. Thiên linh không có làm bất luận cái gì chờ đợi, lập tức ra tay, màu đỏ quang mang cường thế áp xuống, muốn ngăn cản trương huyền ngưng tụ này đem ma kiếm. Nhưng này màu đỏ quang mang ở áp xuống nháy mắt, thiên linh hoảng sợ phát hiện, chính mình sở đánh ra năng lượng, thế nhưng bị này một phen ma kiếm hấp thu. Đây là có chuyện gì? Đây là cái gì công pháp? Ngay cả thiên linh, đều vì diệt thế ma kiếm loại này ma tính, cảm thấy khiếp sợ. Lúc này Trương Huyền, ngồi xếp bằng với màu sắc rực rỡ lên bàn phía trên, này ma kiếm ở hắn trên đỉnh đầu không trôi nổi, hắn căn bản không dám lấy tay đi cầm. Lúc này, nếu là chạm vào này ma kiếm, Trương Huyền tin tưởng, chính mình sẽ ở ngay lập tức chi gian, bị này ma kiếm, hút thành thây khô ma kiếm ném ở biến hóa, truyền thừa chi lực bí mật mang theo linh khí, hình thành chín điều trường long, hướng diệt thế ma kiếm, quấn quanh mà đi. Quấn quanh truyền thừa chi lực diệt thế ma kiếm có bao nhiêu đáng sợ, trương huyền vô pháp tưởng tượng, nhưng là từ thiên linh biểu tình có thể thấy được, này nhất kiếm lực lượng, là thiên linh đều không thể thừa nhận. Trương huyền ngồi trên tiên liên phía trên, tay nhất kiếm chỉ. Linh khí trường long tụ tập đến kiếm phong chung quanh. Diệt thế ma kiếm, ở chín điều linh khí trường long quấn quanh dưới, chém ra. Này nhất kiếm, là không tiếng động. Không có bất luận cái gì tiếng vang xuất hiện, nhưng sở hỗn loạn uy lực, là bất luận kẻ nào, đều không dung khinh thường. Tiên liên bên trong, trương huyền tựa như thần chi, hắn mở hai tròng mắt, trong mắt nổ bắn ra tinh quang. Ở kia xanh thẳng không trung bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo chỗ hồng, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng lại khiến cho rất nhiều người chú ý, người thường, chỉ đương chính mình là hoa mắt, thần ẩn hội tổng bộ hòa hoa lão nhân lẩm bẩm mấy ngày liền đều trảm khai sao, nơi nào đại chiến, đây là kiểu gì cường giả? phản tổ minh người áo đen sắc mặt khó coi, không nói gì. địa tâm bên trong đoạn cửu long đôi tay lưng đeo với phía sau, cường là cố nhiên cường, nhưng chờ ta hấp thu anh linh điện, mọi người đều phải ở ta dưới chân phủ phục run rẩy. này nhất kiếm làm hết thảy về vì bình tĩnh. Lấy truyền thừa chi lực làm cơ sở nhất kiếm, cường hãn đến làm người sợ hãi. Nhất kiếm qua đi, Trương Huyền bọn họ vị trí thạch động đại sảnh hoàn toàn sụp xuống, chờ Trương Huyền cùng Triệu Cực từ vô số đá vụn phía dưới bỏ ra tới khi, phát hiện chính mình đang đứng ở một tòa núi hoang phía trên. Triệu Cực há to miệng, nhìn phía sau, liền thấy lên nguyên mấy chục tòa núi lớn, lúc này đều bị gọt bỏ sơn thể, này chính là vừa mới Trương Huyền kia nhất kiếm dự uy, hỗn loạn toàn bộ truyền thừa chi lực tuy rằng kiếm phong đã tập trung, nhưng như cũ có vẻ, đặc biệt đáng sợ. Trương Huyền, kia hóa, đã chết sao? Triều cực lầm bầm. Không biết, Trương Huyền lắc lắc đầu, hắn nhíu mày, cổ cơ cùng thần tộc trà trộn một khối, chuyện này, phiền toái. Tại đây một ngày, có một cái tin tức, ở đỉnh cấp thế lực lớn giữa truyền khai. Kia liệt thiên nhất kiếm, đến từ Trương Huyền. Đương biết được tin tức này sau, hòa hoa lão nhân, lập tức ngồi không yên, hắn trước tiên, liền phải liên hệ phản tổ minh người áo đen, không đợi hắn nhích người, đối phương cũng đã tìm tới. Hoa hoa, được đến tin tức sao, người áo đen sắc mặt khó coi. Hoa hoa gật gật đầu. Liệt thiên nhất kiếm, kia làm không chung đều xuất hiện một đạo vết sách cường đại uy lực, này uy lực, là làm hòa hoa lão nhân cùng người áo đen, đều cảm thấy sợ hãi. Liên hệ đoạn cửu long, liên hệ ngọc hư, chúng ta cùng nhau cấp cửu cục tạo áp lực, thẩm phán trương huyền người này không chết, lòng ta khó an. Trương Huyền sở biểu hiện ra ngoài này phiên sức chiến đấu, làm hòa hoa lão nhân cùng người áo đen, tất cả đều không xong, nhưng bằng vào hai người bọn họ, không phải Trương Huyền thế lực đối thủ, muốn thẩm phán Trương Huyền, cần thiết đến nhiều mặt liên hợp, muốn đứng ở đại thế góc độ đi, tiến hành thẩm phán. Địa tâm giữa, đoạn Cửu Long lúc này, hào khí tận trời, hắn đứng ở Anh Linh Điện trước, hôm nay hắn đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, muốn bắt Anh Linh Điện tạo hóa anh Linh Điện đã từng được xưng giữa trời đất này lớn nhất bảo tàng, bên trong sở ẩn chứa chiến linh số lượng, vượt quá tưởng tượng, mỗi một tôn chiến linh đều là cực cường chiến lực, càng có như vậy mấy tôn chiến linh tồn tại với thần thoại truyền thuyết giữa, đáng sợ vô cùng. Trăm năm trước diệt thế chi chiến qua đi, anh Linh Điện vẫn luôn phủ đầy bụi, hiện giờ, trăm năm thời gian đã qua, anh Linh Điện muốn một lần nữa mở ra. Ở đoạn cửu long phía sau, là anh Linh Điện đệ tử, mỗi một cái đều xoa tay hầm hè, chờ nghinh đón này phân tạo hóa. Trăm năm thời gian, anh Linh Điện sở tích góp sở hữu tài nguyên, đều bị đem ra, đây là trăm năm tích góp, chẳng sợ đối với toàn bộ anh Linh Điện mà nói, đều chân quý vô cùng. Sở hữu hết thảy, đều là vì anh Linh Điện mở ra. Mọi người, mặc kệ là đoạn cửu long, vẫn là anh Linh Điện đông đảo đệ tử, đều đang chờ đợi anh Linh Điện mở ra. Đến đây đi, đoạn cửu long hét lớn một tiếng, hôm nay khiến cho chúng ta phá vỡ truyền thừa cấm chế. Hôm nay khiến cho chúng ta đánh vỡ này sở hữu hết thảy. Hôm nay khiến cho chúng ta chứng kiến anh linh điện trở về. Đoạn Cửu Long mở ra hai tay. Đoạn Cửu Long phía sau, anh linh điện các đệ tử đồng thời kêu gọi trở về hai chữ, tiếng vang rung trời. Mọi người, tại đây một khắc, phá lệ hào khí, bởi vì bọn họ hôm nay phải làm là bài trừ tổ tiên lập hạ cấm chế, bọn họ phải làm là chứng kiến đã từng vương giả lại một lần trở về, đương bắt được anh linh điện truyền thừa lúc sau, anh linh điện tương ứng, chắc chắn vương giả trở về. Một đạo hư ảnh từ đoạn Cửu Long phía sau phân ra, cầm trong tay bố tạ. Này kiềm giữ bố tạ phân thân xông thẳng phía chân trời, quét mắt phía dưới, theo sau dùng sức múa may trong tay bố tạ. Theo đoạn Cửu Long phân thân động tác, kia bầy biện ở chung quanh các loại tài liệu, sôi nổi bị cuốn vào trời cao bên trong, khắc họa tốt đại trận phát ra mỏng manh quang mang, đây là đại trận khởi động đêm trước. Mọi người, đều nín thở ngưng thần, bởi vì bọn họ biết, bực này đã hồi lâu một ngày, rốt cuộc muốn tới. Anh Linh Điện nội, toàn bộ anh Linh Điện, đều tràn ngập một loại màu đỏ quang mang, nguyên bản rậm rạp chiến linh, lúc này đã hoàn toàn biến mất. Cách tương đương, ăn no, tà thần thanh âm vang lên, hắn thanh âm giữa, tràn ngập một loại thỏa mãn. Toàn bộ anh linh điện nội hồng quang, bắt đầu chiều một cái điểm ngưng tụ mà đi, hội tụ thành một người hình bộ dáng, liền ngừng lại. Hình người cầm lấy trên mặt đất anh linh lệnh, nhìn thoáng qua, theo sau giống như ném rác rưởi giống nhau đem anh linh lệnh ném tới một bên. "Này ngoạn ý, không gì chứng dùng, nơi này cũng không gì chứng dùng." Nói trắng ra là, liền thừa cuối cùng một chút năng lượng, ở bên trong ân. Hấp thu đi, hút xong liền đi." Nói, hình người ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu hấp thu anh linh điện chỗ sâu trong đang ở bị phạt bạch giang nam đột nhiên cảm giác thân thể một nhẹ sở hữu thêm vào tại thân thể thượng thống khổ hoàn toàn biến mất hắn một sửng sốt chờ đợi hồi lâu lúc sau hắn phát hiện khôi phục tự do đi ra ngoài kết quả liếc mắt một cái liền nhìn đến trống rỗng anh linh điện cái này làm cho bạch giang nam có một loại đi nhầm cảm giác bạch giang nam đi trở về nguyên bản nơi địa phương lại lần nữa đi trở về đại sảnh ân không sai vẫn là trống rỗng Bạch Giang Nam có chút hoảng hốt, này sao hồi sự. Nguyên lai like còn có người vây ở như vậy. Thôi, bản tôn một lần nữa xuất thế, liền đưa ngươi một hồi tạo hóa, mang ngươi rời đi đi. Một đạo hồng quang thổi quét thượng Bạch Giang Nam, theo màu đỏ quang mang chợt lóe, Bạch Giang Nam hoàn toàn biến mất ở chỗ này. Giờ này khắc này, anh Linh điện ngoại, phía trên không trung, phong vân quấy. Ở đoạn cửu long phân thân một phen đại trùy dưới, sở hữu tài liệu đều bắt đầu hòa tan, hắn dẫn động đại trận, dẫn động thiên địa năng lượng, này năng lượng hội tụ đại trận trong vòng. Đoạn cửu long bản thể, cũng hét lớn một tiếng, phóng lên cao, cầm trong tay hải thần tam xoa kích. Giờ khắc này, sở hữu năng lượng, đều tụ tập đến đoạn cửu long trong tay, tam xoa kích phía trên. Đoạn cửu long cảm thụ được tam xoa kích thượng truyền đến tuyệt cường năng lượng, đem trong tay tam tranh lệch, dùng sức ném mạnh đi ra ngoài. Cho ta phá, anh linh điện, tuyệt thế truyền thừa hiện ra thế gian, đoạn cửu long phía sau, tóc bay múa, giống như cuồng ma. Còn kém canh một, ngày mai bổ, hôm nay trạng thái là thật không tốt, đại thế triển khai, yêu cầu hảo hảo thiết kế một chút cốt truyện. Ở đoạn cửu long hai thanh tổ khí, cùng với đại lượng tài liệu phối hợp hạ, bố trí đại trận, bắt đầu phát huy. Trần huy ngưng tụ ở tam xoa kích thượng, theo đoạn cửu long dùng sức một ném, tam xoa kích thẳng đến anh linh điện mà đi. Anh linh điện ngoại, giống như có thứ gì đột nhiên rách nát giống nhau anh linh điện cấm chế liền như vậy bị phá khai này hết thảy nhìn như đơn giản kỳ thật thực lực trận pháp thiên tài địa bảo thiếu một thứ cũng không được thử hỏi thế gian có mấy cái đoạn cửu long như vậy đứng đầu nhân vật cấm chế khai đoạn cửu long sắc mặt đại hỷ kia ngưng tụ ở anh linh điện ngoại bài xích lực đang ở chậm rãi thu nhỏ đối với bình thường anh linh điện đệ tử có ảnh hưởng nhưng đối với đoạn Cửu Long loại này nhân vật mà nói, đã không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ta đi trước một bước, bài trừ bên trong cấm chế, ngươi chờ ở này, chờ đợi cấm chế hoàn toàn biến mất, cướp lấy tạo hóa. Đoạn Cửu Long lưu lại như vậy một câu sau, thân hình lập tức biến mất, tiên tiến nhập Anh Linh Điện nội. Một chúng Anh Linh Điện thành viên xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng, ai đều biết, đi vào trước chỗ tốt là thật lớn, có chiến linh đặt ở nơi đó nhập người chọn lựa nhưng mọi người đều minh bạch, chính mình vào không được, này trước hết chỗ tốt, chỉ có thể làm đoạn cửu long trước cầm, lấy liền lấy đi, đoạn cửu long tổng không có khả năng đem chỗ tốt toàn thu, một chút đều không lưu lại đi, nếu như vậy, hắn nào còn không biết xấu hổ ngồi cái này phó điện chủ vị trí. Lúc này đoạn cửu long, trong lòng bạo hỉ, đây chính là anh linh điện truyền thừa A. Trăm năm không có mở ra, trăm năm lắng động lại, rất khó tưởng tượng, anh linh điện chung, rốt cuộc tụ tập nhiều ít năng lượng. Đêm này hấp thu, có khả năng được đến chỗ tốt, vô pháp tưởng tượng. Đoạn cửu long trong lòng, hào khí hướng vân, hắn thậm chí đã nghĩ đến chính mình vô địch trường hợp, phương đông truyền thừa, hắn toàn muốn. Một đạo quang mang lập lè, đoạn cửu long thân ảnh, xuất hiện ở anh Linh Điện kia chống trải đại sảnh giữa. Đúng vậy, chống trải. Nguyên bản rậm rạp chiến linh, đã toàn bộ bị tà thần sở cắn nuốt, lúc này anh Linh Điện, tràn ngập một loại thê lương cô tịch cảm giác. Đoạn cửu long tiến vào trước tiên, cũng không phát hiện khác thường, hắn chỉ cho rằng đây là anh linh điện tự mình bảo hộ cơ chế, đoạn cửu long liên tiếp đánh ra mấy đạo năng lượng, muốn kích hoạt này vô số chiến linh thân ảnh. Anh linh điện ngoại, mọi người, chỉ cảm thấy anh linh điện chung, hơi thở kích động, cái này làm cho bọn họ tâm ngứa khó nhịn. Bên trong có đại tạo hóa ha, đâu chỉ là tạo hóa đơn giản như vậy, gấp không chờ nổi muốn đi vào. Anh linh điện mọi người nhiết quyền bọn họ hô hấp đều trở nên thô nặng, bọn họ đang đợi, chờ đợi anh Linh Điện phòng ấn yếu bất kia một khắc, mọi người, tất sẽ một ủng mà nhập. Anh Linh Điện Trung, đoạn cửu long đánh ra mấy đạo pháp quyết, nhưng lại không có một chút hiệu quả, cái này làm cho đoạn cửu long mông, gì tình huống, chính mình đánh ra, cũng tất cả đều là anh Linh Điện cấm chế A, có thể khởi động lại anh Linh Điện, như thế nào vô dụng. Đoạn cửu long lại là một đốn pháp quyết đều xuất hiện, nhưng như cũng không có nửa điểm chứng dùng, cái này làm cho đoạn cửu long không nghĩ ra, chẳng lẽ chiến linh đều tiêu tán? Không có khả năng A, à, chiến linh sao có thể tiêu tán? Nhưng nếu chiến linh không tiêu tán nói, kia chiến linh đâu? Ai có thể ra tới cho ta giải thích một chút A? À? Uy, có người mị, chống rộng anh linh điện, làm đoạn cửu long cảm giác có chút bất lực, này căn bản là không phải chính mình trong tưởng tượng bộ giang A. À. Đoạn cửu long cả người đều ở phát ngốc, đột nhiên, kia giống như rác rưởi giống nhau bị vứt trên mặt đất một khối lệnh bài hấp dẫn kết thúc cửu long chú ý. Đây là, anh linh lệnh, đoạn cửu long thần sắc vừa động, duỗi tay vung lên, trên mặt đất anh linh lệnh rơi vào trong tay hắn. Lúc này anh linh lệnh phía trên, đã không có nửa điểm năng lượng hơi thở, hoàn toàn giống như là một khối gạch. Đoạn cửu long cầm trong tay anh linh lệnh, đầu tiên là sửng sốt vài giây, theo sau bàn tay dùng sức, trong tay anh linh lệnh, nháy mắt hóa thành bột mịn. Trong nháy mắt này, đoạn cửu long minh bạch này anh linh điện nội không có chiến linh xuất hiện không phải cái gì còn tồn tại cấm chế mà là này đó chiến linh toàn không có a anh linh lệnh tại đây trương huyền hắn đã tới trương huyền trương huyền trương huyền hiện tại đoạn cửu long nghĩ đến này tên liền hận không thể đem này nhìn xương thành cho chính mình tập kết anh linh điện trăm năm chân quý phá vỡ cấm chế vốn tưởng rằng là anh linh điện truyền thừa là một hồi đại tạo hóa nhưng đến sau lại công dã tràng này anh linh điện nội sớm bị dọn không hận a à, ta hận a à, trương huyền ta muốn người chết ta muốn người chết a à. người chết không đáng tiếc đoạn cửu long ở giống to đang ở lúc này anh linh điện ngoại cấm chế toàn bộ tiêu tán những cái đó đã sớm xoa tay hầm hè anh linh điện đệ tử một tổ ong vào tiến vào chiến linh chiến linh chiến linh thu chiến linh nhập khống linh cảnh ta vây ở phú thần đỉnh mười mấy năm, hiện giờ, rốt cuộc có thể, bước vào khống linh chi cảnh. Đây là ta chờ tạo hóa. Không, đây là chúng ta toàn bộ anh linh điện tạo hóa. Vô số thân ảnh, kích động vọt vào anh linh điện chung. Đã có thể ở vọt vào anh linh điện kia một khắc, này đó kích động thân ảnh, tất cả đều có chút dại ra. Vốn dĩ, này đó anh linh điện người, cho rằng này trong điện, hội chiến linh vô số, mặc cho bọn hắn lựa chọn, nhưng còn bây giờ thì sao chống rỗng anh linh điện nào mẹ nó có chiến linh thân ảnh a à? có chỉ là này đó vô số tưởng cùng chính mình tranh đoạt chiến linh người anh linh điện vài tên trưởng lão cũng vào tiến vào nhìn này không có bất luận cái gì chiến linh tồn tại anh linh điện bọn họ ánh mắt giữa hoặc nhiều hoặc ít có một ít mê mang đối chính là mê mang chiến linh đâu chiến linh đều đi đâu này chống rỗng anh linh điện làm mọi người không cấm đem ánh mắt nhìn về phía đoạn cửu long. Cảm thụ được mọi người ánh mắt đoạn cửu long, bỗng nhiên sửng sốt. Ý gì? Các ngươi xem ta làm gì? Ta mẹ nó cũng thực tuyệt vọng a. À? Một người anh linh điện trưởng lão đi lên trước tới, ra tiếng, phó điện chủ, này anh linh điện truyền thừa. Tên này trưởng lão nói một nửa, liền không có tiếp tục nói tiếp, nhưng trong đó ý tứ đã thực rõ ràng, ai đều biết, anh linh điện chung, chiến linh vô số, thả này đó chiến linh, đều là thời cổ tuyệt cường giả, có thể được đến nơi đây chiến linh tán thành, tiến vào khống linh, cũng đều là cường giả. Nhưng còn bây giờ thì sao? Này chiến linh cũng chưa. Anh linh điện phong ấn trăm năm, một mở ra, chiến linh không có, tại đây phía trước, chỉ có người đoạn cửu long tiến vào quá, kia này chiến linh đi đâu, chỉ có người đoạn cửu long biết đi. Đoạn cửu long mày nhân lại, người cho rằng, này chiến linh, đều bị ta lấy đi rồi. Tên này trưởng lão không nói chuyện, đông đảo anh linh điện thành viên cũng không nói chuyện, nhưng đại gia ý tưởng đều thực thống nhất, này anh linh điện nội, một cái chiến linh cũng chưa, không phải ngươi lấy đi, lại có thể là ai? Chẳng lẽ là chúng ta? Đoạn cửu long hít sâu một hơi, chư vị, ta tiến vào khi, anh linh điện đã không, là trương huyền cầm anh linh lệnh đã tới. Trương huyền, phó điện chủ, dùng cái gì thấy được? Một người trưởng lão hỏi ra. Đương nhiên là anh linh lệnh, ta, đoạn cửu long vừa định nói chính mình thấy được anh linh lệnh nhưng đột nhiên nghĩ đến vừa mới anh linh lệnh bị phẫn nộ dưới chính mình hóa thành bột mịn a à. này này nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch kia một ngày xé trời nhất kiếm dẫn tới vô số cường giả tim đập nhanh đường tin tức truyền ra này nhất kiếm đến từ chính trương huyền lúc sau rất nhiều người ngồi không yên ngọc hư đạo nhân hòa hoa lão nhân phản tổ minh người áo đen này đó cùng Trương Huyền có ân oán người, có thể nào đã chịu, có như vậy một cái địch nhân sống trên đời, mấu chốt là người này, tuổi không lớn, tu hành thời gian quá ngắn, liền có hiện tại này phiên thực lực, nếu là cho hắn thời gian trưởng thành, sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Trương Huyền cùng Ngọc Hư đạo nhân bọn họ, đã sớm là không chết không ngừng cuộc diệt, Ngọc Hư đạo nhân đám người, cũng sẽ không cho rằng, đương Trương Huyền hoàn toàn trưởng thành lên lúc sau, có thể có buông tha bọn họ này vừa nói một ngày này hòa hoa lão nhân ba người tụ tập ở cửu cục tổng bộ trước cửa giang vân này trương huyền cách làm phải cho cái giải thích nhất kiếm xé trời phá hư quy củ nếu tùy ý hắn như vậy đi xuống sớm muộn gì có một ngày thương sinh chịu khổ trương huyền cần thiết thẩm phán bọn họ ở cửu cục trước cửa phát ra như vậy ngôn luận cửu cục tổng bộ đại môn mở ra kia trung niên nam nhân đi ra giang vân triệu cực sư huynh cửu cuộc đời trước nhất ca thực lực khủng bố chưa thấy qua hắn ra tay nhưng lúc ấy ở athen thần trên núi hắn chỉ là mấy cái động tác liền làm triệu cực định ở nơi đó vô pháp nhúc nhích giang vân việc này tất yếu thẩm phán không tồi phá hư quy củ cần thiết thẩm phán lại có lưỡng đạo thân ảnh đi tới này hai người là lúc trước ở athen thần trên núi trộm ra tay hai người giang vân nhìn đến này hai người cười cười liên hộ thế giáo người đều ra tới sao? các ngươi muốn như thế nào thẩm phán? rất đơn giản, làm trương huyền cấp mọi người một công đạo, một cái làm mọi người đều vừa lòng công đạo. giang vân hít sâu một hơi, trương huyền chính là anh linh điện tương lai điện chủ lục diễn truyền nhân, các ngươi muốn hắn cấp công đạo nói, ta anh linh điện cũng muốn trương huyền cấp một công đạo. đoạn cửu long thân ảnh xuất hiện, này hai ngày đoạn cửu long trong lòng phá lệ nghẹn khuất, kia anh linh điện sự, rõ ràng cùng hắn không quan hệ, hiện tại lại cùng hắn móc nối, anh linh điện nội mọi người, đều tưởng hắn đoạn cửu long đem anh linh điện sở hữu tạo hóa toàn bộ lấy đi, nhưng trên thực tế, chỉ có đoạn cửu long rõ ràng, này tất cả đều là trương huyền việc làm, hiện tại đoạn cửu long, hận không thể đem trương huyền rút gân rút cốt, hiện tại thẩm phán trương huyền loại sự tình này, đoạn cửu long lập tức đứng dậy. Đoạn cửu long chỉ cảm thấy chính mình, phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ nhưng tại đây phẫn nộ lúc sau, càng nhiều, còn lại là ủy khuất. Trước mắt, tổng cộng 6 người, yêu cầu Trương Huyền cấp ra công đạo. Lúc ấy kia liệt thiên nhất kiếm, Giang Vân cũng cảm thụ rõ ràng, đây là không cho phép tồn tại với trên thế giới này cường đại năng lượng. Giang Vân tưởng không rõ, rốt cuộc là như thế nào địch thủ, sẽ làm Trương Huyền chém ra như vậy nhất kiếm, ít nhất, trước mắt này 6 người, còn không đến mức. Mà tin tức này truyền ra, bản thân liền quỷ dị, có người truyền kia nhất kiếm là trương huyền chém ra nhưng này tin tức cụ thể là ai truyền ra tới không người biết được đây là có người cố ý mà làm chi giang vân nhìn trước mặt sáu người hắn thân là cửu cục chân chính quản lý giả thậm chí hắn có cướp đoạt triệu cực thân phận quyền lợi trương huyền là hè oi bức người này liệt thiên nhất kiếm là ở hè oi bức cảnh nội chém ra giang vân không thể mặc kệ chuyện này đối mặt như thế đủ loại giang vân ra tiếng hảo nếu các vị đều làm ra quyết định, vậy thẩm phán đi, 7 ngày sau, lên trời phong, thẩm phán Trương Huyền. Ở một nhà khách sạn giữa, triệu cực chính chơi di động, Trương Huyền ngồi ở một bên, còn ở vào khôi phục giai đoạn, liệt thiên nhất kiếm, không riêng bớt thời giờ một chỗ truyền thừa nơi, càng là bớt thời giờ Trương Huyền trong cơ thể năng lượng, cái này làm cho Trương Huyền yêu cầu khôi phục thật lâu, đồng thời, Trương Huyền cũng nắm giữ kia một chút truyền thừa chi lực, tuy rằng chỉ là một chút, nhưng cũng đủ rồi truyền thừa chi lực truyền tới người trong cơ thể cung cấp với đem cá cho người một khi đem truyền thừa chi lực nắm giữ từ nay về sau liền có thể ở trong thiên địa tự do chuyển hóa loại này năng lượng mà lúc này đây trương huyền có thể chém ra xé trời nhất kiếm cùng này truyền thừa chi lực thuộc tính có phân không khai quan hệ này truyền thừa chi lực thuộc tính trương huyền tổng kết đến cùng tổng cộng liền một chữ phá phá bài trừ thiên hạ hết thảy bài trừ vạn pháp một cái phá tự, nói đơn giản, cảm thụ hung mãnh vô cùng. Nói ngắn lại, đây là trực tiếp nhất có thể tăng cường Trương Huyền tự thân lực công kích một loại truyền thừa, đối với hiện tại Trương Huyền mà nói, rất quan trọng. Trương Huyền thu công, hít sâu một hơi, hắn tại đây mấy ngày thời gian nội, đã lĩnh ngộ truyền thừa. Loại này truyền thừa một khi lĩnh ngộ, liền sẽ tự nhiên dung nhập khung giữa, về sau, Trương Huyền mỗi một lần đối địch, mỗi nhất chiêu nhất thức giữa, đều sẽ tràn ngập như vậy phá tính. Mỗi nhất chiêu đều có bài trừ thiên hạ hết thảy chi thế. Mỗi nhất thức đều có bài trừ vạn pháp chi uy. Này không khỏi làm Trương Huyền trên mặt lộ ra mỉm cười thần sắc, hiện tại hắn bức thiết yêu cầu tăng cường thực lực của chính mình, kia thần tộc Bình Minh, làm Trương Huyền cảm nhận được rất lớn áp lực, Trương Huyền cũng không xác định Bình Minh có hay không chết ở chính mình kia nhất kiếm dưới, bất quá chẳng sợ bất tử, Trương Huyền cũng có tự tin, trong khoảng thời gian ngắn, hôm nay Minh sẽ không hiện thân. Trương Huyền trợn mắt, nhìn đến Triệu Cực ngồi ở một bên hít mây nhả khói. Có hai việc, Triệu Cực thấy Trương Huyền hồi hồn, trực tiếp mở miệng, chuyện thứ nhất, về lão bà ngươi tin tức, ta phái người đi ra ngoài tìm hiểu, đáng tiếc cái gì đều tìm không thấy, nói thật, nếu lão bà ngươi cố ý muốn trốn đi, muốn tìm nàng, rất khó. Trương Huyền yên lặng gật đầu. Chuyện thứ hai, Triệu Cực vẻ mặt chính xác, bảy ngày sau, lên trời phong, đem cử hành thẩm phán ngày. Thẩm phán ngay, Trương Huyền vẻ mặt kỳ quái, hắn chưa từng nghe qua cái này cách nói, nhưng từ mặt chữ ý tứ thượng cũng có thể hiểu biết một ít, thẩm phán ai? Người, triệu cực rỗi tay chỉ vào Trương Huyền, người kia nhất kiếm, phá thiên, cũng đâm thủng thiên, kỳ thật trên đời này có quy củ, sở hữu công kích cường độ, không thể vượt qua nhất định lược, nhưng người ngày đó công kích, đã phá cái kia lược, tương đương phá hủy quy củ. Lược, ta chưa từng nghe nói qua, Trương Huyền lắc lắc đầu. Triệu cực cười khổ một chút, cái này lượng, là hiện tại, căn bản không ai có thể đạt tới, ai biết đã bị ngươi chém ra tới, ta cũng không nghĩ tới. Ha ha, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, muốn thẩm phán ta, là bởi vì quy củ, vẫn là bởi vì không nghĩ ta tồn tại. Triệu cực nhún vai, người ta đều rõ ràng, nhưng thẩm phán này, không thể không đi, hiện tại ngươi, có tư cách theo chân bọn họ gọi nhịp, nhưng không đại biểu, liền nhất định có thể theo chân bọn họ gọi nhịp, nghe nói lúc này đây hộ thế giáo cũng ra tới hộ thế giáo trương huyền cảm thấy vài phần nghi hoặc ân triệu cực gật gật đầu cái này giáo phái sẽ không hiển lộ thực lực cường đại cũng thực thần bí có bao nhiêu cường trương huyền trực tiếp hỏi ra nói như thế triệu cực trả lời ngọc hư đạo nhân là hộ thế giáo giáo đồ như vậy có thể lý giải đi trương huyền mày nhíu chặt vài phần audio điện tử võ tấn bền Ngọc Hư đạo nhân, xưng được với là đỉnh cấp tồn tại, hắn đang ở Ngọc Hư trên núi, cởi ra một khối phế cổ, đều thực lực siêu nhiên. Ngọc Hư đạo nhân bản nhân, càng là quỷ dị khó lường. Đã có thể như vậy một tôn cường giả, thế nhưng chỉ là hộ thế giáo giáo đồ. Triệu cực giải thích, hộ thế giáo, sẽ không tùy ý lộ diện, chỉ có tại đây thế giới xuất hiện dung chuyển nguy cơ khi, mới có thể xuất hiện, lúc này đây, hộ thế giáo đều ra mặt, phải đối ngươi tiến hành thẩm phán, ngươi cần thiết đến đi, nếu như không đi, chỉ sợ không cần đoạn cửu long bọn họ những người này động thủ, hộ thế giáo liền sẽ trước tìm ngươi phiền toái, hơn nữa, ta sư huynh cũng sẽ động thủ, rốt cuộc, ngươi là hẻ Oi Bức người, việc này cũng phát sinh ở hẻ Oi Bức. Trương Huyền nghe xong, gật gật đầu, "7 ngày sau, hảo, vậy 7 ngày sau nhìn xem, bọn họ muốn như thế nào thẩm phán ta." Trương Huyền nói lời này khi, ánh mắt giữa tràn ngập một loại tự tin thần thái, hắn không sợ cái gì thẩm phán. Triệu cực minh bạch, hiện giờ Trương Huyền, có như vậy thực lực. 7 ngày thời gian, thoảng qua, này 7 ngày nội, Trương Huyền vẫn luôn đều đãi ở khách sạn bên trong, lĩnh ngộ truyền thừa bên trong phá ý. Càng là cảm thụ, Trương Huyền càng là phát hiện này phá ý phi phạm chỗ, này tuyệt đối không phải bình thường truyền thừa, ít nhất, không phải hải thần truyền thừa, Athen truyền thừa có thể so sánh với. Hải thần truyền thừa, Athen truyền thừa, sở mang đến, đơn giản chính là một ít tân năng lượng hệ thống, nhưng phá ý bất đồng, loại này truyền thừa, ẩn chứa đạo ý. Đại đạo 3000, nắm giữ trong đó một cái đạo ý, liền tương đương với cùng đại đạo sinh ra liên hệ, đây là cổ nhân lưu lại ảo giác nói thẳng. Nhưng đến bây giờ, cũng không ai có thể chân chính nắm giữ đạo ý. Đoạn Cửu Long nói chính mình có nói, trên thực tế chỉ là pháp tắc. Pháp tắc là cái gì? Là đại đạo dưới sở diễn sinh ra tới đạo pháp. Mà chân chính nói, là có thể thay đổi pháp tắc. Loại này cách nói, vô cùng kỳ diệu, không thể miêu tả, nhưng giờ này khắc này, Trương Huyền có thể, rõ ràng cảm nhận được, phá y có khả năng mang đến thật lớn chỗ tốt. Đương ngày thứ bảy, Trương Huyền từ ngồi xếp bằng giữa đứng dậy, nhìn mắt Triệu Cực, ra tiếng, Triệu Cực. A, à, đánh ta, gì, đánh ta, Nga, Hảo, Triệu Cực ngưng tụ linh khí, một quyền chiều Trương Huyền huy đi. Này một quyền, Triệu Cực cũng không lưu thủ. Hắn rõ ràng Trương Huyền thực lực, mình Bạch Chính mình thương hắn không được. Triệu Cực một quyền oanh ra, hắn nơi khách sạn phía trên, mây mù kích động, đây là Triệu Cực hiện tại sở có được thực lực, nhưng này một quyền, đánh vào Trương Huyền trên người, lại không đối Trương Huyền tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Ha, Triệu Cực có điểm ngốc. Gì tình huống? Triệu Cực biết Trương Huyền mãnh biết hiện tại chính mình, không phải Trương Huyền đối thủ, nhưng mãnh cũng không thể mãnh đến loại trình độ này a. À làm lơ chính mình công kích ta mẹ nó là cửu cục nhất ca a à? ngươi cấp điểm tôn trọng được chưa trương huyền nhìn triệu cực nắm tay sở đập địa phương hơi hơi mỉm cười quả nhiên quả nhiên cái gì triệu cực suy đoán trương huyền là lại lĩnh ngộ cái gì trương huyền nhìn triệu cực chậm rãi trả lời trải qua mấy ngày này lĩnh ngộ lại trải qua ngươi vừa rồi hành vi ta phát hiện một sự thật nói a à, triệu cực thực sốt ruột ta biến cường ngươi càng yếu đi Trương Huyền nói như thế nói. Ta mẹ nó thọc chết ngươi, triệu cực xoay người ra cửa, đi khách sạn sau bếp cầm đao đi. Tại thế giới Tây Bộ, một chỗ hẻo lánh nơi, có một cái nông trường, nông trường xanh biếc, dê bò thành đàn. Ở chỗ này, ở người một nhà, là từ hè oi bước rời lại đây. Tỷ, nơi này thật xinh đẹp a. À. Từ huyền đi đến lâm thanh hạm trước mặt, nếu, tỷ phu có thể cùng chúng ta cùng nhau lại đây giải sầu thì tốt rồi, Đúng rồi, chúng ta gì thời điểm trở về a. À? Từ từ đi, Lâm Thanh Hạm đứng ở một chỗ hàng rào trước, nhìn phía trước xanh biếc nông trường trang viên, hẳn là thực mau trở về đi đi. Lâm Thanh Hạm lần này rời đi, trừ bỏ mang lên người nhà bên ngoài, không ai biết nàng tới nơi nào, một đường có Chelsea hỗ trợ che giấu hành tung, không ai có thể tìm tới nơi này. Lâm nữ sĩ, có tân tin tức, một người xuất hiện ở Lâm Thanh Hạm trước mặt, là một người nữ tính, hơn 30 tuổi. Đây là Chessia chuyên môn an bài cấp Lâm Thanh Hạm. Lâm Thanh Hạm rời đi, nhưng nàng có cái yêu cầu, nàng tưởng vì thời biết Trương Huyền trạng huống, Chessia đáp ứng nàng. Lâm Thanh Hạm sắc mặt lập tức trở nên kinh hỉ lên, nàng mỗi ngày tại đây, vui mừng nhất, đó là nhìn đến nữ nhân này lại đây, bởi vì nàng có thể cho chính mình mang đến Trương Huyền tin tức, chẳng sợ không ở hắn bên người, biết hắn tình hình gần đây cũng hảo a. À. Nữ tính tên là Lộ Tây, là cái phương Tây nữ nhân trên thực tế, tên này rất đại chúng. Lộ Tây mở miệng, lâm nữ sĩ, trương huyền tiên sinh chém ra liệt thiên nhất kiếm, kinh động thiên hạ. Lộ Tây đang nói lời này thời điểm, trong mắt không cấm lộ ra kính ngưỡng. Kinh động thiên hạ liệt thiên nhất kiếm A, đây là kiểu gì uy mang, kiểu gì uy phong. Nhưng lâm thanh hạm nghe được, lại là trong lòng trầm xuống, ở trong lòng nàng, nàng kỳ thật càng muốn nghe được, trương huyền mỗi ngày ăn cái gì, uống cái gì, này chứng minh trương huyền quá cũng không tệ lắm, nhưng liệt thiên nhất kiếm, ở người khác xem ra, đây là uy mang, đây là uy phong, nhưng ở lâm thanh hạm xem ra, đây là trương huyền, lại gặp được đại địch. Có thể làm trương huyền chém ra liệt thiên nhất kiếm đại địch, đến có bao nhiêu cường A. Mà hắn ngay lúc đó tình huống, có bao nhiêu hung hiểm. Lâm thanh hạm sớm đã không phải lúc trước cái kia vô cùng đơn giản nữ tổng tài, nàng đã làm vạn sơn nữ chiến thần, nàng tham dự quá cổ chiến trường đại chiến, biết được kia trong đó đáng sợ chỗ, cường giả đối địch, nhìn như khí phách, một quyền một chân, cuốn động phong vân, nhưng phải biết rằng, này khí phách giữa, càng là hung hiểm, hơi có vô ý, liền tánh mạng khó giữ được. Lâm Thanh Hạm không cấm tích cóp quyền, có chút lo lắng. Lộ Tây lại nói chúc Trương Huyền tình hình gần đây, Lâm Thanh Hạm mới yên lòng, có tình hình gần đây, đã nói lên, trận chiến ấy thắng. Lâm Thanh Hạm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lộ Tây cáo từ, chuẩn bị rời đi, nhưng mới bán ra một bước, lộ tây đột nhiên định trụ, ra tiếng nói, lâm nữ sĩ, vừa mới được đến tin tức, các thế lực lớn, muốn ở thông thiên phong, đối trương tiên sinh, tiến hành thẩm phán. Thẩm phán, lâm thanh hạm thân thể nhoáng lên, nàng tuy rằng không hiểu biết chi tiết, nhưng thẩm phán hai chữ, đã có thể đại biểu rất nhiều. Thông thiên phong, đây là một tòa núi thẳng phía chân trời núi cao, ngồi lập hậu thế giới một cái tử vong vùng cấm trong vòng, nơi này, Nhân thú không thể nhập, phi cơ không thể lược, hết thảy hết thảy đều như là một điều bí ẩn. Không người biết hiểu này vùng cấm nội có cái gì, đây là Thông Thiên Phong, độ cao xa xa siêu việt thế giới đệ nhất châu phong. Trương Huyền cùng Triệu Cực hai người xuất hiện ở Thông Thiên Phong dưới chân. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn lại, nói: "Nếu không phải ngươi dẫn ta tới, ta thật đúng là không biết trên đời này còn có nhiều thế này địa phương." "Đại ca, ta cũng không biết a." À. Triệu cực khổ một khuôn mặt, nơi này bị người hạ cấm chế, vô pháp dùng khí, hai ta đến bỏ lên trên đi. Triệu cực ngẩng đầu, này liếc mắt một cái nhìn không tới đỉnh cuối, làm hắn hai chân nhũn ra, không phải sợ hãi, là quá mệt mỏi a. À. Này cấm chế, là mới hạ, hiển nhiên, là cho Trương Huyền chuẩn bị. Triệu cực cùng đi Trương Huyền cùng nhau tới, chỉ có thể cùng nhau thừa nhận rồi. Này thông thiên phong, nối thẳng tận trời, ngẩng đầu nhìn lại, Mây mù lượn lờ gian, sơn thể chót vót, muốn tay không trèo lên, nói dễ hơn làm. "Đi thôi." Trương Huyền nói ra một câu, theo sau lên núi. Triệu Cực thở dài một tiếng, đi theo Trương Huyền phía sau, tùy hắn cùng nhau, chiều kia đỉnh núi đi đến. Thông Thiên đỉnh núi, lúc này đã tụ tập không ít người. Nơi này có một tòa cổ thành, cổ thành hàng năm chưa từng mở ra, thuộc về hộ thế giáo, hiện giờ cổ thành triển khai, hết thảy đều có vẻ cực kỳ hung mãnh nơi này có trận pháp thêm vào cổ thành phía trên có mỏng manh kim quang phát ra đến từ trận pháp phạm vi thật lớn cổ thành giống như la mã đấu thú trường giống nhau mà này đấu thú trường trung ương chính là cấp trương huyền sở chuẩn bị thẩm phán nơi lúc này vô số đạo thân ảnh ngồi đầy chung quanh hòa hoa lão nhân mang theo thần ẩn hội tương ứng tụ ở nơi này thần ẩn hội phàm là ngưng khí cảnh trở lên cường giả toàn bộ trình diện phản tổ minh người áo đen mang theo phản tổ minh tương ứng tụ ở nơi này phản tổ minh phàm là ngưng khí cảnh trở lên cường giả toàn bộ trình diện thần thánh thiên quốc phương hướng một người tóc bạc nữ nhân ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi một trương tuyệt mỹ trên mặt giếng cổ không gợn sóng nàng mang theo thần thánh thiên quốc người mà đến cũng là ngưng khí cảnh trở lên toàn bộ trình diện đoạn cửu long sát khí tận trời trong mắt tràn ngập hận ý anh linh điện tương ứng toàn bộ trình diện đứng ở đoạn cửu long phía sau Chẳng qua, tương đối với khác thế lực thành viên đối lãnh tụ cái loại này tôn kính, anh linh điện người, xem đoạn cửu long ánh mắt, đều có vẻ rất là kỳ quái, hiển nhiên, bọn họ trong lòng quên không được đoạn cửu long độc chiếm anh linh điện loại sự tình này. Giang Vân, hắn có vẻ thực bình phàm, hắn mang theo cửu cục người, đi vào nơi này, cửu cục tinh anh, đều tụ tập tại đây, trong đám người, có một nữ nhân, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm cổ thành lối vào. Ôn nhu, người có vẻ thực khẩn trương một người nam tính mở miệng hỏi, tràn ngập quan tâm, lúc này đây, tuy rằng thuộc về đỉnh cấp cường giả chi gian đánh cờ, nhưng sẽ không đánh lên tới, chỉ là sẽ có một ít thẩm phán mà thôi, người không cần lo lắng. Thông Thiên Phong, cao một vạn tám nghìn mễ, hai tòa châu phong độ cao thêm lên, đều đỉnh không thượng này Thông Thiên Phong độ cao. Có một cái lộ, nối thẳng đỉnh núi, là bậc thang, tổng cộng 18 vạn tầng, rậm rạp bậc thang, xem một cái, liền làm người hoa cả mắt, một mét thập dai, căn bản không có chỗ đặt chân, làm người đi bộ mà thượng, bản thân chính là một loại trách phạt. Trương huyền đó là như vậy, đi bước một, đi lên này thông thiên đỉnh núi. Thông thiên phong thượng, có người quan sát đến này hết thảy, bọn họ nhìn đến trương huyền, lộ ra cười nhạo. đương trương huyền bước lên thứ 17 vạn 8 nghìn tầng khi, bọn họ hướng cổ thành nội truyền ra tin tức, nghênh đón thẩm phán người, tới. Cổ thành giữa, một đạo tiếng chuông vang lên trong lúc nhất thời, vô số cuồng bạo linh khí, tràn ngập dựng lên. Hòa hoa lão nhân chỉ là nhắm hai mắt, lặng lặng nói một tiếng, vũ tới. Trên bầu trời, mưa to tầm tã rơi xuống. Người áo đen cười lạnh một tiếng, trên bầu trời, tức khắc mây đen răng đầy. Trương huyền tới. Đoạn cửu long trong mắt phát ra nồng đậm hận ý, tại đây nháy mắt, trên người hắn sát khí, càng thêm khiếp người. Ngọc hư đạo nhân trên người, nằm bò một khối bạch cốt, phá lệ dọa người, hắn vươn đầu lưỡi, liếm liếm môi, như là chờ đợi mỹ vị. Chessia một tiếng không cổ họng, như cũ ổn ngồi ở kia. Những người này, toàn bộ đều ngồi ở này đấu thú trường chung quanh khán đài phía trên. Hộ thế giáo người, tới bốn gã, phân biệt đứng này đấu thú trường tứ giác. Này Trương Huyền, phá hư quy củ, phạt hắn đi 18 vạn dai, chỉ là nhẹ. Có người như vậy ra tiếng. Trên thực tế, rất nhiều mặc kệ có nhận thức hay không Trương Huyền người, đều đối Trương Huyền biểu hiện rất bất mãn. Trương Huyền, bất quá hơn 20 tuổi tuổi tác, đứng ở thế giới đỉnh núi, khoảng thời gian trước, càng là chém ra xé trời nhất kiếm, đối mặt như vậy nhân vật, đối mặt như vậy yêu nghiệt thiên tài, có 99,9% người, hy vọng nhìn đến chính là, như vậy yêu nghiệt thiên tài ngã xuống, không ai sẽ hy vọng có như vậy một cái yêu nghiệt vẫn luôn đè ở trên đầu mình. Mà kia số ít người, đều là cùng Trương Huyền có chặt chẽ liên hệ người. Lúc này, thấy Trương Huyền bị phạt, đại đa số người trong lòng đều có một loại mạc danh sảng cảm. 18 vạn tầng cầu thang, này còn tiện nghi hắn. Này Trương Huyền không phải rất lợi hại sao, kết quả cuối cùng là không phải là muốn từ này cầu thang phía trên chậm rãi đi tới. Lại xem chúng ta, phi thân mà thượng, này đó là tranh lệch. Có người nói như vậy nói, trên thực tế, bọn họ căn bản là chưa thấy qua Trương Huyền, chỉ là đã từng nghe nói qua Trương Huyền sự tích. Đối với Trương Huyền sự tích, phần lớn nữ tính đều biểu hiện phi thường wow, này liền làm rất nhiều nam tính, trong lòng tự nhiên mà vậy đối Trương Huyền sinh ra địch ý, vô luận có nhận thức hay không, đều đến trước chào phúng hai câu lại nói. Cổ thành bên trong, khí thế tận trời, đương Trương Huyền bước lên 18 vạn cầu thang kia một khắc, đại thế hướng Trương Huyền đè xuống. Đây là lại phải cho Trương Huyền một cái ra oai phủ đầu triệu cực mày nhân lại hắn cảm nhận được này cổ đại thế đè xuống trong tay kháng long giản xuất hiện vừa muốn làm ra chống cự liền thấy trương huyền trước người long hổ hư ảnh xuất hiện chặn lại này cổ đại thế tội nhân trương huyền phá hư thế quy tiến đến bị phạt một đạo thanh âm vang lên rất rõ ràng vang ở mọi người bên tai trương huyền ánh mắt nhìn thẳng phía trước nhìn đến này tòa cổ thành cổ thành phát ra kim mang giống như đến từ thượng cổ thời kỳ cổ thành phía trên có uy áp tràn ngập mà ra. Thượng cổ thông thiên thành, triệu cực ra tiếng, nghe đồn này cổ thành giữa, có hoàn chỉnh trận pháp, kích hoạt lúc sau, không người có thể phá, trận pháp từ hộ thế giáo khống chế. Tại đây cổ thành phía trước, có hộ thế tướng quân pho tượng, cưới ở chiến mã phía trên, uy phong lẫm lẫm mắt nhìn phía trước, đương trương huyền đi đến nơi này lúc sau, chỉ cảm thấy bị này vô số tướng quân chăm chú nhìn, nếu là đổi thực lực kém chút người, chỉ sợ muốn hai chân nhũn ra. Trương Huyền lại lần nữa tiến lên một bước, dục muốn vào này cổ thành, tại đây nháy mắt, những cái đó tướng quân pho tượng, toàn bộ phát ra quang mang. Tại đây một cái chớp mắt chi gian, Trương Huyền chỉ cảm thấy, kia ở trên chiến trường chém giết việt thế võ tướng, cưỡi chiến mã, chiều chính mình vào tới, trên người đằng đằng sát khí, phá lệ cường đại. Tại đây đồng thời, lại có thanh âm vang lên, thanh âm này, cho người ta một loại xa xưa cảm giác. Tội nhân Trương Huyền, quỳ vào thành. Thanh âm này như thiên lôi nổ vang ở cổ thành phía trên. Phá! Trương Huyền trong mắt phát ra ánh sao, trước mắt hư giống, toàn bộ tiêu tán, một đạo rồng ngâm tiếng vang, Trương Huyền liền như vậy đi vào cổ thành đại môn. Lớn mật. Tội nhân Trương Huyền, ai cho ngươi tư cách đứng vào thành? Nói chuyện, là một người hộ thế giáo thành viên, hắn rất mạnh. Lúc này đây, từ hộ thế giáo, chủ trưởng thẩm phán Trương Huyền. Nhìn dáng vẻ đi 18 vạn dai, người cũng không chịu phục. Tội nhân Trương Huyền, quỳ xuống. Đạo đạo A tiếng vang lên. Tại đây đồng thời, tại đây đại môn chỗ, có vô số lực lượng, hướng Trương Huyền gây mà đến, này đó lực lượng, đến từ chính hòa hoa lão nhân bọn họ. Tuy là Trương Huyền mạnh mẽ vô cùng, ở này đó lực lượng phía dưới, như cũng có vẻ có chút cố hết sức, hắn tiến đại môn, đi thong thả. Có ngưng khí cảnh tu sĩ, cũng phát ra năng lượng, áp hướng Trương Huyền trộn lẫn một chân. Trương Huyền ở rất nhiều ánh mắt dưới, đi vào này cổ thành trong vòng. Làm ngươi quỳ vào thành. Nhìn xem này Trương Huyền, là già rồi sao? Đi như vậy chậm. Nếu đi bất động, liền không cần cường căng. Ha ha, không ai thời điểm, đi lên 18 vạn dai, hiện tại nhìn đến này có người, liền phải mặt mũi sao? Mỗi người đều biết ngươi là tội nhân. Nói chuyện nhiều nhất, đều là đến từ anh Linh Điện Tu Sĩ, bọn họ cùng Trương Huyền, vốn là đứng ở mặt đối lập thường đối với này đó trầm chọc tiếng động trương huyền mắt điếc tai ngơ hắn liền như vậy thong thả đi vào cổ thành bên trong trương huyền người cũng biết tội một người hỏi cũng đến từ hộ thế giáo trương huyền đứng này đấu thú trường trung ương nhìn quanh bốn phía toàn là địch đám người giữa có lưỡng đạo sinh đẹp thân ảnh nhìn chăm chú vào trương huyền chessia cùng hàn ôn nhu trương huyền người nhận tội sao tội Trương Huyền trong mắt mang theo nghi hoặc, nhìn về phía này đấu thú trường một góc, là một người hộ thế giáo thành viên, thực lực mạnh mẽ, cùng hòa hoa lão nhân bọn họ tương đồng, Trương Huyền hỏi lại, ta có gì tội? Trương Huyền, người nhất kiếm xé trời, đã hỏng rồi thế quy. Một đạo A tiếng vang lên, đến từ chính đoạn cửu long. Ha ha, thế quy, Trương Huyền cười lạnh một tiếng, đoạn cửu long, nếu không có ngươi không thực lực này, chỉ sợ ngươi sớm dùng loại này uy thế chảm ta đi trương huyền lời này vừa ra đoạn cửu long lập tức muốn phản bác rồi lại không biết nên nói cái gì bởi vì trương huyền nói không sai hắn đoạn cửu long liền tính tưởng nhất kiếm xé trời cũng đến có thực lực này mới được a à. hôm nay là tốt như vậy phá sao trương huyền người không biết trời cao đất dày có điểm thực lực mà thôi lại bừa bãi vô cùng nếu mặc kệ mặc kệ người sớm muộn gì sẽ làm ra có vi trời đất này việc lại là đạo đạo a tiếng vang lên một người hộ thế giáo thành viên xuất khẩu, Trương Huyền, người nhất kiếm xé trời, trái với thế quy nên bị phạt. Nga, bị phạt, như thế nào phạt? Trương Huyền lộ ra một bộ rất có hứng thú bộ dáng. Ấn quy, phế tấn tu vi, mỗi ngày chịu xuyên tim chi khổ, 10 năm. Hộ thế dậy người ra tiếng. A, à, phế tấn tu vi, ta nếu không muốn đâu. Trương Huyền như thế nói. Người này quá mức cản rỡ đi. 18 vạn giai, không ai xem hắn liền thành thành thật thật đi lên tới, hiện tại có người, liền một bộ thiên hạ xá ta này ai chi thế. Người thật muốn nghiêu bức, có bản lĩnh đừng đi kia 18 vạn giai A, à, tu vi đều bị áp chế, còn trang cái gì đâu. Chính là nói, Trương Huyền, này phạt, người không muốn cũng đến nguyện. Hộ thế dậy người lớn tiếng mở miệng. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, ta chém ra xé trời nhất kiếm, phá hư thế quy, có phạt ta nhận, 18 vạn giai, ta đi, nhưng cũng không đại biểu, ta vì thịt cá. Trương Huyền rút lời nháy mắt, hắn phía sau, bách thú hư ảnh đều hiện. Trương Huyền phía sau vài trăm thước, có kia bách thú đổ hiện lên, rồng ngâm hổ gầm, trăm điều triều hoàng, đại bàng dương cánh, luy cá phiên hải, phảng phất trở lại kia thượng cổ thời kỳ, bách thú đua tiếng. Đường bách thú đổ bày ra, kia thẳng thượng thông thiên phong 18 vạn dai, tại đây một khắc, toàn bộ băng toái. Trương Huyền thanh âm tại đây một khắc vang lên. 18 vạn dai, ta đã đi qua, đây là ta nhận phạt, dư lại phạt, ta không nhận. Trương Huyền phía sau, bách thú đùa tiếng, giờ phút này Trương Huyền, tựa như từ kia viễn cổ đi tới vương giả, vạn thú thần phục, đây là thần chi chi tư. Tại đây đấu thú trường trên đài cao, vô số nữ nhân, sớm đã xem ngốc, ngay cả những cái đó đối Trương Huyền khó chịu nam tính, đều có như vậy một đoạn thời gian thất thần. Đoạn cửu long đám người, đều là sắc mặt khó coi, này bách thú hư ảnh, đại biểu cho Trương Huyền thực lực, thượng một lần bọn họ đối địch Trương Huyền, Trương Huyền chỉ là vừa mới thức tỉnh nhị đoạn tiên liên, nắm giữ trăm hình trăm ý. Nhưng hiện giờ Trương Huyền đã hoàn toàn lĩnh hội này trăm hình trăm ý, thông hiểu đạo lý, nếu lại đánh lên tới, bọn họ đem so thượng một lần còn vô dụng. Người này phải giết, hoa hoa lão nhân truyền âm. Mặc kệ trưởng thành, xui xẻo chính là chúng ta, phản tổ minh người áo đen cũng cho đáp lại. Trương Huyền, người thật to gan. Cổ thành tứ giác, Bốn gã hộ thế giáo cao thủ đồng thời hiện thân, đồng loạt ra tay. Trên bầu trời, bốn con vô thượng cánh tay áp xuống, muốn chân áp Trương Huyền. Trương Huyền lúc này rất mạnh, làm hắn đối thượng nơi này bất luận cái gì một người, đều hoàn toàn không giả, nhưng đối mặt bốn người liên thủ chân áp, hắn cũng không dám khinh thường. Trương Huyền, người quá cuồng, giết ngươi, hòa hoa lão nhân, phản tổ minh người áo đen, đoạn cửu long, ngọc hư đạo nhân, cũng đồng thời ra tay. Tổng cộng, 8 đại chí cường giả, đồng thời động thủ, nếu không có nơi này có cổ trận pháp thêm vào, chỉ sợ này 8 người ra tay uy thế, là có thể đủ trực tiếp đem cả tòa sơn áp sụp, này cổ thành, cũng đem không còn nữa tồn tại. 8 người ra tay, uy thế cực cường. Triệu cực đương trường thức tỉnh huyết mạch, hắc long vòng thể một vòng, tựa như ma thần giống nhau, hắn cầm trong tay kháng long giản, đánh ra một kích, cắt giảm năng lượng. Đây là muốn lấy nhiều khi ít sao một đạo màu lam quang mang phách chảm mà đến, đánh lui một người, là Lam Vân Tiêu đã đến, hắn trực tiếp từ không trung lược hạ, đứng ở trương huyền bên cạnh, giờ phút này Lam Vân Tiêu, thân thể chung quanh, đao mang vần quanh, giống như kia tuyệt thế đao thần giống nhau, đây là thuộc về đứng đầu chiến đấu, không phải do Lam Vân Tiêu giấu rốt. nha nha nha, khi dễ ta đại ca, xem ta đại uy thiên long, thân xuyên áo cả xa đầu trọc mập mạp, cầm trong tay một cây côn bổng, múa may mà đến, cũng chia sẻ áp lực, đầu chọc mập mạp thân thể tầng ngoài kim quang lập lòe, giống như kia đắc đạo thánh tăng. Sát, Trương Huyền ra tay, hắn phía sau bách thú hư ảnh phát sát mà thường. Không trung bên trong, vài cổ năng lượng giao hội, như vậy đại chiến, xem chung quanh những cái đó tu sĩ, một đám trợn mắt há hốc mồm, chẳng sợ khống linh cảnh, đều vào giờ phút này, có vẻ hèn mọn vô cùng. Năng lượng đan chéo, sinh ra nổ mạnh, kia quay cuồng mây đen tại đây một khắc bị đánh tan, rơi xuống nước mưa, cũng toàn bộ bốc hơi, toàn bộ cổ thành, tại đây một khắc bị ánh mặt trời chiếu khắp, nhưng ngay sau đó liền thấy không trung bên trong hình thành một cái điểm đen, đem sở hữu năng lượng toàn bộ hấp thu. này đỉnh cấp cường giả chiến đấu năng lượng đan chéo, thế nhưng đánh ra kia một đạo không gian cái khe, cũng liền này không gian cái khe xuất hiện, nếu không loại năng lượng này đan chéo, không biết sẽ tạo thành bao lớn lực phá hoại. vừa mới đuổi tới toàn len keng cùng lam vân tiêu đứng ở Trương Huyền bên cạnh, đây là thuộc về Trương Huyền lực lượng. Vừa mới, kia năng lượng lại xé trời, Lam Vân Tiêu ra tiếng, nếu muốn thẩm phán, kia đại gia liền cùng nhau nghênh đón thẩm phán hảo. Các người trước động tay, thẩm phán, đồng ý các người bắt đầu. Một người hộ thế giáo thành viên cười lạnh một tiếng, Lam Vân Tiêu, chúng ta thẩm phán Trương Huyền, chính là vì chúng sinh thỉnh nguyện, người đại nhưng hỏi một chút, ở đây bên trong, có ai không đồng ý, thẩm phán Trương Huyền này hộ thế giáo thành viên thanh âm rơi xuống phản tổ minh trung thần ẩn hội trung anh linh điện trung toàn phát ra âm thanh thẩm phán thẩm phán trương huyền cần thiết thẩm phán đây là tiếng gầm đây là biển người toàn nói nói như vậy hộ thế giáo thành viên vừa lòng gật gật đầu nhìn về phía cửu cục phương hướng giang vân cửu cục nên tỏ thái độ giang vân nhìn mắt trương huyền thở sâu gật gật đầu thẩm phán giang vân tỏ thái độ làm triệu cực thần sắc biến đổi. Sư huynh, Giang Vân mở miệng, Trương Huyền vì hè oi bức tu sĩ, tự nhiên muốn vâng theo quy củ, ta vì hè oi bức tu sĩ đại biểu, đồng ý thẩm phán. Giang Vân sau khi nói xong, không hề ra tiếng. Triệu cực muốn nói cái gì, lại bị Lam Vân tiêu ngăn cản xuống dưới. Người sư huynh đứng ở cái kia vị trí thượng, hắn suy nghĩ, cùng ngươi bất đồng, người vô pháp khuyên hắn, cũng không thể khuyên hắn, không có ai, có cho người khác làm quyết định quyền lợi, có lẽ, đương một ngày nào đó ngươi đứng ở ngươi sư huynh vị trí thượng, là có thể lý giải. Giang Vân đồng ý, làm đoạn cửu long đám người, đều lộ ra vừa lòng thần sắc. Trương Huyền, đây là thiên hạ tu sĩ y tứ, phải đối ngươi tiến hành thẩm phán. Ngươi còn có cái gì nhưng nói, hộ thế sẽ thành viên mở miệng. Thiên hạ tu sĩ, chúng ta thần thánh thiên quốc, không đồng ý, vẫn luôn ngồi ở kia không có ra tiếng chết xia, lúc này đây mở miệng. Hoa hoa lão nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua, Chessia, người có thể đại biểu các người thiên quốc thánh chủ sao? Đương nhiên, Chessia gật đầu, đây là thánh chủ ý tứ, ai cùng trương huyền là địch, đó là cùng thần thánh thiên quốc là địch. Chessia không có gì khí phách chi ngôn, nhưng lời này, cho người ta cảm giác, lại là phá lệ cường thế. Thần thánh thiên quốc, muốn cùng chúng ta mọi người là địch. Thật là buồn cười đến cực điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, thần thánh thiên quốc, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đối mặt này hết thảy, Chessia có vẻ thực vô vị, nàng như cũng ngồi ở chỗ kia, nàng chỉ truyền lại một cái ý tứ, cùng Trương Huyền là địch, chính là cùng thần thánh thiên quốc là địch. Chúng ta cũng không đồng ý, một đạo A tiếng vang lên, liền thấy kia cổ thành trước cửa, vô số thân ảnh xuất hiện. Tần gia, Đông Phương gia, Trúc gia, Cơ gia, Bạch gia, Khương gia chờ rất nhiều lục diễn người theo đuổi, toàn bộ xuất hiện, bước đi tới đoàn người mênh mông cuồn cuộn thiên hạ tu sĩ các ngươi cũng thật dám nói làm trò cười cho thiên hạ trong lúc nhất thời này đấu thú trường trung tâm đứng vô số thân ảnh tuy rằng không bằng chung quanh khán đài phía trên người nhiều nhưng tổng sẽ không có vẻ trương huyền bọn họ quá mức cô tịch a à, một đám con kiến mà thôi đoạn cửu long phát ra khinh thường tiếng động kỳ thật sự tình rất đơn giản ngọc hư đạo nhân tiến lên một bước hắn ra tiếng nếu có người ngăn cản vậy đem ngăn cản người giết chết, như vậy liền không ai ngăn trở. Ngọc hư đạo nhân dứt lời, hắn cổ rũi trường đến không chung, mở ra bồn máu mồm to, kia khẩu chừng 10 mét, lộ ra bén nhọn răng nanh, có nước miếng hạ xuống. Ngọc hư đạo nhân phía sau bạch cốt leo lên trên mặt đất, giống như một con thật lớn con nhện ma vật. Lời này không tồi. Phản tổ minh người áo đen cũng ra tiếng, nói như thế. Bọn họ tản mát ra uy áp, Áp hướng này đó vừa đến tới thế gian người. Đối mặt bình thường cường giả, hiện tại thế gia có người cầm tổ khí, có thể chống cự, nhưng đối mặt Ngọc hư đạo nhân, phản tổ minh người áo đen này đó cường giả, này đó thế gia người, ở bọn họ uy áp hạ, liền thở dốc đều khó khăn. Trương Huyền rất mạnh, nếu đối địch nói, hắn dù cho lấy một địch bốn, cũng không phải không thể, nhưng nếu bảo vệ còn lại người, dù cho là Trương Huyền, cũng làm không đến. Chịu chết người, liền giết đi hòa hoa lão nhân cầm trong tay quải trược, nhẹ nhàng gõ xuống đất mặt lôi tới không trung giữa một đạo tia chấp xẹt qua ngay sau đó vô số lôi quang tung hoành xuất hiện trong nháy mắt này cuồng bạo thiên lôi rơi xuống một đạo lưỡng đạo mười đạo trăm nói rậm rạp thiên lôi từ không trung rơi xuống giống như cường giả độ kiếp mỗi một đạo cuồng lôi đều có thể làm một người khống linh cường giả hôi phi yên diệt này đó là cực hạn lực lượng Thiên Lôi rơi xuống nháy mắt, triệu cực đám người liền ra tay muốn đánh tan Thiên Lôi. Khi chúng ta là ăn chay sao? Đoạn Cửu Long đám người ra tay, lập tức kiềm chế triệu cực đám người, làm cho bọn họ bản tính như ý thất bại. Trương Huyền một bước bước ra, trong cơ thể vang lên hổ gầm tiếng động, một đạo bạch hổ hư ảnh lên không. Giang Vân, Hộ Thế Giáo người ra tiếng, vẫn luôn đứng ở kia Giang Vân lắc lắc đầu, ta chỉ phụ trách thẩm phán Trương Huyền, còn lại sự ta không tham dự. Hành, hộ thế dậy người ra tiếng, theo sau bốn người đồng thời ra tay, đem kia lên không bạch hổ hư ảnh áp xuống. Lại có thanh long hư ảnh xuất hiện, lại lần nữa bị áp chế, đối mặt hộ thế giáo bốn người, trương huyền vô pháp lấy được thượng phong. Không chung kia thiên lôi thế tới thực mãnh Trương huyền dưới thân, một đóa màu sắc rực rỡ hoa sen hiện lên. Ta đến đây đi. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trương huyền phía sau, trương huyền hơi hơi sừng sốt, dưới thân màu sắc rực rỡ tiên liên tiêu tán. Này xuất hiện ở trương huyền phía sau thân ảnh trực tiếp đạp không, chỉ thấy hắn phất phất tay, này vô số cuồng lôi, toàn bộ biến mất, giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Như vậy thủ đoạn, làm hòa hoa lão nhân ánh mắt một ngưng, hắn nói là làm ngay, nhìn như chỉ là nói một câu lôi tới, nhưng này lại là hắn cực hạn năng lượng thể hiện, nói trắng ra là, sở tiêu hao năng lượng, cũng không so với hắn đánh ra cực hạn một kích muốn tiểu nhiều ít, này đầy trời thần lôi, thương không đến cùng cấp bậc cao thủ, nhưng cùng cấp bậc cao thủ, cũng đừng nghĩ làm này đó thần lôi hoàn toàn biến mất. Nhưng hiện tại người này, chỉ là phất phất tay, liền ngăn trở hết thảy. Không riêng hòa hoa lão nhân, ở đây sở hữu cường giả, đều đem ánh mắt phóng tới người tới trên người. Người tới lập với không trung bên trong, mở miệng nói, nếu muốn thẩm trương huyền, kia liền thành thành thật thật thẩm trương huyền, cái gọi là chúng sinh chi ý, loại này lời nói, thả đừng nói nữa, các ngươi không có tư cách, nói chúng sinh. Người này nói chuyện, thực bá đạo. Đầu bóng loáng toàn len keng vừa thấy người này, lập tức liền muốn chạy. Người muốn đi nào a à mập mạp, người tới nhìn thoáng qua toàn len keng. Toàn len keng giống như bị điện đánh giống nhau, chạm vào tại chỗ, xứng với một bộ gương mặt tươi cười, hắc hắc, sư phụ. Người tới, đúng là phá quân. Cũng chỉ có phá quân, có thể làm trương huyền như vậy yên tâm tan đi dưới thân tiên liên phá quân, lục lão nhân anh linh, lúc này đã xảy ra một ít kỳ diệu thay đổi, giống như chân chính sinh linh. Bốn gã hộ thế giáo thành viên nhìn phá quân, trong đó một người mở miệng nói, tiền bối, người phá giới. Phá liền phá, phá quân vẻ mặt không sao cả, dù sao này giới, là ta chính mình lập. Hộ thế giáo bốn người vừa nghe lời này, tức khắc không biết nên nói chút cái gì. Các vị, tiếp tục các người thẩm phán, ta cho rằng, nếu nói là thẩm phán, công bằng đệ nhất, có sai liền phải nhận, bị đánh muốn phạt chạm, nếu thẩm phán còn có thiên vị tình huống xuất hiện, ta không ngại nhiều phá vài lần giới. Phá quân nói xong lúc sau, rơi xuống một bên trên khán đài, khép hờ hai mắt. Hộ thế giáo người nó hít sâu một hơi, phá quân tiền bối, chúng ta kính người thân Phật, nhưng thẩm phán một chuyện, vẫn luôn là từ ta hộ thế giáo chủ đạo, người nếu mạnh mẽ tham dự nói, liền tính chúng ta đồng ý, sợ là chúng ta giáo nội trưởng lão, cũng sẽ không đồng ý phá quân hai mắt đột nhiên mở hắn không đồng ý liền làm hắn ra tới phá quân thật lớn khẩu khí a nếu không biết còn tưởng rằng là lục diễn tự mình tới đâu một đạo thanh âm ở cổ thành nội vang lên tại đây thanh âm vang lên là lúc không trung giữa có lôi điện lập lòe này một đạo thanh âm chủ nhân từ không trung đi tới tại đây không trung giữa phảng phất có vô hình cầu thang hắn liền như vậy từng bước một mà đến đây là một cái nhìn qua 30 tuổi tả hữu nam nhân, thân xuyên bạch y, phá lệ xuất trần. Đây là hộ thế giáo trưởng lão, nhìn như tuổi trẻ, kỳ thật tuổi, vô pháp suy tính, tới rồi bọn họ cái này tuổi, đã có thể khôi phục thanh xuân chi mạo. Thường cương, hộ thế giáo tứ đại hộ giáo trưởng lão chi nhất, thực lực đáng sợ. Thường cương hiện thân, mắt nhìn phá quân. Phá quân nhìn đến thường cương thân ảnh, khinh thường cười, nói rất đại, nếu lục diễn thật tại đây, bằng vào ngươi loại này mặt hàng cũng dám lộ diện. Ha ha, khẩu gia cuồng ngôn, ai đều sẽ. Thường Cương mở miệng, ta chỉ xem trước mắt, không xem nếu, Phá Quân, này thẩm phán một chuyện, là ta hộ thế giáo sự, còn không có ngươi ra tay tư cách, minh bạch sao? Nếu như bất công, ai tới, cũng chưa dùng." Phá Quân như vậy trả lời. "A, à, vậy ngươi liền thử xem hảo." Thường Cương cũng như vậy ra tiếng, hắn dừng ở Phá Quân mặt đối lập, là tới kiềm chế Phá Quân. Hộ thế giáo rất mạnh. Có thể lấy hộ thế hai chữ vì danh, thả bị chư phương thừa nhận, bản thân chính là một loại thực lực tượng trưng, nếu là bình thường thế lực, ai dám lấy hộ thế hai chữ vì danh. Thường Cương xuất hiện, trực tiếp cấp hộ thế giáo bốn người hạ một viên an tâm hoàn. Thẩm Phán tiếp tục, Thường Cương như vậy nói. Thẩm Phán tiếp tục, Trương Huyền tiến lên chịu thẩm. Bốn gã hộ thế giáo thành viên đồng thời tụ tập năng lượng, một phen thật lớn giao cầu xuất hiện này giao cầu xuất hiện nháy mắt, liền có kia âm trầm sát khí khắp nơi tràn ngập, trương hiển khủng bố chi khí. Này giao cầu thượng còn có máu tươi, nhưng có thể bị này giao cầu chém đầu người, thiên hạ lại có bao nhiêu, lại có mấy người, có thể phá rất thế quy, lại có mấy người, dám phá rất thế quy, ít nhất, gần trăm năm tới, không có loại này nhân vật xuất hiện, giao cầu thượng một lần hiện thân, là ở trăm năm trước, nhưng hiện tại, như cũng treo máu tươi, không có khô cạn, còn ở lưu động, có thể thấy được này giao cầu quỷ dị chỗ. Này giao cầu vừa ra, Đoạn Cửu Long bọn họ, tất cả đều lộ ra cười lạnh, này chứng minh, hộ thế giáo đã đối Trương Huyền khởi sát tâm. Đoạn Cửu Long đám người suy đoán không sai, Đường Thường cương xuất hiện lúc sau, lập tức cấp 4 gã hộ thế giáo thành viên truyền âm, muốn Trương Huyền không thể không chết. Bốn gã hộ thế giáo thành viên không biết vì sao, nhưng Thường Cương nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ làm theo, chết một người mà thôi chẳng sợ đây là một cái tuyệt đỉnh thiên tài, chẳng sợ đây là lục diễn truyền nhân. Thân là hộ thế giáo thành viên, bọn họ gặp qua tuyệt đỉnh thiên tài không ít, khả năng trưởng thành lên, mới là thiên tài, vô pháp trưởng thành lên, chẳng sợ lại yêu nghiệt, cũng vô dụng. Đến nỗi lục diễn truyền nhân, kính trọng lục diễn người, đem lục diễn truyền nhân đương một chuyện, nhưng không kính trọng lục diễn, này truyền bất truyền người, lại có quan hệ gì. Huống chi, lục diễn chi danh, đối bọn họ mà nói, hiện tại chỉ là một cái tên thôi. Giao cầu hiện thế, phá quân mày nhân lại, Giang Vân cũng mày nhân lại. Giang Vân há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, rồi lại không có ra tiếng, hắn hiện tại thân phận, nói cái gì đều không thích hợp. Người, có đôi khi ngồi trên nào đó vị trí, cũng đã thân bất do kỷ, hơn nữa, không phải ngươi muốn từ bỏ, là có thể từ bỏ. Giao cầu sát khí ngập trời, những cái đó bình thường tu sĩ, chịu này sát khí ảnh hưởng, sắc mặt trắng bệch ngay cả triệu cực bọn họ loại này cấp bậc, đều có chút bị này sát khí ảnh hưởng tới rồi, bởi vì, chết ở này giao cầu dưới, đều là đứng đầu trí cường giả, bọn họ chịu thẩm phán mà chết, trong lòng có bất công, có oán hận, những cái đó oán hận tập kết không tiêu tan, có thể ảnh hưởng nhân thần trí. Nếu bình thường tu sĩ, tại đây giao cầu bên đãi một hai cái giờ, sẽ bị này sát khí nhập thể, lập tức điên mất. Hộ thế giáo bốn người đồng thời ra tiếng, Trương Huyền tiến đến chịu thẩm bốn người thanh âm đan chéo ở bên nhau, cuồn cuộn mà đến, giống như hỗn độn chi âm, thanh âm này chung, có nào đó ma lực, làm người nhịn không được liền phải dựa theo bọn họ nói đi làm. Nếu hôm nay đổi một cái tu sĩ tiến đến, chỉ sợ thật sự sẽ ấn bốn người nói, ngoan ngoãn đi kia giao cầu dưới chịu thẩm, chỉ tiếc, lần này là Trương Huyền. Trương Huyền lấy tổ binh hành trình, đã mài rũa thể xác và tinh thần, sớm đã sẽ không bị này đó sợ ảnh hưởng. Trương Huyền tiến đến chịu thẩm, bốn gã hộ thế giáo thành viên lại lần nữa ra tiếng. Triệu thẩm, Trương Huyền cười lạnh một tiếng, ta đã đi qua 18 vạn dai, đâu ra triệu thẩm vừa nói, các người hôm nay, nếu tưởng chiến, liền tới. Trương Huyền phía sau, dị thú đổ lại lần nữa xuất hiện, bách thú đua tiếng, rồng ngâm hổ gầm, bằng điều với khung đỉnh bay qua, khí thế bức người. Tưởng chiến, liền tới, chiến liền chiến, đây là Trương Huyền lúc này ý tưởng. Trương Huyền thực lực mạnh mẽ, đặc biệt là lính hội phá ý lúc sau. Hiện tại Trương Huyền khát cầu một trận chiến, hắn muốn nghiệm chứng thực lực của chính mình. Hiện tại người trẻ tuổi, khẩu khí thật sự rất lớn a. À. Ai, khi nào ta hộ thế giáo, bị này một người tuổi trẻ người đều không bỏ ở trong mắt, chỉ có thể nói chúng ta cho thế giới này quản chế vẫn là quá ít lạc. Ba đạo thanh âm đồng thời vang lên. Ở thường cương bên cạnh lại có ba người xuất hiện đều là 30 tuổi tuổi tác, tất cả đều là nam tính, thân xuyên, hắc, hồng, kim ba loại bất đồng nhan sắc quần áo. Lam Vân Tiêu sắc mặt đổi đổi, thấp giọng nói, đây là hộ thế giáo còn thừa tam đại hộ giáo trưởng lão, thực lực đều thực dọa người, kỳ quái, thật sự kỳ quái. Trong đó một cái hộ thế giáo hộ giáo trưởng lão, liền giám cùng đã từng thân là lục diễn anh linh phá quân gọi nhịp, lại ba gã cùng cấp bậc hộ giáo trưởng lão xuất hiện, hiện tại này thế cục, hiển nhiên chính là nghiêng về một phía di kỳ quái a à, toàn len keng nhìn chằm chằm lam vân tiêu nói kia trương mặt béo phì thượng tràn ngập kỳ quái người nói rõ ràng a à. lam vân tiêu hít sâu một hơi giải thích nói bình thường tới nói loại này thẩm phán căn bản không cần hộ giáo trưởng lão xuất hiện hôm nay một người hộ giáo trưởng lão xuất hiện cùng phá quân đã đến có quan hệ nhưng hiện tại lại tới ba gã hộ giáo trưởng lão thả bọn họ phi thường có mục đích tính nhằm vào trương huyền phải biết rằng hộ thế giáo sở dĩ bị người thừa nhận chính là bọn họ tuyệt đối công chính tính, sẽ không thiên vị bất luận cái gì một người, nhưng lúc này đây hộ thế giáo, tràn ngập cổ quái. Như là chuyên môn hướng về phía trương huyền mà đến. Tưởng nhiều như vậy làm gì? Triệu cực nhéo nhéo trong tay kháng long giản, có người nhầm vào liền đánh, đánh không lại liền chạy, chờ cường đại lên lại đánh, sớm muộn gì có một ngày đánh ngã bọn họ. Ngoạ tào người so với ta còn quang côn A, toàn len ken chừng mắt triệu cực, người nhiều ít có điểm lãnh đạo bộ dáng được chưa? Chẳng lẽ ngươi liền một chút cố kỵ đều không có sao? Có mau cố kỵ, Triệu Cực vẻ mặt khinh thường, lão tử đây là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, hắn còn có thể nhằm vào ta cửa cục không thành. Toàn len Ken trên dưới quét Triệu Cực liếc mắt một cái, vậy ngươi nói, ngươi chạy, bọn họ muốn tạp ngươi xe đâu. Triệu Cực như sấm phách giống nhau ngây người, theo sau trầm mặc, đừng nói, Toàn len Ken thật đúng là cho hắn hỏi ở. Bốn gã hộ thế giáo hộ giáo trưởng lão đều hiện này tiểu bối đi giao cầu hạ tiếp thu thẩm phán đi đừng làm chúng ta ra tay bằng không liền không phải tiếp thu thẩm phán đơn giản như vậy mau đi đi không cần lãng phí chúng ta thời gian hộ giáo các trưởng lão ra tiếng bọn họ muốn đem trương huyền bước đến kia giao cầu dưới kia giao cầu sát khí bức người nếu trương huyền đứng ở kia giao cầu dưới kia giao cầu tất nhiên sẽ lập tức rơi xuống hộ thế giáo tứ đại hộ giáo trưởng lão phát ra uy áp áp hướng trương huyền đến từ chính tứ đại trưởng lão uy áp liên hợp lại cho dù là nhằm vào trương huyền nhưng triệu cực cùng lam vân tiêu đám người cũng đều cảm nhận được cái loại này cường đại lực áp bách không trung bên trong lại có mây đen quay cuồng này chỉ là tứ đại hộ giáo trưởng lão sở bày ra uy áp khiến cho không trung xuất hiện dĩ tưởng nếu này tứ đại trưởng lão đồng thời ra tay rất khó tưởng tượng sẽ là như thế nào một cái bộ dáng trương huyền bị phạt lại có thanh âm vang lên, lúc này đây thanh âm, là từ trên bầu trời vang lên chuyển đến, giống như thiên đạo tiếng động, dường như trời xanh đều phải làm Trương Huyền tới bị phạt. Trương Huyền lại lần nữa bước ra một bước, dị thú tận trời, tới đối kháng tứ đại hộ giáo trưởng lão. Còn dám phản kháng, thường cương ra tiếng, trên bầu trời, một con bàn tay khổng lồ chụp được. Ha ha, này cách làm, có điểm không hợp quy củ. Phá quân cũng ra tay, không chung giữa, xuất hiện một phen cự nhận, chặt đứt này một con bàn tay khổng lồ. Nhưng cự nhận chỉ có một phen, nhưng bàn tay khổng lồ lại là tổng cộng có bốn con, một con bị chặt đứt, còn thừa ba con, Triều Trương Huyền chụp tới, đây là đến từ chính còn lại ba vị hộ giáo trưởng lão công kích. Ngồi ở chỗ kia Chessia, đột nhiên đứng dậy, trong miệng khẽ kêu, thần thánh thiên quốc nghe lệnh, sát. Trong lúc nhất thời, thần thánh thiên quốc mọi người động thủ, bọn họ linh khí, tập trung hướng Chessia. Chessia ngưng kết chỉ pháp, một chương thật lớn màn hào quang xuất hiện, ngăn cản trên bầu trời kia ba con rơi xuống bàn tay to. Ánh sáng đom đóm ánh sáng, cũng dám với hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Lấy trứng trọi đá. Nếu các ngươi thần thánh thiên quốc tự tìm hủy diệt, vậy trách không được chúng ta. Ba gã hộ giáo trưởng lão, căn bản là không đem Chessia sở dẫn dắt thần thánh thiên quốc đặt ở trong mắt. Ba con bàn tay to phân biệt từ ba cái bất đồng phương hướng chụp được, Chessia sở ngưng tụ ra tới màn hào quang, tức khắc sụp đổ. Thần thánh thiên quốc tuy rằng nhân số đông đảo, tuy rằng số lượng có thể khiến cho biến chất, nhưng cũng muốn xem là cái gì cấp bậc chất lượng. Này hộ giáo trưởng lão thực lực, đã vượt qua hòa hoa lão nhân bọn họ loại này cấp bậc, càng đừng nói ba người hợp lực, này căn bản là không phải một cái thần thánh thiên quốc dựa nhân số là có thể đối kháng lượng cấp. Chessia có khả năng tụ màn hào quang hoàn toàn mở tung ba gã hộ giáo trưởng lão trên mặt, treo cười lạnh. Oanh! Ba bàn tay trưởng, ở giữa không chung, chạm vào Chessia, tại đây nháy mắt, năng lượng tứ tán nổ tung. Phốc! Tảng lớn máu tươi phun. Ba gã đứng ở chỗ ngoặt chỗ hộ giáo trưởng lão, thế nhưng trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, máu tươi cuồng phun. Ở Chessia phía sau, mang màu trắng mặt nạ trung niên nam nhân đứng ở chỗ này, thánh khiết màu trắng quang mang từ hắn bên ngoài thân phát ra, quay chung quanh Chessia, kia ba gã hộ giáo trưởng lão sở dùng ra chiêu thức, không có thương tổn đến Chessia mảy may. Diệt ta thần thánh thiên quốc, lời này, cũng là các ngươi loại này hóa, có thể nói sao? Thiên quốc thánh chủ, thanh âm truyền ra. Tại đây một khắc, trong thiên địa, phảng phất chỉ có hắn một người tồn tại, hắn đứng ở nơi đó, cả người thánh khiết, thật sự liền giống như kia trời xanh thánh chủ giống nhau, ngạo nghễ, cường thế. Hộ thế giáo, vẫn luôn căn cứ công bằng vì nguyên tắc, hiện tại xem ra, hộ thế giáo nguyên tắc đã không thấy, ha ha a. Lý Dung Tài thanh âm vang lên, hắn thân ảnh khẽ vô tức giận xuất hiện ở thường cương bên cạnh. Thường cương sắc mặt mãnh biến, đây là thiên địa võ đế, hắn không có khả năng không biết. Trên bầu trời, hơn 20 đạo thân ảnh rơi xuống, đứng ở Trương Huyền bên cạnh. Tới, làm ta nhìn xem, hôm nay ai có thể động tiểu Trương Huyền một sợi lông? sóng tỷ cường thế ra tiếng tại đây một khắc sóng tỷ đám người trên người tản mát ra khí thế cường đại bọn họ trên người khí thế không thể so đoạn cửu long bọn họ muốn nhược cường đại nhất mấy người cùng tứ đại hộ giáo trưởng lão cũng không kém bao nhiêu hoa hoa tiền bối lúc này đây người này một bước đạp sai rồi a Đao nơ đức thân ảnh xuất hiện hắn cầm trong tay trắng tinh pháp trưởng đứng ở hòa hoa lão nhân trước người khẽ lắc đầu ta suy nghĩ hộ thế giáo, có phải hay không tồn tại lâu lắm, kỳ thật cũng nên, từ trên thế giới này, biến mất đâu. Một phen màu đen cự kiếm, có cây số chi cự. Phá vỡ vòng trời, thẳng tắp chạm nhập này cổ thành bên trong. Tuy là có cổ trận pháp che chở, cũng vô pháp ngăn cản này cự kiếm rơi xuống. Giờ khắc này, cổ thành ở. Giờ khắc này, thông thiên phong ở. Đây là không nên tồn tại với trên thế giới này lực lượng. Vô phong trọng kiếm. Thường cương hai mắt ngưng tụ, quỷ thần huyền thiên. Cự kiếm cắm tại đây cổ thành mặt đất bên trong, huyền thiên thân ảnh, từ này cự kiếm phía trước xuất hiện, hắn một thân hắc y, tóc bay múa, phảng phất ma chủ. Huyền thiên hai tay mở ra, không chung đều bởi vì hắn xuất hiện, phát ra nước nở tiếng động, phảng phất là cảm nhận được vị này quỷ thần phẫn nộ. Hộ thế giáo, từ hôm nay trở đi, diệt đi. Huyền thiên mở miệng, hắn thanh âm bình đạp, nhưng trong miệng lời nói, lại là nổ vang sấm sét. Làm hộ thế giáo, diệt. Hộ thế giáo. Hộ thế. Nghe đồn, lúc trước phong thần liền có hộ thế giáo bóng dáng ở bên trong. Hộ thế giáo địa vị rất lớn, nhưng ngược dòng rất xa, tồn tại lâu như vậy, chưa từng có người nào dám nói diệt hộ thế giáo. Có thể tồn tại đến nay, có thể thấy được hộ thế giáo nội tình. Hộ thế giáo giáo chúng, liền có Ngọc hư đạo nhân như vậy thực lực. Hôm nay thế nhưng có người nói muốn tiêu diệt hộ thế giáo quỷ thần huyền thiên người quá cuồng vọng một người hộ thế giáo thành viên mở miệng nơi này không có người nói chuyện tư cách huyền thiên chỉ là liếc liếc mắt một cái phanh vừa mới nói chuyện tên kia hộ thế giáo thành viên lập tức bạo thành một đoàn huyết phụ hắn anh linh cũng đường trường tiêu tán chết không thể lại chết gắt gao một ánh mắt liền giết chết một người trí cường giả như vậy thực lực có thể nói làm cho người ta sợ hãi đoạn cửu long đám người đều là hít hàm một hơi trong lòng tràn ngập sợ hãi vừa mới chết người nọ cùng bọn họ là đồng dạng thực lực a lại bị một ánh mắt giết chết quỷ thần huyền thiên ngươi rất mạnh nhưng chúng ta hộ thế giáo cũng không phải nhậm người khi dễ thường cương la lên một tiếng ngươi cũng không tư cách nói với ta lời nói huyền thiên lại là liếc mắt một cái nhìn lại thường cương thân thể đồng dạng nổ tung thành huyết phụ anh linh tiêu tán. Lý Dung Tài đứng ở bên cạnh, thần sắc bình tĩnh, kia máu tươi căn bản là không bắn đến hắn trên người, phảng phất như vậy một màn, đã sớm xuất hiện phổ biến giống nhau. Huyền thiên quá hung, một ánh mắt, liền có thể giết một người. Vô luận là hộ thế giáo chúng, vẫn là hộ thế giáo hộ giáo trưởng lão, đều bất quá một ánh mắt mà thôi. Phá quân đứng ở một góc, nhìn trên bầu trời huyền thiên, trong miệng lẩm bẩm không hổ là có thể cùng Lục Diễn tranh phong người. Tại đây một khắc, ta phảng phất lại nhìn đến Lục Diễn thân ảnh. Chỉ tiếc, Lục Diễn sở theo đuổi, không phải ta cái này cấp bậc có thể tiếp xúc. Nếu có thể, vẫn là như vậy sinh hoạt, đủ xuất sắc a. À. Huyền Thiên rũi khởi cánh tay trái, giống như tuyên bố thẩm phán, từ hôm nay trở đi, thế gian này lại vô hộ thế giáo. Một ánh mắt, liền giết một người. Một câu, liền muốn định hộ thế giáo sinh tử. Này đó là quỷ thần Huyền Thiên. Huyền Thiên, ngươi quá mức, ta hộ thế giáo, không thể nhục. Cổ thành giữa, trận pháp có hiệu lực, trong khoảng thời gian ngắn, một cổ túc sát chi ý ở không khí giữa tràn ngập. Cẩn thận, Giang Vân phất tay bày ra một mảnh trận pháp, bảo hộ hắn phía sau cửu cục thành viên, hắn nếu không ra tay, khống linh dưới, tại đây túc sát chi ý giữa, sống không được tới. Thiên quốc thánh chủ nhẹ nhàng búng tay, liền có màn hào quang bảo vệ thần thánh thiên quốc thành viên. Còn lại thế lực lãnh tụ cũng sôi nổi ra tay, hộ chính mình thế lực không việc gì. Huyền Thiên, ngươi giết ta hộ thế giáo hai người, thật khi ta hộ thế giáo là bùn làm sao? Há là ngươi tưởng nhất liền niết Có thanh âm nổ vang, đến từ chính không trung bên trong, nhằm vào Huyền Thiên, chính là thanh âm này chủ nhân, thúc giục đại trận. Huyền Thiên nhìn không trung liếc mắt một cái, nhẹ nhàng bâng quơ, hắn khẽ cười một tiếng, À, chẳng lẽ, không phải sao? Huyền Thiên nói, trả lời đối phương vấn đề. Ở Huyền Thiên thanh âm rơi xuống nháy mắt, còn thừa ba gã hộ thế giáo thành viên, cùng với ba gã hộ giáo trưởng lão, thân thể đồng thời nổ tung, thân tử đạo tiêu. Huyền Thiên, người khinh người quá đáng. Trên bầu trời, thanh âm kia lại lần nữa vang lên, liền thấy một con thật lớn cánh tay, từ không chung mà đến, chụp vào Huyền Thiên. Thì tính sao, Huyền Thiên phất tay kia thật lớn cánh tay, trong dây lát đứt gãy, toàn bộ tiêu tán. Đối phương nén giận một kích, căn bản không có đối huyền thiên tạo thành một chút uy hiếp. Huyền thiên, ngươi thực hảo, ngươi làm ta thực tức giận, ngươi cho rằng, ta thật không dám động thủ sao, nếu đánh lên tới, người ta, đều đến đã chịu thế giới này pháp tắc chế tài. Điểm này, ngươi nhận được khởi sao, đối phương lại lần nữa ra tiếng, như cũng không có hiện thân, nhưng có thể tưởng tượng đến, Đối phương nhất định đang ở nhanh chóng chiều bên này tới rồi. Tới rồi bọn họ loại thực lực này, tự thân tốc độ đã mau đến một loại đáng sợ nông nỗi, mới tức chi gian, liền có thể lên đường, nhưng thanh âm chủ nhân thật lâu sau không có xuất hiện, đủ để thuyết minh hắn khoảng cách rất xa, đã có thể ở như vậy xa khoảng cách nội, có thể biết được nơi này phát sinh cái gì, có thể truyền âm lại đây, có thể ra tay, đủ để thấy này đáng sợ chỗ. Huyền Thiên, người từng đã làm ước Pháp Tam Trương, Ngươi nếu không mang tất cả ra tay, liền tự phá quy củ. Ngươi nên biết, kia quy củ không thể phá." Đối phương lại lần nữa ra tiếng. Liền tại đây một khắc, thanh âm chủ nhân xuất hiện, hắn thực tuổi trẻ, hơn 20 tuổi dung mạo, hắn thân xuyên kim y, này trên quần áo có 9 con rồng mãng quấn quanh, sinh động như thật, ở hắn sau đầu, có một vòng kim dương, phá lệ lóa mắt, phát ra cực nóng, người này rất mạnh. Hắn vừa tới, liền trực diện Huyền Thiên Người này, còn sống. Lam Vân Tiêu nhìn thấy người này, lập tức kinh hô ra tiếng. Đừng trang bức, trực tiếp giải thích, triệu cực mở miệng. Lam Vân Tiêu nói, người có biết hay không 73 năm trước? Không biết, cha ta lúc ấy cũng chưa sinh ra, người nói thẳng trọng điểm. Triệu cực đánh gãy, hơn nữa cấp Lam Vân Tiêu ném cái xem thường. Người này tên là Diệu Thành, 73 năm trước, nghe đồn có người thật sự tiếp xúc đến kia tu tiên phương pháp, nếu lại đi một bước, có thể chứng kiến cái gọi là tiên nhân chi lộ, có truyền thuyết tiên nhân chi tư, lúc ấy, tất cả mọi người cho rằng, kia chỉ là một cái nghe đồn, rốt cuộc ngay cả lục diễn, cũng chỉ là bị gọi lục địa thần tiên, mà người này, phải đi, là thiên tiên. Nhưng, coi như tất cả mọi người cho rằng này chỉ là nghe đồn khi, diệu thành, thật sự đưa tới lôi kiếp, muốn độ kiếp thành tiên. Kia một ngày, bắc hải phía trên, mây đen răng đầy, thiên lôi cuồn cuộn, kia lôi điện hình thành cung khuyết, cung khuyết giữa, giáng xuống chín đạo lôi phạt, đó là phàm tục sở không thể tưởng tượng uy lực, chẳng sợ ở lôi phạt ngưng tụ là lúc, mặt biển cũng đã sôi trào, nghe đồn chín đạo lôi phạt lúc sau, liền thật sự có thể vào tiên cảnh, thật sự có thể siêu thoát thế giới, nhưng ở đạo thứ 8 lôi phạt rơi xuống lúc sau, không chung lôi điện cung khuyết biến mất, mà Diệu Thành cũng tùy theo biến mất. Tất cả mọi người biết, Diệu Thành đây là độ kiếp thất bại. Nếu thành công, hắn sẽ trở thành trên thế giới này cái thứ nhất tiên nhưng không nghĩ tới ở hôm nay thế nhưng lại gặp được hắn hắn còn sống lam vân tiêu một hơi đem năm đó việc nói ra hắn trong mắt mang theo chấn động ta cái phi thiên đại tào triệu cực nhịn không được mạo câu thô khẩu thiên tiên thần tiên thần thoại giữa sự a à, nếu chỉ là truyền thuyết còn chưa tính nhưng cố tình thứ này thật đúng là đưa tới thiên kiếp nay đến nhiều nghiêu bức a à. huyền thiên nhìn diệu thành hắn thần sắc không hề gợn sóng mở miệng ra tiếng, ta đối với ngươi, có vài phần ấn tượng, bất quá ngươi mạnh nhất thời điểm, ta ở lao chung. Ngươi nhập lao thời điểm, ta tận mắt nhìn thấy, diệu thành mở miệng, ta biết ngươi rất mạnh, nếu là lúc trước, ta thấy đến ngươi, ta sẽ chủ động đường vòng, nhưng hiện tại, thế giới đã thay đổi, ngươi huyền thiên, đã không phải năm đó cái kia, có thể làm, trời xanh ban danh người. Ngươi huyền thiên, sớm bị vứt bỏ, hiện giờ thời đại, cùng ngươi không quan hệ. Diệu thành mở miệng, sau lưng kim dương lóa mắt hắn nói mang theo ma âm hắn thực cuồng cũng thực ngạo đối mặt diệu thành đủ loại huyền thiên nhìn mắt chính mình đôi tay bình tĩnh ra tiếng nga đây là ngươi dám cùng ta gọi nhịp tự tin sao bị trời xanh vứt bỏ người lại có thể đem ta như thế nào diệu thành tựu đứng ở nơi đó ngươi nếu có bản lĩnh liền giết ta hảo a à, huyền thiên gật gật đầu hắn nâng lên cánh tay ở Huyền Thiên này nâng cánh tay động tác dưới, hôm nay lỗ hồng chung xuất hiện đạo đạo vết rạn. Thiên nứt ra, chỉ là đơn thuần nâng lên cánh tay, liền làm hôm nay nứt ra. Diệu Thành thần sắc vừa động, nhưng hắn như cũ đứng ở tại chỗ, bởi vì hắn tin tưởng Huyền Thiên thương không đến hắn. Trên bầu trời vết rách càng ngày càng nhiều, kia vết rách đã xuất hiện ở Diệu Thành thân thể chung quanh, mắt thấy có thể xé rách Diệu Thành. Ngay trong nháy mắt này trên bầu trời một đạo màu đen tia chớp đánh xuống thẳng đến huyền thiên này màu đen tia chớp không có hỗn loạn bất luận cái gì lôi điện chi lực thậm chí không có bất luận cái gì uy thế tốc độ thực mau chỉ nhằm vào trương huyền lý dung tài ngẩng đầu nhìn không trung yên lặng nói thiên phạt này lực lượng trời xanh không cho phép a à. đương màu đen tia chớp xuất hiện không chung giữa vết rách toàn bộ biến mất muốn ngăn cản ta sao huyền thiên ngẩng đầu nhìn mắt thiên theo sau kia cự kiếm hướng không, chém về phía màu đen tia chấp, hắn biết đây là thiên phạt, hắn phải làm, đó là cùng hôm nay, tranh thượng một tranh. Phá quân nhìn kia màu đen cự kiếm phóng lên cao, lẩm bẩm nói, lại là một cùng thiên tranh phong người, lục diễn cũng làm quá đồng dạng sự, lục diễn, ta hôm nay, rốt cuộc minh bạch ngươi nói câu nói kia là có ý tứ gì, huyền thiên hắn phía trước, là ở, cho ngươi nhường đường A. Màu đen cự kiếm chém về phía hắc lôi, huyền thiên phía sau, tóc dài loạn vũ, giống như điên cuồng. Ha 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 ha, cùng thiên đấu, Huyền Thiên, ngươi quá đánh giá cao chính mình, ngươi cũng biết, ngày đó phạt đại biểu cái gì? Đường lôi kiếp rơi xuống, chẳng sợ lục diễn trọng sinh cũng ngăn cản không được. Ngươi, dựa vào cái gì cùng thiên đấu? Diệu Thành ở làm càn cười to. Thiên phạt, không cùng cấp với lôi kiếp. Lúc trước, Diệu Thành muốn thành tiên, gọi tới chín đạo lôi kiếp, nếu như thành công, Hắn sẽ trở thành cái thứ nhất bước vào tiên môn người Nhưng cuối cùng, cường như Diệu Thành Cũng là chết ở đạo thứ 8 lôi kiếp dưới Mà Thiên Phạt, một đạo hắc lôi Trong đó sợ ẩn chứa lực lượng Đã có thể so với đạo thứ 9 lôi kiếp Diệu Thành không cho rằng Huyền Thiên có thể vượt qua Kia chẳng phải là nói Hắn có lên trời môn thực lực Chẳng sợ đây là Huyền Thiên Chẳng sợ hắn chi danh Vì trời xanh ban tặng Nhưng nghịch Thiên mà đi việc Ai có thể làm được Mắt thấy kia màu đen cự kiếm, chém về phía Thiên phạt chi lôi, đây là cùng Thiên chống lại. Huyền Thiên rất mạnh, đồng dạng, hắn phi thường tự tin, thử hỏi này Thiên Hạ gian, có ai có thể đối mặt Thiên phạt, múa may kiếm trong tay, nhưng Huyền Thiên dám. Màu đen cự kiếm cùng ngày đó phạt thần lôi giao tiếp, tại đây nháy mắt, phảng phất hết thảy đều yên lặng, giữa trời đất này dư lại, chỉ có kia nói Thiên phạt thần lôi, cùng với kia màu đen cự kiếm. Liền tại đây hết thảy đều yên lặng là lúc Huyền Thiên Động, hắn vươn tay cánh tay, nắm tay, theo sau, một quyền oanh ra. Oanh! Một đạo vang lớn, ở mọi người trong lòng nổ vang, tại đây một khắc, mọi người lỗ tai ngắn ngủi tính thất thông, đôi mắt ngắn ngủi mù, bọn họ nhìn không tới bất luận cái gì, nghe không được bất luận cái gì, chỉ có thể cảm nhận được, chính mình trái tim, ở điên cuồng nhảy lên. Đương mọi người có thể trợn mắt khi, trên bầu trời kia nói thiên phạt chi lôi đã biến mất, đạo đạo cái khe, lại lần nữa xuất hiện, thiên lại một lần nứt ra rồi. Thiên phạt, bị huyền thiên, đánh tan. Diệu thành trợn mắt há hốc mồm nhìn chung quanh. Đây là thiên phạt A. Không có người, so diệu thành, rõ ràng hơn thiên phạt có bao nhiêu đáng sợ. Hắn năm đó, thất bại ở đạo thứ 8 lôi kiếp dưới, kia đạo thứ 8 lôi kiếp uy lực. Đến bây giờ, diệu thành đô ký ức khắc sâu, mà thiên phạt thần lôi, không biết siêu việt đạo thứ 8 lôi kiếp nhiều ít, thế nhưng, bị đánh tan. Này cũng, quá mãnh đi. Triệu cực há to miệng. A ba a ba a ba, toàn len keng dương miệng, phát ra như vậy thanh âm. Thiên quốc thánh chủ đứng ở chết phía sau, nhẹ giọng nói, không hổ là huyền thiên tiền bối A, à, hảo nữ nhi, ta phải làm người bái huyền thiên vi sư. Coi như mọi người cho rằng việc đã đến nước này khi, trên bầu trời, lại có màu đen lôi đình lập loè như cũ là thiên phạt thần lôi. Nhưng lúc này đây, không phải một đạo, mà là chín đạo chín đạo thiên phạt thần lôi, giống như chín điều hắc long giống nhau, ở không trung xoay quanh, phát ra giống giận. Đây là trời xanh ở phát ra phẫn nộ, chín đạo lôi long, chỉ là xem, đều sẽ làm người cảm thấy hai chân nhũn ra, khó có thể hô hấp. Diệu Thành từ lúc ban đầu ngây người giữa phục hồi tinh thần lại, hắn lại một lần làm càn cười to, huyền thiên, người muốn cùng thiên chống lại. Không cần bất luận kẻ nào ra tay, trời xanh sẽ tự giết ngươi. Vậy tới thử xem hảo. Huyền thiên tay Niết kiếm chỉ, phía sau cửa kiếm, chia ra làm chín, mỗi một phen vô phong cửa kiếm phía trên, đều tản ra ngập trời chiến ý. Đây là, muốn chiến thiên. Mọi người nhìn hãi hùng khiếp phía, đây là cỡ nào cường nhân vật A, cùng thiên chiến, đều chiến ý giạt rào. Chiến ý vô cùng. Không chung, giáng xuống mưa đen. Huyền thiên tiền bối, thu tay lại đi, lý dung tài thân hình lập lè, xuất hiện ở huyền thiên bên cạnh duỗi tay đè lại Huyền Thiên bả vai, ý trời làm khó a. À. Huyền Thiên, không nên tiếp tục như vậy đi xuống. Phá Quân cũng xuất hiện ở Huyền Thiên trước người, hắn đã từng là Lục diễn Anh Linh, tuy thực lực không bằng Huyền Thiên, nhưng cùng Huyền Thiên cùng thế hệ, thẳng hô Huyền Thiên tên họ. Huyền Thiên, ngươi chọc trời giận, trời giận a. À. Diệu Thành giống to, ta Diệu Thành, đứng ở pháp tắc bên cạnh, người vô pháp giết ta, trừ phi ngươi không màng pháp tắc, nhưng tiền đề là người có thể phá rất pháp tắc hiện tại người có thể phá rất sao. Chín điều thiên phạt thần lôi long, người như thế nào ngăn cản. Chắn, liền chắn, huyền thiên trong mắt, phát ra màu đen thần mang, khắp nơi giờ khắc này, chín đem vô phong trọng kiếm, phóng lên cao, trực tiếp chém về phía không trung chín điều thiên phạt thần lôi long. Tầng mây quay cuồng, ở kia tầng mây phía trên, không ai biết được đã xảy ra cái gì, nhưng lại có thể nghe được, lôi long ở phát ra rên gì. Không trung truyền đến từng trận tiếng vang ô ô ô ô đây là thiên khóc, thánh chủ ra tiếng, nam nhân, tự nhiên giống huyền thiên tiền bối như vậy. Chín đem thần kiếm thu hồi, cửu cửu hợp nhất, lại lần nữa trôi nổi với huyền thiên phía sau. Chín điều thiên phạt thần lôi long, bị chém. Diệu thành trừng lớn đôi mắt, lúc này hắn, đã cười không ra tiếng tới, chín điều thiên phạt thần lôi long A, à, còn không có rơi xuống, đã bị chém, hắn nếu có bực này thực lực, 73 năm trước, liền bước vào ngày đó môn bên trong chín điều thiên phạt thần lôi long tiêu tán thiên đều ở khóc ầm vang lúc này đây tiếng sấm tiếng động vang lên không trung giữa một tòa màu đen cung khuyết như ẩn như hiện ở kia màu đen cung khuyết bên trong phảng phất có một đôi thật lớn đôi mắt ở quan sát phía dưới cung khuyết giữa có bóng người hiện lên đây là ở tại cung khuyết bên trong thiên binh thiên tướng những người này ảnh cầm trong tay binh khí sát một đạo trầm thấp thanh âm vang lên không biết là do ai phát ra liền thấy kia cung khuyết bên trong bóng người sát ra toàn bộ đều là hình người tia chớp chiều huyền thiên đánh tới tới hảo huyền thiên hét lớn một tiếng cánh tay hắn vươn phô phong trọng kiếm bị hắn bắt bỏ vào trong tay trời giận không thể chọc lúc này đây thiên quốc thánh chủ cũng ra tiếng huyền thiên tiền bối có thể buông tay còn không đến thời điểm ta muốn chém hắn huyền thiên nhìn thoáng qua diệu dương lúc này diệu dương trong lòng sợ hãi, hắn đã cảm nhận được chính mình cùng huyền thiên chi gian thật lớn tranh lệch, giống như thiên địa, nhưng trong lòng cũng có một tia tự tin, chính là huyền thiên vô pháp bài trừ pháp tắc, giết không được chính mình. Giết hắn phương pháp rất nhiều, thiên quốc thánh chủ ra tiếng, vì sát người này, chọc trời giận, không cần thiết, không đáng, lý dung tài, giấu thiên cơ. Lý dung tài gật gật đầu, liền thấy hắn phất tay, một đạo vô hình cái chắn xuất hiện, không trung rơi xuống mưa đen đột nhiên biến mất, ngày đó khóc tiếng động cũng bình tĩnh đi xuống mây đen phía trên màu đen cung khuyết dần dần đạm đi sát ra hình người tia chớp cũng tiêu tán với không trung huyền thiên tiền bối giết hắn không cần động can qua lớn như vậy thánh chủ ra tiếng ngươi cùng lý dung tài hai người giúp ta giấu thiên cơ hắn ta tới sát liền hảo thánh chủ dứt lời nháy mắt nhìn về phía diệu thành ngươi diệu thành nhìn mắt thiên quốc thánh chủ bằng ngươi giết ta đều thành ta diệu thành 73 năm không có xuất thế, cái gì A miêu A cẩu, đều dám ở ta trước mặt, kêu gào. Diệu cố ý biết không địch lại huyền thiên, nhưng cũng gần là huyền thiên mà thôi, đây là trời xanh ban danh, được xưng quỷ thần người. Nhưng này thiên hạ, chỉ có một huyền thiên. Huyền thiên vô pháp ra tay, ai có thể sát diệu thành. Diệu thành là cái cường giả, hắn có hắn ngạo khí, ở tuyệt đối cường giả trước mặt, hắn trong lòng sẽ lựa chọn cúi đầu, nhưng không đại biểu, hắn đối ai, đều sẽ cúi đầu. Giết ngươi, còn cần dựa vào cái gì? Thánh chủ trên người, quang mang thánh khiết, tại đây một khắc, không chung giữa, cũng đồng dạng xuất hiện vết giản. Lại một lần, thiên nứt ra. Thánh chủ, không có bất luận cái gì động tác, chỉ là khí thế, liền tạo thành, thiên nứt. Diệu thành sắc mặt, lại một lần thay đổi. Rốt cuộc muốn ra tay sao? Lý Dung Tài nhìn mắt thiên quốc thánh chủ, hắn phất tay, bày ra một tầng sương mù, đây là dấu thiên cơ thủ đoạn. Đương nhiên, bằng vào lý dung tài một người, còn chưa đủ, huyền thiên cũng đồng dạng ra tay, dấu giếm thiên cơ, lúc này đây, trời xanh, sẽ không dáng xuống thiên phạt. Huyền thiên tiền bối, người từng ước pháp tam trương, chẳng sợ hôm nay bài trừ thiên phạt, ngày sau, đồng dạng sẽ vì hôm nay hành vi, trả giá đại giới, nhưng ta bất đồng. Thánh chủ cười nói, ta cùng với hôm nay, chưa bao giờ từng có bất luận cái gì khế ước, thậm chí, hôm nay, còn thiếu ta. Chút cái gì, ta nếu ra tay, chẳng sợ hôm nay, cũng không thể cản ta. Thánh chủ rũi khởi cánh tay, phía sau, thánh khiết quang mang sáng lên, tại đây một khắc, thánh chủ phía sau, có tám đem thần binh hư ảnh hiện lên. Huyền thiên khó hiểu thần sắc, ở nhìn đến này tám đem thần binh hư ảnh xuất hiện lúc sau, tức khắc lộ ra hiểu rõ. Hộ thế giáo chủ, tư chính, ra tới, thiên quốc thánh chủ hét lớn một tiếng, một bóng người, Lặng yên không một tiếng động hiện lên ở Diệu Thành bên cạnh, người này nhìn qua hơn 40 tuổi, nam tính, hắn bộ dáng bình thường, chỉ xuyên một thân bình thường hưu nhàn phục, thuộc về ném ở trong đám người, không bao giờ sẽ làm người xem đệ nhị mắt loại hình, nhưng đương hắn xuất hiện lúc sau, Diệu Thành trong mắt, lộ ra cung kính thần sắc, đối này hành lễ Tư chính, hộ thế giáo, giáo chủ Ta còn ở du lịch, không thể tưởng được, một cái bình thường thẩm phán thế nhưng tạc ra nhiều như vậy đại nhân vật thật là làm ta tư chính lần cảm vinh hạnh a à. tư con dòng chính thanh hắn thanh âm thực ôn hòa làm người nghe liền trong lòng thoải mái đúng không thiên quốc thánh chủ cười cười sự tình phát triển đến nước này ngươi lại chỉ là làm một cái rác rưởi ra tới lộ diện đây là ngươi lần cảm vinh hạnh sao tư chính nhún vai cho nên đâu thật muốn đánh sao chúng ta đều rất rõ ràng chúng ta vô pháp toàn lực ra tay dưới tình huống như thế đánh là đánh không ra cái kết quả tới, mà muốn đua thuộc hạ thế lực, các ngươi xác định, có thể cùng ta đua sao? Không thể sao, thiên quốc thánh chủ hỏi lại. Tư chính cười cười, nói như thế nào đâu, huyền thiên tiền bối, người cô đơn, ta đích xác không thể lấy hắn thế nào, nhưng người đâu? Vì một người, cùng ta hộ thế giáo là địch, người này thần thánh thiên quốc, là muốn diệt sao? Đường tư chính thanh lạc, tư chính bản thân sau, rậm rạp thân ảnh, từ hư không giữa, hiện ra tới, này chừng hơn trăm người, những người này thực lực, tất cả đều cùng Ngọc Hư đạo nhân bọn họ tương đồng, giờ khắc này, ngập trời uy áp xuất hiện, những cái đó khống linh. Dưới người, không có một cái còn có thể đứng lại. Tư chính lại nhìn bầu trời quốc thánh chủ, người thần thánh thiên quốc, xác định, phải vì một người, cùng ta hộ thế giáo là địch. Di, thánh chủ phát ra ngoài ý muốn tiếng động, tư chính, chẳng lẽ nói, ta biểu hiện, còn chưa đủ rõ ràng sao thánh chủ một bước bước ra, không chung vết rách, bao vây tư chính. Hảo, thực hảo, kỳ thật ta cũng thật lâu, không cùng người chơi qua. Tư chính quơ quơ cổ, hôm nay, cũng vừa lúc hoạt động hoạt động gân cốt, như vậy, cũng không tồi. Tư chính mở ra hai tay, giờ khắc này, tổng cộng sáu đối cánh chim, ở tư chính bản thân sau mở ra, 12 hai cánh chim. Này ở nào đó thần thoại nghe đồn giữa, tượng trưng cho, cực hạn lực lượng đương 12 cánh chim xuất hiện nháy mắt, tư chính trên đỉnh đầu, xuất hiện kim sắc phòng sáng, này chung quanh không chung vết rách, toàn bộ bị mạt bình. Ha ha, người so diệu thành cường điểm, thiên quốc thánh chủ nhìn mắt diệu thành, nhưng cũng chỉ là cường điểm mà thôi. Thánh chủ phía sau, một phen trường đao hư ảnh chém ra. Thật can đảm, tư chính đại quát một tiếng, a thanh nổ vang, có sóng âm thổi quét hướng kia trường đao hư ảnh. Phốc, diệu thành cánh tay phải, Đường Trường Quảng, máu tươi phun. Diệu Thành cánh tay phải bị chém. Có tư đang ở trước, cũng như cũng là chảm Diệu Thành cánh tay phải. Mà từ đầu tới đuôi, Thiên Quốc Thánh Chủ không có gì đại động tác. "Ba, hắn là đối thủ của ngươi sao?" Chelsea nhìn Thiên Quốc Thánh Chủ hỏi. Thiên Quốc Thánh Chủ khẽ lắc đầu, hắn không đủ tư cách. Chelsea lại hỏi, "Kia Huyền Thiên Tiền bối đâu?" Thiên Quốc Thánh Chủ suy nghĩ một chút, theo sau cấp ra trả lời, không đánh quá, không biết, nhưng hẳn là, không phải ta đối thủ đi. Thiên quốc thánh chủ thanh âm này rơi xuống sau, Chessia trầm mặc. Thiên quốc thánh chủ nhìn về phía tư chính, ngạo nghễ nói, hộ thế giáo, thần tộc phụ thuộc, thần tộc chó săn, năm đó đánh cắp thiên vật, phong thần một hàng, dẫn tới thương sinh bạc nhược, hôm nay, lại nghe thần tộc chi linh, tưởng chảm trương huyền, tưởng lấy thần châu. Hôm nay, ta đảo muốn. Nhìn xem, ai có thể động trương huyền, một sợi lông. Thiên quốc thánh chủ, liên tục bước ra vài bước, ở hắn phía sau, một tòa màu trắng cung điện hư ảnh hiện lên, đây là thiên cung, có thần nữ ở trong đó phiêu đãng bay lượt, có thần long ở cung điện thần trụ phía trên xoay quanh, có kỳ lân thủy thú chạy vội, đây là tiên khí lượn lờ. Một mảnh tường hòa thiên cung, nhưng ở ngày đó cung bên trong, lại có màu đen xiềng xích, như ẩn như hiện, phảng phất này thiên cung bên trong, chấn áp cái gì đáng sợ chi vật. Tư đang ở giờ khắc này như là nhìn thấy gì đáng sợ chi vật, hắn nhìn chằm chằm thiên quốc thánh chủ phía sau thiên cung dị tược, trong miệng lẩm bẩm không có khả năng, không có khả năng, người đây là, người đây là, người hẳn là cái người chết, người không có khả năng còn sống, không có khả năng a, à. có thể hay không có thể, ngươi nói không tính, thiên quốc thánh chủ nhìn thoáng qua trương huyền, theo sau ra tiếng, tiểu trương huyền, nghe hảo, ngươi trong cơ thể thần châu, nãi thần tộc trí bảo đều không phải là là thần tộc dựng dục ra tới, kia thần châu lai lịch, liền thần tộc đều không rõ ràng lắm, thần châu nội ẩn chứa vô thượng nghiệp lực, sẽ kích phát người nội tâm hắc ám một mặt, mà lục diễn tiền bối lưu lại tiên liên, có thể chấn áp nghiệp lực, khống linh, không phải trung trương, chỉ là bắt đầu, ở khống linh phía trên, chia làm, thần hải. Trúc Kiều, bờ đối diện, bát phân. Mỗi ngày năm cái cảnh giới, hiện giờ ngươi, chỉ là đứng ở thần hải phía trên, đương ngươi ở thần hải nội, xây dựng thần kiều, vượt qua bờ đối diện, bát vân mỗi ngày lúc sau, bằng vào ngươi trong cơ thể thần châu, người nói không chừng, có thể, tìm về, người mẫu thân. Đứng trên mặt đất trương huyền, thân thể bỗng nhiên chấn động, tìm về mẫu thân. Này bốn chữ, giống như ma âm giống nhau, ở trương huyền trong óc giữa vần quanh. Thiên quốc thánh chủ sau khi nói xong, liền không hề xem trương huyền, mà là nhìn về phía tư chính, muốn giết trương huyền, người xứng sao. Thần tộc xứng sao thần tộc thần chủ lại xứng sao tư chính gian nan nuốt một ngụm nước bọt hắn thân thể không cấm run rẩy hắn phát ra âm thanh ngươi ngươi rốt cuộc là ai ngươi hẳn là đoán được chỉ là không dám đi tưởng đúng không thiên quốc thánh chủ lại lần nữa đạp không này một bước thiên quốc thánh chủ trên mặt màu trắng mặt nạ xuất hiện vết rách này một bước thiên quốc thánh chủ trên người quần áo bay phất phới này một bước màu trắng mặt nạ Toàn bộ vỡ vụn mở ra, theo gió phiêu tán, lộ ra gương mặt. Ta, Trương Vì Thiên, bừa bãi Trương, muốn làm gì thì làm vì, ý trời thiên. Oanh, không trung phía trên, một đạo ngân hà xẹt qua. Thánh chủ phía sau, thần cung giữa, siêng xích bay múa, một đạo đen nhánh thân ảnh, áp suy sụp thần cung, kia một đôi màu đỏ tươi đồng tử, là đến từ viễn cổ ma thần, mới có thể có được. Trương Vì Thiên, trên mặt đất, Trương Huyền giống như điện giật giống nhau hắn ánh mắt dại ra nhìn không chung đó là một cái rét lạnh đông trương huyền còn rất nhỏ hắn cùng mẫu thân cuộn tròn ở đường tắt góc chung mụ mụ người nói ta ba là một anh hùng cái thế hắn tên gọi là gì a à? hắn trương huyền mẫu thân hơi hơi mỉm cười điềm mỹ tươi cười phảng phất làm kia trời đông giá rét viết động đều có thể hòa tan trương vì thiên vì người trong thiên hạ vì thiên trương vì thiên trương vì thiên tên này này ba chữ vẫn luôn khắc vào trương huyền trong lòng trương huyền ảo tưởng quá chính mình nhìn thấy phụ thân tình hình lúc ấy là như thế nào cảnh tượng nhưng hắn chưa bao giờ dám nghĩ lại bởi vì trương huyền biết chính mình khả năng đời này đều không thể nhìn thấy phụ thân thân ảnh nhưng hiện tại trương vì thiên người này liền như vậy xuất hiện ở chính mình trước mặt cái này làm cho trương huyền có một loại cực độ không chân thật cảm hắn thế nhưng đã sớm ở chính mình bên người chết xia đã sớm biết hết thảy nàng sở làm. tại đây trong lúc nhất thời, trương huyền nghĩ ký quá nhiều quá nhiều sự. chelsea thái độ, chelsea hành vi, thần thánh thiên quốc đối đãi chính mình thái độ. năm đó, chelsea dẫn người sát thượng quang minh đảo, lại cũng ở đồng thời làm chính mình tiếp xúc tới rồi khí. cũng đồng dạng từ ngày đó bắt đầu, trương huyền mới bắt đầu vạch trần thế giới này chân chính khăn che mặt. tiểu tử thúi, ta hôm nay giết người xong, đến rời đi một đoạn thời gian này ông trời tuy rằng thiếu ta điểm cái gì nhưng tổng không thể làm ta cưới ở trên đầu ị phân chessia à, đã bị lão tử nhận thành con dâu nàng kêu cha ta cũng đã kêu đã hơn một năm đã là chúng ta trương ra người chính ngươi nhìn làm đến nỗi lâm thanh hạm kia nha đầu lão tử cũng thích nàng dung hợp huyết mạch cũng là lão tử chỉ điểm chuẩn xác điểm nói cũng hô qua ta một đoạn thời gian sư phụ đồng dạng là ta trương ra người đúng rồi tiểu tử ngươi ở bên ngoài còn có khác phong lưu nợ đúng không Tỉ như cái này nha đầu. Thánh chủ vươn một lóng tay, nhẹ nhàng một chút, liền thấy một đạo bạch quang, bao phủ đứng ở cửu cục đám người giữa Hàn Ôn Nhu. Đang ở Hàn Ôn Nhu bên cạnh nam tính bỗng nhiên sửng sốt, Hàn Ôn Nhu. Chính mình ái mộ nữ nhân, thế nhưng, cùng Trương Huyền có quan hệ. Khó trách, khó trách ở Trương Huyền xuất hiện thời điểm, Ôn Nhu vẻ mặt lo lắng. Tại đây một khắc, Hàn Ôn Nhu bên cạnh này nam tính, lập tức sinh ra một cổ thất bại cảm bản thân hắn rất có tự tin, hắn cho rằng chính mình ở bạn cùng lứa tuổi chung, đã cũng đủ ưu tú, nhưng cùng Trương Huyền một so, giống như ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt chi kém. Nhà đầu, ta ban ngươi một hồi tạo hóa, đến nỗi có thể hay không nắm chắc được, liền xem chính ngươi, ta có thể nhìn ra, ngươi trong xương cốt có một cổ bốc đồng, lão tử thích, ha ha ha. Trương vì thiên đại cười một tiếng, cuối cùng đem ánh mắt thả lại đến tư chính bản thân thượng. Hảo, hiện tại, nên làm chính sự. Trương Vì Thiên hơi hơi mỉm cười. Oanh! Vang lớn ở Trương Vì Thiên phía sau phát ra, hắn phía sau trắng tinh thần cung, tại đây một khắc, hoàn toàn sụp đổ, thật lớn hắc ảnh, ở thần cung giữ hiện lên, hắc ảnh chiều dài tám cánh tay, mỗi một tay thượng, cầm một phen binh khí. Đường hắc ảnh xuất hiện nháy mắt, kia một cổ thê lương, giống như đến từ viễn cổ thời đại, tràn ngập chung quanh. Thiên quốc thánh chủ, toàn thân trắng tinh, nhưng hắn phía sau ma ảnh, lại là như mực, như địa ngục, như vực sâu. Tiểu tử thúi, phản thời cổ đại, sắp xảy ra, năm đó, một hồi thiên đại âm mưu, tên là phong thần, hiện giờ, phong thần chi lực tản ra, mọi người, đều đang chờ đợi này nhất thời khắc, tài phú, quyền lợi, ở vĩnh sinh lực lượng trước mặt, cái gì đều không tính, nhớ kỹ, lão tử chờ người bát phân mỗi ngày kia một khắc. Oanh, lại là một đạo vang lớn thanh, sương mù biến mất, cái lồng khí biến mất, đây là lý dung tài cùng huyền thiên sở giấu thiên cơ thủ đoạn, lúc này, bị phá khai. Giống, một đạo thật lớn tiếng giống giận, từ trương vì thiên phía sau viễn cổ ma ảnh trong miệng phát ra. Lý dung tài bỗng nhiên nhìn về phía trương vì thiên, người đây là muốn. Tính, hôm nay, không cần giấu giếm, trương vì thiên vẻ mặt không sao cả nói, ta vừa định một chút, nếu muốn sát, không bằng liền toàn giết, hộ thế giáo, liền không cần lại để lại, trực tiếp sát hoàn hảo đương trương vì thiên giọng nói rơi xuống, ở hắn sau lưng, vô số đạo màu đen xiềng xích bắn nhanh mà ra, thẳng đến hộ thế giáo thành viên mà đi. Tuy là tư chính loại này cường giả, tại đây màu đen xiềng xích trước mặt, đều không có bất luận cái gì chống cự chi lực. Không chung giữa, màu đen lôi vân tia chấp lại lần nữa xuất hiện, kia màu đen cung khuyết càng thêm thấy được, cung khuyết bên trong, thiên binh thiên tướng, xuống phía dưới đánh tới, mang theo từng trận kêu sát tiếng động màu đen xiềng xích xông thẳng phía chân trời giống như từng điều màu đen trường long chém giết thiên binh thiên tướng huyền thiên nhìn trương vì thiên phía sau ra tiếng nói đây là đem vây thần khóa đều dung nhập dị tượng giữa sao xem ra thật sự có người có thể bước ra này một bước huyền thiên tiền bối trên người của ngươi có chiến ý lý dung tài nói huyền thiên gật gật đầu khóe miệng gợi lên một nụ cười có thể gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ tự nhiên có chiến ý nếu có khả năng, ta cũng tưởng đánh với ngươi một hồi. Lý Dung Tài cười cười, cũng không có nói lời nói. Trương Vì Thiên phía sau, vây thần khóa bay múa, chém giết thiên cung, đồng dạng trấn áp hộ thế giáo mọi người. Kia tôn thật lớn hắc ảnh động, chỉ là vươn một cánh tay, nơi tay cánh tay nâng lên nháy mắt, không chung bên trong, mọi người hình tia chớp biến mất, màu đen cung khuyết, tại đây một khắc, phát sinh chấn động, tạc vỡ ra tới. Hộ thế giáo tương ứng, chết toàn bộ không chung, đều tại đây một khắc, trở nên hắc ám xuống dưới, hắc ám bao phủ cổ thành, hắc ám bao phủ thông thiên phong, trong thiên địa, chỉ có trương vì thiên một người, cả người thánh khiết, không bị này hắc ám sở nhiễm. Cường hãn, vô địch, đây là mỗi người, vào lúc này trong lòng sinh ra ý tưởng. Giờ khắc này, trương vì thiên thân ảnh, khác ở mọi người trong óc giữa, vứt đi không được, đây là tuyệt đối cường hãn. Lý Dung Tài lắc lắc đầu, hắn thật là điên rồi, Hắn này không riêng gì muốn tiêu diệt rất hộ thế giáo, hắn đây là muốn khai thiên môn a. Bài trừ pháp tắc, từ hôm nay trở đi, thế gian này hết thảy muốn thay đổi. Sẽ có tân pháp tắc chế định. Huyền Thiên nhìn kia nói đủ để xé rách phía chân trời hắc ảnh, ra tiếng nói, làm như vậy, sẽ có vô tận nghiệp lực quấn thân, trên người hắn nghiệp lực, kỳ thật đã thực đáng sợ, hắn mỗi một lần ra tay, đều là ở gia tăng nghiệp lực, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, hắn sẽ bị nghiệp lực cắn nuốt lý dung tài cúi đầu nhìn phía dưới trương huyền nói huyền thiên tiền bối ngươi cảm thấy hắn còn để ý này đó sao hắn không để bụng tương lai không để bụng về sau hắn sở làm hết thảy đều là phải vì trương huyền lót đường hắn lấy dị tượng dung hợp vây thần khóa nhìn như lấy dị tượng trấn áp kia tôn ma ảnh nhưng thực tế thượng hắn giống như đã cùng kia ma ảnh dung hợp hắn đó là ma ảnh ma ảnh đó là hắn hắn đã sớm một chân bước vào địa ngục chi môn trương vì thiên Huyền Thiên lẩm bẩm tên này, thật là, muốn làm gì thì làm vì, ý trời thiên sao. Huyền Thiên tiền bối, người cho rằng đâu, Lý Dung Tài trả lời. Khả năng hiện tại là, nhưng đã từng, hẳn là, vì người trong thiên hạ, vì thiên. Tà ma giết gào, một trường xé trời. Đây là thuộc về tuyệt thế cường giả uy thế, tuy là khống linh, tại đây loại uy thế dưới, đều phải run bần bật. Trong thiên địa đen nhánh, phảng phất rằng co hồi lâu, lại phảng phất chỉ là một sát ma ảnh biến mất trong thiên địa lại khôi phục một mảnh thanh minh hộ thế giáo thành viên tính cả tư chính diệu thành đám người thân ảnh toàn bộ biến mất không chung bên trong không thấy màu đen cung khuyết một mảnh sáng sủa vạn dặm không mây sở hữu hết thảy tại đây một khắc rơi xuống màn tre trong thiên địa trở nên cùng thường lui tới vô dị trương vì thiên lập với không chung trên người hắn quần áo bình ổn hắn cúi đầu nhìn phía dưới, nhìn Trương Huyền, ánh mắt giữa, tràn ngập cương chiều. Tiểu tử thúi, có một số việc, tổng phải có người đi làm, ta cũng không quá nhiều làm ra vẻ nói cùng ngươi nói, ta ở phía trước trên đường chờ ngươi, ngươi cần phải đi nhanh lên, nếu đi quá chậm, ta cùng ngươi lão mẹ, đã có thể chờ không được a à. Trương Vì Thiên hít sâu một hơi, tận trời một tiếng giống to. Hôm nay ta Trương Vì Thiên, nguyện vì thế gian này, khai thiên môn, từ nay về sau, thế gian, mỗi người như long. Trương Vì Thiên này một tiếng, xông thẳng tận trời. Ở kia không chung, một phiến kim sắc đại môn xuất hiện, chậm rãi mở ra, kim sắc đại môn bên trong, tưới xuống thần quang, tại đây một khắc, thế giới phía trên, vô số địa phương, sinh ra dị tượng. Truyền thừa mở ra, là truyền thừa, một lời khai thiên môn, mở ra thiên hạ truyền thừa dị tượng. Đây là cái gì thực lực? Triệu cực giờ phút này đã hoàn toàn ngây người, hắn nhìn chằm chằm Trương Huyền, lẩm bẩm nói, người mẹ nó mới là chân chính phú nhị đại a. À. Ngày đó môn trong vòng, vô số kim long hư ảnh xuất hiện, ở không trung xoay quanh, cùng sở hữu 99 vạn .999 9999 điều, đột nhiên, kim long toàn bộ tiêu tán, hóa thành lấp lánh vô số ánh sao, chiều khắp nơi rơi xuống, kim quang mỏng manh, lấy mắt thường khó gặp. Mỗi người như long, đây là muốn cho mỗi người đều có luyện khí chi tư. Lý Dung Tài ra tiếng thần môn tuy rằng bị phong nhưng bọn hắn hiện tại cũng suy nghĩ biện pháp mở ra thần môn nhanh nhất nửa năm chậm nhất hai năm bọn họ sẽ dáng thế đến lúc đó phản thời cổ đại chân chính mở ra huyền thiên nắm chuôi kiếm đem trong tay thần kiếm hướng về phía trước ném đi vô phong trọng kiếm đón gió mà chướng mười trường trăm trường ngàn trường vạn trường vạn trường cửa kiếm sao thông thiên phong còn muốn thật lớn thông thiên phong tại đây cử kiếm trước mặt, đều có vẻ nhỏ bé. Hôm nay, ta lập hạ kiếm phong, từ hôm nay trở đi, mọi người, đều có thể ngộ kiếm ý. Huyền thiên như thế mở miệng, thần môn đem khai, vị đối kháng sắp đi vào chi thần tộc, trương vị thiên một lời khai thiên môn, nguyện thiên hạ người người như long, đánh thức thiên hạ truyền thừa, nghiệp lực quấn thân. Huyền Thiên lấy trọng kiếm vì phong, truyền thiên hạ vô thượng kiếm ý. Tiểu tử thúi, này hơn 20 năm qua, lão tử chưa cho quá ngươi cái gì, hôm nay, lại đưa ngươi một hồi tạo hóa. Trương vì thiên đơn chỉ chỉ thiên, một đạo ngũ sắc thần mang, từ thiên truyền đến, ngưng với trương vì thiên ngón tay phía trên. Đây là tân quy tắc, Lý Dung Tài kinh hô một tiếng. Đây là bài trừ cố quy lúc sau hồi báo sao, huyền thiên nhìn kia nói năm màu thần mang, thiên địa có tân quy, có hồi báo, nhưng cũng chỉ có thể hiểu được, hắn nếu muốn trương huyền hiểu được, còn có chút quá sớm hắn giống như, không phải như vậy tưởng. Lý Dung Tài gắt gao nhìn chằm chằm Trương Vì Thiên ngón tay phía trên ngũ sắc thần mang, huyền thiên tiền bối, đem vây thần khóa dung với dị tượng, lấy dị tượng chân áp ma ảnh người, hắn hành sự, hẳn là sẽ không bình thường đến nào đi. Đang ở Lý Dung Tài cùng huyền thiên nói chuyện phiếm thời gian này, Trương Vì Thiên trong tay liên tục kết ra pháp ấn, theo sau lại lần nữa ra chỉ, thẳng chỉ Trương Huyền, kia năm màu thần mang, giống như mũi tên nhọn, bắn nhanh hướng Trương Huyền, chui vào trương huyền trong cơ thể. Đem thế giới này tân quy, đánh vào trong cơ thể. Này, ngay cả Lý Dung Tài, hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút xem ngây người. Huyền Thiên cũng đồng dạng sửng sốt một chút, nhưng thực mau, hắn liền cười, cười rất lớn thanh. Ha ha ha, Trương Vì Thiên, đương thời kỳ nhân, đương thời thần nhân A, à, hảo, thực hảo. Trương Vì Thiên làm xong này đó sau, nhìn mắt Huyền Thiên, nói, Huyền Thiên tiền bối, hiện tại, ta phải đi con đường kia, người muốn cùng nhau tới sao? Đương nhiên, huyền thiên một cái lắc mình, tới rồi trương vị thiên bên cạnh. Tài trí bình thường huynh, người đâu? Trương vị thiên lại xem Lý Dung Tài. Cùng đi đi, Lý Dung Tài gật gật đầu. Đi, trương vị thiên ra tiếng. Sau một giây, ba người thân hình, biến mất tại đây. Trong thiên địa, vang lên một đạo thanh âm, thuộc về trương vị thiên. Tiểu tử thúi, nhớ rõ, đánh nhau có thể thua, nhưng ta lão trương ra tức phụ, ngươi một cái đều không thể buông tha, bằng không, lão tử đem ngươi điếu trên cây đánh. Thanh âm biến mất, người cũng biến mất, hết thảy, khôi phục bình tĩnh, hết thảy, phảng phất trước nay không phát sinh quá. Nhưng, ở thông thiên phong trước, kia vạn trường cự kiếm, nói cho mọi người, vừa mới phát sinh hết thảy, là cỡ nào chấn động. Đoạn cửu long đám người không chết, nhưng bọn hắn lúc này rất rõ ràng, cái gọi là thẩm phán trương huyền, kết quả là bất quá là một cái chê cười thôi phản tổ minh người áo đen không có ra tiếng hóa thành một đoàn xương đen biến mất ngọc hư đạo nhân hòa hoa lão nhân cùng với đoạn cửu long cũng đều rời đi đi rồi đi trở về giang vân mang theo cửu cục mọi người rời đi hàn ôn nhu tùy cửu cục cùng trở về nàng chỉ là nhìn nhiều vài lần trương huyền cũng không có tiến lên nói chuyện không trung giữa kim quang tưới xuống đây là mỗi người như lòng ánh sáng, này quang sẽ tiến vào mỗi người trong cơ thể, mang cho nhân tu hành chi tư. Triệu cực nhìn về phía Trương Huyền, mở miệng ra tiếng, Trương Huyền, kế tiếp, chúng ta. Triệu cực nói một nửa, đột nhiên ngừng, bởi vì, hắn cảm nhận được một cổ khủng bố hơi thở xuất hiện. Ha ha ha, thần châu, ta tìm được ngươi. Một cánh tay, từ Trương Huyền dưới chân vươn, trực tiếp bắt lấy Trương Huyền cổ chân. Trương Huyền cả người, bị này cánh tay nháy mắt kéo vào ngầm đang ở xuống núi người đột nhiên cảm nhận được này sơn thể ở phát sinh nếu từ nơi xa xem này thông thiên phong từ trung gian bắt đầu vỡ ra trương huyền bị kéo vào sơn trong cơ thể nháy mắt liền cảm nhận được một cổ minh mông lực lượng hướng chính mình công tới trương huyền phía sau dị tượng sát ra ở kia cánh tay xuất hiện nháy mắt trương huyền liền biết người đến là ai thần tộc tam trọng thần tử thiên linh Thiên linh, tuyệt đối là một cái trí cường giả, lúc trước tam thành lực lượng, liền bức trương huyền dùng ra kia xé trời nhất kiếm, vẫn là mượn dùng truyền thừa lực lượng, đã có thể này, cũng chưa có thể chân chính chém giết thiên linh. Lúc này thiên linh, so với phía trước càng thêm mạnh mẽ, hiển nhiên là lực lượng được đến khôi phục, muốn sát trương huyền, lấy thần châu. Trương huyền sau lưng, long hổ thần tượng sát ra, thẳng đến thiên linh mà đi. Có kia một con ma tượng, hướng lên trời linh dẫm đạp mà đi. Có một con bằng điều, triển khai hai cánh, uy năng vô cùng. Thông Thiên Phong, tại đây một khắc, bắt đầu tạc nứt. Giờ phút này, không trung giữa còn có kim mang. Ở Trương Huyền cùng Thiên Linh đại chiến là lúc, có kia một nửa kim mang, như là đã chịu nào đó chỉ dẫn, chiều hai người bên này tụ tập mà đến, vào núi trong cơ thể. Đang ở đại chiến hai người, ai cũng không có chú ý tới, một cái kim quang thông đạo, ở hai người bọn họ bên người hình thành thông thiên phong thượng, triệu cực lam vân tiêu đám người, bao gồm sóng tỷ bọn họ, thấy tình thế không ổn, lập tức vọt vào sơn thể giữa, liếc mắt một cái liền nhìn đến cùng trương huyền đại chiến người. Thiên linh trên người, khí thế mênh mông, mãnh liệt mà ra, là tuyệt đối cao thủ. Đây là thuộc về thần tộc hơi thở, cũng không có tùy huyền thiên ba người rời đi đau nơ đức ra tiếng. Sóng tỷ đám người cũng sôi nổi gật đầu. Qua đi hỗ trợ. Một tiếng rơi xuống, mấy chục mét cao thủ sông lên phía trước, muốn hiệp trợ Trương Huyền. Thiên linh rất mạnh, hắn mỗi một quyền oanh ra, đều mang theo tảng lớn thần mang, thực lực của hắn hoàn toàn triển khai, cường đại vô cùng. Thiên linh này một quyền, thế nhưng cùng sóng tỷ chờ hơn 20 người đánh ra công kích cho nhau triệt tiêu. Thiên linh khinh thường ra tiếng, một đám phàm nhân mà thôi, cũng xứng cùng thần linh tranh chấp. Thần môn đều bị phong, người một người hạ giới, có thể phiên khởi cái gì sóng gió đao nơ đứt múa may trong tay màu trắng quyền trượng, kia thánh khiết quang mang phát ra mà ra hướng thiên linh bao phủ mà đi cùng nhau động thủ sóng tỷ khẽ quát một tiếng bọn họ có đối phó thần tộc kinh nghiệm biết khi nào nên như thế nào ra tay trong lúc nhất thời hơn hai mươi nói minh mông hơi thở mãnh liệt mà ra thẳng đến thiên linh mà đi thiên linh hai mắt phát ra thần mang cảm thụ được sóng tỷ đám người đánh ra công kích hắn trên mặt ngược lại lộ ra hưng phấn thần sắc loại này tự tin nguyên tự với thiên linh trong lòng tự tin. Đây là cường đại tự tin. Cả tòa thông thiên phong, đều ở giữa, sơn thể vỡ ra, đá vụn lăn xuống, thượng vạn mét sụp đổ là cái dạng gì cảnh tượng. Chân núi, tựa như tận thế, liền xem vô số thật lớn hòn đá tạp lạc, mặt đất vỡ ra. Sơn trong cơ thể, thiên linh một đôi thần quyền liên tục chém ra, màu đỏ quyền khác ở không trung hình thành, đánh sâu vào. Cùng lúc đó, trương huyền phía sau, dị thú gạo giống, toàn bộ tránh thoát mà ra, chém giết hướng thiên linh mà đi. Tới, khiến cho ta nhìn xem các người này đó con kiến, có gì bản lĩnh. Thiên linh hoàn toàn không sợ, chiến ý thực nùng. Đao nơ đức múa may ra màu trắng quang mang, đã lan tràn đến thiên linh bên người. Nhưng vào lúc này, đã sớm hình thành ở trương huyền cùng thiên linh bên cạnh kim sắc thông đạo, đột nhiên phát ra một cổ cường đại hấp lực, gần là một cái chớp mắt, đương một cái chớp mắt lúc sau, thiên linh cùng trương huyền thân ảnh, biến mất ở mọi người tầm mắt giữa. Người đâu, triệu cực một cái lắc mình xuất hiện ở Trương Huyền vừa mới sở đứng thẳng địa phương, hắn cho rằng Trương Huyền cùng thiên linh đều sử dụng nào đó bí ẩn thân pháp, nhưng thực mau hắn liền phủ quyết này một suy đoán, chung quanh thực bình tĩnh, không có bất luận cái gì năng lượng dao động. Đao nơ đức nhắm mắt lại, mấy giây sau mở miệng, hai người bọn họ bước vào cái khe, Trương vì thiên môn khai thiên môn, không gian không song, lại nguyện thiên hạ, mỗi người như long, chế định tân quy, tân quy tắc ở chế định, hai người bọn họ bước vào một cái cái khe giữa. Cái khe, Lam vân tiêu mày nhân lại. Toàn len khen đầy mặt khó hiểu, một đôi tiểu mị mị nhãn chung, tràn ngập vô chi. Lam Vân Tiêu giải thích, nghe đồn, sở hữu không gian, đều có một cái trung tâm điểm, mà không gian cái khe xuất hiện, có người sẽ biến mất ở cái khe giữa, theo sau, trải qua trung tâm điểm, tùy cơ xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương, hai người bọn họ bị cuốn vào cái khe giữa, sự tình không xong. Có bao nhiêu không xong a? À, toàn len keng như cũ trong mắt mang theo vô chi, lấy ta đại ca thực lực, mặc kệ đi đâu, hẳn là cũng chưa gì vấn đề đi. Toàn len keng lời này vừa ra, tất cả mọi người dùng một bộ xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn. Triệu cực ho khan một tiếng, mập mạp, ở người thế giới quan, thế giới này, có phải hay không chỉ có người nơi này một cái hình cầu A? Người có hay không nghĩ tới, mặt trăng cùng hỏa tinh một loại toàn len keng đột nhiên sửng sốt, người sẽ không nói, ta đại ca bị truyền tống đến hỏa tinh đi đi. Không phải không có cái này khả năng, Downer nơ nước ra tiếng, nói đúng ra, bọn họ khả năng sẽ bị truyền tống đến bất cứ một chỗ, cái nào góc đều có khả năng, đối với loại này vào nhầm cái khe hành vi, giống nhau xưng là. Cái gì a? À? toàn len keng sốt ruột hỏi. Tử vong, một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, nói chuyện, đúng là Chessia, nàng đầy đầu tóc bạc, vô cùng động lòng người. Phía trước trương vì thiên khâm điểm nhận Chessia làm con dâu nói, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Cái này, tẩu tử A, toàn len ken xoa xoa tay, sao nói ta ca cũng là người tương lai lão công, người sao có thể như vậy chú hắn đâu. Không phải chú hắn, Chessia nhìn trương huyền sở biến mất địa phương, loại này hành vi, đích xác bị xưng là tử vong, tiến vào cái khe chung người, cơ hồ không có khả năng tái xuất hiện nhưng ta cho rằng Trương Huyền ca ca có thể. Đang ở đại chiến giữa Trương Huyền cùng Thiên Linh, chỉ cảm thấy trước mặt cảnh tượng đột nhiên biến đổi, lại theo sau, hai người xuất hiện ở một cái trống trải bình nguyên phía trên, bình nguyên rất lớn, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Một màn này phát sinh, làm đại chiến chung hai người, đồng thời ngừng tay chung động tác, tất cả đều bắt đầu đánh giá khởi chung quanh hết thải tới. Đột nhiên, một cổ mãnh liệt đến mênh mông lực lượng chiều hai người thổi quét mà đến. Trương Huyền cùng thiên linh theo bản năng liền làm ra phản kháng, lấy linh khí đối hướng, nhưng tại đây cổ minh mông lực lượng trước mặt, bọn họ hai người, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng đường sống, bị cổ lực lượng này mang hướng hai cái bất đồng phương hướng. Trương Huyền chờ mắt nhìn chung quanh cảnh tượng ở chính mình bên cạnh bay nhanh xẹt qua, tốc độ này mau đến ngay cả hắn đều có chút thấy không rõ. Thẳng đến mấy chục phút qua đi, này cổ đẩy ra Trương Huyền lực lượng mới hoàn toàn biến mất, mà trải qua hơn 10 phút bay vút, Trương Huyền như cố tại đây bình nguyên phía trên. Bình nguyên mênh mông vô bờ, quá lớn. Trương Huyền thậm chí cảm giác, cái này bình nguyên không có bất luận cái gì cuối giống nhau. Đây là nào? Trương Huyền trước tiên động tác là lấy ra di động, không có bất luận cái gì tín hiệu, này hoàn toàn là theo bản năng hành vi. Đường di động lấy ra sau, Trương Huyền tự giễu cười, hắn tư duy vẫn là không có thay đổi lại đây, bất quá, nhiều năm như vậy tư duy theo quán tính cũng không phải nói sửa là có thể sửa. Trương Huyền bắt đầu cẩn thận đánh giá khởi này phiến Bình Nguyên tới. Bình Nguyên cấp Trương Huyền cảm giác cuồn cuộn, cùng với hoang vắng, to như vậy Bình Nguyên phía trên, trừ bỏ Trương Huyền thân ảnh bên ngoài, cái gì đều không có, chung quanh là trụi lủi hoàng thổ, giống như đột nhiên đi tới thiên địa sơ khai, vạn vật chưa sinh cái kia thời đại. Đột nhiên, Trương Huyền đồng tử co rụt lại, bởi vì, hắn cảm nhận được, Tại đây thiên địa chi gian có rất rất nhiều, chính mình chưa bao giờ cảm thụ quá năng lượng hệ thống, đang ở lan tràn. Này, Trương Huyền hấp thu quá hải thần truyền thừa, hấp thu quá Athen truyền thừa, lúc ấy ở kia thạch động nội, lại khống chế phá tự truyền thừa, từng có kinh nghiệm Trương Huyền lập tức liền phân biệt ra tới, này đó chưa bao giờ gặp qua năng lượng hệ thống, cùng những cái đó truyền thừa năng lượng, không có sai biệt. Nghĩ vậy, Trương Huyền căn bản không nghi ngờ hoặc khác thứ gì, hắn lập tức khoanh chân mà ngồi bắt đầu cảm thụ khởi này đó hoàn toàn mới năng lượng hệ thống tới. Tuy rằng, Trương Huyền đáy lòng phi thường tưởng làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chính mình vì sao sẽ xuất hiện tại đây. Nhưng, cường đại thực lực cũng là một cái lựa chọn, hơn nữa là cần thiết phải làm lựa chọn. Thông qua Trương Vì Thiên, Trương Huyền hiện tại cũng rất rõ ràng, cái gọi là khống linh cũng không phải cực hạn. Lúc trước Trương Huyền đã từng hỏi qua Huyền Thiên, khống linh hay không là cuối, huyền thiên cấp ra đáp án, ba phải cái nào cũng được. Mà lúc trước ở Côn Luân Sơn băng động bên trong, sở tranh từng đối trương huyền nói qua, hắn vốn tưởng rằng, đến khống linh lúc sau, liền có thể nhìn thấu hết thảy, nhưng mới biết, này bất quá là hắn ánh mắt thiển cận. Trương huyền cũng hỏi qua sở tranh, khống linh lúc sau là cái gì, sở tranh đồng dạng chưa nói. Hiện tại trương huyền mới hiểu được, cái gọi là, ngự khí, hóa hình, ngưng khí, phú thần, khống linh, này thống nhất tới nói, bất quá là một loại ngưng tụ khí, khống chế khí phương pháp mà thôi, mà chân chính tu vi là tại đây lúc sau. Thần hải, trúc kiều, bờ đối diện, bát vân, mỗi ngày. Này năm cái cảnh giới, phân biệt đối ứng, nhân thể nội, năm loại bất đồng trạng thái. Sở hữu luyện khí sĩ đều có khí hải tồn tại với đan điền chỗ. Mà khí hải, đó là thần hải đời trước, đương nhiên chỉ có khống chế khí, có được cái gọi là linh tính thần tính lúc sau mới có thể bị gọi là thần hải. Mà có thể có được thần tính khí hải, không có chỗ nào mà không phải là cường giả, nhất cơ sở, cũng là tôn chủ cấp bậc. Lại hướng lên trên, triệu cực chi lưu, đoạn cửu long chi lưu, mỗi người đều có được thần hải, thực lực phân biệt, nhưng cũng kém không lớn, nhưng thần hải lúc sau bước tiếp theo nên như thế nào đi, không ai biết được, đặc biệt là Trương Huyền, hắn từ lúc bắt đầu, chính là một người đang sở tác, hắn từ một cái mới vừa tiếp xúc khí trạng thái, sờ so soạn đến bây giờ, khống linh đứng đầu đừng, hắn không biết bước tiếp theo nên đi nào chôn hắn hành động vẫn luôn thực mê mang, nghe nói có lực lượng xuất thế. Hắn sẽ đi tranh, đi đoạt lấy. Kỳ thật, nói trắng ra một chút, Trương Huyền có thể đi đến hiện tại, có một đại bộ phận, dựa vào ngoại lực, tiên liên, thần châu, mà đối với tiên liên cùng thần châu công hiệu, Trương Huyền vẫn luôn đều không thế nào rõ ràng, hắn sờ không rõ, nhìn không thấu, nhưng đến bây giờ, Trương Huyền minh bạch, hắn trong lòng, sinh ra chính mình một cái lộ. Vô luận là tiên liên, vẫn là thần châu, đều là chính mình trong cơ thể đồ vật. Nếu ở trong cơ thể mình, sáng lập thần hải, tiên liên cùng thần châu, hay không có thể khởi đến cái gì đặc biệt tác dụng đâu. Mà chính mình thần hải, Trương Huyền tự giễu cười, lúc này thần hải, còn quá mức nhỏ yếu, mà nhỏ yếu nguyên nhân rất đơn giản, chính mình, cũng không có khống chế nhiều ít năng lượng, nhưng hiện tại bất đồng, lúc này chính mình nơi cái này địa phương, năng lượng bàng bạc, còn có rất rất nhiều chưa bao giờ gặp qua năng lượng hệ thống, đây là chính mình kỳ ngộ. Nghĩ đến đây, Trương Huyền hít sâu một hơi, khóe miệng lộ ra một mặt mỉm cười. Uống nguyệt, một vòng trăng rằm, ở Trương Huyền phía sau buông xuống. Này trăng rằm vừa xuất hiện, lập tức bổ khuyết, theo sau, bắt đầu ngưng tụ chung quanh thiên địa năng lượng. Mà ở bình nguyên bên kia thiên linh, đồng dạng cảm nhận được nơi này minh mông lực lượng, thiên linh thực hưng phấn, hắn là tam trọng thần tộc thần tử, biết rất nhiều bí tân. Đây là truyền thừa năng lượng, đây là những cái đó cấm kỵ năng lượng, thế nhưng có nhiều như vậy cấm kỵ năng lượng, đây là ta thiên linh tạo hóa, cấm kỵ năng lượng, nắm giữ thứ nhất, liền có thể trở thành tuyệt đối cường giả, lúc này, nhiều như vậy cấm kỵ năng lượng cung ta lựa chọn. Ha ha ha, ta thiên linh, có thần chủ chi tư. Thiên linh phát ra cuồng tiếu sau, cũng lập tức khoanh chân ngồi xuống, hắn có thuộc về chính mình công pháp, bắt đầu gấp thu hiểu được này bình nguyên phía trên năng lượng. Bình nguyên phía trên, có vẻ thực yên tĩnh, đột nhiên, một cổ cuồng phong thổi qua. Liền thấy Trương Huyền sở ngồi xếp bằng địa phương, linh khí giống như long cuốn giống nhau, chui vào trong thân thể hắn. Cái gọi là thần hải, trên cơ thể người nội, thần hải là một cái cơ sở, tuy rằng không nói cơ sở càng cường, thành tựu càng cao, nhưng đem cơ sở đánh hảo, luôn là không sai. Hơn nữa, thần hải nội năng lượng, quyết định đối địch khi linh khí mạnh yếu trình độ, là quan trọng nhất một chút. Trương huyền người này, liền một cổ quật kính, hắn làm việc, hoặc là không làm, hoặc là, liền làm được tốt nhất. Hiện giờ, vô số năng lượng hội tụ, thiên linh ý tưởng, là chọn lựa một cái chính mình muốn nhất cấm kỵ năng lượng, mà trương huyền ý tưởng còn lại là, người trưởng thành không làm lựa chọn, toàn muốn. Ở uống nguyệt cuồng bạo lôi kéo lực hạ, này đó năng lượng, điên cuồng tụ tập đến Trương Huyền trong cơ thể, nhảy vào Trương Huyền thần hải giữa. Trương Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình trong cơ thể thần hải, đang ở lấy một loại cực kỳ tấn mãnh tốc độ khuyết trương. Nếu nói, Trương Huyền nguyên bản trong cơ thể thần hải, không, không thể xưng là thần hải, kia chỉ là một cái hồ nước, hiện tại, đã bắt đầu chiều hồ nước nhỏ phương hướng phát triển. Thời gian một phút một giây quá khứ, Trương Huyền trong cơ thể ao hồ, hóa thành đại giang, mà nơi này linh khí, như cũng là vô cùng vô tận, cùng Trương Huyền hấp thu. Quá chậm, quá chậm. Trương Huyền trong miệng lẩm bẩm Uống nguyệt. Trương Huyền phía sau, sớm đã bổ khuyết trăng tròn truyền lại tới hấp lực càng thêm mãnh liệt. Trương Huyền chung quanh, phạm vi 50 km nội linh khí, đều điên cuồng chiều bên này kích động mà đến. Có người nói, tu luyện thời điểm là không có 5 tháng, bởi vì người căn bản không biết thời gian trôi qua bao lâu. Sự thật cũng thật là như vậy, lúc này Trương Huyền một lòng chỉ chú ý tới chính mình trong cơ thể thần hải ở mở rộng kia đại giang đã chiều biển rộng phương hướng phát triển biến hóa mà ở thông thiên phong nơi chỗ nguyên bản thẳng tận trời cao thông thiên phong đã biến mất đại chiến làm này tòa thông thiên phong hoàn toàn sụp xuống bất quá ở thông thiên phong bên rồi lại một phen vô phong cử kiếm chiều cao trăm trượng thay thế nguyên bản thông thiên phong triệu cực toàn len keng làm vân tiêu cùng với sóng tỷ đám người còn có phá quân cùng Chessia, đều ở chỗ này. Bao gồm cầm trong tay thần trượng Nơ Đức, cũng không rời đi. Ta mà ơi, đã 7 ngày, đại ca vẫn là liên hệ không thường. Toàn len keng điểm trên tay di động, triệu cực, người lại cho ta sung cái điện biết không? Hướng Nima, triệu cực chửi ầm lên, người đem lão tử đương cục sạc. Nhưng chỉ có người trong tay kia căn côn có thể dẫn lôi A. Toàn len keng vẻ mặt ủy khuất, không cần lại đợi. Chessia đột nhiên ra tiếng, 7 ngày thời gian, cái khe đã biến mất, Trương Huyền ca ca liền tính trở về, cũng sẽ không từ nơi này, đều tan đi. Ngày liền tan, toàn len keng sửng sốt, tẩu tử, thật không đợi ta ca. Yên tâm, hắn nhất định sẽ trở về. Chessia ra tiếng, lưu lại những lời này sau, Chessia phi thân dựng lên, biến mất ở nơi này. Nhìn Chessia rời đi, hiện trường lâm vào một trận trầm mặc giữa. Nàng nói không sai. Đao nơ đức cũng mở miệng, cái khe bảy ngày sẽ phong bế, chúng ta lưu tại này, không có ý nghĩa, ta cũng trước rời đi, nếu nhìn thấy Trương Huyền, thỉnh giúp ta chuyển cáo hắn, lúc trước, thật là ta làm được không đúng. Đao nơ đức rời đi, dư lại còn lại người tại đây. Đừng đãi tại đây, Lam Vân Tiêu mở miệng, chúng ta mọi người, phát động chính mình năng lượng, tìm Trương Huyền, nói như vậy, có không gian cái khe xuất hiện địa phương, đều sẽ có rất mạnh năng lượng dao động, từ giờ trở đi, đều nhiều hơn chú ý một chút. Hảo, cứ như vậy, mọi người cũng đều không phải làm ra vẻ người, biết chờ ở này vô dụng, lập tức triển khai khác động tác. Đang ở mở rộng thần hải trương huyền, hoàn toàn không biết, đã qua đi bao lâu, ở trong mắt hắn, này chỉ là ngắn ngủi thời gian mà thôi. Ở trương huyền đã đến ngày thứ 8 thời gian, trong thân thể hắn thần hải, chân chính có hải dấu hiệu, nhưng cũng chỉ là dấu hiệu mà thôi. Không đủ, không đủ, uống nguyệt. Trương Huyền đã đến thứ 12 thiên, trong cơ thể thần hải, hoàn toàn hóa thành hải dương. Hiện tại Trương Huyền, thực lực cũng không có bao lớn biến hóa, nhưng muốn nói trong cơ thể năng lượng, lại là phiên gấp mấy trăm lần không ngừng. Ngắn ngủn 12 thiên, liền có lớn như vậy biến hóa, này không riêng muốn quy công với uống nguyệt, đồng thời, cũng là nơi này được trời yêu ái tài nguyên. Trương Huyền chưa bao giờ gặp qua có cái nào địa phương, có như vậy minh mông năng lượng, đủ để cung hắn như vậy hấp thu, chẳng sợ những cái đó đã nồng đậm đến hình thành xương mù dày đặc linh khí bảo địa, cũng không bằng nơi này. Phải biết rằng, sở hữu hút vào trong cơ thể năng lượng, đều không phải là có thể trăm phần trăm chuyển hóa nhập thần hải giữa, loại bỏ tạp chất, lại hấp thu, lại tinh thuần, có khả năng hấp thu đến trong cơ thể, có thể có một phần trăm, liền không tồi. Nhưng hiện tại trương huyền hấp thu này đó năng lượng, nhưng dùng trình độ, đạt tới 70%. Này tinh thuần đáng sợ. Nhưng dùng nói, so với người khác tu hành, chỉ là bởi vì cái này địa phương, trương huyền tốc độ, liền phải mau thượng 70 lần. Hơn nữa uống nguyệt sở mang đến thật lớn tiền lời, này đã không phải bội số tương thêm đơn giản như vậy, muốn tương thừa. Giờ phút này, trương huyền tu hành tốc độ, nói mau thượng người khác gấp trăm lần, kia đều là khiêm tốn đến không thể lại khiêm tốn. Lấy hiện tại bảo địa, hơn nữa uống nguyệt sở mang đến tiền lời, ít nhất là người khác ngàn lần. Tu hành một ngày, tương đương người khác ngàn thiên. Đương nhiên, này chỉ là một cái lý tưởng số liệu thôi, chân chính có thể đạt tới hiệu quả, khẳng định muốn thiếu chút nữa. Nhưng kém, lại có thể kém đến nào đi đâu. Hơn nữa, hiện tại Trương Huyền đã không còn mê mang, hắn biết rõ chính mình muốn làm cái gì. Trước rộng thần hải, đương thần hải viên mãn, lại chúc kia tòa thần kiều. Giờ phút này Trương Huyền thần hải giữa, linh khí quay cuồng, dâng lên ngập trời. Này còn chưa đủ, còn chưa đủ, tốc độ còn quá chậm. Uống nguyệt, uống nguyệt. Trương Huyền trong lòng lại lần nữa giống to, phía sau uống nguyệt, lại một lần phát ra càng thêm mãnh liệt hấp lực. Một cái vật chứa hấp thu tốc độ, nguyên tử với cái này vật chứa lớn nhỏ. 12 ngày trước, Trương Huyền trong cơ thể thần hải, bất quá một cái hồ nước, chẳng sợ dùng một lần đem hồ nước sở rót mán, lại có thể sử dụng nhiều ít linh khí. Nhưng hiện tại, là biển rộng, kiểu uống nguyệt hấp thu linh khí tốc độ, càng thêm cuồng bạo, càng thêm mãnh liệt. Ở Bình Nguyên bên kia hấp thu năng lượng thiên linh, đột nhiên sửng sốt, hắn đang ở hấp thu một đạo cấm kỵ năng lượng, là lúc trước bị phong ấn đến chỗ sâu nhất đáng sợ lực lượng, nhưng hắn đột nhiên cảm giác giống như có cái gì đang ở cùng chính mình tranh đoạt này nói năng lượng. Ảo giác sao? Thiên linh cua cô đầu, này nhất định là ảo giác. Thiên linh tiếp tục tiến vào tu luyện trạng thái, nhưng hắn càng là tu luyện, càng phát hiện, chính mình như thế nào hấp thu năng lượng tốc độ, càng ngày càng chậm, giống như này đó năng lượng, đang theo cùng chính mình tương phản phương hướng mà đi. Khoảng cách thiên linh xa xôi đối diện, ở uống nguyệt dưới tác dụng, Trương Huyền đang ở điên cuồng hấp thu năng lượng. Đây là Trương Huyền đến này sau thứ 20 thiên, trong thân thể hắn thần hải, đã khuếch trương tới rồi một cái đáng sợ trình độ, nhưng Trương Huyền vẫn là không thỏa mãn. Uống nguyệt, Trương Huyền đã đến sau 30 ngày, Hắn thần hải đã mênh mông tới rồi một loại dọa người nông nỗi. Trương huyền đã đến sau 60 thiên, hắn thần hải đã vô pháp tiếp tục khuếch trương, đã tới rồi một loại cuồn cuộn không ngừng nông nỗi. Trương huyền đã đến sau 90 thiên, hắn thần hải đang ở gia tăng chiều sâu, trương huyền ý tưởng rất đơn giản, nếu ra bên ngoài vô pháp khuếch trương, vậy đào thâm. Nhưng trương huyền cũng có chút buồn bực, này thần hải, khi nào mới có thể điền đến cùng A? À? nếu chính mình không phải không thể hiểu được đi vào cái này địa phương cả đời này có phải hay không đều phải vây ở thần hải vô pháp trúc kiều rốt cuộc trúc kiều đến ở thần hải đầy lúc sau mới được đi nếu lúc này có trúc kiều cảnh người nhìn đến trương huyền nhất định sẽ trực tiếp há hốc mồm ở thần hải cảnh có một loại cấp bậc phân chia chia làm một hai ba chờ thấp nhất tam đẳng thần hải đại khái chính là một cái sông nhỏ như vậy tình huống nhị đẳng thần hải là một cái đại giang nhất đẳng thần hải tác chính là chân chính hải dương nhưng cũng chỉ là hải dương mà thôi hải dương là có thể lấp đầy sao đáp án thực rõ ràng căn bản không thể lấp đầy ai sẽ không có việc gì nghĩ đi đem hải dương lấp đầy a à? này không phải điên rồi sao đại đa số người căn bản đợi không được nhị đẳng thần hải chỉ là tam đẳng thần hải khi liền trúc kiều đương nhiên cũng có người vẫn luôn tích lũy đầy đủ chờ đến thần hải mở rộng sau, lại chúc thần kiều. Nhưng liền tính lại tích góp, cũng chỉ là nhất đẳng thần hải sau là được. Nhưng này đem thần hải lấp đầy, khuếch trương đến cuối, này mẹ nó, là người làm sự sao? Nếu Trương Huyền biết những việc này, phỏng trừng đã chúc kiều. Nhưng cố tình, Trương Vì Thiên chỉ nói cho Trương Huyền, có cái dạng nào cảnh giới, đến nỗi rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, hắn cũng chưa nói, Trương Huyền là cảm giác không mãn, liền tiếp tục làm bái. Trường Huyền này liên can, đảo cũng không gì, chỉ là khổ Thiên Linh. Từ ngày đó, Thiên Linh phát hiện chính mình muốn hấp thu cấm kỵ năng lượng đang ở chậm rãi giảm bớt khi hắn tu hành thời điểm, liền cả người không dễ chịu, vốn tưởng rằng chỉ là ảo giác, nhưng theo thời gian một ngày một ngày qua đi, Thiên Linh rốt cuộc minh bạch, này không phải ảo giác, mà là thật sự, luồng năng lượng này ở bị lôi kéo. Ban đầu, Thiên Linh trong lòng thực tức giận, rốt cuộc chính mình chính là tam trọng thần tộc thần tử, chỉ bằng này Trương Huyền dám cùng chính mình đoạt. Từ đâu ra tự tin, một giới phàm tục thôi. Thiên linh năng nghĩ đến người, cũng chỉ có Trương Huyền, bởi vì hắn đã nhìn ra, nơi này trừ bỏ chính mình cùng cái kia Trương Huyền, mau đều không có. Thiên linh căn cứ một viên khinh thường tâm, một viên muốn giáo Trương Huyền làm người tâm, bắt đầu phát huy, hắn bắt đầu tranh đoạt này đạo lực lượng, ban đầu, này đạo lực lượng dần dần bị thiên linh cướp về, thiên linh trong lòng vừa lòng, chỉ bằng hắn một cái phàm tục, cùng chính mình đấu. Mà khi mấy ngày qua đi, thiên linh đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản lôi kéo không được này nói năng lượng. Lại là mấy ngày qua đi, một trận gió lốc, bắt đầu từ thiên linh nơi này xuất hiện, đem này đó năng lượng, chiều cùng hắn tương phản ngược hướng thổi đi. Mà theo thời gian trôi qua, này gió lốc càng ngày càng cường, tại đây gió lốc dưới, thiên linh đừng nói tranh đoạt năng lượng, chính là liền hấp thu kia một chút, đều lao lực. Tới rồi hôm nay, Thiên Linh hoàn toàn đã không có cách nào tu luyện, bởi vì hắn nơi địa phương đã quát lên cuồng phong, đem chung quanh sở hữu năng lượng quát đi. Thiên Linh chính mình liền đứng ở này bình nguyên phía trên, bị này cuồng phong thổi đến, phá lệ hỗn độn. Chính mình, Tam Trọng thần tộc thân mình, tuyệt thế thiên kiêu. Hắn, Trương Huyền, một nhân tộc con kiến. Thiên Linh an ủi chính mình, nhưng đột nhiên phát hiện, hiện tại chính mình, thật sự hảo cô độc, hảo nhàm chán, liền tu luyện cũng làm không được nơi này gì đều không có, chỉ có thể đứng chơ. Cuồng phong thổi tới bên cạnh, thiên linh nháy mắt cảm thấy, có một ít ủy khuất. Đứng ở này cuồng phong giữa, thiên linh không phải không có nghĩ tới lập tức vò tới đối diện, bắt lấy trương huyền, chém giết 300 hiệp. Nhưng vấn đề là, thiên linh làm không được a. À. Thiên linh đã hành động quá, nhưng hắn phát hiện, ở chính mình trước mặt, có một cổ vô hình cái chắn, căn bản là không qua được, này chỉ có thể làm thiên linh làm rậm chân. So với bên này cô độc thiên linh, bên kia Trương Huyền, có thể coi như là hấp thu cái đẩy bồn đầy chén. Đây là Trương Huyền đi vào nơi này thứ 100 thiên, lúc này Trương Huyền, thần hải khuếch trương tới rồi trình độ nhất định, hắn tưởng đào thâm, cũng phát hiện đào bất động. Nay liền đầy, Trương Huyền có chút nghi hoặc, nếu Trương Huyền ý tưởng bị người biết được, phỏng chừng có thể tức chết. Đại ca, cái gì kêu này liền đầy? Liền này, người mẹ nó ăn uống bao lớn a ngươi này thần hải, trên đời này không ai nhưng siêu hảo đi. Hoành kéo mãn, dựng kéo mãn, người còn hành làm gì, đem chung quanh điền cao bái. Trương huyền thở vào một hơi, tản mất phía sau uống nguyệt, hắn căn bản không biết đi qua bao lâu. Trương huyền hiện tại nghĩ, nên như thế nào chúc kiến thần kiều. Thần hải tại đây, chúc kiến thần kiều, đương thần kiều chúc hảo, vượt qua thần kiều, liền có thể tới đạt bờ đối diện, là tân cảnh giới đã có thể ở đột nhiên, trương huyền thần hải, bắt đầu mãnh liệt quay cuồng. Thần hải nội xuất hiện gió lốc, có sóng lớn ngập trời, hết thảy đều trở nên cực kỳ không ổn định. Này thần hải, phảng phất có thể tùy thời hướng ra ngoài tiết ra. Thần hải nội năng lượng, không thể tính ra, một khi tiết ra, trương huyền chỉ sợ, sẽ ở khoảnh khắc chi gian, bị luồng năng lượng này sở phá hủy. Thường nhân hấp thu năng lượng, mở rộng thần hải, cũng chỉ là chỉ một năng lượng. Giống như là thiên linh như vậy, lựa chọn một cái chính mình muốn nhất cấm kỵ năng lượng hấp thu, bởi vì quá nhiều năng lượng, quá mức hỗn độn, căn bản vô pháp nắm giữ. Nhưng cố tình, Trương Huyền không biết a, à, hắn chỉ biết một mặt mẽ ngút, cùng toàn len keng ăn cơm khi không gì hay dạng, căn bản là không nghĩ tới nên như thế nào đi tiêu hóa. Lúc này, ăn là ăn no, nhưng tiêu hóa hấp thu thời điểm, ra vấn đề. Thần Hải phía trên, sóng biển ngập trời, gió nổi mây phun, thần hải phá lệ cuồng bạo, có xoáy nước xuất hiện, thần hải quay cuồng. Trương Huyền cực lực khống chế thần hải, nhưng hiện tại thần hải, hiển nhiên đã hoàn toàn mất khống chế, căn bản là không phải Trương Huyền có khả năng khống chế. Có điểm không xong, Trương Huyền trong miệng lẩm bẩm, hắn toàn thân tâm, đều đặt ở năng lượng bình phục mặt trên. Bên kia thiên linh, đột nhiên phát hiện, sở hữu cuồng phong biến mất, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau vội vàng khoanh chân mà ngồi, bắt đầu hấp thu năng lượng lúc này thiên linh đã là trúc kiều cảnh giới hắn hiện tại phải làm là hấp thu cấm kỵ năng lượng thay đổi thần hải thần hải là cơ sở một khi thần hải thay đổi chính mình thần kiều cũng sẽ phát sinh thay đổi này đối với hắn tới nói là thực lực thật lớn tăng lên thiên linh cứ như vậy hấp thu ba ngày năng lượng ba ngày qua đi hết thảy bình thường thiên linh cho rằng sở hữu đồ vật đều bình tĩnh hắn yên lòng chuẩn bị hảo hảo hưởng thụ thao thiết thịnh yến đột nhiên cuồng phong lại khởi thiên linh, trợn tròn mắt. Giờ này khắc này, Trương Huyền phía sau, Uống Nguyệt xuất hiện. Này Uống Nguyệt, cũng không phải Trương Huyền sở triệu hoán mà ra, là bị thần hải triệu hoán mà ra. Ba ngày thời gian, thần hải trước sau ở sôi trào giai đoạn, thần hải nội xuất hiện mấy cái thật lớn xoáy nước, đây là một ít bất đồng năng lượng tại tiến hành giao phong. Liền giống như thủy cùng hỏa. Thủy rốt cuộc có thể hay không dập tắt lửa, còn muốn quyết định bởi với hỏa lớn không lớn, thủy nhiều hay không giờ phút này trương huyền hấp thu năng lượng ở trong thân thể hắn giao phong phân không ra cao thấp bắt đầu tự phát hấp thu trong thiên địa đồng loại hình năng lượng đây là trương huyền phía sau uống nguyệt xuất hiện nguyên nhân trương huyền cảm thụ ba ngày cũng sinh ba ngày khí sao nói đi lão tử thân thể các người tưởng sao chơi liền sao chơi không lấy bánh nhân đậu đương lương khô a nhưng sinh khí về sinh khí trương huyền cũng không gì tốt biện pháp hắn còn không dám đi kích thích này đó năng lượng bởi vì hắn có thể cảm nhận được, một khi này đó năng lượng cuồng bạo lên, trực tiếp ở trong cơ thể mình tung hoành du đáng, chỉ sợ chính mình lúc ấy liền nổ tan xác mà chết. Này sao chỉnh? Trương huyền minh tư khổ tưởng. Đột nhiên, một đạo linh quang ở trương huyền trong đầu hiện lên. Tiên liên. Không sai, chính là tiên liên. Lúc ấy, tiên liên hấp thu khác anh linh lực lược, vì chính mình sử dụng, lúc này tiên liên, còn dung hợp không ít năng lượng, nhưng đều tưởng an không có việc gì, này đó năng lượng, hóa thành hạt sen. Không bằng, hiện tại đem tiên liên lấy ra tới thử xem. Ý tưởng này vừa xuất hiện, liền ở Trương Huyền trong óc giữa, bay nhanh vận chuyển lên. Trương Huyền càng nghĩ càng cảm thấy rượu thay, mắt thấy thần hải nội này đó năng lượng lại lẫn nhau đấu lên, Trương Huyền trực tiếp triệu hoán tiên liên, ném nhập này thần hải giữa. Ở tiên liên tiến vào thần hải nháy mắt, nguyên bản sóng biển ngập trời, xoáy nước long cuốn, nơi nơi quay cuồng thần hải năng lượng, đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, khá vậy liền vài giây, đương vài giây bình tĩnh qua đi, này đó nguyên bản lẫn nhau tranh phong năng lượng, thế nhưng tất cả đều tại đây trong lúc nhất thời, đi nhầm vào tiên liên. Cuồng bạo năng lượng chiều tiên liên dũng đi, thần hải nội đại dương minh mông, muốn đem này một gốc cây tiên liên phá hủy. Nhưng mặc cho này cuồng bạo năng lượng như thế nào, tiên liên liền lẳng lặng phiêu phù ở mặt biển phía trên. Trương Huyền chú ý tới, ở tiên liên chung quanh, có một đạo dòng nước hình thành, quay chung quanh tiên liên xoay tròn. Một đạo dòng nước, thực mau hóa thành lưỡng đạo. Mười đạo, trăm nói, ngàn đạo, vạn đạo, mười vạn đạo. Vô số dòng nước sóng gợn, ở quá ngắn thời gian nội hình thành, quay chung quanh tiên liên. Toàn bộ thần hải, lấy tiên liên vì trung tâm, hình thành một cái thật lớn xoáy nước. Mà cái này xoáy nước, tác đem phía trước sở hữu tranh phong năng lượng tụ tập ở bên nhau, này đó năng lượng, theo xoáy nước cuốn động, bắt đầu giao hòa. Này đó năng lượng giữa, có hỗn loạn kim một vì hỏa thổ ngũ hành hơi thở, cũng liền hỗn loạn sát phạt chi khí, cũng có hỗn loạn sinh mệnh hơi thở, có tử khí, có sát khí, thậm chí còn có như vậy một tia không gian cùng thời gian lực lượng. Đây đều là đỉnh cấp lực lượng, đây là có thể đụng vào pháp tắc lực lượng, lúc này, ở tiên liên dẫn đường hạ, toàn bộ dung hợp đến cùng nhau, hình thành. Hỗn độn lực lượng, có người, là kim loại tính thần hải có người, là một thuộc tính. Có sát ý ngập trời người, kia thần hải giữa, mang theo sát phạt chi khí. Có tuyệt đỉnh cường giả, thần hải giữa, là không gì chặn được chi lực. Nhưng trương huyền thần hải giữa, giờ phút này, lại là hỗn độn chi lực. Ở tiên liên dẫn đường hạ, này đó năng lượng ở dung hợp, đồng thời cũng ở thu nhỏ lại, tốc độ này thực mau, chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, trương huyền nguyên bản lấp đầy thần hải, liền biến mất một nửa, lại qua mấy cái hô hấp thời gian thần hải nội năng lượng lại lần nữa biến mất sở hữu năng lượng dung hợp thành hỗn độn lúc sau chỉ còn nho nhỏ một chút trương huyền tiêu phí trăm thiên thời gian sở lấp đầy thần hải tại đây một khắc khô cạn theo sau uống nguyệt bắt đầu phát huy uy lực hấp thu năng lượng rót vào trương huyền trong cơ thể nếu nói phía trước năng lượng là tràn ngập ở trương huyền chung quanh từ trương huyền đi hấp thu như vậy hiện tại năng lượng chính là trực tiếp hình thành năng lượng cột sáng, nện ở trương huyền trên người. Cuồng bạo rót vào trương huyền trong cơ thể. Audio điện tử võ tấn bền. Cuồng phong lại lần nữa quát lên. Thiên linh, lại một lần lâm vào hỗn độn giữa. Thật lớn năng lượng cột sáng trực tiếp rót ở trương huyền thân thể mặt ngoài, này đó năng lượng hối nhập thần hải, trải qua áp xúc biến thành hỗn độn năng lượng. Hỗn độn năng lượng, sở hữu cấm kỵ năng lượng dung hợp thể, chẳng sợ thiên linh xem trọng nhất kia một đạo cấm kỵ năng lượng, tại đây hỗn độn bên trong, cũng bất quá là ba nghìn nói năng lượng chung thứ nhất thôi. Nếu là người khác tới làm việc này, tuyệt đối sẽ bị này đó pha tạp năng lượng sở nổ tan xác nhưng trương huyền trong cơ thể, kia một đóa tiên liên, hoàn mỹ hóa giải nguy cơ, hơn nữa làm này đó năng lượng dung hợp. Hỗn độn như thế nào hỗn độn Thiên địa sơ khai khi, đó là hỗn độn Thiên địa sơ khai khi nhất tinh thuần năng lượng, đó là hỗn độn năng lượng. Không biết qua bao lâu, Trương Huyền Thần Hải nội bị hỗn độn năng lượng sở tràn ngập, mà ở này hỗn độn thần hải giữa, kia năm màu tiên liên, rút đi màu sắc rực rỡ quang mang, hóa thành màu xanh lá. Hỗn độn thần hải, một thanh liên. Ở thần thoại truyền thuyết giữa, thanh liên có rất nhiều ý nghĩa, trong đó cách nói nhiều nhất một cái, thanh liên, nãi đại đạo hóa thân. Giờ phút này, một gốc cây thanh liên, Đứng ngạo nghế cùng Trương Huyền trong cơ thể hỗn độn thần hải phía trên Tại đây, Trương Huyền thần hải cảnh, đại viên mãn Lúc này Trương Huyền, nắm giữ chính là hỗn độn năng lượng Nếu hiện tại hắn, lại đối thượng đoạn cửu long đám người Chỉ cần một tay, vô luận là bàng bạc thần hải chi lực Vẫn là 3.000 năng lượng dung hợp hỗn độn Đều có thể trực tiếp đem đoạn cửu long bọn họ áp suy sụp Người chỉ có ở trưởng thành lúc sau Mới có thể phát hiện, phía trước chính mình, có bao nhiêu nhỏ yếu Trương Huyền phía sau, uống nguyệt biến mất, hắn mở hai mắt. Liền ở Trương Huyền trợn mắt nháy mắt, hắn đồng tử bên trong, có hỗn độn chi sắc chợt lóe rồi biến mất, ở Trương Huyền phía sau, một mảnh thần hải dị tượng bày ra ra tới, thần hải giữa, một gốc cây thanh liên, dị thường bắt mắt, dường như có thể thông thiên, đứng sừng sững ở kia, chân áp hết thảy. Vô số dị thú, quay chung quanh này thanh liên, lao nhanh, gào giống. Thần hải cảnh bắt đầu, mỗi người đều sẽ có dị tượng ra đời với phía sau, Trương Huyền dị tượng cực kỳ bất phàm. Trương Huyền nhẹ nhàng nhất quyền, liền có thiên lôi tiếng động nổ vang. Trương Huyền đứng dậy, lặng lặng cảm thụ được thân thể tứ chi cho hắn phản hồi. Cường đại, chưa bao giờ từng có cường đại. Này đó là thần hải viên mãn sao? Trương Huyền trong miệng lẩm bẩm. Nguyên lai ta cùng với thần hải viên mãn, có tranh lệch lớn như vậy, không biết ngày đó Linh, là cái gì trình độ, chỉ sợ chỉ là thần hải trung kỳ. Thông qua phía trước cùng thiên linh đối chiến, Trương Huyền Đại Khái phân tích một chút thiên linh trình độ, hắn có thể cảm giác ra tới, chính mình hiện tại thực lực, hoàn toàn có thể nghiền áp thiên linh, ngày đó linh, cũng chính là cái thần hải trung kỳ, không nghĩ tới, thiên linh đã là trúc kiều lúc đầu cao thủ. Chẳng qua, Trương Huyền thần hải, quá mức phi phàm. Trương Huyền hiện tại đối khống linh lúc sau cảnh giới có một cái khái niệm, nhưng đối mỗi cái cảnh giới nên có thực lực, vẫn là có vẻ phi thường mơ hồ. Đi thử thử tranh lệch đi." Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, hắn một bước tiến lên trước. Liền ở Trương Huyền bước ra này một bước nháy mắt, này bình nguyên phía trên, kia cổ vô hình cái chắn, toàn bộ băng nát, đối với này hết thảy, Trương Huyền cũng không có phát hiện, hắn thân hình vừa động, một con bằng điều hư ảnh bao trùm Trương Huyền thân thể. Đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, như diều gặp gió chín vạn dặm. Bằng điều, nãi thế gian này tốc độ cực kỳ Lúc này bằng điều hư ảnh bám vào người, Trương Huyền tốc độ mau đến một loại cực hạn. Lúc trước bay vút cảnh tượng, từ Trương Huyền trước mắt xẹt qua, chỉ là hơn 20 phút thời gian, Trương Huyền liền đi vào hắn phía trước vừa xuất hiện địa phương. Lúc trước lui khi, mấy chục phút, Trương Huyền đều cảm thấy tầm mắt mơ hồ, kia tốc độ mau đến hắn vô pháp bắt giữ, nhưng hiện tại hồi khi, mới 20 phút, trước mắt rõ ràng, chỉ là ở tốc độ thượng tăng lên, đều là phía trước mấy lần. Lại là hơn 20 phút sau, Trương Huyền nhìn đến một đạo thân ảnh, đứng ở nơi đó. Thiên linh sớm, liền cảm nhận được có một cổ khí cơ tới gần, hắn biết là Trương Huyền tới. Đối với Trương Huyền, thiên linh trong lòng có khí, hắn vốn là muốn giết người này, nhưng nề hà vẫn luôn không có đắc thủ, tại đây gặp được tạo hóa, nhưng cố tình người này có cổ quái, cùng chính mình tranh đoạt năng lượng, dẫn tới chính mình vô pháp hấp thu, hắn đã sớm hận không thể đem Trương Huyền rút gân lột ra. Lúc này, Trương Huyền xuất hiện ở Thiên Linh trước mặt, Thiên Linh trong lòng tự nhiên vui sướng thực. Ở Thiên Linh nhãn, Trương Huyền là cái con kiến, lúc trước chính mình tam thành lực lượng, liền đủ để nghiền áp hắn, ở chỗ này, Thiên Linh lực lượng sớm đã khôi phục, thậm chí bởi vì hấp thu kia cấm kỵ năng lượng quan hệ, thực lực còn có nhất định tăng lên. Thiên Linh hiện tại ý tưởng rất đơn giản, làm thịt Trương Huyền, vào tay Thần Châu, lại ở chỗ này lĩnh mộ tạo hóa, đương hết thảy kết thúc, thực lực của chính mình tất nhiên nâng cao một bước. Nghĩ vậy, thiên linh trên mặt, không cấm lộ ra tươi cười. Trương huyền mau đến thiên linh trước mặt khi, tốc độ liền chậm lại, hắn cùng thiên linh, cách xa nhau 20 mét, tương đối mà đứng. Thiên linh nhìn trương huyền, mở miệng nói, trương huyền, nói thật, ta thực thưởng thức ngươi dũng khí, thế nhưng không có chạy, còn dám xuất hiện ở ta trước mặt. Trương huyền vẻ mặt kỳ quái nhìn thiên linh, ta vì cái gì muốn chạy, người cùng ta chi gian, vốn dĩ cũng không kém quá nhiều. Ha ha, thiên linh khẽ cười một tiếng, không kém quá nhiều, phàm tục ánh mắt, không khác ếch ngồi đáy giếng, lúc trước, ta thực lực mười không tồn tam, làm ngươi sinh ra ảo giác, hiện giờ, ta thực lực đã toàn diện khôi phục, người có tài đức gì, có thể khẩu suất của ngôn, nói người ta không sai biệt nhiều. Thiên linh giống như đụng tới cái gì đặc biệt có ý tứ sự tình giống nhau, trên mặt treo một mặt cười nhạo. Trương Huyền, ánh sáng đom đóm không thể cùng hảo nguyệt tranh nhau phát sáng, ta thừa nhận, làm ngươi sinh ra ngươi ta kém không lớn ảo giác, là ta vấn đề, nhưng hiện tại, ta sẽ làm ngươi thay đổi này vừa thấy pháp, làm ngươi biết, con kiến cùng thiên thần chi gian, rốt cuộc có bao nhiêu đại tranh lệch, trợn to ngươi mắt cho, hảo hảo xem rõ ràng, này, đó là ngươi ta chi gian, lớn nhất tranh lệch. Thiên linh thanh âm rơi xuống, trên người hắn quần áo, không gió tự động. Ở thiên linh phía sau, một mảnh chừng 50 mét khoan thần hải bày ra ra tới, thần hải giữa, tràn ngập huyết hồng chi sắc. Đây là thiên linh dị tượng, quanh quẩn ở hắn phía sau, huyết hồng thần hải phía trên, huyết hồng hơi thở lan tràn, ở kia thần hải bên cạnh, đã có một cái thạch đài xuất hiện, đây là trúc kiều tiêu chí. Thiên linh trên mặt, tràn ngập ngạo nghễ Dị tượng, là một người thực lực cơ bản bày ra, đồng dạng, cũng có thể quyết định thực lực mạnh yếu. Có dị tượng siêu cường người, chỉ là bằng vào dị tượng, là có thể áp chế cùng cấp bậc cao thủ. Trương Huyền nhìn đến Thiên Linh phía sau Thần Hải, trong mắt xuất hiện kinh ngạc. Hắn cũng không có chú ý tới Thiên Linh phía sau bên cạnh kia Thần Kiều trúc cơ. Trương Huyền kinh ngạc là bởi vì Thiên Linh này Thần Hải thật sự nhỏ bé đáng thương a, à, vốn dĩ cho rằng hắn là Thần Hải trung kỳ, nhưng hiện tại xem ra này bất quá chính là một cái lớn một chút hồ nước thôi. Trương Huyền kinh ngạc bị Thiên Linh xem ở trong mắt, cái này làm cho hắn trong lòng ngạo nghễ càng tăng lên thấy được sao, này đó là con kiến cùng thiên thần khác nhau, này đó là cường giả. Trương Huyền, người đã hiểu sao? Thiên Linh không biết Trương Huyền lúc này trong lòng suy nghĩ chính là cái gì, nếu biết, hắn nhất định vô pháp biểu hiện ra loại này kiêu ngạo thần sắc ra tới. Trương Huyền hít sâu một hơi, nhìn Thiên Linh phía sau thần hải, không cấm nói, đây là thần hải sao? Như thế nào cùng ta bất đồng? Ha ha, Thiên Linh cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, tự nhiên bất đồng, nói, con kiến cùng thiên thần có khác nhau, ánh sáng đom đóm vô pháp cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Đối với chính mình thần hải, thiên linh là rất là tự tin, làm tam trọng thần tộc thần tử, hắn dị tượng, ở bọn họ tam trọng thần tộc giữa, cũng là rất mạnh, bình thường thần hải tu sĩ, kia dị tượng bất quá vừa vặn chiếu dọi phía sau mà thôi, cũng chính là cái hai ba mễ, mà chính mình mấy chục mét dị tượng, là người khác mấy chục lần, ngày thường, này dị tượng một thả ra, không biết bao nhiêu người hâm mộ phải biết rằng, dị tưởng cũng là thực lực một cái quan trọng đại biểu. Thiên linh có lẽ là ở chỗ này tịch mịch lâu lắm, hắn thực vừa lòng Trương Huyền kia kinh ngạc thần sắc, hắn trực tiếp ra tiếng, Trương Huyền, người cho rằng, người ta chi gian tranh lệch, nhưng đại. Trương Huyền gật gật đầu, nói, ta phía trước cảm giác hai ta kém không nhiều lắm, nhưng hiện tại ta đã biết, này chi gian tranh lệch, rất lớn. Biết liền hảo, Trương Huyền lắc lắc đầu, ta thật sự không nghĩ tới, người thần hải, thế nhưng là cái dạng này, cùng ta, hoàn toàn bất đồng. Tự nhiên bất đồng, thiên linh đôi tay bối ở sau người, người muốn rõ ràng, người là lâu. Thiên linh nói một nửa, đôi mắt đột nhiên trừng lão đại, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt, ở thiên linh trong mắt, tràn ngập không thể tin tưởng thần sắc, hắn rõ ràng nhìn đến, ở trương huyền phía sau, kia trừng trăm trượng hỗn độn biển sâu xuất hiện, thần hải giữa, có một gốc cây thanh liên, phát ra quang hoa, phảng phất có thể trấn áp hết thảy, thanh liên bên, vô số dị thú thân ảnh bay múa, lao nhanh, giết gào. Ở kia hỗn độn thần hải giữa, sóng biển ngập trời, chẳng sợ cuốn lên một cái sóng biển, đều đủ để đánh tan thiên linh phía sau thần hải dị tượng. Thiên linh không tự giác nuốt khẩu nước bọt, đây là dị tượng sao? Đây là thần hải sao? Thiên linh trước nay cũng chưa nghĩ tới, có người dị tượng, có người thần hải, sẽ là này phiên bộ dáng. Chẳng sợ tam trọng thần tộc thần chủ, cũng không có như vậy thần hải thần hải có cuối, trăm trưởng, đó là cuối, đây là một cái khác lượng cấp tồn tại. Tới rồi thần hải cuối, liền đại biểu vô cùng vô tận. Đây là vô cùng vô tận thần hải năng lượng. Còn có, luồng năng lượng này là chuyện như thế nào, vì cái gì sẽ đối chính mình thần hải nội năng lượng, sinh ra cấp bậc thượng áp chế. Thiên linh ngốc, hoàn toàn ngốc, hắn tự tin, tại đây nháy mắt, bị hoàn toàn đánh nát, hắn ngạo nghế, biến mất không thấy, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình vừa mới kiêu ngạo, là cỡ nào buồn cười, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Trương Huyền vừa mới theo như lời tranh lệch rất lớn là có ý tứ gì, đây là đang nói, chính mình cùng hắn chi gian tranh lệch. Thiên linh hít sâu mấy hơi thở, nỗ lực làm chính mình bình ổn xuống dưới, hắn ở trong lòng không ngừng nói cho chính mình, chính mình nãi tam trọng thần tộc thần tử, trước mặt cái này, bất quá là cái con kiến mà thôi, chính mình so với hắn cường, so với hắn cường. Thiên linh quan sát Trương Huyền thần hải không đúng hắn còn không có trúc kiều hắn bất quá là cái thần hải cảnh đối hắn chỉ là thần hải cảnh dị tượng khủng bố lại như thế nào bất quá là cái thần hải mà thôi chính mình đã là trúc kiều trúc kiều cùng thần hải tranh lệch quá lớn ngưng tụ thần hải là ngưng tụ thiên địa năng lượng vì chính mình đánh hạ cơ sở mà trúc kiều bất đồng muốn ở thiên địa năng lượng hình thành thần hải phía trên trúc kiều vậy yếu lĩnh ngộ nhất định pháp tắc trúc kiều này đây pháp tắc tới trúc hắn không có chúc kiều kia còn chỉ là cái con kiến mà thôi đối trương huyền là con kiến ta thiên linh nãi tam trọng thần tộc thần tử như thế nào sẽ không bằng một cái phàm tục con kiến chính là như vậy nghĩ vậy thiên linh lại lần nữa ra tiếng trương huyền ngươi còn không có chúc thiên linh vừa định dùng chúc kiều một chuyện tới nói chuyện lại nghe trương huyền thanh âm vang lên ai người quá yếu không cùng ngươi chơi chết đi trương huyền khi nói chuyện hắn phía sau thần hải kia đại đạo thanh liên bên một con cự tượng lao ra nâng lên móng trước hướng thiên linh mãnh đạp mà đến thiên linh vừa muốn làm ra phản kích một con linh xà quấn quanh mà đến ở linh xà quấn quanh dưới cự tượng móng trước đạp hạ oanh cả tòa bình nguyên đều đang run rẩy thiên linh hơi thở tại đây một khắc hoàn toàn tiêu tán tam trọng thần tộc thần tử thiên linh đã chết đối mặt trúc kiều lúc đầu Trương Huyền thậm chí đều không có chân chính ra tay, chỉ là bằng vào dị tưởng, Thiên Linh Hoạt đã chết. Đây là trên thực lực tuyệt đối nghiền áp. Vượt cảnh giới nháy mắt hạ gục. Bất quá, Trương Huyền trên mặt cũng không vui mừng, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Thiên Linh là cái thần hải trung kỳ, hiện tại xem ra, liền trung kỳ đều không tính là sao, bực này nhân vật, nháy mắt hạ gục cũng là bình thường. Đem trúc kiều cao thủ coi như thần hải trung kỳ, chỉ sợ cũng chỉ có Trương Huyền có thể làm ra việc này giết chết thiên linh lúc sau, trương huyền mọi nơi đánh giá, hắn hiện tại bắt đầu tinh tế tự hỏi lên này rốt cuộc là địa phương nào. Trương huyền lấy khí đi cảm ứng, phát hiện nơi này không có giới hạn, ngẩng đầu xem một cái, nơi này không có nhật nguyệt, không chung lại một mảnh trong sáng. Trương huyền tùy ý lựa chọn một phương hướng, đại bàng dị tượng bám vào người. Trương huyền tốc độ thực mau, chung quanh cảnh tượng, chợt lóe mà qua, hắn chiều một phương hướng nhanh chóng đi tới. Trương Huyền ý tưởng rất đơn giản, nếu không biết đây là nơi nào, vậy đi đến cuối, tự nhiên liền đi ra ngoài. Nơi này không có nhật nguyệt, không có ban ngày đêm tối, Trương Huyền đều không biết chính mình đi tới bao lâu, hắn tinh thần đều có chút chết lặng, chung quanh cảnh tượng, nhất thành bất biến, giống như vĩnh viễn đi không đến đầu giống nhau, tuy là Trương Huyền tinh thần tính dai, đều có chút sắp khiêng không được. Liền ở Trương Huyền muốn dừng lại là lúc, một cái nhà tranh xuất hiện ở Trương Huyền tầm mắt giữa nhà tranh xuất hiện, làm Trương Huyền trên mặt lộ ra vui sướng, vô ngăn tẫn đi tới, rốt cuộc thấy được một chút ánh dạng đông. Mười mấy giây sau, Trương Huyền thân ảnh, dừng ở này nhà tranh trước. Xa xem, này nhà cỏ không lớn, nhưng đến gần chỗ mới phát hiện, này nhà tranh lớn nhỏ, có thể so với một tòa cung điện. Thật lớn thảo mảnh che đậy nhà tranh nhập khẩu, Trương Huyền nhìn trước mắt nhà tranh, cẩn thận xốc lên thật lớn thảo mảnh, đi vào. Vừa vào cửa, đó là một cái đại sảnh, đại sảnh giữa, có rất rất nhiều, cổ đại hiến tế dùng vật phẩm, này đó vật phẩm bày biện ở kia, một cái tế đàn, hiện ra ở trương huyền trước mắt, tế đàn phía trên, không có bất luận kẻ nào giống, không biết nơi này đã từng tế bài ai. Trương huyền đột nhiên chú ý tới, ở hắn dưới chân, có rất nhiều tối nghĩa khó hiểu văn tự, tuy là lấy trương huyền văn tự bản lĩnh, đều nhận không được đầy đủ, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra mấy cái. Đạo tặc, bất tử, không ngừng, trộm thiên. Trương Huyền lẩm bẩm này đó văn tự, không rõ này trên mặt đất đồ vật, rốt cuộc muốn nói gì. Nơi này phi thường bất phàm, khẳng định cất dấu nào đó bí tân, Trương Huyền muốn thăm dò. Đi qua tế đàn, Trương Huyền lại thấy được những cái đó văn tự. Trong đó một cái văn tự, viết rất lớn, Trương Huyền nhận thức, phiên dịch ra tới, đó là một cái thật lớn hận tự, liền viết ở kia. Chỉ là xem một cái, Trương Huyền đều có thể cảm nhận được, viết chữ nhân tâm chung kia cổ tràn ngập ra tới hận ý. trương huyền dưới chân dậm dạp văn tử cổ đại như là ở trình bày một đoạn cổ xưa lịch sử. trương huyền tiếp tục đi trước dậm dạp văn tử cổ đại phía trước có một bộ bích họa. đây là một hồi đại chiến chiến tranh hung tàn bích họa phía trên ghi lại tử vong vô số xác chết khắp nơi. trương huyền dọc theo dưới chân lộ tiếp tục về phía trước bích họa rất nhiều liên miên đi ra ngoài. Trương Huyền nhìn này đó bích họa nội dung, đây là một cái kéo dài chuyện xưa, đương kia chàng đại chiến sau khi chấm dứt, tổng cộng trải qua rất nhiều thời đại, ở này đó thời đại giữa, nhất chú mục, có năm vị người tài, này năm người, ở bích họa thượng, đặc biệt chú mục, bọn họ thống ngự thiên hạ, nhưng nói thẳng hỏi thiên. Theo Trương Huyền tiếp tục đi tới, này đó bích họa bắt đầu phát sinh biến hóa, kia năm vị người tài thân ảnh dần dần biến mất, lại có một hồi đại chiến phát sinh, trận này đại chiến, như cung máu chảy thành sông, nhưng tại đây chàng đại chiến qua đi, liền không còn có xuất hiện quá có thể nói thẳng hỏi thiên người. Bích họa nội dung, đến đây kết thúc. Lại có mấy cái chữ to xuất hiện, Trương Huyền như cũ chỉ có thể nhận ra một chút. Lại, Hoàng, ngồi, này thật lớn nhà tranh, Trương Huyền cũng đi tới cuối, nhà cỏ giữa, trừ bỏ rậm rạp văn tự cùng với này đó bích họa lúc sau, cái gì đều không có, ở văn tự cùng bích họa giữa, ghi lại một cái thiên đại bí mật. Trương Huyền lòng hiếu kỳ bị hoàn toàn khiến cho, hắn suy nghĩ, này bí mật, rốt cuộc là cái gì? Trương Huyền một lần nữa đi quan sát này đó bích họa, từ trận đầu đại chiến bắt đầu xem khởi. Đây là thượng cổ ma thần si vưu sao, Trương Huyền nhìn đến một cái bóng đen, sinh có tám cánh tay, cầm bất đồng binh khí. Trương Huyền lập tức liền liên tưởng đến Trương Vì Thiên phía sau kia nói thật lớn ma ảnh. Mà hắc ảnh đối thủ, cũng rất mạnh, cầm trong tay một phen thần kiếm, kiếm kiếm liệt thiên. Trương huyền ánh mắt lại phóng tới mặt khác một hồi đại chiến thượng, đại chiến bên trong, tướng sĩ hình thái khác nhau, phi thiên độn địa, các loại thần tiên kỹ xảo ùn ùn không dứt. trận này đại chiến, trời đất u ám, chờ đại chiến lúc sau, hết thảy khôi phục bình tĩnh, giữa trời đất này, lại vô phi thiên độn địa chi thần kỹ. Phong thần, trương huyền trong miệng lẩm bẩm, hắn có dự cảm, này bích hòa cuối cùng một lần đại chiến, sở ghi lại, chính là năm đó phong thần chi chiến. Phong thần lúc sau, thế gian này, lại vô thần chi. Phong thần, bất quá là một hồi âm mưu mà thôi, phong thần lúc sau, lại không người hoàng, chỉ có thiên tử, thiên tử, ha ha. Một đạo tiếng cười đột nhiên vang lên, này tiếng cười giữa, tràn ngập nhiều là trào phúng, là đối ngày đó từ hai chữ trào phúng. Thanh âm này vang đột ngột, như là từ bốn phương tám hướng chuyển đến, phân không rõ phương hướng. Trương Huyền đứng ở chỗ này, không có hé răng. Thanh âm kia vang lên lúc sau, trầm mặc thật lâu sau, lại lâm vào một trận yên tĩnh giữa. "Ngươi vì cái gì không hỏi?" Vừa mới thanh âm lại lần nữa vang lên. "Ta hỏi gì?" Trương Huyền kỳ quái. "Ngươi không hiếu kỳ ta nói?" "Tò mò a." À, Trương Huyền thừa nhận. "Tò mò ngươi không hỏi?" Đối phương bởi vì Trương Huyền trả lời, có vẻ có điểm không bình tĩnh. "Dù sao ngươi đều sẽ nói cho ta." ta còn hỏi gì? ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ nói cho ngươi? ngươi không nói liền tính. Trương Huyền quay đầu, làm bộ liền phải rời đi nơi này. đừng đi, ta nói. đối phương giống như là nhìn đến khách hàng phải đi người bán hàng giống nhau, vội vàng ra tiếng, lưu lại Trương Huyền. chuyện này đến từ Viễn cổ thời kỳ nói lên. Trương Huyền gật gật đầu, đứng ở nơi đó lẳng lặng nghe. Viễn cổ thời kỳ, người hoàng thống ngự toàn bộ thế giới vô luận là thần tộc vẫn là yêu tộc, đều xưng nhân gian này người thống trị làm người hoàng, người hoàng nãi cửu cửu chí tôn, một giấy sắc lệnh nhưng mệnh núi sông ngũ nhạc, một đạo thánh chỉ, nhưng khống thiên đạo, nhưng hiện tại, nào có người hoàng, cái gọi là phong thần, bất quá là tiệt giáo âm mưu thôi. Trương Huyền nghe, mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm giữa, lại là có chút gió nổi mây phun. Tiệt giáo truyền thuyết giữa, đây là thông thiên giáo chủ sở thành lập giáo phái, được hưởng giáo dục không phân nòi giống, vạn tiên tới triều chi mỹ dự. Dám lấy vạn tiên tới triều, bực này cường đại, khó có thể tưởng tượng. Tiệt giáo sở đồ, thiên địa khí vân, phong thần, cái gọi là mỗi người phong thần, ha ha, nhưng phong thần lúc sau đâu. Thế gian lại không người hoàng, cửu ngũ chí tôn, năm lấy trung gian, còn có thể gọi trí tôn sao. Người hoàng không ở, không người có thể lấy một giấy xác lệnh, hiệu lệnh núi sông, có mưa to đổ mồ hôi, thiên tử chỉ có thể cầu thiên hiến tế, tế thiên, Vốn là người hoàng trị uy, lại muốn tế thiên, thật là buồn cười đến cực điểm. Buồn cười đến cực điểm a, cái gọi là phong thần, bất quá là một hồi chê cười, một hồi âm mưu. Là lấy ra thiên hạ âm mưu, ai nói thánh nhân không có tham dục, thánh nhân tham dục, lớn hơn nữa. Ta hận, ta hận a. Tam hoàng ngũ đế, kiểu gì vinh quang, nhưng phong thần lúc sau, đâu ra người hoàng. Tiệt giáo đánh cắp người hoàng chi vận. Từ đây, trên mặt đất lại vô cùng bầu trời địch nổi người, lúc trước, cái gọi là tiên thần, ngộ người hoàng thành trì, không được ngự không, cần thiết hai chân mà đi, người hoàng chi ngôn tức pháp, người hoàng hành trình tức tắc, này đó là người hoàng. Thanh âm không ngừng vang lên, thanh âm này giữa cũng tràn ngập càng ngày càng nhiều hận ý. Bất quá, ha 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 ha, hiện giờ, tiệt giáo khí vận đã đến, tân khí vận xuất hiện, thiên cơ tiết lộ, thiên địa năng lượng phản tổ trong thiên địa, lại có thể ra một người hoàng. Tiệt giáo trộm thiên hành trình, chắc chắn đưa tới hậu quả xấu. Trương Huyền nghe nói quá cái gọi là phong thần việc, là đem một ít thiên địa sở bất dung cấm kỵ năng lượng phong ấn, nhưng hiện tại nghe nói, sự tình, giống như đều không phải là như thế, nơi này đã phát sinh sự, so với chính mình sở tưởng tượng, lớn hơn nữa. Người ở nơi này xuất hiện, là một hồi tạo hóa, chỉ tiếc, thực lực của ngươi quá kém đối phương thanh âm giữa mang theo một mà tiếc nuối trương huyền bĩu môi đây là địa phương nào như thế nào rời đi không rời đi đối phương như vậy trả lời đây là bị phong ấn nơi ở phong thần giữa vô pháp đi ra ngoài ra không được trương huyền có điểm lúm cuống cái gọi là phong thần kia đều bao lâu thời gian trước sự a ra không được ra không được chính mình không được chết ở chỗ này đúng vậy ra không được người chỉ có thể chờ cũng may hiện giờ thiên địa năng lượng phản tổ, tiệt giáo phong ấn buông lỏng, khả năng mấy chục thượng trăm năm sau, phong ấn mở ra, đến lúc đó, ngươi là có thể rời đi, hào hào hưởng thụ ngươi tạo hóa đi, nơi này, chẳng sợ tại thượng cổ thời đại, cũng coi như bảo địa, ngươi ở chỗ này một ngày, so được với bên ngoài trăm thiên, hào hào quý trọng đi. Tuy rằng lấy hiện giờ trương huyền thực lực, không cần ăn cơm nước vào, thiên địa năng lượng chuyển hóa, đối hắn thân thể, là một loại bổ sung, đãi ở chỗ này, đãi cái vài thập niên, thượng trăm năm, cũng sẽ không bởi vì thủy cùng đồ ăn nguyên nhân tử vong, nhưng bên ngoài còn có như vậy nhiều trương huyền sở khiên quải người cùng sự A, à, sao có thể lưu lại nơi này. Không được, ta cần thiết phải đi ra ngoài, người nói cho ta, phong ấn tại nào. Trương huyền hô to một tiếng. Không chỗ không ở, đối phương trả lời, thanh âm hư vô mờ mịt, tiệt giáo phong ấn, không có cách nào bài trừ, đây là trộm thiên cơ. Lúc sau, mặc cho Trương Huyền như thế nào mở miệng ra tiếng, Đối phương đều không đáng trả lời. Mà nhà tranh chung, sở hữu văn tự, bích hỏa đều vào lúc này dung hợp, hình thành tám chữ to, ấn nhập Trương Huyền mi mắt. Thánh nhân bất tử, đạo tặc không ngừng. Này tám chữ to khác ở Trương Huyền trước mắt, Trương Huyền phát hiện, chính mình đột nhiên liền nhận thức này đó văn tự cổ đại, loại cảm giác này thực huyền diệu, hắn rõ ràng không có tiếp xúc quá, nhưng cố tình là có thể nhận thức. Cái gọi là thánh nhân bất tử, đạo tặc không ngừng là một loại thực mâu thuẫn cách nói. Thánh nhân suy nghĩ, thế gian lại vô đạo tặc, nhưng đạo tặc xuất hiện, là cùng thánh nhân hoàn toàn mặt đối lập, có thánh nhân, liền có đạo tặc. Lúc này, xuất hiện này tám chữ, ý tứ thực rõ ràng. Này khí vận nếu còn ở, tiệt giáo, liền sẽ lại lần nữa xuất hiện, lại lần nữa đánh cắp thiên địa khí vận. Bất quá này đó, đều không phải hiện tại Trương Huyền muốn đi chú ý, hắn suy nghĩ, chỉ là như thế nào mới có thể mau rời khỏi nơi này. Đi ra nhà tranh, Trương Huyền tiếp tục theo một phương hướng đi trước, hắn tốc độ như cũ thực mau, hoành lược bình nguyên, chung quanh hết thảy, hóa thành ảo ảnh, không biết qua bao lâu, một tòa nhà tranh xuất hiện ở Trương Huyền tầm mắt giữa, vẫn là phía trước kia tòa. Trương Huyền không có dừng lại, lấy này tòa nhà tranh vì trung tâm, hướng bốn phía bay vút. Nơi này không có nhật nguyệt, không có thời gian quan niệm, di động sớm đã vô pháp khởi động máy, Trương Huyền cũng không biết đi qua bao lâu, vô luận hắn từ phương hướng nào rời đi, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ trở lại này tòa nhà tranh trước. Trung quanh vô pháp rời đi, Trương Huyền muốn phi thiên, muốn độn địa, nhưng mà vô cùng cứng rắn, vô pháp rời đi, thiên không có cuối, đó là thực quỷ dị một màn, đương Trương Huyền phi thiên hồi lâu, lại xem, bình nguyên đột nhiên xuất hiện ở dưới chân, mà trước mắt, lại xuất hiện nhà tranh. Trương Huyền mỏi mệt ngồi ở này thật lớn nhà tranh trước, hắn quan sát quá nơi này quỹ đạo, nếu là phong ấn, có thể là trận pháp, tồn tại nào đó quy tắc, nhưng Trương Huyền, như cũng làm vô dụng công, hắn không biết chính mình ở chỗ này đãi bao lâu, hắn minh tư khổ tưởng, hắn thậm chí một chút một chút quan sát đến chính mình dưới chân thổ địa. Lúc này, triệu cực liên hợp Lam Vân Tiêu, Toàn lên Keng, Đao Nơ Đức, sóng tỷ đám người, cùng với Chessia, bọn họ tụ ở bên nhau, mỗi người, đều khuôn mặt u sầu đầy mặt. Nửa năm, Trương Huyền vẫn là không có tin tức. Này nửa năm thời gian, không ít địa phương, đều có thật lớn năng lượng dao động xuất hiện, nhưng chỉ là truyền thừa xuất thế mà thôi, cùng Trương Huyền không quan hệ. Rốt cuộc sẽ đi nào? Mỗi người, đều đang hỏi mấy vấn đề này, nhưng không có bất luận kẻ nào, có thể cho bọn họ đáp án. Trương Huyền ca ca, nhất định có thể trở về, ta tin tưởng hắn. Chessia mở miệng, ở tây bộ một cái mỹ lệ nông trường giữa. Lâm Thanh Hạm ngồi ở một tòa nhà gỗ trước. Đều nói thời gian có thể hòa tan hết thảy, bao gồm cảm tình, nhưng nửa năm chưa từng cùng Trương Huyền gặp nhau, Lâm Thanh Hạm trong lòng tưởng niệm càng sâu, nàng nghe nói thẩm phán kết quả, buông một lòng, đồng thời cũng biết, Trương Huyền đối mặt chính là như thế nào địch nhân, hiểu biết chính mình tồn tại, bất quá là cho hắn gia tăng gánh nặng. Nửa năm qua, Trương Huyền thân ảnh không ngừng hiện lên ở Lâm Thanh Hạm trong óc giữa, nàng rất tưởng niệm Trương Huyền, nhưng từ thẩm phán lúc sau, nàng liền không có nghe qua Trương Huyền tin tức, tới cấp Lâm Thanh Hạm truyền tin người chỉ nói Trương Huyền biến mất, đi nơi nào, không ai biết được. Thời gian có thể hòa tan hết thảy, ta cũng phải tha hạ mới được. Lâm Thanh Hạm trong miệng lẩm bẩm. Tỷ, từ Huyền thanh âm từ Lâm Thanh Hạm phía sau vang lên, thân ảnh của nàng cũng xuất hiện ở Lâm Thanh Hạm phía sau, chúng ta khi nào hồi Ngân Châu a, thật sự nhớ nhà. Kỳ thật tại rất sớm phía trước, Lâm gia người đều đưa ra quá phải đi về ý kiến, nhưng đều bị Lâm Thanh Hạm một lời phủ quyết. Lâm Thanh Hạm tuy rằng là tiểu bối, nhưng nàng ở lâm gia địa vị, hiện tại có thể nói so lâm chính nam còn muốn cao, tuy rằng mọi người đều tưởng trở về, nhưng lâm thanh hạm không mở miệng, ai cũng vô pháp đi. Trở về, lâm thanh hạm trong đầu, hiện lên ngân châu kia tòa phòng ở, ngày mai đi, ngày mai chúng ta liền, về nhà. Ở kia bình nguyên giữa, trương huyền một đôi mắt đỏ bừng, hắn tìm không thấy rời đi phương pháp, hắn tưởng hết hết thảy biện pháp, hắn hiện tại thậm chí đều bắt đầu phát điên, nơi này đợi, hoang tàn vắng vẻ, không người nói chuyện. Tiệt giáo phong ấn, đánh cắp thiên cơ, chẳng lẽ thật sự vô pháp phá giải, vô pháp rời đi sao? Mấy chục năm, trăm năm, ta sao có thể tại đây đãi nhiều như vậy năm tháng? Ta không tin trên đời này, thật sự có vô pháp phá giải phương pháp. Nếu thật sự vô pháp phá giải, ta lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thiên cơ khí vận nếu có thể bị đánh cắp, liền không tồn tại tuyệt đối vừa nói. Trương Huyền nhìn không chung, đột nhiên ngẩn ra. Thiên cơ, kia nếu nói, ta có thể nhìn thấu thiên cơ, hay không là có thể nhìn thấu nơi này, tìm được rời đi phương pháp. Ý tưởng này mới vừa ở Trương Huyền trong đầu mọc rễ, liền nhanh chóng nảy mầm, thế vô cùng tấn mãnh. Đối, chỉ cần có thể nhìn thấu thiên cơ, là có thể rời đi này. Nghĩ đến liền đi làm, Trương Huyền không có chậm chế một chút ít thời gian, hắn khoanh chân mà ngồi, nhắm hai mắt, đắm chìm hiểu được. Thiên cơ cái này cách nói, huyền diệu khó giải thích. Mỗi người hiểu được thiên cơ phương pháp bất đồng, đối với người thường mà nói, nói ra thiên cơ đơn giản, nhưng hiểu được thiên cơ, bọn họ thậm chí đều không có biện pháp, không biết từ đâu xuống tay. Mà từ Phật giáo cùng đạo giáo lý giải, thiên cơ là có thể ngộ. Phật giáo nói buông hết thảy, mà đạo giáo còn lại là hiểu được thiên địa vạn vật. Trương Huyền không hiểu Phật đạo, hắn có con đường của mình. Nếu trong thiên địa tràn ngập vô số năng lượng, kia chính mình, liền thông qua này đó năng lượng, hiểu được thiên cơ hảo. Như thế nào thông qua năng lượng tới hiểu được thiên cơ, tìm kiếm thiên cơ? Khởi nguyên, thăm dò năng lượng khởi nguyên. Năng lượng không phải trống rỗng xuất hiện, nếu tìm được khởi nguyên, có phải là một đạo thiên cơ đâu? Năng lượng sẽ hủy diệt, đường năng lượng biến mất tái xuất hiện, này đó là, trương huyền hiểu được thiên cơ cơ hội. Uống nguyệt, một phòng thật lớn trang rằm xuất hiện, Trương Huyền hấp thu năng lượng, cảm thụ năng lượng biến mất, lại lần nữa xuất hiện, năng lượng xuất hiện, cơ hồ là ở trong nháy mắt kia, này rất khó nắm chắc, Trương Huyền căn bản bắt giữ không đến, nhưng hắn không vội, hắn có kiên nhẫn, hắn đẩy ra vô số năng lượng, tìm kiếm chính mình muốn tìm kia nói. Thời gian liền như vậy qua đi, Trương Huyền rời đi thứ 9 tháng, triệu cực ngồi ở cửu cục văn phòng nội, nhìn trước mắt báo cáo, cho mày này chín nguyệt thời gian, phát sinh quá nhiều quá nhiều sự. Các loại truyền thừa mở ra, rất nhiều thế lực, ứng truyền thừa mà sinh, mọi người đều thấy được truyền thừa chỗ tốt, mỗi một lần truyền thừa mở ra, đều sẽ dẫn tới khắp nơi tranh đấu, thương vong vô số. Đồng thời, lúc trước Trương Vì Thiên một câu mỗi người như Long, làm mọi người, đều có tu hành khả năng, thậm chí hiện tại luyện khí một chuyện, đều sắp bị bãi ở bên ngoài, vì người thường biết hiểu. Này đó, đều ở cửa cuộc cùng với các quốc gia thế lực khống chế hạ, một chút một chút phát sinh thay đổi, là ở có thể khống chế trong phạm vi. Nhưng hôm nay, hết thảy hết thảy, đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Có tin tức truyền đến, thần môn, mở ra. Thần tộc, sẽ ở trong thời gian rất ngắn, hoàn toàn buông xuống. Mà ở cổ chiến trường thượng, thú nhân cũng đã xảy ra bạo động, hết thảy, đều bắt đầu chiều không thể khống phương hướng phát triển. Thần tộc buông xuống, cổ chiến trường bạo loạn, thú nhân cũng muốn phá tan phòng ngự. Những việc này, làm các thế lực lớn người phụ trách, đều cảm thấy phá lệ đau đầu. Triệu cực mới vừa xem xong trong tay báo cáo, liền nhận được tin tức, sở hữu quốc gia, luyện khí sĩ người phụ trách, toàn bộ tập hợp, cộng đồng thương thảo đối sách. Bao gồm sóng tỷ đám người, cùng với toàn len Ken, Lam Vân Tiêu, Downer Nơ Đức, Chessia, tất cả đều tham dự tiến vào. Toàn len tuy rằng không thuộc về nào đó thế lực, nhưng hắn chiến lực hiện tại là đứng đầu đừng, loại chuyện này hắn yêu cầu tham gia. Mà sóng tỷ đám người thế lực phía sau, tắc bởi vì sóng tỷ đám người trở về, nước lên thì thuyền lên, hiện tại toàn bộ thế giới, nhiều ra không ít đỉnh cấp thế lực tới. Truyền thừa nhiều lần mở ra, làm rất nhiều dị năng giả cũng được đến chỗ tốt, dị năng giả quần thể, đồng dạng dần dần cường đại rồi lên. Đối với toàn bộ thế giới hệ thống mà nói, đây là một lần biến cách hướng tới mỗi người cường đại phương hướng biến cách. Liền giống như huyền thiên theo như lời như vậy, thế giới đem nghênh đón một cái tân thời đại. Phản thời cổ đại, thời cổ đại năng, sông cuộn biển gầm, kiểu gì uy phong. Một người bách phu trưởng, cánh tay có ngàn cân chi lực. Bình thường quân sĩ, thân xuyên trăm cân khôi giáp, hành quân gấp thượng trăm dặm này đó, đều không phải hiện tại người có thể bằng được. Nhưng theo phản thời cổ đại đã đến, thiên địa năng lượng sống lại, như vậy sự, nghe tới, cũng không như vậy dọa người. Một người luyện khí sĩ, chẳng sợ chỉ là bình thường ngự khí, lấy khí chống đỡ, một tay ngàn cân lực, đều không phải là làm không được. Toàn thế giới thế lực người phụ trách, đều ở vì phản thời cổ đại đã đến, mà làm ra đối sách. To như vậy bình nguyên thượng, Trương Huyền khoanh chân ngồi ở nhà tranh trước, hắn nhắm hai mắt, cẩn thận cảm thụ được kia năng lượng biến mất cùng xuất hiện. Như vậy biến mất cùng xuất hiện, Trương Huyền đã nhớ không rõ chính mình rốt cuộc tinh tế cảm ứng bao nhiêu lần, ngàn lần, vạn lần, ít nhất trăm vạn thứ. Nơi này năng lượng minh mông, năng lượng ra đời bay nhanh, nếu là đổi làm bên ngoài, muốn hiểu được trăm vạn thứ, chỉ sợ quang thời gian, liền phải dùng tới ít nhất 10 năm. Nhưng ở chỗ này, đại đại ngắn lại thời gian. Trương Huyền không có chú ý tới, ở hắn thần hải bên cạnh, một khối màu sắc rực rỡ hòn đá tảng, chậm rãi hình thành đây là pháp tắc thần kiều. Chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc người mới có thể trúc kiến thần kiều. Ở Trương Huyền hiểu được thiên cơ trong quá trình, một ít pháp tắc, hắn đã lĩnh hội, chỉ là chính hắn còn không có phát hiện mà thôi. Tu luyện không có năm tháng, thời gian vội vàng, nhoáng lên mắt, Trương Huyền đi vào cái này bình nguyên, đã một năm rưỡi thời gian. Trương Huyền giống như pho tượng giống nhau, từ hắn khoanh chân ngồi ở nhà tranh trước hiểu được thiên cơ kia một khắc khởi, hắn liền không còn có đứng dậy quá, Trương Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được kia năng lượng biến mất cùng xuất hiện, hắn ngược dòng năng lượng khởi nguyên, đó là cái gọi là ra đời, là thiên cơ pháp tác giữa, nhất thần bí sinh. Màu sắc rực rỡ hòn đá tảng sớm đã ở Trương Huyền thần hải chung quanh dựng vững chắc, theo Trương Huyền đối thiên cơ hiểu được, một cái màu sắc rực rỡ kiều, theo này tòa hòn đá tảng, hướng phía trước kéo dài đi ra ngoài, thần kiều, dựng. Tại đây lĩnh ngộ thiên cơ quá trình giữa, Trương Huyền bước lên chút kiều cảnh ở kia vô số năng lượng tiêu tan ảo ảnh cùng trọng sinh giữa, trương huyền lĩnh ngộ trúc kiều cảnh. Nhân ra thần kiều, là một cái thiên địa quy tắc. Mà trương huyền bất đồng, ở hỗn độn thần hải nội, tại đây hỗn độn một thanh liên phía trên, kia màu sắc rực rỡ thần kiều vượt qua, đây là sống hay chết pháp tắc, đây là vô số năng lượng hiện ra pháp tắc, đây là, ba nghìn đại đạo. Từ xưa đến nay truyền thuyết giữa, lĩnh ngộ mộ một cái đại đạo, liền có thể chứng đạo thành thánh, nhưng lúc này trương huyền quanh thân, ba nghìn đại đạo vần quanh, hắn sở đi nói, cùng đạo của người khác, hoàn toàn bất đồng. Kia màu sắc rực rỡ thần kiều ở hỗn độn thần hải thượng vẫn luôn kéo dài, hỗn độn thần hải giữa, từng con dị thú quay chung quanh kia thanh liên chung quanh, trong giây lát, này đó quay chung quanh thanh liên dị thú phảng phất cảm nhận được cái gì, toàn bộ nhìn về phía kia tòa thần kiều, theo sau điên cuồng chiều thần kiều chạy trốn, này đó linh thú bắt đầu hân hoan, đã xảy ra tiến hóa. Thần kiều thượng ẩn chứa vô số pháp tắc, này đó dị thú cũng được đến chỗ tốt loại này chỗ tốt sẽ trực tiếp chuyển hóa đến trương huyền trên người phía trước trương huyền một tay hổ hình đánh ra là một đạo mãnh hổ hư ảnh nhưng lúc này trương huyền một tay hổ hình đánh ra đó là bạch hổ chủ trưởng sát phạt chi lực bạch hổ tứ phương tinh tú chi nhất bạch hổ lực sát thương cùng phía trước mãnh hổ hư ảnh không ở một cấp bậc mặt trên kia màu sắc rực rỡ thần kiều dần dần kéo dài rốt cuộc kéo dài qua thần hải ở thần kiều hoàn toàn ngưng tụ giờ khắc này, Trương Huyền trong cơ thể hỗn độn biển sâu, lại lần nữa sôi trào. Đây là vô số năng lượng dung hợp mà thành hỗn độn chi lực. Lúc này, đã chịu này 3.000 đại đạo chi lực dẫn đường, vẫn là quay cuồng. Kia hỗn độn thần hải chung, màu xanh lá hoa sen phát ra nhàn nhạt quang mang, này sôi trào thần hải lại dần dần bình ổn. Ngồi xếp bằng ở kia không biết bao lâu, giống như pho tượng giống nhau Trương Huyền, lúc này đột nhiên trợn mắt. Trương Huyền mở hai mắt giữa, thế nhưng ở trong nháy mắt kia, diễn biến ngân hà vạn vật, giống như chân thần. Trương Huyền khóe miệng gợi lên một nụ cười, lẩm bẩm nói, ta, tìm được, đi ra ngoài. Biện pháp, Trương Huyền gần từng chữ một, hắn đều không phải là cố ý như thế, chỉ là lâu như vậy không có cùng người ta nói nói chuyện, một mở miệng, liền chính mình đều cảm thấy có chút không thói quen. Trương Huyền cũng không biết hắn ở chỗ này đãi bao lâu. Trên thực tế, từ trương huyền trợn mắt kia một khắc khởi, là hắn đi vào nơi này, suốt hai năm thời gian. Hai năm, ngưng tụ hỗn độn thần hải, đem thần hải mở rộng đến mức tận cùng, lại hiểu được đại đạo ba nghìn, như vậy tu hành tốc độ, có thể nói khủng bố. Mấu chốt nhất chính là, trương huyền hỗn độn biển sâu, so bình thường thần hải, ngưng tụ càng vì khó khăn, hắn thần hải mật độ, là người khác thần hải mật độ mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Hắn sở lĩnh ngộ nói, là nhất hoàn chỉnh nói là có thể ra đời pháp tắc nói nay hết thảy trương huyền đều không tự biết hắn không rõ ràng lắm chính mình đã đi lên một cái chưa từng có người đi qua con đường đây là một cái vô địch lộ trương huyền nhìn về phía không trung này nguyên bản thần bí địa phương giờ phút này ở trương huyền trong mắt biến thành vô số rậm rạp đường cong này đó đều là thiên cơ trương huyền muốn từ nơi này mặt tìm được một cái có thể rời đi lộ lúc này trương huyền là chân chân chính chính nắm giữ cái gọi là Tiên Thần phương pháp. Trương Huyền duỗi tay, mở ra năm ngón tay, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Khai." Vài giây sau, cả tòa Bình Nguyên bắt đầu run rẩy lên. Kia nhà tranh nội, biến mất hồi lâu thanh âm đột nhiên vang lên. "Không có khả năng, sao có thể? Đây là Tiệt giáo phong ấn, đây là ẩn chứa thiên địa quy tắc phong ấn, sao có thể mở ra?" "Tiểu tử, ngươi, không đúng, ngươi trong cơ thể, ngươi trong cơ thể đó là cái gì?" thiên địa quy tắc phản hồi, đây là ai cho ngươi, hắn vì ngươi thừa nhận bao lớn nghiệp lực nhân quả. Thiên địa quy tắc phản hồi, Trương Huyền trong đầu qua một chút đối phương nói, theo sau trả lời, ta kia không dưỡng quá ta lão tử. Người này, có người hoàng chi tư A, à. hắn thế nhưng bài trừ cố quy, vậy tiệt giáo thượng gông xiềng, chẳng sợ qua đi nhiều như vậy năm tháng, nhưng như cũ khủng bố, thế nhưng bị phá. Hắn có người hoàng chi tư, tiểu tử, người thực may mắn, người khả năng sẽ trở thành người hoàng chi tử. 2020 cuối cùng một ngày, chúc đại gia ở 2021 năm, học tập việc học thành công, yêu đương hạnh phúc mỹ mãn, cùng ta giống nhau làm công, phát đại tài, giàu có, càng thêm giàu có. Ha ha ha, đối phương nói, làm trương huyền nội tâm, cũng không có bất luận cái gì gợn sóng. Cái gọi là người hoàng, một giấy sắc lệnh, mệnh núi sông ngũ nhạc, loại chuyện này, khoảng cách hiện tại trương huyền, quá mức xa xôi. Hiện tại Trương Huyền chỉ nghĩ rời đi nơi này. Kia đại môn ở không trung dần dần mở ra, Trương Huyền chung quanh cảnh tượng bắt đầu biến hóa. Hè oi bức, triệu cực đang ở lật xem một ít văn kiện. Từ hơn một năm trước, bọn họ rất nhiều thế lực thủ lĩnh gặp mặt sau, liền chế định một ít tân đồ vật ra tới, mấy thứ này ra tới, thay đổi toàn bộ thế giới hệ thống cách cục, nhưng kia cũng là đối người thường tốt nhất bảo hộ. Trước kia, luyện khí sĩ không được ở người thường trước mặt ra tay, cái này quy định có, nhưng cũng không phải đặc biệt khắc nghiệt, nhưng hiện tại, hè oi bước mỗi một tòa thành thị, đều có cửu cục thành viên, bọn họ lẫn vào đám người giữa, yên lặng ký lục cái gì, một khi phát hiện có ai ở người thường trước mặt ra tay, chắc chắn sẽ nghênh đón cửu cục trí mạng đả kích. Cái này quy tắc, tại thế giới các quốc gia, đều có quy định. Mà bởi vì luyện khí sĩ phồn đa, dị năng giả phồn đa nguyên nhân, một khối tân đảo nhỏ xuất hiện. Phản cổ đảo Phản cổ đảo là ở một tòa biển rộng phía trên đột nhiên xuất hiện một mảnh đại lục, cả cái đại lục diện tích phạm vi, có thể so với hai cái hẻ oi bức, này ở vô tận biển rộng giữa, cũng không tính đặc biệt thu hút. Phản cổ đảo là một chỗ truyền thừa nơi, bên trong có lớn lớn bé bé vô số truyền thừa, lúc trước vừa hiện thân, lập tức khiến cho vô số thế lực tranh đoạt, hiện giờ, trên đảo nhỏ truyền thừa đã không có nhiều ít, nơi này bị toàn thế giới sở hữu thế lực, định nghĩa vì một mảnh tân đại lục. Phản cổ trên đảo, có vô số thế lực, bao gồm cửu cục, một ít thế gia, phản tổ minh, thần ẩn hội từ từ, đều đóng quân tại đây phản cổ trên đảo, bao gồm còn lại rất nhiều thế lực. Phản cổ đảo, trở thành luyện khí sĩ cùng dị năng giả lãnh địa, nơi này bất đồng với bên ngoài, nơi này không có pháp quy, sở hữu hết thảy vũ lực tối thượng. Trải qua đã hơn một năm hoạt động, phản cổ đảo đã tự thành một mảnh hệ thống, nhìn qua, cùng ngoại giới xã hội, không kém bao nhiêu. Chẳng qua, phản cổ đảo bốn phía hải vực đều có người gác, nơi này cấm không, dù sao, người thường, đến không được này tòa trên đảo. Nói là đảo, nhưng thực tế lĩnh vực, đã vượt qua một cái quốc, chẳng sợ hai tỷ người, đều có thể tại đây sinh hoạt. Nhưng hiện tại toàn thế giới luyện khí sĩ cùng dị năng giả thêm lên mới bao nhiêu người. Không đến năm ngàn vạn. Cái này làm cho phản cổ đảo, có vẻ thực chống trải, một cái bình thường thế lực, liền chiếm cứ một ngọn núi đầu, hoặc là một tòa thành trì đây là mới tinh hệ thống. Phản cổ đảo, giống như là cổ đại tu tiên thế giới, các thế lực lớn có thuộc về chính mình Sơn Môn, đại gia tu hành, cường đại chính mình, tranh đoạt truyền thừa, có chém giết, cũng có yêu hận tình thù. Ở phản cổ trên đảo, lớn nhất thế lực, gọi là thần cung. Thần cung, nãi thần tộc thành viên thành lập, thần cung giữa, mỗi người, đều phá lệ cường đại, bọn họ phi thường ngạo nghế, tại đây phản cổ trên đảo, thần cung thành viên, có được rất cao địa vị phía trước có người bất mãn thần tộc, khiêu khích thần tộc, nhưng cuối cùng kết quả lại là tàn sát mãn môn. Có một người thần hải cảnh cường giả hiện thân, tìm thần tộc thảo cái cách nói, vừa vào thần cung, không còn có xuất hiện. Triệu cực cùng Lam Vân Tiêu bọn họ cũng sôi nổi ra tiếng, không cần tùy ý trêu chọc thần tộc. Đến tận đây, thần tộc tối cao địa vị, hoàn toàn ngồi ổn. Phía trước, thế giới các nơi, truyền thừa xuất hiện, không ít người đều được đến chỗ tốt nhưng khoảng cách thượng một lần truyền thừa xuất hiện, đã ước chừng qua đi nửa năm. Thần cung giữa thả ra tin tức, gần nhất hai năm nội, sẽ không lại có truyền thừa xuất hiện. Này tin tức vừa ra, các thế lực lớn, đều mưu đủ kính tu luyện, tranh thủ tại hạ cái truyền thừa xuất hiện phía trước, tăng lên thực lực, đến lúc đó hảo được đến tạo hóa chỗ tốt. liền ở tất cả mọi người mưu đủ kính là lúc, một tòa tiên sơn, lặng yên biến ảo ở một vùng biển phía trên, đương tiên sơn hoàn toàn biến ảo lúc sau, nồng đậm linh khí phóng lên cao, lập tức làm mọi người ý thức được, đây là truyền thừa xuất hiện. Thần tộc nói hai năm sẽ không có truyền thừa, nhưng lúc này mới quá nửa năm, này truyền thừa xuất hiện, thực sự đánh thần tộc mặt. Bất quá hiện tại, không ai sẽ đi quản thần tộc mất mặt không, mọi người trong lòng, chỉ có lúc này mới xuất hiện truyền thừa. Thần cung giữa, một năm mại lão giả ngồi ở một chương ghế, hắn cảm nhận được kia tận trời nồng đậm linh khí, trong miệng thì thầm, không thích hợp, này không thích hợp, như thế nào sẽ đột nhiên có truyền thừa xuất hiện. Thần cung giữa, tuổi trẻ thần tộc tu sĩ, cũng sôi nổi xuất phát, đi trước kia tòa mới huyễn hóa ra hiện tiên sơn, tìm truyền thừa cơ duyên. Triệu cực cũng ở trước tiên liền nhận được tin tức, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì động tác, truyền thừa một chuyện, hắn sớm nhìn quen, hắn phải làm, không phải bắt được truyền thừa, mà là bảo đảm hết thảy bình thường vận chuyển, không ra nhiễu loạn. Hè oi bước ngân châu, lâm thị cao ốc, ngồi ở tổng tài văn phòng trung lâm thanh hạc đồng dạng cảm nhận được truyền thừa xuất hiện nhưng nàng cũng chỉ là ngẩng đầu chiều kia phương hướng nhìn thoáng qua liền một lần nữa cúi đầu nàng trở lại ngân châu một năm rưỡi không còn có đặt chân quá người tu hành lĩnh vực nàng trở về một năm rưỡi đồng dạng không nghe được quá trương huyền tin tức chúng ta đã là hai cái thế giới người đúng không lâm thanh hạm trong miệng lẩm bẩm nàng cảm thấy chính mình hẳn là đã là buông xuống Vô số thế lực tu sĩ cùng dị năng giả, sôi nổi đi trước kia tòa tiên sơn. Ở này đó truyền thừa giữa, chẳng những có tân năng lượng hệ thống, còn có một ít công pháp, bảo vật, cùng với linh đan rượu dược, đều là có thể tăng lên thực lực bảo bối, này đó đều là đại gia sở đỏ mắt bảo bối. Phía trước có một cái tiểu thế lực, ở một cái truyền thừa giữa, đoạt được một quả hạt giống, bọn họ đem kia cái hạt giống mang về sơn môn, trồng trọt, bất quá ba tháng thời gian hạt giống thế nhưng sinh trưởng trở thành một cây tiên thụ, tưới xuống phúc trạch, ở tiên dưới tảng cây tu luyện, làm ít công to, làm rất nhiều người đỏ mắt. Còn có một người mới ngự khí tu sĩ, trong lúc vội ý nuốt vào một gốc cây thảo dược, thế nhưng một đêm trực tiếp, đột phá khống linh, khoách ra giản dị thần hải, đi tới cao thủ hàng ngũ. Truyền thừa bên trong, cơ duyên rất nhiều, liền thấy thế nào nắm chắc. Lúc này, tại đây tiên sơn bên trong, mây mù lượn lờ. Trương Huyền nhìn trước mắt, nguyên bản nhà tranh, đã biến thành thật lớn cung điện, cung điện phát ra quang hoa, tiên khí lượn lờ, hảo không khí phách. Tại đây cung điện ở ngoài, có điểm lành dị tượng lập lè, giống như kia thần thoại giữa cung khuyết giống nhau. Trương Huyền đi vào này cung khuyết nội, nguyên bản hết thảy đều đã thay đổi. Cung khuyết nội, kim bích huy hoàng, đập vào mắt, Trương Huyền liền thấy rất nhiều đan dược cùng bảo bối. Ha ha ha, không nghĩ tới, không nghĩ tới tiệt giáo phong ấn giải trừ, nơi này, khôi phục nguyên dạng, khôi phục nguyên dạng. Tiểu tử, nơi này đồ vật, người đại nhưng tùy ý tuyển tam kiện đi. Cung điện nội, thanh âm vang lên. Trương huyền vẻ mặt kỳ quái, ta tưởng lấy tam kiện trở lên, người có thể ngăn cản ta sao? Đối phương đột nhiên lâm vào trầm mặc cẩn thận tưởng tượng, cũng không giống như hành A. A à này, kỳ thật đi, người toàn lấy cũng trang không dưới, hơn nữa nơi này lớn nhất chỗ tốt, đều bị ngươi cầm đi, ngươi tùy tiện lấy cái linh dược gì, ý tứ ý tứ là được. Trương Huyền hoàn toàn không màng thanh âm này nói cái gì đó, đi đến kia cung điện bên trong, giống như dạo siêu thị giống nhau, chọn lựa rực rỡ muôn màu bảo bối. Này đó ngoạn ý, phía trước Trương Huyền cũng chưa gặp qua, cái gì nhanh chóng khôi phục linh khí đan dược a, cái gì nhanh chóng trị liệu thương thế đan dược a, tuy rằng đối hiện tại Trương Huyền mà nói, cũng chưa cái gì quá lớn tác dụng, nhưng giống nhau bị Trương Huyền trang lên những cái đó binh khí bên trong, đao thương kiếm kích, búa rìu câu xoa, này đó binh khí rất có ý tứ, rót vào linh khí là có thể sinh ra bất đồng hiệu quả, cũng đều bị Trương Huyền lấy đi. Trương Huyền đem muốn đổ vật, toàn bộ đều chất đống đến đại sảnh nội. Nhìn trong đại sảnh như tiểu sơn giống nhau bảo vật, Trương Huyền lâm vào trầm mặc, cái kia Thanh Âm chủ nhân cũng lâm vào trầm mặc. Thanh Âm chủ nhân không nói lời nào, nguyên nhân là chính mình lời nói, hoàn toàn không có bất luận cái gì chứng dùng a nói không cần cầm, này khen ngược, không lấy từng đường kim mũi chỉ, còn lại toàn lấy. Mà Trương Huyền trầm mặc là bởi vì, hắn không biết mấy thứ này nên như thế nào lấy đi. Trương Huyền suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến lúc trước ở Hoành Sơn chủ thành khi, toàn len keng tạp cửa hàng khi thủ đoạn. Trương Huyền trực tiếp đem linh khí ngưng tụ thành một cái thật lớn cái muống, sau đó dùng sức một đào, này tiểu sơn bảo vật cùng binh khí, toàn bộ đã bị linh khí mang theo tới. Trương Huyền trên mặt lộ ra tươi cười, hắn khiêm thật lớn linh khí cái muống, cùng địa chủ ra ngốc nhi tử giống nhau, đi ra này cung điện đại sảnh. Đường Trương Huyền rời đi sau, cung điện nội, vang lên một trận thở dài tiếng động. Lại qua hơn 20 phút, cung điện nội có thanh âm tự nói. Cũng may ta có dự kiến trước, một ít bảo bối bị ta ẩn nấp rồi, bằng không này nào còn có điểm truyền thừa dạng A. Thanh âm này vừa ra, cung điện các phòng nội, lại xuất hiện rất nhiều kim quang lấp lánh bảo bối. Mà Trương Huyền thân ảnh xuất hiện ở cung điện trong đại sảnh. Trương Huyền vẻ mặt u oán, ra tiếng nói, ta liền biết, người có việc gạt ta. Trương Huyền nói xong, đem cái muỗng một phóng, đi đến còn lại trong phòng, một lát sau, lại có tiểu sơn bảo vật, bị Trương Huyền trồng chất lên, sau đó một cái muỗng, tính cả phía trước toàn bộ mang đi. Trương Huyền lần này rời đi, ước chừng qua hai cái giờ, cung điện nội thanh âm mới lại vang lên. Ta liền biết tiểu tử này đến trở về, bất quá, may mắn ta để lại một tay. Nói xong, cung điện nội lại là kim quang lấp lánh. Hơn 10 phút sau, Trương Huyền lại lần nữa mang theo ụ oán ánh mắt xuất hiện, hắn ánh mắt kia thật giống như đang nói, ta đối với người một mảnh thiệt tình, người thế nhưng gạt ta giống nhau. Đường Trương Huyền xuất hiện, thanh âm chủ nhân phát cuồng. Tiểu tử, ngươi làm gì? Ngươi là muốn tra tấn ta sao? Không phải à, a, Trương Huyền lắc lắc đầu, bên ngoài còn có thật nhiều trận pháp, đến chậm rãi phá, ta suy nghĩ tiến vào nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngươi có thể hay không không cần vào được. Không được, Trương Huyền lắc đầu, ngươi phải có bảo bối ngươi liền giấu đi, chờ ta đi rồi ngươi lại lấy ra tới. Ta không được bố trí một chút sao? Lập tức như vậy nhiều người đều tới tìm kiếm truyền thừa, ta này lưu tiên các, đặt ở thượng cổ thời đại, kia cũng là có thể bài thượng hào truyền thừa nơi được chưa? Người đến lúc này liền cho ta lấy đi, này không phải tạp ta lưu tiên các chiêu bài sao. Trương Huyền nhún vai, không lấy cũng đúng, người dù sao cũng phải cho ta điểm giống dạng chỗ tốt đi, nếu không phải ta, người này truyền thừa cũng không có khả năng nhanh như vậy mở ra. Tiểu tử, người quá lòng tham, đối phương trong giọng nói mang theo tức giận, nơi này ngưng tụ vô số tuế nguyệt cấm kỵ thần lực, bị ngươi ngưng tụ thành hỗn độn chi hải, người biết người kia mấy cái hô hấp, có bao nhiêu cấm kỵ thần lực hoàn toàn biến mất sao. Đó là nơi này lớn nhất bảo tàng, còn có, người từ nơi này lĩnh ngộ ba nghìn đại đạo pháp tắc, người còn không biết đủ sao. Trương Huyền hơi chút tự hỏi một chút, theo sau lắc lắc đầu, còn không biết đủ, đến lại đến điểm. Hành, người đủ tàn nhẫn, đối phương cắn chặt răng, một tòa đồng thao đỉnh, xuất hiện ở Trương Huyền trước mặt. Này đồng thao đỉnh vừa xuất hiện, Trương Huyền liền kinh hô một tiếng. Trương Huyền biểu hiện, làm đối phương thực vừa lòng, đối phương đắc ý nói tiểu tử, này tổng được rồi đi. Này một ngụm mẫu đỉnh, đỉnh thượng sở hữu bảo bối thêm đi lên. Này có gì dùng, Trương Huyền trực tiếp hỏi. Đối phương trầm mặc, có gì dùng? Người mẹ nó không biết có gì dùng, người kinh hồ cái mau a. À? Đối phương hoãn một hồi lâu, mới cho Trương Huyền giải thích. Ta cũng không biết. Toàn bộ trong đại sảnh, lâm vào thời gian rất lâu trầm mặc. Qua thật lâu sau, thanh âm kia mới lại lần nữa vang lên này đỉnh là trong lúc vô ý được đến, là lưu tiên lâu đệ nhất nhậm chủ nhân lưu lại, dù sao rất mạnh là được rồi, người lấy ra đi, tạp đều có thể tạp người chết. Trương huyền hồ nghi nhìn này khẩu đỉnh, đột nhiên, trương huyền trong tay ngưng tụ thần kiếm, nhất kiếm bổ ra, thẳng đến một bên đại sảnh ngọc bích mà đi, này một đạo kiếm mang, nãi hỗn độn kiếm mang, kiếm mang bên trong, tràn ngập vô số cấm kỵ năng lượng, ẩn chứa ngân hà chi lực, vô số pháp tắc, Trương Huyền không rõ ràng lắm hắn này nhất kiếm uy lực có bao nhiêu cường, nhưng, cho dù là bờ đối diện tu sĩ, bị này nhất kiếm chém tới, cũng đến trọng thương. Này chỉ là Trương Huyền hiện tại, tùy tay nhất kiếm. Đã có thể có thể làm bờ đối diện cường giả trọng thương nhất kiếm, dừng ở ngọc bích phía trên, cũng chỉ là xuất hiện một đạo rất nhỏ hoa ngân thôi. Trương Huyền cầm lấy này đồng thao đỉnh, này đỉnh thực trọng, tuy là Trương Huyền, cũng lấy khí thêm vào, gân xanh bạo khởi, Mới dơ lên này tòa đồng thao đỉnh, chiều một bên ném tới. Tiểu tử, người cho ta dừng tay, nơi này không thể hủy. Thanh âm kia vang lên. Trương huyền không nghe thấy không màng, đem này đồng thao đỉnh dùng sức ném. Oanh, một tiếng trọng vang. Kia mới lưu lại một đạo nhật nhạt vết kiếm ngọc bích, bị đồng thao đỉnh tạp cái đối xuyên. Quả nhiên có thể tạp người chết. Trương huyền âm thầm gật đầu, thấy đối phương cũng không có lửa hắn. Hắn lúc này mới lộ ra vừa lòng thần sắc đúng rồi, ngươi lại cho ta cái túi nhiều như vậy đồ vật trang không dưới túi, ngươi thần hải như vậy đại, muốn cái gì túi, trang ngươi thần hải không được sao? Đối phương lời nói chung không có một chút tức giận, gì còn có thể như vậy sao? Trương Huyền nếm thử một chút mấy thứ này thật đúng là bị hắn trang đến thần hải. Đối phương nhìn Trương Huyền biểu hiện một trận vô ngữ, đây là ngưng tụ hỗn độn thần hải lấy ba nghìn đại đạo làm cơ sở chúc kiến vô thượng thần kiều cường giả. Liền này cơ sở cũng không biết, hắn kia có được người hoàng chi tư lão cha rốt cuộc tâm đắc có bao nhiêu đại A. À. Trương huyền vung tay lên, đem tất cả đồ vật thu vào thần hải sau, mới lại lần nữa rời đi. Vừa ra đến trước cửa, Trương huyền dừng chân, mở miệng, lần này là thật sự, ta thật không trở lại. Đối phương hiển nhiên không tin Trương huyền nói. Mà lúc này, tại đây tiên sơn lối vào, đã tụ tập, ít nhất 20 vạn người. Khi cách nửa năm, lại lần nữa có truyền thừa xuất thế, như thế nào sẽ làm người không động tâm, này 20 vạn người, chỉ là khoảng cách nơi này so gần, trước tiên tới rồi mà thôi, nếu lại nhiều kéo kia một hai ngày thời gian, nhân số nhẹ nhàng muốn phá 200 vạn. 200 vạn người, tranh đoạt một cái truyền thừa, điểm này đều không hiếm lạ, rốt cuộc, truyền thừa dụ hoặc quá lớn, hơn nữa nơi này chú ý chính là cơ duyên, không nhất định ai có thực lực, ai là có thể được đến lớn nhất chỗ tốt lúc trước có cái ngự khí không phải cắn nuốt một cây tiên thảo một bước lên trời sao tiên sơn phía trước tụ tập rất nhiều người đều ở vì lúc này đây xuất hiện truyền thừa mà phát sinh cảm thán này tiên sơn thược linh khí đầy đủ này minh mông cảm giác rất ít thấy a à. làm ra lớn như vậy động tính không phải cái gì đơn giản địa phương không biết lúc này đây sẽ là thế nào truyền thừa chúng ta lại có thể được đến cái gì chỗ tốt chờ mong xem bộ dáng này, truyền thừa nhiều nhất lại có ba ngày, là có thể hoàn toàn mở ra, đến lúc đó chính là chúng ta từng người đua thủ đoạn lúc. Ta đã chờ không kịp. Tiên Sơn trước, tất cả mọi người một bộ hưng phấn bộ dáng, vô luận nam nữ già trẻ, đều là như thế. Đều nhường ra một con đường, cút ngay, một đạo thanh âm, ở trên bầu trời nổ vang. Liền thấy một đạo thân ảnh, ngự không mà đến, tại đây thân ảnh lúc sau, có một cái bằng điều hư triển lãm ảnh hiện, đây là gì tượng. Nhìn đến dị tượng hiện ra, tụ tập ở chỗ này mọi người kinh hô ra tiếng. Dị tượng sở đại biểu, đó là cường đại. Người này phía sau dị tượng là bằng điểu, thần thoại giữa sản vật, càng là bất phàm. Đây là một người thần tộc tu sĩ, hắn thân xuyên kim giáp, phá lệ khí phách. Thần tộc thần cung, ở phản cổ đảo chiếm cứ bá chủ chi vị, không người dám chọc, thần tộc tu sĩ vừa xuất hiện, rất nhiều người lập tức ngoan ngoãn nhường ra một con đường, không dám đắc tội thần tộc tu sĩ. Sợ thần tộc tu sĩ một cái khó chịu, tuy rằng ở hiệp ước dưới, thần tộc cũng không thể một lời không hợp liền đại khai sát giới, nhưng sát một hai người vẫn là không ai sẽ truy cứu, ai đều không nghĩ trở thành kia chim đầu đàn. Một đám thần tộc tu sĩ đã đến, bọn họ mỗi người đều thân cụ dị tưởng, a à lui còn lại người. Thực mau, thần tộc tu sĩ sở đứng thẳng địa phương, hình thành một cái chân không mảnh đất, trừ bỏ thần tộc bên ngoài, không có bình thường tu sĩ dám tới gần thần tộc tu sĩ thực vừa lòng chính mình uy hiếp lực bọn họ ngạo nghễ đứng ở chỗ này có người đối thần tộc tu sĩ khó chịu thấp giọng nói trang cái gì chỉ cần mở rộng thần hải là có thể sinh ra dị tượng những người này chỉ là tu luyện thời gian trường điểm mà thôi chính là thật muốn thần tộc nghiêu bức làm gì còn chạy chúng ta này tới ở bọn họ cái gọi là thần giới đợi thật tốt ta đại sư huynh giống nhau tu luyện ra dị tượng nhưng sẽ không giống bọn họ như vậy giả ngu làm người điệu thấp. Chúng ta nhân tộc thiên kiêu bảng tu sĩ, cái nào yếu đi? Có năng lực đi toàn len keng trước mặt trang A. Còn có kiếm lâm thiên, nghe nói phía trước có cái thần tộc tu sĩ trêu chọc kiếm lâm thiên, bị kiếm lâm thiên nhất kiếm gọt bỏ tứ chi, thần tộc như thế nào không dám đánh giám. Thú nhân tộc cổ lực đan đánh trả xé hai cái thần tộc đâu. Từng đạo khinh thường thanh âm vang lên, tuy rằng đều là ở nói nhỏ, nhưng vẫn là truyền tới thần tộc tu sĩ trong tai, rốt cuộc, thảo luận việc này người quá nhiều, lại thấp thanh âm, cũng không cấm lớn lên. Vài tên đứng ở nơi đó thần tộc tu sĩ nghe được lời như vậy, một người khoanh tay mà đứng, trực tiếp mở miệng, thanh như chuông lớn, lần này truyền thừa qua đi, ta thần tộc tu sĩ, từng cái khiêu chiến nhân tộc thiên kiêu bảng. Lời này vừa ra, đám người lâm vào sôi trào. Cái gọi là thiên kiêu bảng, kia đều là một thế hệ thiên kiêu, mới trên bảng có tên. Hôm nay kiêu bảng, cùng phía trước những cái đó dị năng giả nháo ra tới thiên bảng nhưng không giống nhau, đều là chân chính có thực lực người. Toàn len keng, triệu cực, kiếm lâm thiên, chen Xi từ từ, tổng cộng 10 người, kia đều là đỉnh cấp cường giả. Những người này, đều là không sợ thần tộc tồn tại, thậm chí còn đều từng có chém giết thần tộc trải qua. Mà thú nhân tộc bên kia, nghe nói kia cổ lực đan càng thêm hung mãnh có thần tộc muốn hợp nhất thú nhân, kết quả trực tiếp bị kia cổ lực đan xé dập nát, làm người biết, Thần tộc không nhất định phải cao cao tại thượng, chỉ cần thực lực đủ cường, thần tộc cũng bất quá là một đám gà vườn chó xóm. Đương nhiên, hiện tại dám nói thần tộc là gà vườn chó xóm, không có mấy người, rốt cuộc nhân tộc phát dục thời gian còn quá ngắn. Hiện tại, nghe nói thần tộc muốn khiêu chiến Thiên Kiêu bảng, đây là muốn chính danh sao? Thần tộc thanh âm kia rơi xuống lúc sau, chung quanh người nói nhỏ thanh lại lần nữa nhỏ đi xuống, bởi vì bọn họ biết, thần tộc người có thể nghe thấy chính mình nói chuyện, không dám lại nhiều lời. Lại là một ngày thời gian trôi qua, tiên sơn chung quanh sở vây người, đã vượt qua 50 vạn. Ở kia tiên sơn phía trên, có người nhìn đến một tòa cung điện, lập lè quang hoa, phá lệ thần bí, đương nhìn đến kia cung điện lúc sau, tất cả mọi người xô trào. Nhiều như vậy truyền thừa xuất hiện kinh nghiệm nói cho bọn họ, này tiên sơn, tuyệt đối là cái đại truyền thừa, bên trong có đại cơ duyên, đại tạo hóa. Tiên sơn bên trong, Trương Huyền một bên phá giải trước mặt cấm chế trận pháp, một bên hợp quy tắc thần hải nội bảo vật. Muốn nói cưỡng bách chứng, Trương Huyền cũng không có, nhưng kia một đống đồ vật toàn đặt ở kia, thấy thế nào đều không thoải mái, dùng một ngày thời gian, Trương Huyền đem đan dược, binh khí gì đó toàn bộ tách ra. Trừ bỏ binh khí, còn có rất nhiều phòng ngự tính bảo vật, một kiện màu trắng áo dài xuất hiện ở Trương Huyền trong tay, đây là một kiện phòng ngự tính bảo vật. Trương Huyền nhìn xem chính mình trên người quần áo, đã nhiều chỗ rách nát, hắn trực tiếp đem này áo giải thay. Hai năm đều ở chỗ này, Trương Huyền đầu tóc, sớm đã lưu đến quá vai, hiện giờ thay một bộ màu trắng áo dài, đứng nơi này, uy phong thổi qua, áo dài phất động, tóc dài phất phới, giống như kia tuyệt thế giống như trích tiên. Trước mắt trận pháp bài trừ, Trương Huyền phi thân dựng lên, lại lần nữa quan sát còn lại cấm chế, theo sau ra tay phá giải. Trương Huyền không biết, hắn này phi thân dựng lên nháy mắt, bị vô số người xem ở trong mắt. Các ngươi xem, kia có một bóng người. Thấy được, như thế nào sẽ có người. Hảo phiêu giật, là tiên nhân sao? Chẳng lẽ, này tiên sơn, là một vị tiên nhân đạo tràng, hiện giờ khai sơn thu đồ đệ. Không có khả năng, tiên nhân nói đến, chẳng qua là nghe đồn mà thôi, như thế nào sẽ thật sự có tiên nhân tồn tại, đó là ảo giác. Không riêng gì bình thường tu sĩ, chính là thần tộc tu sĩ, cũng không cấm kinh ngạc lên, này tiên sơn phía trên bóng người, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mà ở này đồng thời, phản cổ đảo thần cung bên trong. Kia đầu tóc hoa dâm thần tộc tu sĩ đột nhiên mở hai mắt. Không tốt, lần này truyền thừa giữa, cùng với thật lớn nguy cơ. Đây là một thế hệ vùng cấm xuất hiện, khả năng có thượng cổ sinh vật còn ở tồn tại. Thanh âm này vừa ra, ngay cả bên trong thần tộc, đều chấn động. Mà tin tức này, dùng không đến một ngày thời gian, liền truyền tới tiên sơn phía trước. Đây là thượng cổ vùng cấm, có thượng cổ sinh vật tồn tại. Kia chẳng phải là nói, phía trước nhìn đến kia nói bạch sắc nhân ảnh, đó là thượng cổ sinh vật. Này cũng quá khủng bố đi. Mọi người, bao gồm thần tộc tu sĩ ở bên trong, đều ở trong lòng âm thầm quyết đoán, tuyệt đối không thể đụng vào đến kia thượng cổ vùng cấm tồn tại, đối phương chỉ sợ một ánh mắt là có thể mạt sát chính mình. Cùng lúc đó, kia cung điện bên trong vẫn luôn cùng trương huyền đối thoại thanh âm đang ở không ngừng lẩm bẩm ngô nãi thượng cổ chân long bộ người chờ tự tiện xông vào tiên các lúc này lấy tử tội bất quá trời cao có đức hiếu sinh niệm ngươi chờ tu hành không dễ không truy cứu ngươi chờ chịu tội không được khí thế không đủ đủ đến tưởng cá biệt khí thế đủ đủ thanh âm ra tới rốt cuộc ta này lưu tiên các cũng thuộc về vùng cấm chi nhất sao lúc này trương huyền một lòng chỉ tại đây bài trừ cấm chế phía trên nơi nào sẽ nghĩ đến, hắn thân ảnh, đã bị người định vì thượng của vùng cấm chi chủ. Lại là một ngày thời gian trôi qua, tiên sơn phía trên, sương mù dày đặc tảng lớn biến mất, chỉ còn như ẩn như hiện một tầng, giống như sa mỏng giống nhau. Kia ở tiên sơn chung quanh, ngăn cản mọi người thần bí lực lượng, tại đây một khắc, hoàn toàn biến mất. Mà tiên sơn ngoại, đã tụ tập, không dưới trăm vạn người. Còn có tảng lớn người, đang theo nơi này tới rồi đương truyền thừa cấm chế kết thúc kia một khắc mọi người tất cả đều điên rồi các huynh đệ cho ta hướng tiên sơn a thượng cổ vùng cấm một cục đá đều là bảo bối nơi này trồng trọt rất nhiều thần thụ mang về chúng ta cũng loại một cây tốc độ tu luyện phiên bội lúc trước có người lấy ra hạt giống trồng trọt một cây tiên thụ sự như cũ bị người nhớ kỹ có người từng nói qua truyền thừa bên trong nơi trốn là bảo liền xem ngươi như thế nào lý giải cái gọi là bảo thần tộc tu sĩ khi trước con ngựa trực tiếp sát nhập kia tiên sơn giữa thẳng đến tối cao chỗ cung khuyết mà đi nhưng tiên sơn giữa có rất nhiều cấm chế cản trở bọn họ nện bước bọn họ bắt đầu phá trận mà đại bộ phận thực lực nhỏ yếu tu sĩ bọn họ ý tưởng thực quang côn tuyệt thế truyền thừa bọn họ là không chiếm được vậy đến điểm khác đi đào thụ không biết là ai hét lớn một tiếng tiên sơn phía trên từng cây che trời đại thụ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất, toàn bộ bị người đào đi. Ngoà tào, kia bang nhân xuống tay quá nhanh, thụ không có. Trông cho thần thủ thổ cũng đều thần thổ, đào thổ. Trăm vạn tu sĩ, có bảy thành, đều không cho rằng chính mình có thể được đến chỗ tốt, đào thổ hai chữ vừa ra, này tiên sơn bên ngoài, giống như châu chấu quá cảnh, vài phút thời gian, thổ nhưỡng toàn bộ biến mất. Ngoà tào, này tiên sơn thượng cục đá cũng là tiên thạch, mang về tu sĩ sức chiến đấu khủng bố khủng bố, tạm thời bất luận, nhưng làm khởi sống tới, này hiệu suất, lại là cực cao, tiên sơn chung quanh, trực tiếp không. Hòn đá bị gõ hạ, trở đi. Tiên sơn thường rất nhiều tiên khí, mau hút tiên khí. T. Ta hút. Chậm một chút hút, ta hô hấp không thường. Trăm vạn đại quân dũng mãnh vào tiên sơn, này hút tiên khí chỉ do kỳ ba chi ngôn, nhưng luôn có như vậy mấy cái kỳ ba đi đầu, còn lại người tưởng tượng, nhiều hút hai khẩu cũng không chỗ hỏng. Chín thành tu sĩ, bắt đầu mẽ ngút khí. Kỳ ba là có, người bình thường cũng là có. Này tiên sơn phía trên, tràn ngập cấm chế, không ít người, đang ở nỗ lực phá giải cấm chế. Ai đều biết, chân chính truyền thừa cự bảo, là ở kia tiên cung bên trong. Nhân loại bình thường tu sĩ, cũng có hiểu trận pháp, nhân xưng tiểu quỷ hạt kê, nghe đồn nãi trận pháp thế gia hậu nhân, nguyên bản đã xuống dốc bởi vì mỗi người như Long chi trí nguyện to lớn, đạt được tu hành kỳ ngộ, một lần nữa rời núi, đã chịu nhiều mặt thế lực trịnh trọng đối đãi Lúc này, ở tam nữ hai nam năm tên thần tộc tuổi trẻ cường giả dẫn dắt hạ, tiểu quỷ hạt kê, đang ở nỗ lực phá trận. Tiểu quỷ hạt kê là trận pháp thế gia truyền nhân, phá trận cực nhanh, từng đạo cấm chế trận pháp, ở tiểu quỷ hạt kê thủ hạ, lấy cực nhanh tốc độ bị phá khai. Năm tên thần tộc tu sĩ phá lệ vui sướng, bọn họ một đường hát vang, Thẳng đến kia tiên cung mà đi. Ở kia Hoa Lệ cung khuyết bên trong, thanh âm chủ nhân cảm nhận được này quỷ cốc tử ở bên trong sáu gã tu sĩ tiếp cận. Trong giây lát, một đạo vang lớn xuất hiện ở quỷ cốc tử sáu người bên cạnh. Tự tiện xông vào vùng cấm giả, giết không tha. Trong lúc nhất thời, vô số thần cung dị tượng xuất hiện, đem này sáu người chậm rãi quay chung quanh. Này thần cung dị tượng phi thường khoa trương, giữa tràn ngập uy áp cái này làm cho sáu người trái tim mãnh liệt nhảy lên, kinh hãi không thôi. Này hết thảy, đều là cung khuyết bên trong thanh âm kia chủ nhân lấy nơi này trận pháp bắt trước ra tới. Tiền bối tha mạng, năm tên thần tộc tu sĩ, cùng với quỷ cốc tử, toàn bộ quỷ dạp xuống đất, không ngừng dập đầu. Cung khuyết bên trong tồn tại nhìn thấy một màn này, trong lòng nhạc nở hoa, hắn đã không biết tịch mịch nhiều ít năm tháng, thật vất vả có người tới, tự nhiên muốn tìm chút việc vui, nguyên bản hắn là tưởng ở Trương Huyền trên người tìm việc vui, kết quả lúc ấy một mở miệng, liền phát hiện Trương Huyền người này không ấn lẽ thường ra bài, nhưng hiện tại bất đồng, những người này rõ ràng đã bị dọa tới rồi. Tha mạng, một đám con kiến tồn tại, ở ta nơi này, gì có tha tự vừa nói. Đơn giản là ta có nghĩ giết các ngươi mà thôi, cung khuyết nội tồn ở lại lần nữa mở miệng, hắn thanh âm thông qua trận pháp thêm vào, tự mang một loại uy nghiêm, chỉ là thanh âm, khiến cho này sáu gã tu sĩ, cảm thấy tức ngực khó thở. Này sáu người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đồng thời trong lòng kinh hãi, không hổ là thượng cổ sống đến bây giờ sinh vật, khủng bố tuyệt luân. Tiền bối, chúng ta vô tình xâm nhập nơi này, còn thỉnh tiền bối chuộc tội a. À. Một người thần tộc nữ tu sĩ lớn tiếng xin tha, cái gọi là vô tình, bất quá là lý do thoái thác. Cung khuyết nội người cũng biết, nhưng hắn bất quá là tưởng chơi chơi, nói đến cùng, Lưu tiên các bản thân chính là một cái truyền thừa nơi, hắn thấy sáu người đã bị hạ phá gan, liền nói cũng thế, các ngươi tới đây, đó là có duyên, tiến lên đây đi, ta ở phía trước chờ các ngươi. Sáu người vừa nghe lẫn nhau liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hỉ. Vị này thượng cổ bảo tồn xuống dưới tiền bối đều ra tiếng, hay là thật là cơ duyên nơi, đây là một hồi đại tạo hòa ha. Sáu người hoài một viên hưng phấn đến mức tận cùng tâm, tiếp tục về phía trước đi đến lúc này trương huyền như cũ ở kia phá giải cấm chế đối với tiên sơn phát sinh hết thảy hoàn toàn không có ý thức đột nhiên lục đạo xa lạ hơi thở xuất hiện ở trương huyền cảm ứng trong phạm vi trương huyền lập tức chú ý lên ở hắn ánh mắt giữa có tam nam tam nữ đi nhanh chiều này đi tới này tam nam tam nữ xa xa liền nhìn đến một tôn màu trắng thân ảnh lập với nơi đó sớm tại tiên sơn cấm chế bài trừ trước bọn họ liền biết được này tiên sơn giữa có vô thượng tồn tại chính là kia một bộ bóng trắng từ thượng của tồn tại xuống dưới phá lệ khủng bố vừa rồi lại nghe được chỉ dẫn đi lên trước tới nhìn thấy trương huyền bọn họ muốn thấy rõ trương huyền diện mạo lại phát hiện vô luận như thế nào chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ hình dáng này trên thực tế là ở bọn họ cùng trương huyền bên trong còn có một đạo cấm chế trận pháp chưa từng bài trừ nhưng ở sáu người trong lòng lại không phải có chuyện như vậy những người này trong lòng chấn động, tên này tiền bối, thực lực hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, chính mình thế nhưng liền này diện mạo đều thấy không rõ, đây là bao lớn thực lực chênh lệch a, chính mình bực này thực lực, đặt ở người khác trong mắt, đã cũng đủ ngạo nhân, nhưng lại liền thấy rõ vị tiền bối này tư cách đều không có. Thần tộc sở có được kiêu ngạo, vào lúc này, không còn sót lại chút gì. Gặp qua tiền bối, 6 người, cơ hồ cùng thời gian, quỳ trên mặt đất, Nhị trọng thần tộc Tiết Diệu, gặp qua tiền bối. Nhị trọng thần tộc Tiết Thanh, gặp qua tiền bối. Sáu trọng thần tộc Thượng Quan Ca Vận, gặp qua tiền bối. Ba gã thần tộc nữ tu sĩ ra tiếng, các thanh âm êm tai, diện mạo cực mỹ, trong đó lấy sáu trọng thần tộc Thượng Quan Ca Vận vì nhất. Tiểu quỷ Hạt Kê, gặp qua tiền bối. Tam trọng thần tộc Thiên Hoa, gặp qua tiền bối. Một trọng thần tộc Mà Đề, gặp qua tiền bối. Thần tộc, năm tên thần tộc, trước mặt này mấy người, làm đến Trương Huyền có điểm ngốc. Thần tộc Trương Huyền từng có tiếp xúc, lần đầu tiên là ma nữ, lần thứ hai là thiên linh. Thần tộc tu sĩ, cấp Trương Huyền cảm giác, liền hai chữ. Ngạo kiều. Nhưng hiện tại này đó thần tộc tu sĩ, một đám quỷ gối chính mình trước mặt, đây là gì tình huống? Trương Huyền sấn này đó thần tộc tu sĩ quỷ xuống đất dập đầu khi, từ thần hải nội lấy ra một trương mặt nạ mang ở trên mặt, đây cũng là một kiện phòng ngự tính bảo vật, mặt nạ trắng tinh, chỉ có giản dị ngũ quan, nhìn qua rất quái dị. Trương Huyền cũng mặc kệ bán tướng, hắn có biết, này đó thần tộc, đối chính mình địch ý thực nùng, các đều biết chính mình trường gì dạng, muốn lấy chính mình trong cơ thể thần châu, mặc kệ như thế nào, trước giấu giếm thân phận lại nói. Trương Huyền mở miệng nói, đây là địa phương nào, hiện tại là cái gì thời gian? Trương Huyền muốn biết chính mình đãi ở đâu, không phải là cái gọi là thần tộc đi. Còn có, chính mình tới đã bao lâu? Tuy rằng tại đây không có gì thời gian quan niệm, nhưng Trương Huyền thông qua chính mình đầu tóc cũng có thể suy đoán một ít. Hồi tiền bối nói, nơi này là đại dương khu vực, hiện giờ nãi thiên nguyên 3 năm. Trả lời vấn đề, là một trọng thần tộc mà đề. Nay 6 người, trong lòng kinh hãi khôn kể, trước mặt này tồn tại, thượng cổ tồn tại xuống dưới, liền hiện giờ ra sao năm tháng đều không rõ ràng lắm sao. Thiên nguyên 3 năm, Trương Huyền hít sâu một hơi. Lúc trước, Trương Huyền đã từng ở cổ lực đan cái kia mật thất nhìn đến quá một người sách vở ghi lại, khi đó chỉ là thiên nguyên một năm, hiện giờ đã thiên nguyên ba năm, này thuyết minh, suốt hai năm đi qua sao. Mấy năm nay, đều đã xảy ra cái gì? Thần tộc đã buông xuống. Trương Huyền trong lòng có vô số vấn đề, hắn lại lần nữa ra tiếng, các ngươi vì sao mà đến, hiện tại có bao nhiêu người? Lúc này đây nhị trọng thần tộc tiết diệu cướp trả lời, hồi tiền bối nói, lần này vùng cấm xuất thế không ít ngu muội nhân tộc tu sĩ đem này coi như truyền thừa tiến đến tìm kiếm cơ duyên ta chờ thần tộc tu sĩ sợ hãi bọn họ quấy dày tiền bối thanh thu đặc tới ngăn cản trong lúc vô ý thâm nhập vùng cấm nghe được có người tộc tu sĩ trương huyền yên lòng này thuyết minh chính mình không có đi đến kia cái gọi là thần tộc nhân tộc tu sĩ tới nhiều ít ít nhất trăm vạn trương huyền hít hàm một hơi trăm vạn tu sĩ ở trương huyền trong ấn tượng Tu sĩ số lượng vẫn luôn đều không nhiều lắm, nhưng hiện tại vừa nghe, trăm vạn mấy năm nay biến hóa lớn như vậy sao? Trương Huyền trong óc giữa, lập lè quá vô số năm đầu, vào lúc này gian, hắn cũng phá rất hai bên chi gian này một tầng cấm chế. Lúc này, sáu gã tu sĩ đều có thể thấy rõ Trương Huyền thân ảnh, cũng chú ý tới Trương Huyền trên mặt sở mang màu trắng mặt nạ. Trương Huyền hiện tại bức thiết muốn làm rõ ràng mấy năm nay đã xảy ra cái gì. Không có thời gian cùng này sáu người nhiều lưu, nói câu tạo hóa để lại cho các ngươi, liền đi nhanh mà đi. Sáu người phủ phục trên mặt đất, cung kính nhìn Trương Huyền rời đi nơi này, đương Trương Huyền hoàn toàn đi xa sau, sáu người mới dám đứng dậy. Vị tiền bối này, quá khủng bố. Chúng ta liền thấy rõ hắn dung mạo tư cách đều không có. Trong núi không biết năm tháng, vị tiền bối này rốt cuộc sống bao lâu a? À? Không rõ ràng lắm, nhưng chỉ biết một chuyện, thế giới này muốn thời tiết thay đổi, vị tiền bối này đi ra vùng cấm, đây là một vị thượng của tồn tại xuống dưới tiên vương A. Đến đem tin tức truyền ra đi, làm tộc nhân cẩn thận, chớ nên không thể trêu chọc. Tại đây một ngày, có một tin tức, ở toàn bộ tu sĩ vòng chung truyền khai. Ở kia bị thần tộc xưng là cấm kỵ tiên sơn giữa, bạch y tiên vương, bước ra tiên sơn. Về bạch y tiên vương tin tức, làm người chấn động, nhưng càng nhiều người, vẫn là để ý trước mắt sự tình cướp lấy truyền thừa. Này tòa tiên sơn, truyền thừa rất nhiều, rất nhiều truyền thừa, Trương Huyền đều không hiểu được, nhưng chính như kia cung điện nội thanh âm theo như lời, lớn nhất chỗ tốt đều đã bị Trương Huyền cầm đi, người khác tranh đoạt đều là một ít Trương Huyền lưu lại cơm thừa canh cặn. Truyền thừa tranh đoạt là vô cùng thảm thiết, ở cái này cá lớn nuốt cá bé tu tiên văn minh, một hồi truyền thừa tranh đấu xuống dưới, chết cái mấy ngàn người, kia đều tính thiếu. Tiên sơn truyền thừa rằng có suốt 3 ngày. 3 ngày thời gian, có rất nhiều tu sĩ lại dũng đi vào. Có người chuyên môn thống kê quá, này Tiên Sơn truyền thừa giữa, tổng cộng đi vào 160 vạn tu sĩ, cuối cùng đi ra chỉ có 140 vạn. Ở Tiên Sơn đỉnh núi cung khuyết giữa, đứng trăm người. Này trăm người là cung khuyết thanh âm kia sở chọn lựa trăm người, là hắn cho rằng có thể có tư cách kế thừa truyền thừa người. Còn lại người đã rời đi Tiên Sơn trăm người đứng ở cung khuyết đại sảnh giữa, vận mệnh chú định, một cổ vô hình áp chế bao phủ ở bọn họ trên đầu. Cung khuyết thanh âm kia chủ nhân chờ đợi ngày này, không biết đợi bao lâu, mắt thấy trăm người gom đủ, hắn đột nhiên mở miệng, hắn thanh âm trầm thấp, phảng phất từ viễn cổ mà đến, mang theo một trận thê lương hơi thở. Ngô nãi thượng cổ chân long bộ chúng, ngươi chờ có thể vào nơi đây, vì ngươi chờ tạo hóa. Thanh âm này vừa ra, ở đây người, đồng thời cả kinh thượng cổ chân long bộ chúng. Này danh hiệu chỉ là nghe, đều tương đương như bức A. À. Thanh âm chủ nhân, thực vừa lòng những người này biểu hiện, hắn không có tiếp tục nói chuyện, chờ những người này khen tặng chi từ vang lên. Sáu trọng thần tộc thượng quan ca vận cái thứ nhất mở miệng, tiền bối, xin hỏi, ngài là kia bạch y tiên vương thủ hạ sao? Thượng quan ca vận nói, trực tiếp làm thanh âm này chủ nhân ngốc. Thủ hạ, lão tử tung hoành thượng cổ, trừ bỏ thượng cổ chân long thần, ai có thể làm lão tử đương thủ hạ. Người này nữ hoa mẹ nó tại đây cùng ta hi hi ha ha cái gì đâu. Thượng quan ca vận, vị tiền bối này, chỉ sợ không ngừng là vị kia tiên vương thủ hạ đơn giản như vậy. Tam trọng thần tộc thiên hoa ra tiếng. Thanh âm chủ nhân nghe được, lúc này mới có điểm vừa lòng. Chính là nói, vẫn là tiểu tử này có nhãn lực, kia cái gì bạch y tiên vương, bất quá chính là một cái ngưng tụ vô tận hỗn độn thần hải, thần hải trung ra đời thiên địa một gốc cây thanh liên, lĩnh ngộ chúng sinh trăm hình, lấy ba nghìn đại đạo pháp tác dựng thần kiều người thường mà thôi, hắn cha có người hoàng chi tư lại sao? Hắn thần kiều hậu kỳ tùy tay nhất kiếm uy lực có thể chảm bờ đối diện cường giả lại sao? Thiết! Thượng quan ca vận nhìn thiên hoa, nói, còn thỉnh thiên hoa huynh giải thích nghi hoặc. Thiên hoa nói tới, tộc của ta nội có bí tân, thượng cổ đại năng, hành tàu thiên hạ, hàng phục thiên hạ linh thú vì mình dùng, những cái đó linh thú, không có chỗ nào mà không phải là thiên địa phúc trạch sản vật. Hiện tại vị tiền bối này có thể là vì kia bạch y tiên vương lưu lại hộ sơn thần thú. Cũng có thể là dưới háng thần thú, một trọng thần tộc mà để tiếp một miệng. Hộ sơn thần thú, dưới háng thần thú. Thanh âm chủ nhân ngốc, hắn đồng thời cũng nổi giận. Vốn đang tưởng cho các người này đó vãn bối một ít chỉ dẫn, cũng thế, là các người chính mình không hiểu quý trọng, ta đi rồi. Phanh, cung khuyết giữa, Phát ra một tiếng trọng vang, cung khuyết đại môn chói chặt, từng đạo truyền thừa cấm chế xuất hiện ở trước mắt. Thượng quan ca vẫn hít sâu một hơi, nhìn dáng vẻ, suy đoán vị tiền bối này thân phận là đạo thứ nhất khảo hạch, hiện giờ khảo hạch đã qua, nên đạo thứ hai khảo hạch. Thượng cổ tiên vương, thật sự khủng bố A, à, lưu lại dưới háng tỏa kỵ, đều không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Tiên Sơn truyền thừa việc, nháo đến toàn bộ tu tiên văn minh, phong ba nổi lên bốn phía các loại tin tức truyền ra. Tiên sơn ở thời cổ chính là vô thượng vùng cấm, không thể có người tiến vào. Tiên sơn giữa có một tôn vô thượng tiên vương tồn tại, từ thượng cổ sống đến hiện tại. Tiên sơn sở dĩ chịu làm người tiến vào là vô thượng tiên vương nguyện ý truyền xuống đạo thống. Từ kia cung khuyết chung được đến truyền thừa trăm tên người may mắn ra tới, bốn phía tuyên dương tiên vương chi khủng bố, chỉ là tiên vương dưới tòa thần thú, chỉ là thần thú thanh âm đều mang theo vô tận uy nghiêm thanh âm kia giống như vang ở viễn cổ, vượt qua thời gian sông dài, bị bọn họ nghe vào trong tai. Một trọng thần tộc mà đề, nhị trọng thần tộc tiết diệu cùng tiết thanh, tam trọng thần tộc thiên hoa, cùng với sáu trọng thần tộc thượng quan ca vận, còn có được xưng tiểu quỷ hạt kê trận pháp đại sư đều mở miệng, chấn thủ ở tiên sơn thần thú đối với bạch y tiên vương phá lệ trung thành. Ngay cả thanh âm đều cố tình đi bắt trước bạch y tiên vương, bọn họ từng nghe bạch y tiên vương mở miệng qua, cũng nghe kia thần thú mở miệng qua, thanh âm tương tự, trên thực tế, bọn họ đối mặt Trương Huyền khi, Trương Huyền thanh âm đều không phải là cùng kia cung khuyết chủ nhân tương đồng, chẳng qua, đạo thứ nhất thanh âm vĩnh viễn cho bọn hắn ký ức sâu nhất, lúc ấy bọn họ mới vừa vào vùng cấm khi, kia cung khuyết chủ nhân lời nói, bị bọn họ khắc sâu ghi tạc trong đầu, liền như vậy nhận định. Vào trước là chủ tư tưởng, thật là đáng sợ. Tiên Sơn việc, nháo đến ồn ào huyên náo, những cái đó không có tư cách được đến truyền thường người, hận không thể đem Tiên Sơn đều đào đi nếu không phải có thần tộc người ra mặt ngăn lại, cảnh cáo bọn họ không thể chân chính mạo phạm vùng cấm, chỉ sợ cả tòa tiên sơn đã bị từ mặt biển thượng đào rỗng. Mà ở tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở tiên sơn phía trên khi, bị ngoại giới cho rằng là kia tuyệt thế tiên vương Trương Huyền, tác trộm đi theo một thân người sau, đã mấy ngày thời gian. Này bị Trương Huyền sở theo dõi người, bị nhân xưng làm tống vũ, trên thực tế, chính là thú nhân tộc cổ cơ. Cổ cơ cùng thần tộc cấu kết việc này, Trương Huyền rất rõ ràng, mà Trương Huyền ra tới mấy ngày nay cũng đã đại khái hiểu biết một chút hiện tại tình thế, thần tộc bốn phía buông xuống, nhìn như là ở cướp lấy truyền thừa, nhưng trên thực tế, Trương Huyền cho rằng tuyệt không sẽ đơn giản như vậy. Trương Huyền muốn từ cổ cơ trên người vào tay, đây cũng là vì sao hắn ra tới về sau, không có lập tức đi tìm Triệu Cực đám người nguyên nhân, nhìn thấy cổ cơ, chỉ do vận khí, hắn không nghĩ rút dây động rừng. Trương Huyền trà trộn xã hội nhiều năm, kinh nghiệm phong phú đi theo cổ cơ phía sau, muốn tìm hiểu một ít hữu dụng tin tức ra tới. Tỷ như, cổ cơ cùng thần tộc chi gian, rốt cuộc đạt thành như thế nào hợp tác, kia thần tộc tìm thượng cổ cơ, là ở cổ chiến trường dung chuyển phía trước sự. Trương Huyền nhận định, thần tộc xuất hiện, không phải cái gọi là cướp lấy truyền thừa đơn giản như vậy. Liền giống như hiện tại, toàn bộ tiên sơn nháo đến ồn ào huyên náo, ai đều muốn đi tiên sơn nội trộn lẫn một chân, nhưng cổ cơ rõ ràng từ tiên sơn trước quá, lại đối tiên sơn xem đều không nhiều lắm xem một cái, có vẻ khinh thường nhìn lại. Thần tộc ở Phản Cổ đảo có một tòa thần cung, đó là thần tộc tụ tập nơi. Trương Huyền theo cổ cơ mấy ngày, cổ cơ vẫn luôn đều ở như là tìm kiếm cái gì, Trương Huyền không có rút dây động rừng, phi thường có kiên nhẫn đi theo, thẳng đến một ngày, cổ cơ thần bí đi vào thần cung chung quanh, nàng cũng không có tiến vào thần cung bên trong, mà là vòng đến thần cung lúc sau, ở một tòa bình thường núi lớn trước đánh ra rất nhiều cấm chế liền thấy kia tòa núi lớn nhiều lần biến hóa, theo sau huyễn hóa ra một cái chỗ hổng ra tới. Cổ cơ tả hữu nhìn thoáng qua, xác định không người lúc sau, đi vào chỗ hổng bên trong. Đường cổ cơ bước vào chỗ hổng nháy mắt, kia chỗ hổng khép kín, cả tòa núi lớn, lại khôi phục nguyên dạng. Qua vài phút sau, trường huyền thân ảnh mới xuất hiện, cổ cơ vừa mới sở làm hết thảy, hắn đều xem ở trong mắt, nhìn trước mắt núi lớn, này núi lớn trong mắt hắn, hóa thành mấy cây đường cong, đây là núi lớn ở ngoài cấm chế. Lĩnh ngộ 3.000 đại đạo pháp tắc, lấy 3.000 đại đạo trúc kiến thần kiều, mang cho Trương Huyền chỗ tốt, là khó có thể tưởng tượng. Giống như là phía trước ở Trương Huyền trong mắt tối nghĩa khó hiểu trận pháp, lúc này rõ ràng sắp hàng ở Trương Huyền trước mắt, Trương Huyền chỉ là nhẹ nhàng phất tay, núi lớn ở ngoài cấm chế liền hoàn toàn tan đi, kia chỗ hổng một lần nữa xuất hiện, Trương Huyền cũng đi vào. Sơn động trong vòng, tối tăm chật trội, nhưng đối với Trương Huyền mà nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phía trước truyền đến năng lượng hệ thống, thuộc về cổ cơ. hắn treo ở phía sau, không nhanh không chậm đi theo. Đường trương huyền trầm hạ tâm tới, cổ cơ tiếng bước chân, hắn đều có thể nghe được rõ ràng. đối với này hết thảy, trương huyền thực tự nhiên quy kết với thực lực của chính mình gia tăng, lại không biết, đây đều là lúc trước trương vì thiên để lại cho hắn chỗ tốt. trương vì thiên bài trừ cố quy, thiên địa chế định tân quy tắc phụng dưỡng ngược lại cấp trương vì thiên vô hạn chỗ tốt, này đó chỗ tốt, toàn bộ đều bị trương vì thiên chiết cây tới rồi trương huyền trên người. Đây là này phiến thiên địa pháp tắc chi lực, chỉ cần là tại đây phiến thiên địa giữa, liền sẽ được đến này phiến thiên địa phụng dưỡng ngược lại. Nếu trương huyền thực lực có thể cường đến nhất định nông nỗi, hắn thậm chí đều có thể hành xử này đó quy tắc, khống chế này đó quy tắc. Triệu cực nói trương huyền là lớn nhất phú nhị đại, lời này đều không phải là không có đạo lý. Cổ cơ tiếng bước chân dừng lại, Trương Huyền cũng dừng lại, hắn dùng nhĩ đi nghe, cổ cơ thanh âm, rõ ràng truyền tiến Trương Huyền trong tai. Cổ cơ, gặp qua tam trọng thần chủ. Sự tình làm được như thế nào? Trả lời cổ cơ, là thực ra nua thanh âm. Hoàn hồn chủ, hiện tại thú nhân tộc bên kia, đã có 70%, tiếp nhận rồi ta kiến nghị, hiện tại, chỉ cần thần chủ đại nhân ngài ra lệnh một tiếng, thú nhân sẽ lập tức ném đi cổ chiến trường. Ha ha, kia giúp man di, làm cho bọn họ lại đây, chỉ biết chuyện xấu, trước canh giữ ở địa tâm đi, phải biết rằng, nơi đó, chính là kia bang nhân căn cơ nơi, chuyện này ngươi làm không tồi, có thể lĩnh thưởng. Tạ thần chủ, cổ cơ đầy mặt vui mừng, đúng rồi thần chủ, ở bên ngoài, một tòa truyền thừa tiên sơn suốt thế, thần tộc có người nói, đó là cấm kỵ nơi, nghe đồn, có một tôn bạch y tiên vương đi ra tiên sơn, là từ thượng cổ sống sót. Thật sự, tam trọng thần tộc thanh âm giữa, tràn ngập ngoài ý muốn hiện tại bên ngoài, tất cả đều là như vậy đồn đãi. Cổ cơ trả lời, đối phương trầm mặc thật lâu sau, theo sau nói, chúng ta kế hoạch, tạm thời đình một chút, nếu thật là cấm kỵ tồn tại, không thể trêu chọc, hắn xuất hiện, quấy dày kế hoạch của ta, hiện tại sở hữu truyền thừa, đều là năm đó tiệt giáo phong ấn chi vật, nếu thực sự có người tồn tại xuống dưới, quá mức với khủng bố, sở hữu kế hoạch mắc cạn, ta sẽ đi tìm đám người kia, trước nói nói chuyện này, xem bọn hắn là ý kiến gì, Ngươi lui ra đi, gần nhất trong khoảng thời gian này, không cần có bất luận cái gì động tác. Người bái ta môn hạ, cùng Tiệt giáo có nhân quả, cái loại này vô thượng tồn tại, là có thể bấm đốt ngón tay nhân quả. Cổ Cơ hít sâu một hơi, bấm đốt ngón tay nhân quả. Này, loại này cấm kỵ tồn tại cường đại chỗ, vô pháp tưởng tượng, nhưng cũng không phải không thể chiến thắng, rốt cuộc hắn bị phong ấn thời gian lâu lắm, có thể sống đến bây giờ, chỉ sợ cũng trả giá rất nhiều, nhưng hiện tại sự tình quan trọng vẫn là không cần chiêu chọc hảo đúng rồi kia trương huyền có tin tức sao trương huyền cùng thiên linh đại nhân đến bây giờ đều không có bất luận cái gì tin tức cổ cơ trả lời thần chủ ta không rõ kia trương huyền thật sự như vậy quan trọng lúc trước ngài không tiếc hết thảy đại giới làm thiên linh đại nhân trước tiên hạ giới tìm kiếm trương huyền ta đã thấy người kia đích xác có chút thực lực nhưng binh không nên bị đại nhân để vào mắt mới là có một số việc người không cần hỏi, đi ra ngoài đi. Tam trọng thần chủ thanh âm mang theo chút tức giận. Cổ cơ sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, liên tục dập đầu, đại nhân, cổ cơ chỉ là nhất thời khẩu mau, đại nhân bất giận. Tam trọng thần chủ, không bao giờ ra tiếng. Cổ cơ biết tự mình nói sai, luôn mãi dập đầu sau, đứng dậy rời đi. Trương huyền sớm đã ra sơn động, hắn cẩn thận nghĩ mới vừa ở bên trong nghe được nội dung. Này thần tộc, cùng tiệt giáo, có quan hệ. Thánh nhân bất tử, đạo tặc không ngừng. Lúc ấy nhà tranh nội tám chữ đã hướng Trương Huyền thuyết minh, hiện giờ phong ấn yếu bớt, tiệt giáo nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Bất quá làm Trương Huyền ngoài ý muốn chính là trên mặt đất tâm còn có một cổ khác thế lực. Trương Huyền suy đoán, hẳn là chính là lúc trước cái kia phòng thí nghiệm, lấy tổ binh diễn biến Nhật Nguyệt nơi. Cái kia phòng thí nghiệm thần bí cực kỳ, đến bây giờ Trương Huyền cũng chưa làm rõ ràng kia phòng thí nghiệm chi tiết nhìn dáng vẻ, đến đi địa tâm đi một chuyến. Bất quá tại đây phía trước, Trương Huyền còn muốn trước cùng triệu cực bọn họ liên hệ một chút, hai năm không thấy, không biết hiện tại như thế nào. Huống hồ, ở Trương Huyền trong lòng, còn có người, không buông. Trương Huyền đi trước hè oi bức cửu cục, tìm triệu cực, bị cho biết, triệu cực đã đi phản cổ đảo. Mà đương Trương Huyền lại lần nữa phản hồi phản cổ trên đảo khi, phản cổ đảo đã náo nhiệt phi phàm, phản cổ đảo có một tòa đại thành, gọi là Như Long Thành. Như Long Thành, thành lập ở một long mạch phía trên, nơi này linh khí phong phú, Như Long Thành là phản cổ trên đảo, nhân tộc tu sĩ lớn nhất cũng là nhất phồn hoa thành trì. To như vậy thành trì giữa, thường chú tu sĩ không dưới ngàn vạn. Hiện tại là công nghệ cao thời đại, chẳng sợ tu luyện thịnh hành, thói quen bồn cầu cùng máy nước nóng người, tự nhiên không có khả năng lại trở về đến nhà xí cùng đào giếng múc nước sinh hoạt. Như Long Thành, hoàn hoàn toàn toàn, chính là một bộ hiện đại hóa đô thị, nơi này đồng dạng có ô tô, có cao ốc building, có khách sạn, có nhà ăn, có người địa phương, liền có sinh ý nhưng làm. Này như Long Thành, chợt vừa thấy, cùng bình thường đô thị vô dị, nhưng nơi này người, lại mỗi người quái dị thực. Liền xem một người Tây Trang phẳng phiêu thân sĩ, phía sau cóng một phen cự kiếm. Một người ăn mặc dây cây tiểu lô ly, toàn thân lại tàng đầy lưỡi dao sắc bén một người mặt hướng bình thường đầu bếp, vung tay lên, lại là mười mấy đạo đao mang chém ra. Phản cổ đảo thành lập lâu như vậy, hết thảy đều giống như đi hướng quỹ đạo, nhiều như vậy tu sĩ giữa, không thiếu ngọa hổ tàng long hạng người. Ở như long thành nội, thậm chí còn có một cái tu sĩ học viện, bên trong chuyên môn dạy học tu luyện, bất quá lão sư thực lực đều không phải đặc biệt cường, lợi hại nhất chính là khống linh, cũng rất ít. Trên thực tế, tuy rằng ở trương huyền bọn họ loại người này trước mặt, khống linh không tính cái gì, nhưng chỉ là bởi vì, bọn họ quá cường, đi ở đệ nhất thê đội. Mà 99,99% ,99 9 tu sĩ, mới vừa tiếp xúc tu luyện không lâu, khống linh cảnh, đã có thể ở bên ngoài khai sơn lập phái, tác oai tác phúc. Này phản cổ đảo gần 2.000 vạn km vuông, chẳng qua 5.000 nhiều vạn người, như Long Thành nội liền đóng quân 1.000 vạn, dư lại, phân bố ở các nơi, ngẫm lại đều cảm thấy hoang vắng. Nhưng hoang vắng cũng là chuyện tốt, muốn đều tế ở bên nhau, chỉ sợ mỗi ngày đều có thể chém giết lên. Trương Huyền đi vào Như Long Thành nguyên nhân rất đơn giản, Triệu Cực tại đây. Không riêng gì Triệu Cực, toàn Len Ken, Lam Vân Tiêu, còn có Trương Huyền lão bằng hữu Kiếm Lâm Thiên, đều ở chỗ này. Lúc trước, ở Tiên Sơn truyền thừa mở ra trước, thần tộc tu sĩ hô to ra, Tiên Sơn truyền thừa sau khi kết thúc, khiêu chiến nhân tộc Thiên Kiêu bảng, mà bọn họ lựa chọn địa phương liền ở Như Long Thành. Như Long Thành có một cái thật lớn diễn võ đài. Thần tộc thả ra lời nói tới, đem ở chỗ này khiêu chiến nhân tộc Thiên Kiêu bảng, hy vọng cái gọi là nhân tộc Thiên Kiêu, mỗi người trình diện, nếu không tới, chính là khiếp chiến. Thần tộc thả ra lời nói tới, làm hôm nay Kiêu bảng thượng, lại không người tộc tu sĩ chi danh. Thần tộc cường thế, coi nhân tộc tu sĩ vì con kiến, nhân tộc tu sĩ mặt ngoài cung kính, nhưng trên thực tế, đã sớm khó chịu lúc này nghe nói thần tộc tu sĩ khẩu suất cuồng ngôn, tất cả đều ra tiếng mắng to. Thần tộc là cường, nhưng nhân tộc thiên kiêu bảng thượng người, cũng đều không yếu, mỗi người, đều có chém giết thần tộc thành viên trải qua, cũng đều là tàn nhẫn người. Như Long Thành vốn là dân cư đông đảo, hiện tại lại xuất hiện thần tộc tu sĩ khiêu chiến nhân tộc thiên kiêu bảng loại sự tình này, nháy mắt liền hấp dẫn không ít người tiến đến. Toàn bộ như Long Thành, lập tức liền kín người hết chỗ, khách sạn toàn bộ trụ mãn, ở chỗ này có các quốc gia cao thủ, nam nữ già trẻ, mọi người đều đang chờ đại chiến đã đến. Một người thân xuyên Bạch Y, mặt mang mặt nạ, đi vào Như Long thành nội, người này khí chất siêu quần, mỗi một bước đi ra đều phảng phất ẩn chứa nào đó quy tắc, lập tức khiến cho vây xem. Bạch Y, mặt nạ, này hay là chính là Hay là Nima a, ngươi cho rằng mỗi người đều là tuyệt thế tiên vương, hiện tại không biết có bao nhiêu người đều này thân giả dạng trang bức, lý cầu hắn làm gì? phóng nhãn nhìn lại, như long thành nội, 10 cái người bên trong, liền có một người, thân xuyên bạch y, mặt mang mặt nạ. Mà Trương Huyền nghe trước mặt người nói, không sao cả nhún vai, hắn đảo không phải thật sự tưởng bảo trì này bạch y thêm mặt nạ tổ hợp, chỉ là thần tộc mỗi người đều tìm chính mình, Trương Huyền vì tránh cho phiền toái, đơn giản liền đem mặt nạ vẫn luôn mang, đến nỗi trên người cái này quần áo, hoàn toàn chính là phương tiện, này quần áo là cái bảo bối, không dính bụi trần còn thông khí, mặc vào tới, phá lệ thoải mái, không cần thiết chuyên môn thay cho đi. Thần tộc khiêu chiến nhân tộc thiên kiêu sự nháo đến ồn ào huyên náo, Trương Huyền tự nhiên cũng biết được tin tức, tới này xem một chút, ai từng tưởng, tiến thành, liền gặp được loại sự tình này. Trương Huyền đột nhiên vang lên ngày đó kia năm cái thần tộc tu sĩ, Trương Huyền suy nghĩ, nếu bọn họ biết chính mình sở quỳ người, vẫn luôn là bọn họ thần tộc muốn đuổi giết người, là cái gì biểu tình đâu. Trương Huyền trong lòng khó được dâng lên một ít hắc thú vị. Đường này ác thú vị sinh ở trương huyền trong lòng lúc sau trương huyền đột nhiên sửng sốt một chút hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình giống như thay đổi rất nhiều hồi tưởng chính mình phía trước sở làm những cái đó sự so với trước kia chính mình sau lại chính mình làm việc nói chuyện thiếu rất nhiều nhân tình vị ở bên trong có một ít đồ vật ở chính mình trong lòng càng lúc càng mờ nhạt tương phản chính mình càng coi trọng là thực lực tăng lên mà kia ở trong lòng càng lúc càng mờ nhạt đồ vật kêu nhân tính nghĩ vậy, trương huyền đột nhiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh. loại này hiện tượng phi thường khủng bố. trương huyền sở dĩ nhân tính càng lúc càng mở nhạt, là bởi vì hắn phát hiện chính mình cùng rất nhiều người đã không phải một cái thế giới người, nhưng này đổi cái góc độ tới nói, chính mình tư tưởng có phải hay không cùng những cái đó thần tộc giống nhau, cho rằng rất nhiều tồn tại ở chính mình nơi này đã là con kiến giống nhau. trương huyền tinh thần một trận hoảng hốt. không trần tâm, không trần tâm. Hắn rốt cuộc Minh Bạch, Lục lão nhân, vì cái gì muốn lưu lại khảo nghiệm, làm chính mình tìm kiếm Hồng Trần Tâm. Ở Trương Huyền Tinh Thần hoảng Hốt là lúc, liền nghe không chung có một đạo thanh âm vang lên. Chelsea si bài thua ở bốn trọng thần tộc Kim Dương trong tay. Huyết Sái Không Trung, Chelsea si bị phá tan thành từng mảnh. Này đó thanh âm vang lên, làm nhân tộc tu sĩ một trận ngây người. Chelsea, si, phương Tây lục địa đi ra thiên kiêu cường giả, là thiên kiêu bảng thượng một viên thực lực cường đại, từng có chém giết thần tộc chiến tích. Lần này, thần tộc khiêu chiến thiên kiêu bảng, Chelsea tự nhiên ở bị khiêu chiến đội ngũ giữa, nhưng không nghĩ tới, này khiêu chiến còn không có bắt đầu, Chelsea cũng đã thân đã chết. Chelsea ở ngoài thành cùng Kim Dương sinh ra xung đột, hai người đại chiến, Chelsea bị giết. Nhân tộc tu sĩ quả thực buồn cười, liền này, cũng cân xứng thiên kiêu sao. Thần tộc vô địch, một đám con kiến hạng người mà thôi khiêu chiến chưa khai, nhân tộc chết trước một người thiên kiêu, này không thể nghi ngờ là đối nhân tộc sĩ khí thượng một loại nghiêm trọng đả kích. Bốn trọng thần tộc Kim Dương rất mạnh, hắn thần hải dị tượng triển khai, có một vòng diệu dương dâng lên, đây là bốn trọng thần tộc đặc thù công pháp. Nhân tộc tu sĩ, chưa có cuồng vọng, Kim Dương đang ở như long thành trên không, dị tượng triển khai, sau đầu một vòng đại ngày, như vậy ra tiếng, hắn thanh như sấm sét mỗi người đều nghe được rõ ràng. Nhân tộc tu sĩ nghe nói như vậy, không được niết quyền, này Kim Dương, quá cuồng. Kim Dương tuy cuồng, nhưng nhân tộc tu sĩ giữa, không ai dám đi khiêu chiến, rốt cuộc, đây là một cái có thể chém giết chen si cường giả. Này đảo không phải nói nhân tộc tu hành không bằng thần tộc, chẳng qua ở nhân tộc bên này, tu hành mới vừa bắt đầu, trái lại thần tộc, từ sinh ra khởi, liền ở tu hành. Kim Dương, người không cần cuồng, chúng ta tộc giữa, chen si bất quá bài thiên kiêu bảng đệ thập, trước chín cao thủ, nhẹ nhàng chảm ngươi. Có người như vậy kêu gọi, nhưng không dám lộ diện. Trên bầu trời, kim dương đầy mặt khinh thường, giống như thần chi, trước chín. Làm cho bọn họ cùng nhau tốt nhất. Sớm nghe nói bốn trọng thần tộc, kim dương vô song, hôm nay, làm ta chấn ở xa tới kiến thức kiến thức đi. Một đạo A tiếng vang lên. Tại đây A tiếng vang lên là lúc, nhân tộc tu sĩ toàn bộ đại hỷ. Chấn xa, Đồng dạng chính là thiên kiêu bảng thượng cao thủ, thực lực rất mạnh, một tay kiếm khí như long, có thể chảm núi sông. Chấn xa từ không mà đến, hắn tuổi tác nhìn qua bất quá 30 tuổi, người mặc đạo bào, thần hải dị tượng triển khai, thần hải bên trong, có một tòa sơn mẹ kéo dài, vô cùng cường đại. Chấn xa tuy rằng không phải trúc kiều cảnh, nhưng quan xem này dị tượng, trúc kiều cảnh dưới, đã khó có địch thủ Nhân tộc tu sĩ mấy ngàn vạn, mà thiên kiêu bảng, bất quá 10 người. Có thể tại đây trong khoảng thời gian ngắn tấn trước vì đứng đầu cường giả, mỗi một cái đều là thiên tư yêu nghiệt, có thiên đại cơ duyên. Liền tỷ như Trấn Sa, hắn thần hải giữa núi non, nghe nói là một cái tàn phá long mạch, bị hắn luyện hóa với thần hải trong vòng. Thần hải tự xưng nhất thể, sinh sôi không thôi, long mạch bên trong, mang theo nào đó cấm kỵ năng lượng, cực kỳ đáng sợ. Kim Dương thấy Trấn Sa đánh tới, cười lớn một tiếng. Tới, vậy làm ta lại giết một người kim dương đôi tay kết ấn thật lớn dấu tay trống rỗng xuất hiện phách về phía trấn xa trấn xa đồng dạng rất mạnh hắn phía sau có một phen lợi kiếm lúc này kiếm vẫn chưa xuất khiếu hắn đồng dạng đôi tay kết ấn thật lớn núi sông ấn xuất hiện tạp hướng kim dương huyễn hóa ra kia chỉ bàn tay khổng lồ gần một cái đối mặt bàn tay khổng lồ tiêu tán nhân tộc tu sĩ giữa trầm trồ khen ngợi thanh một mảnh có điểm bản lĩnh nhưng còn xa xa không đủ Kim dương phía sau dị tượng phát ra sáng rọi, kia sau lưng đại ngày trực tiếp trôi nổi mà ra, mang theo một cổ cực nóng, thổi quét hướng kim dương mà đi. Đang ở phía dưới tu sĩ, đều có thể cảm nhận được cái loại này cực nóng, phảng phất có thể nháy mắt rút cạn bọn họ trong cơ thể sở hữu hơi nước, này chỉ là tản mát ra một chút dư uy, thân là công kích mục tiêu chấn xa, cảm xúc sâu nhất. Chấn xa chính là thiên kiêu yêu nghiệt, nhưng đối mặt kim dương bực này cường giả, cũng không dám thác đại, sau lưng lợi kiếm ra khỏi vỏ, này trong nháy mắt, vô số đạo kiếm khí, sôi nổi chém về phía kim dương. Hai người đại chiến uy thế, phá lệ hung mãnh ở chỗ này, cũng không cần kiêng kỵ cái gì, đánh đại địa băng toái, nếu không có như Long Thành nội có trận pháp phụ trợ bảo hộ, chỉ sợ tòa thành này đều phải tao ương. Kim Dương cùng Trấn xa, vừa ra tay chính là sát chiêu, chiêu chiêu chí mệnh, xem còn lại tu sĩ táp lưới không thôi, cùng là tu sĩ, nhưng bọn hắn biết, bực này chiến đấu, chính mình chỉ cần dính dáng liền sẽ chết hôi phi yên diệt mấy phút đồng hồ sau kim dương cùng trấn xa sôi nổi dừng lại thế công trấn xa khóe môi treo lên một mạt máu tươi hiển nhiên bị thương nhưng kim dương cũng không chịu nổi cánh tay chỗ xuống phía dưới lấy máu đồng dạng bị thương hai người hít sâu một hơi lại lại lần nữa làm khó dễ đánh hung mãnh trấn xa muốn thắng vô số kiếm khí ngưng tụ thành đây là đại sát trận Kim Dương đến chết. Ở đại chiến chung, Trấn Sa chiếm ưu thế, nhân tộc tu sĩ sôi nổi mở miệng ra tiếng trầm trồ khen ngợi. Trương Huyền bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn biết, Trấn Sa thua. Quả nhiên, mấy chiều qua đi, vẫn luôn bị áp chế Kim Dương đột nhiên bạo khởi, liên tục số quyền, uy lực hung mãnh, oanh ở Trấn Sa phía sau, đánh Trấn Sa máu tươi ói ngửa. Kim Dương khoanh tay mà đứng, ta không giết ngươi, nhưng ngươi hôm nay qua đi, lại đừng nghĩ tiến thêm. Kim Dương nói xong, đánh ra một đạo kim mang, bắn nhanh chấn xa trong cơ thể. Chấn xa nháy mắt sắc mặt vô cùng khó coi, vài giây qua đi, mặt bộ bởi vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo lên. Liền thấy chấn xa thần hải dị tượng giữa, một đạo kim mang cuốn vào đi vào, hấp thu chấn xa thần hải nội lực lượng. Dưỡng cổ, Kim Dương là ở dưỡng cổ. Có ý tứ gì? Hắn cấp chấn xa trong cơ thể đánh vào một con thần cổ, như tầm ăn lên chấn xa lực lượng, chấn xa cần thiết một con tu luyện, nếu không sẽ bị này thần cổ cắn nuốt. Nhưng tu luyện năng lượng, đều sẽ bị phụng dưỡng ngược lại đến kim dương trên người. Có người giải thích, mọi người nghe nói, toàn bộ lộ ra tức giận. Kim dương đôi tay lưng đeo phía sau, cười lạnh một tiếng, nhân tộc tu sĩ, bất quá một đám con kiến thôi. Kim dương nói xong, trực tiếp rời đi. Mọi người nhìn nằm trên mặt đất, vô cùng thống khổ chấn xa, thật lâu khôn kể, đây là một người nhân tộc thiên kiêu, về sau tiền đồ vô lượng đã có thể như vậy bị kim dương hủy hoại chấn xa không tu luyện sẽ chết tu luyện kia chỉ biết tu đến kim dương trên người kim dương này hành vi quá mức ác độc có nhân khí phấn có người không cam lòng nhưng không có một chút biện pháp bởi vì không ai là kim dương đối thủ trương huyền thở dài lắc lắc đầu hướng bên trong thành mà đi đây là phân tranh ai cũng không biết giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì nhiều năm như vậy, Trương Huyền gặp qua quá nhiều kiêu hùng, trước một giây còn bế nghĩa tứ phương, giây tiếp theo đã bị tay súng bắn tỉa một phát đạn bắn vỡ đầu, lựa chọn con đường này, liền phải làm tốt gánh vác hậu quả chuẩn bị. Khoảng cách thiên kiêu bảng khiêu chiến, còn thừa cuối cùng hai ngày thời gian. Toàn bộ như Long Thành, kín người hết chỗ, tất cả mọi người ở thảo luận về Kim Dương chém giết Chelsea, dưỡng cổ trấn xa sự. Một đêm thời gian trôi qua, ngày hôm sau, ngày mới minh, liền nghe có thanh âm, ở như long thành ngoại vang lên. Cẩu dưỡng kim dương, cho người béo ra lăn ra đây. Hôm nay người béo ra muốn đem ngươi làm thành xá xíu. Hôm qua, bởi vì kim dương chiến tích nhân tộc tu sĩ, tất cả đều sĩ khí đê mê. Nhưng đương thanh âm này một vang, mọi người, nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Thiên kiêu bảng chung, tự xưng béo ra, chỉ có một. Toàn len keng. chelsea cùng chấn sa tùy cường, bất quá là thiên kiêu bảng đứng hàng đệ thập cùng thứ 8 tồn tại. Mà toàn len keng, thiên kiêu bảng, đứng hàng đệ nhất. Cứ nghe toàn len keng có cái sư phụ, thực lực cường đại, này như long thành trận pháp, chính là hắn sư phụ bày ra. Này đã hơn một năm tới, toàn len keng đã làm rất nhiều đại sự, chém giết thần tộc, cướp lấy vô thượng truyền thừa, nổi bật thực thịnh. Có người bái ra tới toàn len keng lịch sử, nghe nói, lúc trước cổ chiến trường một trận chiến, toàn len ken một người xoay chuyển chiến cuộc, kéo dài tới Trương Huyền trở về. Mà Trương Huyền tên này, ở phản cổ đảo, đã thành truyền thuyết. Lúc này, toàn len ken tự mình đuổi tới, làm nhân tộc tu sĩ, lại bốc cháy lên chiến ý. Kim Dương, ra tới nhận lấy cái chết, người béo ra tới lấy người mạng chó. Toàn len ken thân xuyên áo cà sa, lập với không trung phía trên, một bộ đắc đạo cao tăng trang điểm, trong miệng lại không ngừng chửi má nó rất nhiều người biết toàn len keng tính cách đã sớm thấy nhiều không trách đây là cái giả hòa thượng mà thôi ở toàn len keng liên tục chửi bậy trong tiếng kim dương lộ diện mập mạp bằng ngươi cũng dám cùng ta kêu gào kim dương đồng dạng phi thường kiêu ngạo hoàn toàn không đem toàn len keng để vào mắt đi ngươi sao quang biết trang bức hôm nay ra ra một cây gậy cho ngươi đầu chó đánh nát toàn len keng rũi ra tay một cây côn bổng từ trên trời giáng xuống là cùng hắn phía sau này côn bổng đường kính 10 m độ cao đạt tới 200 m trở lên. Kim Dương sắc mặt hơi hơi có chút khó coi, ánh mắt lộ ra một mặt kiêng kỵ, nhưng thực mau đã bị hắn thu lên. Cái này toàn len keng chiến tích, Kim Dương nghe nói qua. Tuy rằng toàn len keng cùng Chelsea đều chém qua thần tộc. Nhưng Chelsea chảm, bất quá là một trọng thần tộc, mà toàn len keng chảm là bảy trọng thần tộc. Thần tộc cửu trọng thiên, lấy cửu trọng vì nhất. Đồng dạng cấp bậc, Bảy trọng thần tộc, có thể treo lên đánh một trọng thần tộc. Kim Dương vì bốn trọng thần tộc cường giả, ở thần tộc giữa, cũng coi như là trụ cột vững vàng, nhưng đối mặt Toàn Len Ken, vẫn là có chút e ngại, nhưng thần tộc kiêu ngạo, không cho phép hắn biểu hiện ra ngoài. Kim Dương hét lớn, Toàn Len Ken, hôm nay. Người này, ta tới sát liền hảo. Một đạo kiếm mang, lặng yên không một tiếng động chém về phía Kim Dương, Kim Dương trên người trường bào vạt áo, ở thanh âm rơi xuống nháy mắt đã bị xé rách, chậm rãi từ không trung bay xuống. Một màn này, nhân tộc tu sĩ xem rành mạch, vang lên một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Có một đạo thân ảnh xuất hiện, hắn cả người, liền giống như một phen ra khỏi vỏ lợi kiếm, mũi nhọn tất lâu, tại đây người trong mắt, mang theo vô tận ngạo ý, cái loại này ngạo, thậm chí ở miệt thị thần tộc. Kiếm lâm thiên, có người kinh hô ra tên này. Nhân tộc thiên kiêu bảng, đứng hàng đệ tam, kiếm lâm thiên. Trương Huyền ở toàn len keng tới khi liền biết được, lúc này nhìn đến Kiếm Lâm Thiên, không khỏi có chút kinh ngạc. Kiếm Lâm Thiên người này, cấp Trương Huyền lưu lại ấn tượng rất sâu, lúc trước hắn cùng Tà Ám Trở Liên Thủ, chiến đấu kịch liệt Kiếm Lâm Thiên, nhưng kết quả là vẫn là Tà thần ra tay, mới làm xong Kiếm Lâm Thiên. Kiếm Lâm Thiên, bản thân liền thực lực cường hãn, tự thân giữa có một cổ vô địch chi ý. Sau Kiếm Lâm Thiên thể xác bị Tà Ám cắn nuốt, hiện tại xem ra tà ám đã chịu khối này thể xác ảnh hưởng, kia ngạo khí, so với phía trước kiếm lâm thiên, càng thêm cường thịnh. Vốn chính là thiên tài thể xác, tà ám tu luyện pháp, lại lấy cắn nuốt là chủ, hiện giờ truyền thừa lui tới, lấy tà ám bản lĩnh, cắn nuốt hai cái truyền thừa, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng ngưng tụ thần hải. Rốt cuộc, ở trương huyền vẫn là phú thần thời điểm, kiếm lâm thiên, hẳn là cũng đã là tôn chủ cảnh, này bản thân chính là thiên tài yêu nghiệt. Hiện giờ nhiều trọng cơ duyên thêm thân, nếu không cường, ngược lại là có quái. Đối mặt Kiếm Lâm Thiên, Kim Dương sắc mặt vô cùng khó coi, liền từ vừa mới kia một đạo kiếm khí, Kim Dương đã rõ ràng, chính mình đều không phải là này Kiếm Lâm Thiên đối thủ, đối phương kiếm khí, lặng yên không một tiếng động, chính mình căn bản là không kịp phản ứng. Hai vị huynh đài, ta nghe nói ta sư đệ việc, này Kim Dương, vẫn là để lại cho ta đi. Lại có một đạo thanh âm vang lên, người này thân xuyên đạo bào, phía sau có một phen lợi kiếm cùng chấn xa trang điểm tương đồng. Chấn chi, chấn xa sư huynh, thiên kiêu bảng đứng hàng thứ sáu cao thủ. Hắn là tới giúp chấn xa báo thù. Tưởng giải trừ thần cổ, giết kim dương, thần cổ tự nhiên có thể giải trừ. Đang ở kiếm lâm thiên cùng toàn len keng khiêu chiến hạ tiến thoái lưỡng nan kim dương nhìn đến chấn chi, sắc mặt vui vẻ, toàn len canh cùng kiếm lâm thiên hắn đánh không lại, này chấn chi, chính mình còn đánh không lại sao? Đa tạ A, chấn chi, Kim Dương trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh, hắn phía sau đại ngày thần hải dị tượng thả ra, thẳng đến chấn chi sát đi. Chấn chi thân sau, đồng dạng có dị tượng thả ra, hắn dị tượng, cùng chấn xa giống nhau, thần hải giữa, chất chứa núi non, này đồng dạng là một cái tàn khuyết long mạch, nếu hắn cùng chấn xa hai người long mạch kết hợp, đó là một cái hoàn chỉnh long mạch. Bất quá, tàn khuyết long mạch, cũng là long mạch. Long mạch, nãi thiên địa hình thành chi vật, thêm vào mấy thân, mạnh mẽ vô cùng. Chấn chi thực lực, vượt qua chấn xa rất nhiều, cùng Kim Dương đại chiến, mấy chiêu dưới, Kim Dương liền tan mất hạ phong. Kim Dương, người nếu không dưới thần cổ, ta còn nhưng lưu ngươi một mạng, nhưng hiện tại, lưu không được. Chấn mặt hướng bình thường, không có dũng cảm ngữ khí, hắn một lóng tay điểm ra, lại là vô cùng cường đại, Kim Dương thần hải dị tượng trung đại ngày, nháy mắt rách nát. Kim Dương mồm to máu tươi phun ra, hắn khinh thường nhân tộc tu sĩ, nhưng lại chưa từng tưởng, cái này chấn chi, lại là như vậy cường. Chấn chi lại lần nữa một lóng tay điểm ra. Đủ rồi, trên bầu trời, một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm đột nhiên vang lên, hiện giờ thiên hạ, truyền thừa ra hết, là ta chờ tìm kiếm cơ duyên thời đại, tranh cường đấu tàn nhẫn, điểm đến thức ngăn. Thanh âm này xuất hiện, trên bầu trời, một con bàn tay to biến ảo mà ra, cản trở chấn chi toàn bộ tiến công. Là thần tộc trưởng bối, có thần tộc trưởng bối ra tay, ngăn lại chấn chi, làm hắn vô pháp thương đến Kim Dương. Nghe tên này thần tộc trưởng bối nói, nhân tộc các tu sĩ, khí niết quyền. Điểm đến tức ngăn, không thể sát sinh. Kim Dương sát chen si thời điểm, hắn như thế nào không nói lời này. Kim Dương ở chấn xa trên người gieo thần cổ thời điểm, hắn như thế nào không nói lời này. Hiện tại Kim Dương muốn bại, đứng ra. Toàn len keng mở miệng, sư phụ ta nói cho ta, thần tộc cùng người, có nào đó khế ước, loại này chiến đấu, thế hệ trước không nên nhúng tay mới đúng. Các người chiến đấu, ta tự nhiên mặc kệ, nhưng tạo sát nhiệt, không thể, ta nói, điểm đến mới thôi. Người này nói chuyện phi thường cường ngạnh. Kim Dương ở kia bàn tay to lúc sau, trên mặt lộ ra cười lạnh, đây là thần tộc, miệt thị hết thảy, cái gọi là quy tắc, đều là cho các người này đó con kiến định chế, không phải cho chúng ta định chế. Không tạo sát nghiệt, có thanh âm từ Như Long Thành vang lên, thanh âm thực rõ ràng, truyền tới mỗi người trong tai, "Nếu ta nói, hôm nay người này cần thiết muốn chết đâu." Lớn mật, thần tộc cường giả bạo a à một tiếng. Quan chiến người, sôi nổi tìm kiếm nói chuyện người. Như Long Thành trung, Trương Huyền liền đứng ở một cái trên đường phố, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kia chỉ bàn tay khổng lồ, hắn tiếp tục mở miệng, "Hôm nay, người này cần thiết muốn chết." Nhân tộc tu sĩ thần tộc tu sĩ, đều không cấm nhìn lại. Một thân bạch sam, mang mặt nạ, như vậy tạo hình, tại đây mấy ngày nội, sớm đã ở phản cổ trên đảo điên truyền, nếu là trước đoạn nhật tử, nhìn thấy này một thân bạch sam, mặt mang mặt nạ người, đại gia còn hiểu ý giật mình, rốt cuộc đây là kia tuyệt thế tiên vương tạo hình. Nhưng hôm nay, như vậy ăn mặc người, thật sự quá nhiều, thậm chí tiên vương tạo hình, ở người khác trong mắt, trở thành một cái chê cười. Đương chính mình là kia tuyệt thế tiên vương không thành sao dõng dạc, dám như vậy cùng ta thần tộc trưởng bối nói chuyện. Người thực không tồi, trên bầu trời, kia thần tộc trưởng bối thanh âm vang lên, người rất có dũng khí, dám như vậy cùng ta nói chuyện, người là làm tốt chết chuẩn bị sao. Trương huyền không có ra tiếng, hắn như cũng nhìn không chung. Chớ có tránh ở trong thành, xuất hiện đi, tên này thần tộc trưởng bối mở miệng. Ở như long thành nội, không có biện pháp tiến hành đại quy mô chiến đấu. Đây là như Long Thành có trận pháp bảo hộ, kia trận pháp, thần tộc thế hệ trước cũng khó phá. Tránh ở bên trong thành tính cái gì bản lĩnh? Ra tới. Ra tới nhận lấy cái chết. Có thần tộc tu sĩ, bay lên trời cao, bọn họ phía sau dị tượng xuất hiện, này đó là thần tộc, thần tộc giữa, vô kẻ yếu. Vô luận là lúc trước ma nữ, vẫn là thiên linh, đều cực kỳ cường đại. Trương huyền một bước đạp không, đã đi ra trận pháp ngoại. Làm bộ làm tịch đồ vật. Cho ta chết bốn gã thần hải thần tộc tu sĩ, chiều trương huyền sát đi, bọn họ sau lưng sinh ra dị tượng, rất mạnh. Đối mặt bốn gã thần tộc tu sĩ, trương huyền vươn tay phải, theo sau, nhẹ nhàng nhéo. Kia bốn gã sát hướng trương huyền thần tộc tu sĩ, liền ở trương huyền nhiết quyền nháy mắt, toàn bộ ở không trung nổ tung, thần huyết tưới xuống, thi cốt vô tồn. Giờ khắc này, vô luận là như long thành nội, vẫn là trên bầu trời nhân thần hai tộc tu sĩ, tất cả đều sửng sốt. Một tay, một động tác, một tức chi gian, diệt sát bốn gã thần tộc tu sĩ. Thần tộc rất mạnh, cái này cường, đã khác vào nhân tộc tu sĩ trong cốt thủy, ngay cả thần tộc tu sĩ cũng biết, bọn họ có thể nghiền áp nhân tộc, đây là bọn họ kiêu ngạo, làm cho bọn họ cho rằng, đối mặt nhân tộc khi, bọn họ là vô địch. Nhân tộc có thiên kiêu bảng, đều là tuyệt đại thiên kiêu, những người này, từng có chém giết thần tộc trải qua, nhưng lại không có nghe nói, có cái nào mãnh người, một bàn tay, diệt sát bốn gã thần tộc hôm nay người này, vừa ra tay, liền nói cho mọi người, thần tộc, đều không phải là vô địch, cũng có thể bị coi như con kiến giống nhau chém giết. Chém giết thần tộc bốn người không đáng sợ, đáng sợ chính là, khiến cho mọi người tư duy chuyển biến. Tiểu bối, khi ta mặt, giết ta tộc nhân, người tội đáng chết vạn lần. Thần tộc trưởng bối hét lớn một tiếng, vừa mới tốc độ quá nhanh, mau đến hắn cũng chưa phản ứng lại đây, hắn bản thể xuất hiện, thân xuyên mãng bào, oai hùng bất phàm, phía sau có thần hải dị tượng thần hải giữa có một tòa hoàn chỉnh thần kiều trương huyền liếc liếc mắt một cái người tới cười nói thần tộc mà thôi lại không phải không thể giết thần tộc mà thôi lại không phải không thể giết trương huyền thanh âm không lớn nhưng những lời này lại ở mỗi người tộc tu sĩ trong lòng nổ vang từ thần tộc giáng thế thần tộc liền vẫn luôn cao cao tại thượng giống như bọn họ trùng tộc tên giống như thần linh giống nhau áp bách nhân tộc đối mặt thần tộc nhân tộc tu sĩ, từ căn bản thượng liền cho rằng chính mình thấp người một đầu. Nhưng hôm nay, Trương Huyền một phen lời nói, lại làm nhân tộc tu sĩ trong lòng, phiên khởi sóng to gió lớn. Thần tộc mà thôi, lại không phải không thể giết. Khí phách, bá đạo, kiếm lâm thiên nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt mang theo khen ngợi chi ý. Toàn len keng một đôi tiểu mị mị nhãn không ngừng ở Trương Huyền trên người đánh giá, không biết tưởng chút cái gì. Cuồng vọng, ta trước giết ngươi. Tên này thần tộc trưởng bối giận dữ, hắn trực tiếp ra tay, có một cái đại ấn hướng trương huyền đè xuống, ở hắn phía sau, biến ảo một tôn hư ảnh, khủng bố tuyệt luân, muốn tiêu diệt sát trương huyền. Đối mặt này hết thảy, trương huyền một bước tiến lên trước, một quyền oanh ra. Này một quyền, ẩn chứa trăm hình trăm ý. Này một quyền, tập hợp vô số cấm kỵ năng lượng, mang theo hỗn độn chi ý. Này một quyền, hỗn loạn ba nghìn đại đạo. Này một quyền, trương huyền trong cơ thể, hỗn độn thần hải quay cuồng, kia một gốc cây thanh liên phát ra vô tận quang mang. Thanh liên bên, đại đạo thần kiều phía trên, dị thú đua tiếng, hổ gầm rồng ngâm, đại bàng dương cánh, trăm điều triều hoàng. Một quyền dưới, tên này thần tộc trưởng bối, phía sau hư ảnh tiêu tán. Một quyền dưới, tên này thần tộc trưởng bối, thân thể rách nát, huyết sái không chung. Một quyền, giải quyết một người trúc kiều cảnh viên mãn cường giả. Trong thiên địa, lại lần nữa trầm mặc liền xác minh vừa mới câu nói kia thần tộc mà thôi lại không phải không thể giết trương huyền quay đầu nhìn về phía kim dương lúc này kim dương run bần bật hắn cơ hồ không có do dự hóa thành một mạt lưu quang liền phải chạy tốc độ cực nhanh đảo mắt tới rồi chân trời trương huyền vung tay lên một con bàn tay to trống giống hình thành kim dương giống như một con ruồi bọ trực tiếp từ chân trời bị trục trở về thân thể quay cuồng miệng phun máu tươi không ngừng ngươi không tư cách sống Trương Huyền lại lần nữa ra tiếng, ở Kim Dương hoảng sợ ánh mắt giữa, Kim Dương thân thể, đồng dạng nổ tung, máu tươi phun. Tổng cộng 6 gã thần tộc tu sĩ, liền như vậy huyết sái không chung, thi cốt vô tồn. Đây là cái gì? Đây là miệt thị. Phất tay chém giết thần tộc 6 người, liền thi thể đều một khối mất đi. Như Long Thành nội yên tĩnh, như Long Thành trên không yên tĩnh. Thần tộc kia cao cao tại thượng kiêu ngạo, liền ở hôm nay, bị người hoàn toàn đạp lên dưới chân, hung hăng dẫm đạp. Đường yên tính qua đi, như long thành trong ngoài, vang lên một trận hoan hô tiếng động, toàn bộ đến từ chính nhân tộc tu sĩ. Cậu gọi là gì? Nhân tộc chó hoang nhóm, sớm muộn gì cho các ngươi trả giá đại giới? Ta thần tộc cường giả vô số, các ngươi này đó ít ngồi đáy giếng hạng người. Chờ, ta thần tộc tiền bối, tới diệt sát các ngươi. Thần tộc tu sĩ nhịn không được ra tiếng, bọn họ không quen nhìn nhân tộc này hoan hô bộ dáng, bọn họ cảm giác thần tộc uy nghiêm đang ở cắt giảm trương huyền lập với không trung lớn tiếng nói ta chạm cùng này nếu có thần tộc bất mãn đều có thể ra khỏi thành tới một người giết một người này một tiếng giống như sấm sét tới một người giết một người đây là kiểu gì khí phách thần tộc vừa mới kêu gào thanh lại rơi xuống ra khỏi thành bọn họ dám sao liền vừa mới tên kia thần tộc trưởng bối đều bị một quyền oanh sát kia chính là trúc kiều đỉnh cường giả a có thể oanh sát bực này cường giả đến là cái gì cấp bậc bờ đối diện bờ đối diện cường giả chẳng sợ ở thần tộc giữa cũng thuộc về đỉnh cấp lực lượng thần tộc bên trong không ai dám ra khỏi thành trương huyền liền đứng ở không trung bên trong bế nghĩa tứ phương từ hôm nay trở đi đến khiêu chiến kết thúc ta lập tại đây nếu có thần tộc không phục đều có thể tới nếu có thần tộc bất công phải giết chi tiểu bối chi tranh nếu có thế hệ trước chẳng biết xấu hổ, ra tay can thiệp, phải giết chi. Thần tộc kêu gào, bên kia cùng thế hệ đối địch, dựa vào trưởng bối, không phải các ngươi kêu gào tiền vốn. Ai nếu không phục ta nói, ra khỏi thành. Trương huyền thanh âm, liên tiếp vang lên, hắn thanh âm, lấy khí truyền ra, nghe không ra bổn âm. Giờ khắc này, nhân tộc tu sĩ, thật sự sôi trào. Người này, cho nhân tộc tranh sĩ diện. Thần tộc tu sĩ, khí sắc mặt khó coi, nhưng đích xác không dám ra khỏi thành. Nhân tộc tu sĩ hưng phấn đến điên cuồng. Nhân tộc vẫn luôn bị thần tộc chèn ép, hôm nay có người đứng ra cho nhân tộc tu sĩ chủ trì công đạo, loại cảm giác này làm nhân tộc tu sĩ thậm chí muốn rơi lệ. Tiểu bối, cuồng vọng. Còn chưa tới một nhân tộc tu sĩ dám như vậy cuồng thời điểm. Nếu muốn chết, thành toàn ngươi. Thật khi ta thần tộc không người không thành. Lại có bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở không trung bên trong phân biệt với bốn cái phương hướng, đối mặt Trương Huyền. Đây là bốn gã thần tộc thế hệ trước cường giả, phía sau dị tượng triển khai, thần kiều toàn bộ dựng hoàn thành, là bốn gã trúc kiều cảnh. Một người trúc kiều cảnh bị Trương Huyền oanh sát, lúc này đây, trực tiếp tới bốn người. Thần tộc, thật khi ta nhân tộc không người sao? Kiếm Lâm Thiên cười lạnh một tiếng, một cái lắc mình, đứng ở Trương Huyền bên cạnh. Ha ha, tiểu đồng lứa không dám ra mặt, muốn thế hệ trước ra tới sao? không sao cả, người béo ra ta tất cả đều tiếp. Toàn len keng cũng là lắc mình, đi vào trương huyền bên cạnh. Phía dưới nhân tộc tu sĩ mỗi ngày kiêu bảng hai người, đối mặt thần tộc trúc kiều cường giả, chút nào không giả, không khỏi phát ra kinh hô. Bọn họ còn đang tìm kiếm thần hải trên đường đau khổ dẫy dụa, mà hai vị này, đã đối địch trúc kiều cảnh, mà tuổi, đại gia không sai biệt nhiều. Thần tộc trẻ tuổi, rất nhiều người ngậm miệng không nói, bọn họ tự nhận là siêu nhân nhất đẳng, ngạo thị nhân tộc, nhưng hiện tại nhân tộc hai vị này thực lực đích đích sát sát đã đủ để nghiền áp bọn họ ha ha thật là hậu sinh khả úy a à, bất quá diệt sát nhân tộc một ít thiên tài giống như cũng rất thú vị không tồi giết bọn họ đi bốn gã thần tộc trưởng bối lẫn nhau nhìn thoáng qua phát ra âm thanh giết chúng ta bằng các ngươi còn không xứng kiếm lâm thiên phất tay phía sau ngưng tụ đạo đạo kiếm ý toàn len keng chắp tay trước ngực a di đà phật phía sau áo cà sa, không gió tự động. Con kiến nhóm, chịu chết đi. Bốn gã thần tộc trưởng bối, cộng đồng ra tay, một vòng kim dương xuất hiện không chung bên trong, phát ra vô tận quang mang, bốn gã thần tộc trưởng bối, hợp lực một kích đánh ra. Giờ khắc này, như long thành ngoại, đại địa đều bắt đầu nứt toạc. Toàn len ken cùng kiếm lâm thiên không sợ chút nào, liền phải động thủ. Đây là chuyện của ta. Trương Huyền trước một bước bán ra, đem kiếm lâm thiên cùng toàn len keng ném ở sau người, cùng phía trước giống nhau, một quyền oanh ra. Này một quyền, đồng dạng làm đại địa băng toái, cũng làm bốn gã thần tộc trưởng bối sở đánh ra công kích toàn bộ băng toái. Bốn gã thần tộc trưởng bối, cơ hồ đồng thời bay ngược đi ra ngoài, miệng phun máu tươi. Một quyền, trọng thương bốn gã trúc kiều viên mãn, lại lần nữa làm người kinh hô. Đối với Trương Huyền mà nói, chỉ là trọng thương, đương nhiên không đủ, Trương Huyền phía sau, đạo đạo quang mang ngưng tụ, bắn nhanh mà ra, thẳng đến bốn gã thần tộc trưởng bối mà đi, bọn họ thân thể. Bốn gã thần tộc trưởng bối, liền như vậy bị phanh thây chém giết. Chiến đấu, nhanh chóng rơi xuống màn che Nếu không phải ngoài thành đại địa băng toái, nơi này như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Bên trong thành ngoại, lại lần nữa chấn động. Thật liền ứng câu nói kia, ai tới, giết ai. Trương huyền lập với không chung, không rên một tiếng như long thành nội, tắc lại lần nữa vang lên kinh hô tiếng động. Ta nói, tiểu bối chi tranh, ai nhúng tay can thiệp, giết ai. Trương Huyền lại lần nữa mở miệng. Trương Huyền hôm nay, chính là muốn đứng ở như long thành thượng, làm người chủ trì công đạo. Kiếm lâm thiên cùng toàn len keng liếc nhau, đều âm thầm gật gật đầu, theo sau, rơi vào như long thành nội, bọn họ biết được, cái này địa phương, không cần bọn họ, kế tiếp muốn chuẩn bị, là đối mặt thần tộc khiêu chiến. Nhân tộc giữa, có thiên kiêu tồn tại, thần tộc giữa, giống nhau có thiên kiêu tồn tại. Thần tộc cửu trọng thiên, thiên kiêu vô số, không thể so nhân tộc muốn kém cái gì. Về Như Long thành sự, bay nhanh truyền bá đi ra ngoài, nơi nơi tuyên dương. Việc này truyền tới nhân tộc tu sĩ trong tai, tự nhiên cũng truyền tới thần tộc tu sĩ trong tai, rất nhiều thần tộc tới rồi, muốn nhìn này cuồng vọng người, thần tộc hy vọng trưởng bối ra tay, nhưng kỳ quái chính là, thần cung bên trong, thần tộc cao thủ vẫn chưa đi ra giờ này khắc này, thần cung nội. Người này quá mức kiêu ngạo, liền giết ta thần tộc 10 người. Một phàm nhân con kiến thôi, có tài đức gì? Đi chém giết hắn. Làm bờ đối diện ra tay. Thần tộc thế hệ trước tu sĩ biểu hiện thực kích động. Được rồi, đều an tĩnh đi. Thần tộc giữa, một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm vang lên, làm thần cung nội người nói chuyện, tất cả đều nhắm lại miệng, an tĩnh nghe. Qua thật lâu sau, uy nghiêm thanh âm, lại lần nữa vang lên. Lúc này đây, là ta tộc nhân tuyên bố khiêu chiến nhân tộc, ở khiêu chiến trong quá trình, ta tộc nhân, đích xác mạnh mẽ nhúng tay, phá hư quy củ, việc này là tộc của ta có sai trước đây. Lại quá thật lâu, thanh âm lại vang lên, nhưng thần tộc không thể nhục, người cũng không thể lại ném, nếu như ta thần tộc tiếp tục bị người này chém giết, uy vọng đem xuống dốc không phanh, về sau lại tưởng ở nhân tộc giữa lập uy, khó đạt phía trước hiệu quả, cho nên lúc này đây, giết hắn là muốn sát, nhưng không thể trực tiếp làm nghiền áp diệt sát muốn tìm cùng tuổi cùng cấp bậc chấn sát nói cho bọn họ cao cảnh giới ta thần tộc có cùng cảnh giới vô địch ta thần tộc cũng có minh bạch sao minh bạch kia lúc này đây đã hiểu phái một người ta thần tộc thiên kiêu đi thôi ta cho rằng một trọng thần tộc thiên kiêu có thể tam trọng thần tộc thiên kiêu cũng có thể làm sáu trọng thần tộc thượng quan như long đi thôi hắn vậy là đủ rồi thượng quan như long này bốn chữ vừa ra, chẳng sợ thần tộc trưởng bối, đều sắc mặt ngưng trọng không ít. Thần tộc cửu trọng thiên, trong đó bảy tám chín tam trọng thần tộc, phá lệ thần bí, cơ hồ không lộ mặt, mà sáu trọng thần tộc, cơ hồ là thần tộc cửu trọng thiên thường lộ diện thành viên giữa, mạnh nhất đại biểu. Mà thượng quan như long, giống như hắn tên giống nhau, người này như long, chẳng sợ ở thần tộc giữa, cũng có hiển hách huy danh, tuyệt đối có thể xưng được với là cùng cấp bậc vô địch. Thượng quan như long, 33 tuổi, đã vượt qua thần kiều, tới bờ đối diện, tuy rằng chỉ là bờ đối diện giai đoạn trước, nhưng đủ khả năng chiến bờ đối diện hậu kỳ cao thủ. Tới rồi hiện tại thực lực này, mỗi một cái tiểu cảnh giới bên trong, đều tranh lệch thật lớn, mà thượng quan như Long có thể vượt cảnh mà chiến, đủ để chứng minh này cường đại. Như Long, lĩnh mệnh. Thượng quan như Long, thanh âm vang lên. Thượng quan hạo, người đi theo đi, đương như Long chém giết người này sau, người muốn chiêu cáo thiên hạ, thần tộc, không thể nhục, Minh Bạch, Thượng Quan Hạo, cả người giấu ở áo đen bên trong, thấy không rõ diện mạo, nhưng từ thần cung giữa này đó thần tộc trưởng bối đối thái độ của hắn có thể nhìn ra, người này cũng cực cường, này đó không ai bị nổi thần tộc trưởng bối, đối mặt người này khi, tất cả đều có vẻ cung kính. Mà Thượng Quan như Long muốn đi trước như Long Thành, chém giết khinh nhờn thần tộc người tin tức, cũng bị thần cung cố tình truyền đi ra ngoài. Thần tộc muốn mượn cơ hội này, một lần nữa lập uy, tất nhiên muốn tạo thế, cho nên, về thượng quan Như Long tin tức cũng không ngừng truyền ra. 33 tuổi, bờ đối diện cường giả, nhưng vượt cảnh mà chiến. Thần tộc Thiên Kiêu chi nhất. Thần tộc thả ra lời nói, lần này phải giết người. Mau, đem tin tức mang về. Các loại thanh âm vang vọng ở phản cổ trên đảo. Sáu trọng thần tộc, thượng quan Như Long, ở Thiên Kiêu bảng chung, đứng hàng đệ nhất toàn len ken, từng có chém giết bảy trọng thần tộc ngạo nhân chiến tích tuy nói bảy trọng thần tộc hiếu thắng với sáu trọng, nhưng kia cũng là cùng cấp bậc cao thủ. Lúc trước, toàn len keng sợ chém giết, là bảy trọng thần tộc giữa bình thường tu sĩ, tuy rằng cường đại, nhưng cũng không tới thượng quan như long như vậy đáng sợ trình độ. 33 tuổi, bờ đối diện cảnh, nhưng vượt cấp mà chiến. Này đó, đều cũng đủ trương hiển thượng quan như long cường đại chỗ. Nguyên bản, thần tộc muốn khiêu chiến nhân tộc thiên kiêu một chuyện, liền nháo đến phí phí cuồn cuộn, như Long thành kín người hết chỗ. Mà hiện giờ, một người nhân tộc thần bí cao thủ, liên chạm thần tộc 10 người, lại đem việc này đẩy lên, quá nhiều người muốn lại đây, chiêm ngưỡng nhân tộc thần bí cao thủ phong thái. Hiện tại, thượng quan Như Long tin tức vừa ra tới, toàn bộ phản cổ trên đảo, phàm là nghe thấy cái này tin tức người, đều hướng Như Long thành dũng đi. Này không vì cái gì khác, liền vì xem một trận chiến này. Nhân tộc thần bí cao thủ, đánh với 6 trọng thần tộc thượng quan Như Long này không riêng gì một hồi xuất sắc quyết đấu, càng quan trọng là, đây là liên quan đến đến nhân tộc cùng thần tộc thể diện. Thần tộc cường thế, vẫn luôn chèn ép nhân tộc, căn bản không đem nhân tộc đặt ở trong mắt, hiện giờ nhân tộc giữa đứng ra như vậy một cái muốn cùng thần tộc tranh phong người, tự nhiên dẫn tới nhân tộc tu sĩ kích động. Mà thần tộc tu sĩ, còn lại là muốn đến xem, cái này cuồng vọng không đem thần tộc để vào mắt người, rốt cuộc là chết như thế nào. Thượng quan như long, khí thế ngập trời, Hắn đi ra thần cung khi, phía sau mấy cái kim long xoay quanh, hắn đầu đội kim quan, thân xuyên mãng bào, chân đạp kỳ lân ủng, giống như chân chính thần chi. Thượng quan như long đi ra thần cung, liền thả ra lời nói. Khinh nhờn thần tộc người, đều phải chết. Thượng quan như long, là mang theo phải giết chi tâm mà đến, lời này thực mau liền truyền tới như long thành. Đối mặt như thế, Trương Huyền vẫn là câu nói kia. Ta nói, ai không phục, ai liền tới, ai tới liền giết ai. Cường thế. So thượng quan như long, càng thêm cường thế. Nhân tộc tu sĩ, hoàn toàn xô trào. Ta không được, ta đã yêu hắn. Một người nữ tu sĩ, mắt hàm xuân sóng. Lại có cái nào nữ nhân, không yêu kiêu hùng, không yêu anh hùng. Mang mặt nạ đâu, vạn nhất là cái sử bát quái đâu. Không có khả năng, tuyệt đối anh Tuấn phi phàm. Mà đã vào thành toàn len keng cùng kiếm lâm thiên, cũng bị không ít tu sĩ vây quanh. Làm nhân tộc thiên kiêu bảng đệ nhất cùng đệ nhị tồn tại Toàn len cùng kiếm lâm thiên Là nhân tộc tu sĩ trung đỉnh cấp cường giả Tự nhiên đã chịu truy phùng Toàn thiếu hiệp Người cho rằng Thượng quan như long cùng vị này thần bí cao thủ Ai sẽ thắng Có người hỏi toàn len keng Thân xuyên áo cả sa toàn len keng Một tay cầm đùi gà Một tay cầm giò heo Không hề hình tượng ăn uống thỏa thích Chờ hắn ăn xong sau Mới trả lời vấn đề Ta khẳng định cho rằng chúng ta bên này thắng A chẳng lẽ còn có thể cho rằng thần tộc thắng? sửa, Ngạch, toàn thiếu hiệp, từ cảm tính góc độ, ta cũng cho rằng chúng ta có thể thắng, nhưng từ lý tính phân tích đâu. Ta mẹ nó nào biết, toàn len keng mắt trợn trắng, ta lại chưa thấy qua thượng quan như long động thủ, mọi người đều có át chủ bài, bất quá ta chỉ biết, những người này, lại cường, cũng cường bất quá một người. Cường bất quá một người. Toàn len keng nói, lập tức đưa tới rất nhiều tò mò chi tâm, đều muốn biết là ai toàn thiếu hiệp, người nói người kia là ai a? À? Ta đại ca, toàn len keng vẻ mặt ngạo nghễ, Trương Huyền. Hiện tại, cơ hồ không có tu sĩ, không biết Trương Huyền chi danh. Ở triệu cực cố ý tuyên truyền hạ, triệu cực này tu sĩ giới đệ nhất phú nhị đại danh hào sớm đã truyền bá đi ra ngoài, cái gì hắn lão tử tuyệt đại cường giả, cái gì ngôn khai thiên môn, làm mỗi người có tu hành cơ hội, đều là vị này phú nhị đại hắn lão tử làm sự, mà vị này phú nhị đại càng mãnh ở đại gia còn không biết có thần tộc tồn tại thời điểm vị này phú nhị đại liền cùng thần tộc đấu đi lên tuyệt bức mẽ người a bất quá nghe nói hai năm trước vị này phú nhị đại cùng một cái thần tộc thần tử đánh trời sụp đất nứt nhật nguyệt vô quang đánh ra không gian cái khe đã biến mất hai năm đến nay không có xuất hiện rất nhiều người đều tò mò vị kia mãnh người phú nhị đại rốt cuộc là cỡ nào phong thái ở như long thành hạ trấn xa cùng trấn chi sư huynh đệ hai vẫn luôn đều đãi ở chỗ này, nhìn không chung kia đạo thân ảnh. Một bộ bạch y, tóc dài phiêu phiêu, mặt mang mặt nạ, hắn liền đứng ở như long thành trên không, vì tất cả nhân tộc tu sĩ, chủ trì công đạo. Sư huynh, đã bị giải trừ thần cổ trấn xa một lần nữa khôi phục thiên kiêu phong thái, chung có một ngày, ta cũng muốn hướng hắn giống nhau, vì người trong thiên hạ. Như long thành nội người càng ngày càng nhiều, dẫn tới như long thành trên đường phố đều chen đầy, kia khách sạn càng không cần phải nói, một gian đơn nhân gian nội, có thể tễ năm sáu cá nhân, đại gia chính là muốn nhìn xem trận này đại chiến. Những cái đó nhà An A à địa phương nào, càng không cần phải nói, tễ đến động đều không động đầy. Có người tính ra một chút, này như Long Thành nội người, chỉ sợ đã vượt qua 3.500 vạn. 3.500 vạn, cái gì khái niệm? Toàn bộ phản cổ đảo tu sĩ, mới 5.000 vạn, này có hơn phân nửa, đều tới A. À. Bất quá này cũng không phải không thể lý giải, rốt cuộc một trận chiến này, là liên quan đến đến nhân tộc Vinh Quang. Ở vạn chúng chú mục giữa, thượng quan như long xuất hiện. Tổng cộng 9 điều kim long, ở không trung xoay quanh. Thượng quan như long, đang ở 9 điều kim long dưới, đi nhanh mà đến. Một bước, vượt qua nửa cái không trung, lại một bước, đã từ chân trời cuối, xuất hiện ở trương huyền trước người. Kia 9 điều kim long, liền xoay quanh ở thượng quan như long đầu đỉnh, sẽ không tan đi. Trương Huyền cùng Thượng quan Như Long hai người, lăng không mà đứng. Thượng quan Như Long, mãng bảo kim quan, sau lưng thần Long, giống như kia tuyệt thế chiến thần. Trương Huyền, một thân bạch y thắng tuyết, tóc dài phiêu phiêu, không có bất luận cái gì dị tưởng, phá lệ hút bụi, như là một tôn nho tiên. Đây là nho tiên, cùng tuyệt đại chiến thần chi gian đánh với. Như Long thành nội, một mảnh tĩnh mịch, phía trước còn ẩm ý người, giờ phút này đều nhắm lại miệng, không ra tiếng mọi người, đều khẩn trương nhìn phía trên. Này hai người, tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đã sớm cách không thả ra tàn nhẫn lời nói, muốn chém sát đối phương. Thần tộc, đối thượng quan như long, phi thường tự tin, đây là sáu trọng thần tộc đỉnh cấp thiên kiêu, cùng giai đoạn khó tìm đối thủ. Mà nhân tộc nơi này, bạch hy nho tiên chém giết 10 tên thần tộc tin tức, sớm đã truyền khai, đồng dạng là một người tuyệt thế cường giả. Hai người không có động thủ, nhưng khí thế, đã chiều đối phương áp đi. Thượng Quan Như Long khí thế, giống như cuồn cuộn biển rộng, hướng Trương Huyền áp đi, Thượng Quan Như Long thân sau chín điều kim long, mở ra bồn máu mồm to, hướng Trương Huyền cắn xé mà đi. Sở hữu quan chiến người đều minh bạch, đây là Thượng Quan Như Long, muốn trước so đấu dị tượng. Tu sĩ giữa, thần hải lúc sau, dị tượng mạnh yếu, có thể quyết định một người thực lực như thế nào, tuy rằng không phải tuyệt đối tính, nhưng cũng có thể quyết định 90%. Thượng Quan Như Long dị tượng thực đáng sợ, kia thần hải rộng lớn duỗi thân mở ra có mấy chục mế, thần hải giữa, cửu long xoay quanh, kia cửu long đó là thượng quan như long thần kiều, đây là long kiều. Thượng quan như long dị tượng, làm như long thành nội, vang lên một trận hít hà một hơi tiếng động. Bọn họ chứng kiến dị tượng, đơn giản là mấy mét lớn nhỏ, vượt qua 10 mét, đều tính rất mạnh. Nhưng hiện tại, thượng quan như long dị tượng, đạt tới mấy chục mét. Càng đáng sợ, là kia cửu long chi kiều. Long vốn chính là thần thoại bên trong sản vật, chính lại vì cực số lấy cửu long vì kiều có thể thấy được thượng quan như long tự tin ở kia thần kiều bờ bên kia có một phương thiên địa còn không có dựng dục hoàn thành đây là bờ đối diện tượng trưng thượng quan như long dị tượng hướng trương huyền cuồn cuộn mà đi mà trương huyền giống như một tòa hải đăng ở thượng quan như long dị tượng giữa lù lù bất động không chịu dị tượng ảnh hưởng nhưng tuy là như thế nhân tộc tu sĩ bên này vang lên một mảnh ổ lên tiếng động vì cái gì không ra dị tượng. Dị tượng chi tranh, lớn tiếng dọa người A. À. Thần tộc bên kia, còn lại là có trào phúng tiếng động vang lên. Không bỏ dị tượng, đây là không dám phóng đi, ha ha ha. Biết thả ra dị tượng tới sẽ mất mặt. Ha ha, này vòng thứ nhất, chúng ta thần tộc thắng tuyệt đối. Nhân tộc tu sĩ nghe tức giận, gắt gao niết quyền, đối mặt thần tộc trào phúng, bọn họ vô pháp ra tiếng, sự thật đích xác như thế, nhân tộc bên này, không có dị tượng thả ra, bọn họ hiện tại phi thường chờ mong kia phía trên tuyệt thế nho tiên có thể thả ra dị tượng hung hăng đánh thần tộc mặt thượng quan như long nhìn lẳng lặng đứng ở kia trương huyền ra tiếng hỏi vì cái gì không ra dị tượng không nghĩ ra trương huyền cấp ra trả lời thực ngắn gọn vì sao không nghĩ ra thượng quan như long còn truy vấn trương huyền lắc lắc đầu sợ khi dễ ngươi thượng quan như long nghe xong một chút không khí hắn nói đúng như nghe nói đến giống nhau ngươi thực cuồng vọng thượng quan như long không khí nguyên nhân, là hắn thực tự tin, tự tin đến căn bản sẽ không cảm thấy chính mình dị tượng sẽ kém, chỉ đương đối diện người này, ở miệng pháo. Thượng quan như long thân sau dị tượng tiếp tục triển khai, một đạo kim quang lập lòe, một cây kim sắc trường thương, xuất hiện ở thượng quan như long tay phải giữa. Mà trương huyền trong tay, tắc ngưng tụ một phen trắng tinh tiên kiếm. Thượng quan như long động, hắn cả người hóa thành long ảnh, hướng trương huyền phóng đi. Thật sự thương ra như long ngày đó không sợ xoay quanh chín điều kim long, cũng tại đây một khắc, phát ra dòng ngâm tiếng động, cùng với thượng quan như long tả hữu, sát hướng trương huyền. Chỉ là này khí thế, cũng đã làm quan chiến người, không cấm nuốt xuống nước miếng. Đối mặt thượng quan như long công kích, trương huyền nhẹ nhàng múa may trong tay trắng tinh tiên kiếm. Chỉ là ở trương huyền này tùy tay huy kiếm chi gian, kia chín điều kim long toàn bộ bị chảm. Theo sau, tiên kiếm cùng thần thương giao tiếp, trên bầu trời, giống nhau nhuộm đấm, giống nhau nhuộm đấm vàng ròng. Oanh! Năng lượng bạo phá tiếng vang lên, tự tiên kiếm cùng thần thương giao tiếp chỗ, một cổ năng lượng hướng bốn phía khuếch tán mà đi, thổi bay cuồng phong, không trung vân, toàn bộ đều bị thổi tan. Mà Trương Huyền cùng thượng quan như long hai người, như cũ bảo trì giao chiến tư thế, tùy ý này năng lượng thổi quét, làm hai người bọn họ trên người quần áo bay phất phới. Trương Huyền cùng thượng quan như long, đều gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, dây tiếp theo, hai người động, hai người tốc độ đều thực mau, mau đến phía dưới người căn bản là thấy không rõ. quan chiến người chỉ cảm thấy đạo đạo cuồng bạo năng lượng ở không trung thổi quét, đến nỗi đại chiến chi tiết căn bản là không phải bọn họ có khả năng hiểu biết. này đồng thời cũng làm cho bọn họ rõ ràng chính mình cùng đỉnh cấp cao thủ chi gian tranh lệch có bao nhiêu đại. thân là nhân tộc người rất mạnh, nhưng đáng tiếc người gặp ta. thượng quan như long đột nhiên dừng tay, ta có thể nhìn ra, bằng vào này đó thủ đoạn không làm gì được ngươi nhưng, này bất quá là ta áp chế đến một thành thực lực mà thôi. Thượng quan như Long nói, lại lần nữa khiến cho một mảnh ổ lên. Một thành thực lực, liền như vậy đáng sợ sao? Ngươi là nhân tộc trung thiên kiêu, ta sẽ cho dư ngươi cũng đủ tôn trọng, dùng toàn bộ thực lực, tới đánh bại ngươi. Thượng quan như long hai tay chấn động, nguyên bản không chung xoay quanh chín điều kim long, lập tức hóa thành 99 điều. Kim long quay quanh ở sau người, một cây thật lớn kim sắc trường thương, đâm thủng mây mù, từ thiên mà đến, muốn chém Trương Huyền. Thượng quan như long sở mang đến uy thế quá mãnh liệt, nếu là hai năm trước, tuyệt đối sẽ tạo thành thiên nứt. Nhưng hiện giờ bất đồng, quy tắc một lần nữa viết lại, muốn lại làm không chung xuất hiện vết giản, há là đơn giản như vậy sự. Đối mặt thượng quan như long công kích, Trương Huyền lúc này đây, lựa chọn đón đỡ, hắn muốn nhìn, cái gọi là bờ đối diện giai đoạn trước, có thể vượt cấp mà chiến tuyển thủ, rốt cuộc mạnh như thế nào, này cũng có thể kiểm nghiệm thực lực của chính mình. Trường thương từ thiên đâm, giống như thiên phạt. Trương huyền trong tay tiên kiếm liên chạm, đạo đạo kiếm mang phóng lên cao, đối kháng này kim sắc trường thương. Liên tiếp chăm nói kiếm mang đều xuất hiện, ngạnh sinh sinh đem kia trường thương chảm toái. Thượng quan như long sắc mặt không cấm biến đổi, hắn lại lần nữa ra chiêu, một tôn kim đang ở phía sau hình thành, sát hướng trương huyền, đồng dạng bị chảm toái. Trương Huyền nhìn chính mình trong tay tiên kiếm, lẩm bẩm nói, này đó là bờ đối diện sao, giống như, cũng không phải đặc biệt cường A. Nghĩ vậy, Trương Huyền không hề lưu thủ, lúc này đây, hắn chủ động ra chiêu, một bước tiến lên trước, tiên kiếm chém ngang, ở kiếm mang lúc sau, Trương Huyền lại oanh ra một quyền. Thượng quan như Long vừa mới triệt tiêu kiếm mang, liền thấy Trương Huyền nắm tay oanh tới, hắn trước người ngưng tụ Long thuẫn phòng ngự, lại bị một quyền oanh phá, thượng quan như Long tại đây một kích hạ, bị thương, khóe miệng có máu tươi lan tràn mà ra. Trong thành tu sĩ, tuy rằng thấy không rõ đại chiến khi cảnh tượng, nhưng một đám cũng là thị lực thật tốt, liếc mắt một cái liền nhìn đến thượng quan như long khóe miệng máu tươi. Thượng quan như long, bị thương. Ha ha ha, vẫn là chúng ta tộc tu sĩ cường. Khai mười thành thực lực, ngược lại bại, người nói có buồn cười hay không. Đạo đạo châm chọc tiếng vang lên. Trương huyền lập với không chung, trong tay tiên kiếm tiêu tán, nói, ngươi chưa suốt toàn lực, ta đây liền nhất định suốt toàn lực sao? Nhìn dáng vẻ, cái gọi là thần tộc thiên tài, bất quá như vậy. Đối với thần tộc, Trương Huyền hoàn toàn không có hảo cảm, có thể có đả kích thần tộc cơ hội, hắn sao có thể sẽ bỏ qua? Thượng quan như long nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau 99 điều kim long quay cuồng bay múa, lại một lần sát hướng Trương Huyền. Đã thăm dò thượng quan như long chân chính trình độ Trương Huyền, tự nhiên sẽ không tiếp tục như vậy kéo dài đi xuống, trực tiếp ra tay, bắt đầu cường thế nghiền áp. Thượng quan như long 99 điều kim long toàn bộ bị nghiền nát, hắn cùng trương huyền gần người vật lột, đỉnh đầu kim quan bị hoàn toàn đánh bay, làm thượng quan như long đầu phát tán loạn. Thượng quan như long lại lần nữa ngưng tụ kim chiều cao thương, nhưng như cũng bị đánh phá tán. Kia hộ tống thượng quan như long tới thượng quan hạo lắc lắc đầu, thở dài, như long tâm đã rối loạn, căn bản không có khả năng lại đối địch. Trương huyền phía sau, biến ảo vô số tiên kiếm, theo Trương Huyền trong tay một lóng tay, này đó tiên kiếm, toàn bộ hướng về phía trước quan như long chém tới. Đối mặt nhiều như vậy tiên kiếm, thượng quan như long trong mắt, lộ ra không cam lòng, hắn là sáu trọng thần tộc thiên kiêu, vốn nên vô địch, như thế nào có thể cứ như vậy bị chảm. Hảo, việc này, đủ rồi đi. Cả người giấu ở áo đen bên trong thượng quan hạo, lắc mình xuất hiện ở thượng quan như long thân trước, vung tay lên, kia vô số tiên kiếm, hoàn toàn tiêu tán cả người giấu ở áo đen bên trong thượng quan hạo che ở thượng quan như long thân trước. Thượng quan như long, tóc tán loạn, giống như điên cuồng, hắn có một viên vô địch chi tâm, nhưng lại ở hôm nay bị hoàn toàn ma diệt, hắn vô pháp tiếp thu như vậy hiện thực. Trương huyền quét mắt thượng quan hạo ra tiếng nói, quả nhiên, vẫn là như vậy sao? Vốn chính là luận bàn mà thôi, thượng quan như long đối với người nơi trốn lưu thủ, người lại hạ tử thủ, các người nhân tộc tu sĩ, liền không điểm thật bản lĩnh sao? Thượng quan Hạo ra tiếng, hắn trực tiếp đem Thượng quan Như Long nâng đến một cái rất cao vị trí thượng. A, à, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, hắn không có trả lời, trong tay lại là xuất hiện một phen tiên kiếm, hắn dùng động tác hồi phục Thượng quan Hạo, không vô nghĩa, muốn đánh, trực tiếp đánh liền hảo. Thượng quan Hạo đôi tay trầm với thân thể hai sườn, mở miệng ra tiếng, nếu ngươi không biết tốt xấu, ta đây liền thành toàn ngươi đã khỏe. Thượng quan Hạo trong mắt hiển lộ sát khí. Trên thực tế từ thượng quan như long lộ ra bại thế kia một khắc khởi, hắn trong lòng, cũng đã nổi lên sát khí. Người này, cần thiết chết, hắn nếu bất tử, sẽ ở thượng quan như long trong lòng, trở thành tâm ma. Trở thành vô địch trên đường trở ngại. Trương Huyền lại làm sao cảm thụ không đến thượng quan hạo trong mắt sát khí, nhưng hắn không sợ, hắn cùng thần tộc, đã sớm là không chết không ngừng cục diệt, sấn cơ hội này, nhiều thăm thăm thần tộc đế cũng hảo, dù sao có át chủ bài nơi tay, không sợ thần tộc như thế nào lúc này đây trương huyền trước động hắn biết được có thể vì thượng quan như long xuất đầu không hề là phía trước như vậy phế vật trương huyền vừa ra tay đó là kiếm khí túng hoành phi vũ lúc này đây còn cùng phía trước bất đồng trương huyền vận dụng tuyệt đối thực lực thượng quan hạo trực diện trương huyền mới phát hiện cái này cùng thượng quan như long đối địch người có bao nhiêu đáng sợ kia từng đạo kiếm khí bên trong tràn ngập năng lượng có thể trọng thương bờ đối diện nhưng thượng quan hạo nãi bờ đối diện hậu kỳ cường giả thượng quan như long bờ đối diện giai đoạn trước, tuy rằng có thể vượt cấp mà chiến, cùng bờ đối diện hậu kỳ tranh phong, nhưng cũng gần chỉ là tranh phong mà thôi, nói trắng ra là, có thể quá hai chiêu, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ. Thượng quan hạo, chân chính bờ đối diện hậu kỳ cường giả, đối mặt cùng cấp bậc cường giả, hắn cũng có chém giết chiến tích, cùng thượng quan như long kia vượt cấp mà chiến tranh phong, không phải một cái ý tứ, rốt cuộc đây là một người thần tộc nhãn hiệu lâu đời cường giả. Thượng quan hạo đôi tay thành chảo, này đầy trời kiếm khí, lại là bị hắn trực tiếp trào tán. Đây là đến từ chính sáu trọng thần tộc, bờ đối diện hậu kỳ đáng sợ thực lực. Thượng quan hạo phía sau, hình thành một đôi màu đen hai cánh, hắn tốc độ nhanh như tia chớp, trực tiếp hướng trương huyền chộp tới, trong tay hai móng giỏ ra, muốn trực tiếp đem trương huyền trái tim đào ra. Trương huyền nhất kiếm chém ra. Thượng quan hạo trên người, một tòa bảo tháp hư ảnh chấn áp mình thân, bảo tháp hư ảnh triệt tiêu trương huyền kiếm mang, thượng quan hạo đôi tay xé rách trương huyền hộ thể linh khí, xé rách trương huyền bên ngoài thân kia một tầng bạch sam. Này bạch sam tuy rằng nhìn như vô thường, kỳ thật chính là một kiện tổ khí, thế nhưng bị xé mở một cái khẩu tử. Cũng ít nhiều có bạch sam hộ thể, trương huyền lần này mới không thiệt thòi lớn, thân hình nhanh chóng kéo ra. Thượng quan hạo không có truy kích, hắn nhìn về phía trương huyền, ngạo nghễ, thực lực, bất quá như vậy. Trương huyền hít sâu một hơi, trên thực tế, trừ bỏ kiếm chiêu bên ngoài, hắn còn có khác cường đại chiêu thức, nhưng hiện tại căn bản vô pháp dùng ra, vô luận là trăm hình trăm ý, vẫn là diệt thế ma kiếm, đều có thể làm người nhận ra chính mình thân phận. Thần tộc thần bí, hiện giờ lại toàn diện buông xuống, không còn có có thể trực diện thần tộc thực lực khi, Trương Huyền là tuyệt đối sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận. Trương Huyền trong cơ thể, thần hải cuồn cuộn, hỗn độn chi khí phụng dưỡng ngược lại mình thân. Này hỗn độn chi khí giữa, có sát phạt cấm kỵ chi lực, đồng thời cũng có sinh mệnh cấm kỵ chi lực, vừa mới sở chịu chi thương, đã là khôi phục. Trương Huyền lại lần nữa múa may tiên kiếm, lại một lần sát thượng. Liền thấy không trung bên trong, kiếm mang tàn sát bừa bãi, phá lệ huyến lệ. Như long thành ngoại, đại địa vỡ ra, phong vân biến sắc. Không trung bên trong, hình như có quỷ khóc, màu đen hơi thở ở thượng quan hạo thân thể trung quanh tràn ra, tràn ngập trung quanh. Tại đây hắc khí bên trong, phảng phất có vô số trương mặt quỷ, bươn xương khô giống nhau bạch chảo, trảo hướng trương huyền như long thành nội kiếm lâm thiên nhìn trên không lẩm bẩm này đó là bờ đối diện mới có được lĩnh vực sao tới rồi bờ đối diện cảnh liền sẽ kéo dài tân thần thông bước lên thần kiều vượt qua thần hải sáng tạo bờ đối diện bờ đối diện đó là thuộc về chính mình lĩnh vực tại đây lĩnh vực giữa lĩnh vực thi triển giả sẽ trở nên càng thêm tùy tâm sở dục mà thượng quan hạo lĩnh vực đó là hiện giờ dáng vẻ này Giờ phút này, hắc khí nhuộm đẫm nửa bầu trời, tại đây hắc khí bên trong, quỷ khóc kêu rên, bạch cốt dày đặc, hiển nhiên một bộ địa ngục cảnh tượng. Kia vô số ác quỷ muốn xé rách hắc khí, tránh thoát ra tới, đem Trương Huyền kéo vào kia địa ngục giữa. Lĩnh vực xuất hiện, Thượng Quan Hạo đứng ở kia vô tận trong bóng tối, phảng phất cùng này địa ngục hòa hợp nhất thể, hắn thanh âm rõ ràng vang lên, "Ta thần tộc, há là ngươi nhân tộc có thể khinh nhờn, hôm nay, liền làm ngươi nhìn xem, thần tộc chi uy, người muốn biết được" ta ở thần tộc giữa, bất quá là một cái lão bộc, đã có thể như thế, như cũ là người trợ yêu cầu nhìn lên tồn tại, các ngươi tất yếu quỷ phục ở thần tộc dưới. Thượng quan hạo lấy được tuyệt đối ưu thế, hắn lĩnh vực làm cho người ta sợ hãi, nhưng hắn cũng không có lập tức đối trương huyền ra tay. Trương huyền liên trảm 10 tên thần tộc cường giả, lại đại bại 6 trọng thần tộc thiên kiêu, đã làm thần tộc lập hạ uy bị hoàn toàn đánh tan. Hiện tại, thượng quan hạo mượn cơ hội này, một lần nữa lập uy, làm thần tộc, tiếp tục như vậy, cao cao tại thượng. Ở kia đầy trời màu đen địa ngục dưới, một bộ bạch y trương huyền, như là một cái màu trắng điểm nhỏ, tùy thời có thể bị này hắc ám vùi lấp, nhưng chính là bởi vì hắn tồn tại, làm này đầy trời hắc ám mới không đến nỗi như vậy thuần túy, chính là bởi vì hắn tồn tại, làm này màu đen địa ngục bên trong, tràn ngập một mặt tiên khí. Thượng quan hạo nói chuyển tới mỗi một người nhân tộc tu sĩ trong tai. Tại đây như Long Thành Nội, tụ tập 3.500 vạn người. Đây là tuyệt đại bộ phận nhân tộc tu sĩ, thượng quan hạo lời nói, làm cho bọn họ mỗi một cái trong lòng đều bị bóng ma bao phủ. Nhân tộc bị thần tộc ức hiếp hồi lâu, vô pháp ngẩng đầu, lúc này đây, thật vất vả ra tới một người, cường thế chém giết thần tộc, vốn tưởng rằng nhân tộc quang minh đã đến, nhưng hôm nay lại phát hiện, này nhân tộc mạnh nhất người, đối mặt thần tộc một cái lão bộc, thế nhưng bó tay không biện pháp, chẳng lẽ, nhân tộc thật sự muốn vĩnh viễn khuất với thần tộc dưới sao? Trương Huyền lại như thế nào không biết người này muốn lập uy chi tâm. Đối mặt này vô tận màu đen địa ngục, Trương Huyền đột nhiên cười, cười rất lớn thanh. Người cười cái gì, thượng quan hạo lạnh giọng Ta cười người ít ngồi đáy giếng, ta cười người ít ngồi đáy giếng. Trương Huyền thanh âm cuồn cuộn, người thần tộc thật muốn cường đại, vì sao sẽ hôm nay mới hạ giới. Người thần tộc thật muốn cường đại, lại sao lại tại đây kiếp vận giữa. Người thần tộc không có cao thủ xuất hiện, người nói người chỉ là một cái lão bộc người nói thần tộc vô địch người nói thần tộc chúa tể người nói người thắng ta người lại như thế nào biết được ta là bản thể buông xuống đâu trương huyền nói giống như sấm sét người lại như thế nào biết được ta là bản thể buông xuống chẳng lẽ hiện tại này xuất hiện chỉ là một đạo phân thân thượng quan hạo nghe vậy mồm to quát cuồng vọng là các người cuồng vọng trương huyền một tay chỉ thiên hôm nay ta liền nói cho người thần tộc một đạo lý tiên vương không thể nhục Trương Huyền phía sau, kia vô tận hỗn độn thần hải, bỗng nhiên nổ tung, này thần hải dị tượng, thổi quét 33 trượng, thần hải quay cuồng, phản phất vô biên vô hạn, thần hải giữa, kia năm màu thần kiều kéo dài, đây là từ 3000 đại đạo sở tạo thành đại đạo thần kiều. Có dị thú bay múa, hổ gầm rồng ngâm, kia một gốc cây thanh liên, nở rộ với thần hải bên trong, tùy ý thần hải quay cuồng, ta tự lù lù bất động. Trương Huyền dị tượng vừa ra, phàm là nhìn đến người, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Ở phía trước, thần tộc còn chào phúng trương huyền không ra dị tượng, không bằng thượng quan như long, làm nhân tộc tu sĩ Á khẩu không trả lời được, cho rằng ở dị tượng phương diện thật sự thua. Nhưng lúc này, trương huyền dùng hành động nói cho bọn họ, cái gì mới kêu thần hải, cái gì mới kêu dị tượng. Này, mới là hải. Thượng quan như long, chỉ là cái hồ nước. Trạng nếu điên cuồng thượng quan như long, lúc này cũng ngốc lăng ở, hắn đột nhiên nghĩ đến, vừa mới chính mình hỏi đối diện nhân vi sao không phóng dị tượng, hắn nói không nghĩ khi dễ chính mình lúc ấy chính mình khinh thường nhìn lại hiện giờ xem ra là lời nói thật a à. đây là vô tận thần hải thật là đáng sợ đi cái gì là vô tận thần hải so thượng quan như long còn muốn đại cái gì kêu còn muốn đại thượng quan như long cùng này có thể so sánh cũng liền lớn gấp đôi sao ta nói cho ngươi vô tận thần hải đại biểu thần hải trong vòng năng lượng vô cùng vô tận sinh sôi không thôi này vô tận thần hải vì trăm mét không phải vị này cực hạn là trăm mét, mà là thần hải cực hạn là trăm mét. Thần hải mỗi mở rộng một mét, kia trả giá nỗ lực, là trình bao nhiêu bội số. Loại này vô tận thần hải, là vô cùng lớn. Kia châu thanh liên là cái gì? Kia năm màu thần kiều, lại là cái gì? Như thế nào sẽ có như vậy nhiều trong truyền thuyết sinh vật? Ta thấy được chân long ở thần hải nội, còn có phượng hoàng, kim cánh đại bàng, tam thúc kim ô. Trương huyền tóc bay múa, giờ khắc này, hắn từ kia tuyệt thế nho tiên, hóa thân thành tuyệt thế tiên vương. Thần hải bên trong, một đầu trắng tinh cự tượng phóng lên cao, cự tượng lao ra thần hải, hóa thân trăm trường hư ảnh, theo sau nâng lên móng trước, phát ra một thanh âm vang lên triệt thiên địa tượng minh thanh, hai vó câu lại thật mạnh đạp hạ, đạp đến kia màu đen xương mù dày đặc bên trong. Nguyên bản địa ngục cảnh tượng, ở kia thần tượng đạp hạ nháy mắt, bắt đầu tiêu tán, kia bạch cốt, kia mặt quỷ, phảng phất gặp được nhất sợ hãi sự tình giống nhau, nguyên bản phía sau tiếp trước muốn xé rách xương đen bọn họ, lúc này điên cuồng chiều xương đen nội chạy trốn. Thần tượng chấn ngục, luận dị tượng, trương huyền, thật đúng là không sợ ai. Lĩnh vực, bất quá là đem dị tượng cụ tượng hóa mà thôi, ở dị tượng giữa, cho dù là bờ đối diện cường giả, cũng đến cấp trương huyền thoái vị. Địa ngục lĩnh vực bị phá, thượng quan hạo mới ngưng tụ ra khí thế, toàn bộ đều bị đánh tan, hắn giấu ở áo đen chung mặt nhìn không ra lúc này biểu tình, nhưng từ hắn run rẩy thân thể là có thể cảm nhận được hắn trong lòng phẫn nộ trong thiên địa xương đen tan hết chỉ có trương huyền phía sau thần hải dị tượng quay cuồng trang bước ai chẳng biết a à. trương huyền giấu ở mặt nạ hạ mặt lộ ra một mặt khinh thường ta muốn giết ngươi thượng quan hạo phát ra nghẹn ngào thanh âm một trương thật lớn mặt quỷ ở này phía sau ngưng tụ khủng bố tuyệt luân đối mặt cuồng bạo thượng quan hạo trương huyền trực tiếp lấy ra đồng thao đỉnh theo sau dùng sức đem kia đồng thau đỉnh ném. Đây là đem Tiên Sơn cung khuyết đều tạp ra cái lỗ thủng đồng thao đỉnh. Nương này đồng thau đỉnh bị ném ra lúc sau, đón gió cự trướng, giống như một tòa tiểu sơn, bay thẳng đến Thượng Quan Hạo áp xuống. Thượng Quan Hạo phía sau mặt quỷ phát ra rít gào tiếng động, hai chỉ thật lớn quỷ thủ vươn, nâng đồng thao đỉnh, muốn đem này đồng thau sơn ném đi, nhưng từ kia không ngừng phát run bàn tay khổng lồ có thể nhìn ra, chỉ là chống đỡ này đồng thau đỉnh, đã là Thượng Quan Hạo cực hạn. Trương Huyền thấy tình thế, trực tiếp nhảy lên, theo sau hạ xuống kia đồng thau đỉnh phía trên, vô tận linh khí ép xuống, thật lớn quỷ thủ rốt cuộc chống đỡ không được. Oanh! Một đạo vang lớn trong tiếng, đồng thau đỉnh rơi xuống đất, thượng quan Hạo thân ảnh, tác bị áp với đồng thau đỉnh hạ, thật lâu không có phản ứng. Phía trước còn không ai bị nổi thượng quan Hạo, đột nhiên rơi vào như thế kết cục. Giữa trời đất này, lại lần nữa trở nên yên lặng lên. Trương Huyền sợ làm liền như hắn phía trước theo như lời ta lập tại đây nếu có thần tộc không phục đều có thể tới nếu có thần tộc bất công phải giết chi tiểu bối chi tranh nếu có thế hệ trước chẳng biết xấu hổ ra tay can thiệp phải giết chi trương huyền nhìn về phía tứ phương ra tiếng nói tiếp theo cái thiên địa yên tĩnh chẳng sợ thần tộc cũng không dám ra tiếng bờ đối diện hậu kỳ cường giả a liền như vậy chấn giết hơn nữa nghe người này lời nói hắn bất quá là một đạo phân thân mà thôi, phân thân đều như thế, bản thể nên rất mạnh a. À. Trương Huyền trong tay, lại lần nữa ngưng tụ trắng tinh tiên kiếm, hắn nhìn về phía thượng quan như long, múa may tiên kiếm. Dám ngươi! Sấm sét nổ vang, thật lớn kim sắc thân ảnh che đậy nửa bầu trời, trực tiếp hướng Trương Huyền ra tay, kim sắc bàn tay khổng lồ phách về phía Trương Huyền, lại có một người thần tộc trưởng bối động thủ. Sáu trọng thần chủ tới. Thần chủ ra tay, hắn chết chắc rồi thần tộc tu sĩ hoan hô nhân tộc tu sĩ tắc vô cùng khiếp sợ thần chủ đều tới sao lên làm quan hảo chết sáu trọng thần chủ cũng chưa nói chuyện nhưng đương trương huyền muốn sát thượng quan như long khi sáu trọng thần chủ hiện thân có thể thấy được thượng quan như long đối sáu trọng thần tộc mà nói có bao nhiêu quan trọng liền tại đây sáu trọng thần chủ công kích liền phải đến trương huyền trước mặt khi một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trương huyền trước người phụ thân không thể a à. đây là một nữ nhân trương huyền tuyệt mỹ, phong tư chắc tuyệt. Là công chúa, sáu trọng thần tộc công chúa, thượng quan ca vận. Thượng quan ca vận che ở trương huyền trước mặt, sáu trọng thần chủ công kích, lập tức dừng lại. Ca vận, rời đi, sáu trọng thần chủ quát lớn. Thượng quan ca vận khẽ lắc đầu, theo sau, ở nhân thần hai tộc tu sĩ khiếp sợ ánh mắt giữa, thượng quan ca vận mặt hướng trương huyền, quỳ một gối, hành đại lễ, thượng quan ca vận, gặp qua tiên vương tiền bối thượng quan ca vận động tác cùng lời nói, làm bao gồm sáu trọng thần chủ ở bên trong người, tất cả đều sửng sốt. Tiên vương, thần cung giữa có lớp người già truyền ra, kia tiên sơn chính là cấm kỵ nơi, ở tiên sơn nội, có cấm kỵ tồn tại. Mà thượng quan ca vận chờ năm tên thần tộc, thâm nhập tiên sơn, đã từng gặp qua tiên vương, bạch y tiên vương xuất thế tin tức, là bọn họ chính miệng truyền ra tới. Hiện giờ, thấy vậy bộ dáng, mọi người, lập tức liền minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào vị này bạch y thắng tuyết, mang mặt nạ, không phải bắt trước giả, chính là bạch y tiên vương A. Khó trách, khó trách hắn như thế mạnh mẽ. Khó trách, khó trách hắn một đạo phân thân, liền như vậy cường đại. Đây là tiên vương, từ thượng cổ sống đến bây giờ khủng bố tồn tại. Không ai sẽ hoài nghi thượng quan ca vận sẽ vì một nhân tộc tu sĩ đi tạo giả, vị này, chính là kia tuyệt thế tiên vương. Tuyệt thế tiên vương A. Thượng cổ cấm kỵ tồn tại, nhân tộc tu sĩ sôi trào. Bọn họ bị thần tộc ức hiếp, tìm không thấy đường ra, đơn giản là thần tộc nội tình quá cường, có không biết nhiều ít thần bí thế hệ trước cao thủ áp trận, trái lại nhân tộc, tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng các gầy yếu, vô pháp cùng thần tộc tranh hùng. Nhưng hiện tại, hết thảy đều trở nên không giống nhau, nhân tộc giữa, thế nhưng xuất hiện một tôn tuyệt thế tiên vương. Này có thể không cho nhân tộc tu sĩ kích động sao? Thượng quan ca vận quỷ gối trương huyền trước mặt, Đầy mặt cung kính, cầu tiên vương tiền bối, vòng ta sư huynh một mạng. Thượng quan ca vận theo như lời sư huynh, tự nhiên chính là thượng quan như long. Trương huyền cười khẽ ra tiếng, ha ha, chúng ta cách không tuyên ngôn, không chết không ngừng, lúc này, làm sao tới tha mạng vừa nói. Trương huyền phía sau, vô số tiên kiếm ngừng tụ mà thành, hắn tay nhất kiếm chỉ. Đi, vô số tiên kiếm, toàn bộ bắn nhanh, rậm rạp, lại vô thương quỷ gối trước người thượng quan ca vận thẳng đến thượng quan như long. Phốc 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 phốc, vũ khí sắc bén nhập thể thanh âm liên tiếp vang lên, thượng quan như long thân thể thượng, tăng thêm vô số huyết lỗ thủng. Vị này thần tộc tuyệt thế thiên kiêu, huyết nhiễm trời xanh, sinh mệnh khí cơ đạm đi. So với nhân tộc hoan hô sôi trào, thần tộc giữa, một mảnh trầm mặc. Chẳng sợ sáu trọng thần chủ, cũng chỉ là lẳng lặng nhìn một màn này, không có ra tiếng. Thượng cổ sống sót tuyệt thế tiên vương, không phải hắn có thể trêu chọc, chẳng sợ kia tiên sơn cung khuyết giữa, tiên vương lưu lại tỏa kỵ, đều vô cùng đáng sợ, càng đừng nói tiên vương. Tuy rằng sáu trọng thần chủ có thể cảm nhận được trước mặt khối này tiên vương phân thân thực lực giống nhau, chính mình ra tay, tất nhiên có thể diệt sát, nhưng này chỉ là một đạo phân thân mà thôi, một khi tiên vương bản thể xuất hiện, chính mình như thế nào chống cự, thần tộc như thế nào chống cự. Thượng quan ca vận cả người run rẩy hai mắt nhắm nghiền, nàng đây là ở sợ hãi, nàng có thể cảm nhận được những cái đó tiên kiếm từ chính mình quanh thân mà qua khi hỗn loạn khủng bố uy lực. Lúc này đây, nàng lộ diện, đều cổ đủ dũng khí, nếu như không phải sáu trọng thần chủ ra tay, nàng cũng sẽ không hiện thân, đây là khả năng đắc tội tiên vương sự. Nương đầy trời tiên kiếm tan đi, thượng quan ca vận mới dám trợn mắt, nàng nhìn về phía trước mắt, kia một người, một bộ bạch y thắng huyết, chính là trích tiên. Sau lưng thần hải làm hắn giống như đến từ cổ xưa hỗn độn giữa, giống như đến từ kia thiên địa sơ khai là lúc. Thượng quan Như Long, thi thể rơi xuống trên mặt đất. Trương Huyền thu hồi đồng thao đỉnh, đồng thao đỉnh phía dưới, thượng quan hạo, thân thể tạc nứt, so thịt nát còn bất kham. Thần tộc giữa, mỗi người sợ hãi. Đây là bị giết tới rồi sợ hãi. Trên bầu trời, kia biến ảo thân hình che đậy nửa bầu trời sáu trọng thần chủ nhìn lướt qua phía dưới, ra tiếng nói, "Ca vận, chúng ta đi." "Làm ngươi đi rồi sao?" Trương Huyền quay đầu, nhìn về phía sáu trọng thần chủ. Nếu trang bức, vậy muốn trang rốt cuộc, trang một nửa, ngược lại còn không giống. Sáu trọng thần chủ thật lớn thân hình một đốn, trên mặt mạnh mẽ bài trừ một nụ cười, không biết tiên vương tiền bối, có gì chỉ giáo. Trương huyền thân hình, ở sáu trọng thần chủ huyễn hóa ra tới thân ảnh trước, giống như con kiến giống nhau nhỏ bé, nhưng lại chiến ý giạt rào, kiếm ý tận trời. Người vừa rồi, đối ta động thủ, ta cũng muốn nhìn một chút, cái gọi là thần tộc thần chủ thực lực, rốt cuộc như thế nào. Trương Huyền phía sau, thần hải lại lần nữa quay cuồng, kia một gốc cây thanh liên lay động, sở hữu dị thú đều ở phát ra gầm rú hí vang, như là ở đối sáu trọng thần chủ tuyên chiến. Thượng quan ca vận quỷ gối kia, tiếp tục cầu tình, tiền bối, ta phụ thân chỉ là cứu đồ sốt ruột, tuyệt đối không phải cố ý mạo phạm tiền bối, thỉnh tiền bối chuộc tội. Ta làm ngươi nói chuyện sao? Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, kia bạch hổ hư ảnh nhào hướng thượng quan ca vận, bạch hổ gào giống, kia một đôi hổ chảo, tựa như có thể xé rách phía chân trời, gần chỉ là một đạo dị tượng, liền làm Thượng Quan Ca Vận cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Thượng Quan Ca Vận run bần bật, không dám nói nữa. Sáu trọng thần chủ thân hình che đậy nửa bầu trời, lúc này lại là đi cũng không được, tới cũng không phải. Đi, Tiên Vương đều mở miệng nói không thể đi, lúc này như thế nào có thể đi? Nhưng không đi, đánh qua đi. Kia chính là Tuyệt Thế Tiên Vương a, này một tá, nếu chọc đến Tiên Vương không vui, trực tiếp bản thể rời núi, sát thượng thần cung, kia chính mình đã có thể trở thành toàn bộ thần tộc tội nhân. Tại đây vô số ánh mắt dưới, bổn hiếu thắng thế ra tay sáu trọng thần chủ, tiến thoái lưỡng nan. Lúc này, phía chân trời lại có thanh âm vang lên, thanh âm này có vẻ thực giản nua. Thượng quan hoành đồ, hướng tiên vương tiền bối tạ tội. Thanh âm này giữa, tràn ngập mệnh lệnh miệng lưỡi. Thượng quan hoành đồ, đó là sáu trọng thần chủ. Tiên vương không thể nhục này già nua thanh âm lại lần nữa ra tiếng, tiên vương tiền bối không giết ngươi, còn không tạ tội. Thanh âm giữa, tràn ngập vài phần tức giận. Thượng quan hoành đổ biến ảo mà ra thật lớn thân hình biến mất, một bóng người từ chân trời mà đến, rơi xuống trương huyền trước mặt, cả người kim bào, ở này phía sau, có một vòng kim sắc vòng sáng trước sau cùng với, người này xuất hiện, đều mang theo một cổ thiên địa uy áp, nhân tộc bình thường tu sĩ, thậm chí không thể vẫn luôn đi xem, sẽ cảm giác hai mắt sinh đau, này đó là đỉnh cấp cường giả, liền xem, đều không thể nhiều xem vài lần. Thượng quan hoành đồ mặt hướng Trương Huyền, khom lưng, khom lưng, hành lễ, tiên vương tiền bối chuộc tội. Trương Huyền có thể rõ ràng nhìn đến thượng quan hoành đồ trong lòng không cam lòng, nhưng hắn không sao cả, hắn đôi tay lưng đeo với phía sau, lớn tiếng nói, từ hôm nay trở đi, thần tộc cùng nhân tộc chi tranh, thế hệ trước không được nhúng tay, đây là tạo hóa là lúc, khí vận là lúc, nếu thần tộc thế hệ trước ra tay, Ta đây chờ, cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Năm đó sống sót, cũng không ngừng ta một cái." Trương Huyền nói xong, trực tiếp rơi xuống như long thành nội, đi nhanh hướng một khách sạn mà đi. Thượng quan Hoành Đồ nhìn Trương Huyền bóng dáng, cắn chặt răng, theo sau xoay người, biến mất chân trời. Lúc này đây, sẽ không lại có thần tộc ra tiếng. Sáu trọng thần chủ tự mình tạ tội. Thần tộc có cổ xưa thanh âm, cũng nói cho thiên hạ, tiên vương không thể nhục. Ngày này là nhân tộc tu sĩ bước ngoặt. Mà Trương Huyền một người, ở Như Long Thành Thượng, giết đến thần tộc, mỗi người sợ hãi. Như Long Thành Nội, vang lên vô số tiếng hoan hô. Mọi người điên cuồng giống nhau truy đuổi Trương Huyền thân ảnh mà đi, nhưng bọn hắn còn bảo trì lý trí, bọn họ chỉ là không ngừng hoan hô tuyệt thế tiên vương này bốn chữ, hoan hô tiên vương vô địch, cũng không có làm ra cái gì chuyện khác người tới. Khách sạn trong phòng, Trương Huyền bất đắc dĩ thở dài, kế tiếp, chính mình thân phận, càng thêm không thể bại lộ, này tuyệt thế tiên vương thân phận, muốn vẫn luôn bảo trì đi xuống, hắn có thể nhìn đến thượng quan hoành đồ trong lòng không cam lòng. Phản cổ đảo, thần tộc thần cung nội, vang lên thượng quan hoành đồ không cam lòng tiếng hô. Thượng quan hoành đồ, thu hồi ngươi trong lòng khí. Ta không cam lòng, thượng quan hoành đồ cả người toát ra sát khí, đây là ta thần tộc thiên hạ. Cái gọi là tiên vương, chúng ta không nhất định phải sợ hắn, ta thần tộc giữa, lại không phải không có tuyệt thế cường giả một chuyện nhỏ, kinh động lão tổ tông, thượng quan hoành đồ, người càng sống càng đi trở về. Truyền lệnh đi xuống, từ hôm nay trở đi, sở hữu thần tộc tiểu bối, thu hồi bọn họ ngạo khí, về sau truyền thừa, công bằng cạnh tranh. Khoảng cách như long thành sự kiện, đã qua đi hai ngày thời gian. Hai ngày này, nhân tộc tu sĩ, vẫn là ở vào phấn khởi trạng thái. Nhiều thế lâu như vậy, rốt cuộc có người cấp chống lưng. Trương huyền hai ngày này, vẫn luôn đãi ở khách sạn phòng bên trong, cũng không dám ra cửa, phía dưới người thật sự là quá cuồng nhiệt, hắn sợ phát sinh điểm gì ngoài ý muốn. Bất quá như vậy vẫn luôn đãi ở khách sạn, cũng không phải biện pháp, Trương Huyền hít sâu một hơi, đi ra khách sạn. Đương Trương Huyền đi ra khách sạn thời điểm, hắn phát hiện, chính mình lo lắng dư thừa, những nhân tộc tu sĩ này tuy rằng cuồng nhiệt, nhưng đương chính mình sau khi xuất hiện, không có một cái, dám đi vào chính mình bên cạnh 5 mét trong phạm vi. Quỳ cảm tạ ta tộc tiên vương. Không biết ai trước mở miệng, người chung quanh tộc tu sĩ, tất cả đều quỳ xuống. Này một quỳ, không đơn giản là bởi vì nhân tộc Tuyệt Thế Tiên Vương cái này thân phận, càng quan trọng là vị này Tuyệt Thế Tiên Vương, vì bọn họ mang đến hy vọng, vì bọn họ mang đến tôn nghiêm, hai ngày này, thần tộc ở nhân tộc giữa, đã là đã không có cái loại này ngạo khí, tất cả mọi người biết được, này cùng Tuyệt Thế Tiên Vương có quan hệ. Nữ nhân ánh mắt giữa, lập lòe tia sáng kỳ dị. Nam nhân ánh mắt giữa, mang theo khát khao, mang theo kính nể. Nhìn này hết thảy, Trương Huyền đôi tay hư không thượng nâng, người chung quanh, chỉ cảm thấy một cổ vô hình lực lượng đưa bọn họ nâng lên, làm cho bọn họ không hề quỳ trên mặt đất. Trương Huyền không có nói bất luận cái gì lời nói, hắn rời đi như Long Thành. Mà nguyên bản định ở như Long Thành thiên kiêu khiêu chiến, cũng hành quân lặng lẽ, thần tộc đều liên tiếp bị chảm như vậy nhiều người, cái gọi là kiêu ngạo đã bị đánh tan, lại làm cái gì thiên kiêu khiêu chiến, lại có cái gì ý nghĩa. Trương Huyền thăm viếng toàn bộ phản cổ đảo, hắn nơi đi đến, những cái đó tông môn, đều làm tốt cung kính nghênh đón chuẩn bị, nhưng Trương Huyền cũng không có tiến vào bất luận cái gì một nhà tông môn, cuối cùng, hắn lại rời đi phản cổ đảo. Thần cung bên trong, một gian tràn ngập quang hoa đại sảnh trong vòng, mấy đạo thân ảnh ngồi trên nơi này, mỗi người, phía sau dị tượng liên tục, nhìn qua phá lệ khủng bố, đều là thần tộc cường giả. Về vị kia tuyệt thế tiên vương, các người thấy thế nào? Từ vùng cấm trung đi ra, không biết sống nhiều ít năm tháng tại thượng cổ thời kỳ hẳn là vùng cấm chi chủ giống nhau tồn tại thần tộc giữa một người đầu tóc hoa dâm lão giả mở miệng hắn vừa ra thanh người khác đều nhắm lại miệng đây là phía trước nói ra vùng cấm xuất thế người ở thần tộc có được rất cao địa vị hắn bị phong ấn lâu lắm thực lực tất nhiên đã chịu ảnh hưởng đây là kéo dài thọ mệnh cần thiết muốn trả giá đại giới tộc lão ngài ý tứ là ngồi ở chỗ này thượng quan hoành đổ ánh mắt lộ ra ý động thần sắc Đi tiên sơn, thăm thăm hắn đế, nhưng phải làm xinh đẹp, làm ẩn nấp, xảy ra chuyện, không cần liên lụy đến tộc của ta trên người. Tộc lão che kín nếp nhăn trên mặt, phá lệ âm trầm. Bọn họ là thần tộc, ngầm đồng ý hậu bối cường thế, muốn cướp chiếm thiên hạ khí vật, hiện giờ bị một khu nhà gọi tiên vương ngăn trở, trong lòng có thể nào vô khí. Minh bạch, thượng quan hoành đồ, thần thái sáng láng, lập tức xuống tay việc này. Thực mau, một cái tất cả đều là nhân tộc tu sĩ nội ngũ chạy tới tiên sơn nơi, tiến vào tiên sơn giữa. Này nhân tộc đội ngũ, là hoàn toàn bị thần tộc sở khống chế, đối mặt thần tộc cường quyền dưới, không phải mọi người, đều lựa chọn phản kháng. Đối với này hết thảy, Trương Huyền hoàn toàn không biết. Lúc này Trương Huyền, đã tới rồi Ngân Châu Thành, hắn ở lâm thị cao ốc ngoại, gặp được lâm thanh hạm thân ảnh, cái này hơn 2 năm chưa từng nhìn thấy nữ nhân, hiện giờ trở nên càng thêm giỏi giang, kia tóc ngắn lại lần nữa lưu trường, như cũ là một bộ thương nghiệp nữ vương tư thái. Trương Huyền chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, cũng không có tiến lên cùng nói đến lời nói, thậm chí liền nhiều dừng lại trong chốc lát đều không có, hắn chỉ là lấy qua đường giả thái độ trải qua nơi này, sẽ không khiến cho hoài nghi, Trương Huyền khẳng định, đang âm thầm, tuyệt đối có thần tộc thành viên, dám thị chính mình. Trương Huyền thăm viếng rất nhiều địa phương, hai năm chưa về, hắn lo lắng những cái đó bằng hữu, hắn đi qua viện Phúc Lợi, thấy được Tần Nhu, hắn đi Thạch Thành, gặp được Mưa Thu, hắn còn đi tác tổ tư phất lôi, hắn đi áo tang nơi địa phương, nhìn tổ huyền, cũng thấy được Ninh Châu. Hiện giờ, khoảng cách lúc trước 3 năm thời gian, đã qua hơn 2 năm, Ninh Châu như cũ một người sinh hoạt, nàng giống như đã buông xuống lúc trước hết thảy, hiện tại nàng, chẳng qua là một cái bình phàm bình thường cửa hàng lão bản. Trương Huyền cũng đi các đại thế gia, hắn thu thập bạch chỉ đám người tin tức, nhưng bạch chỉ đám người, lại như là mất tích giống nhau, cuối cùng, Trương Huyền đi địa tâm. Địa tâm giữa, thú nhân tàn sát bừa bãi, sở hữu hết thảy, đều bị phá hư, thú nhân tộc vương, đã không còn là cổ lực đan. Cổ chiến trường thượng, tùy thời có chiến đấu phát sinh, cũng may Lam Vân Tiêu tỏa chấn tại đây, thú nhân cũng vô pháp dễ dàng lướt qua lôi trì. Hai năm thời gian, làm hết thảy đều đã xảy ra thay đổi. Mà lúc trước thông thiên phong nơi, hiện giờ đồng dạng trở thành một cái thánh địa, tên là cổ kiếm thánh địa. Đơn giản là lúc trước huyền thiên lưu lại kia vô phong trọng kiếm tại đây, này vô phong trọng trên thân kiếm, thời thời khắc khắc phát ra một cổ khủng bố đến mức tận cùng kiếm ý, sở hữu tới đây thánh địa cúng bái người, đều là vì tìm hiểu này khủng bố kiếm ý. Trương huyền từ địa tâm trở về lúc sau, lại đi tới nơi này, dù cho là hiện tại, trương huyền cảm thụ này cổ kiếm ý, cũng cảm thấy trong lòng e ngại, huyền thiên cho hắn cảm giác, trước nay đều là cường đại, vô cùng cường đại, tưởng tượng không đến cường đại, đã từng là như thế này, hiện tại vẫn là như vậy chỉ là từ này vô phong trọng trên thân kiếm sở phát ra kiếm ý, đều so với kia bầu trời quan kế hoạch lớn mang đến muốn khủng bố. Này rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Trương Huyền lẩm bẩm theo sau rời đi. Huyền Thiên sở lưu lại kiếm ý tuy rằng khủng bố, nhưng không thích hợp chính mình, Trương Huyền hiện tại đi, là một cái người khác chưa bao giờ đi qua lộ. Trương Huyền hấp thu cấm kỵ năng lượng, dung hợp thành hỗn độn, mở ra hỗn độn thần hải, lại lấy kia dung hợp thế gian âm dương tiên liên chấn áp, lúc này mới thành công sáng lập thần hải, mà hắn thần kiều, lại là ở kia tiên sơn giữa, hiểu được đại đạo ba nghìn, sở ngưng tụ ra đại đạo thần kiều, hắn đi rồi một cái chưa bao giờ có người đi qua lộ, đây là một cái vô địch lộ, chiến lực siêu quần, nhưng đồng dạng, mỗi đi tới một bước, cũng càng thêm khó khăn. Hiện giờ Trương Huyền, đã xây dựng hoàn mỹ thần kiều, bước tiếp theo, đó là muốn vượt qua thần kiều, tới bờ đối diện. Nhưng bãi ở Trương Huyền trước mặt bờ đối diện, lại là sương mù thật mạnh, hắn không biết nên như thế nào đi tới, hắn thăm viếng thế giới các nơi, trong đó mục đích cũng là vì nhiều hơn hiểu được. Cuối cùng, Trương Huyền lại phản hồi tiên sơn giữa, hắn cảm thấy, chính mình vẫn là đến cùng cung khuyết giữa thanh âm kia tán gẫu một chút. Này đối với người khác mà nói cấm kỵ truyền thừa nơi tiên sơn, đối với Trương Huyền mà nói, liền cùng hậu hoa viên giống nhau. Đường đi vào cung khuyết trước khi, Trương Huyền thấy được cung khuyết bên kia vô số thi thể. Ta giúp người giải quyết phiền toái, người giúp ta đem này thi thể xử lý một chút đi cung khuyết nội thanh âm vang lên ta không trương huyền làm ra hai chữ trả lời theo sau đi vào cung khuyết giữa này cung khuyết chủ nhân đối với trương huyền nghiễm nhiên đã không có tính tình này đó lưu tại cung khuyết ngoại thi thể toàn bộ đều là thần cung giữa đi ra nhân tộc tu sĩ tiến đến thăm đế tiên sơn là cấm kỵ nơi bình thường tiến đến tìm kiếm cơ duyên tiên sơn chủ nhân sẽ không đi quản nhưng nếu mang theo tâm tư khác mà đến Bị thần tộc tộc lão đều xưng là cấm kỵ tồn tại tiên sơn chủ nhân, như thế nào chẳng quan tâm. Tiên sơn nội người, toàn bộ tử tuyệt, chỉ có một người, Lạc Hậu một ít, chưa đi đến nhập tiên sơn, tránh được một kiếp, nhìn đến tiên sơn nội phát sinh một góc, kinh hãi khôn kể, lập tức trốn hoàn hồn cung, thuyết minh hết thảy. Tiên sơn nội có tuyệt thế trận pháp, thần chủ ngài ban cho chúng ta phòng ngự pháp bảo, căn bản không có một chút hiệu quả, ở những cái đó trận pháp trước mặt, giòn cùng giấy giống nhau. Tiên sơn nội có vô số tiên quang, khủng bố tuyệt luân, có sao trời biến ảo. Ta nhìn đến Tuyệt Thế Tiên Vương Bản Tôn, trong tay hắn nắm một cái chân long. Đòi lại tới người, nói chút chính mình nhìn đến, cũng nói chút chính mình không thấy được, phán đoán ra tới, liền tỷ như nhìn đến Tiên Vương Bản Tôn, hắn bất quá nghe nói Tiên Vương nãi thượng cổ chân long bộ, cho nên nói ra này đó tới, rốt cuộc tất cả mọi người đã chết, chỉ có chính mình sống sót, nói càng khủng bố, chính mình chịu tội càng nhỏ. Thượng quan hoành đồ nghe này đó, mặt ngoài bình đạm, nhưng trong lòng đã gió nổi mây phun. Ở thượng quan hoành đồ trong đầu, đã hiện lên kia sao trời tan biến cảnh tượng, hắn là sáu trọng thần chủ, phá lệ cường đại, biết được rất nhiều, hắn từng nghe nói, có cái loại này cường đại tồn tại, một quyền nhưng bạo sao trời, nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi, ở hắn xem ra, kia tuyệt thế tiên vương có thể diễn biến ra như vậy cảnh tượng, chẳng sợ không phải cái loại này tồn tại, cũng không sai biệt lắm, dù cho mạnh mẽ tục mệnh, sống đến bây giờ, kia cũng cường đại vô cùng. Thượng quan hoành đồ trong lòng ở hận, hắn muốn báo thù, làm trò như vậy nhiều người mặt, khom lưng xin lỗi, này đối với hắn sáu trọng thần chủ mà nói, là vô pháp tiếp thu sự, nhưng hiện tại xem ra, thù này, cơ hồ không báo hy vọng. Không, cũng có hy vọng. Thần tộc chờ đợi hiện tại, còn không phải là đang đợi cái này sắp xuất thế cơ hội sao? Một khi được đến tạo hóa, chưa chắc không thể báo thù thượng quan hoành đồ nội tâm giữa một cái chớp mắt chi gian suy nghĩ rất nhiều, hắn phất phất tay, làm tên này nhân tộc tu sĩ rời đi. Nhân tộc tu sĩ nội tâm đại tùng một hơi, nói lời cảm tạ sau vội vàng rời đi, nhưng vừa mới đi ra thần cung, toàn bộ thân thể, liền trực tiếp nổ tung, thi cốt vô tồn. Thần tộc làm cho bọn họ đi thăm tiên vương đế, lại như thế nào sẽ làm bọn họ sống, chuyện này, thượng quan hoành đồ không dám chuyển ra đi. Lúc này Trương Huyền, ngồi xếp bằng ở tiên sơn cung khuyết giữa, cẩn thận tự hỏi bờ đối diện cảnh. Cung khuyết chủ nhân nói cho Trương Huyền, cái gọi là bờ đối diện, chính là chế tạo một phương thuộc về chính mình lĩnh vực, ở trong lĩnh vực, người liền có được tuyệt đối chúa tể quyền. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, giống như là thượng quan hạo lĩnh vực, đã bị Trương Huyền thần tượng trực tiếp chân tán. Mà bờ đối diện chế tạo, liên quan đến đến sau hai tầng cảnh giới. Mỗi người bờ đối diện đều là bất đồng, thần hải cùng Trúc Kiều, bất quá là chế tạo bờ đối diện tiền đề, tại đây năm cái cảnh giới giữa, bờ đối diện cảnh là vô cùng quan trọng, có chuyển tiếp tác dụng, này bờ đối diện chế tạo, cần phải có chính mình hiểu được, có đối đạo pháp lý giải, có đối kế tiếp bát phân chi cảnh ý tưởng, kết hợp đủ loại, chế tạo chính mình bờ đối diện. Đối với chính mình về sau lộ, Trương Huyền cũng không có nghĩ kỹ, hắn ở cung khuyết nội khoanh chân 3 ngày lúc sau, đứng dậy rời đi. Lần này tới Tiên Sơn, Trương Huyền trong lòng nghi hoặc đã là trải vuốt rõ ràng. Cung khuyết chủ nhân nói cho Trương Huyền, bởi vì trương huyền bài trừ tiệt giáo lưu lại phong ấn, dẫn tới tiên sơn trước tiên xuất thế, ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều tuyệt thế truyền thừa, đều phải xuất hiện, trương huyền có thể nhiều đi chút truyền thừa, nhiều hiểu biết một ít kia tuyệt thế đại năng con đường, tới chế tạo chính mình bờ đối diện. Bờ đối diện không thể nóng này. Cung khuyết chủ nhân còn nói cho trương huyền, làm hắn nhất định phải cẩn thận, tiệt giáo tuy rằng không có xuất hiện, nhưng tiệt giáo chó săn, vẫn luôn cũng chưa đi sạch sẽ, Tiên sơn nội cấm chế bị trương huyền bài trừ, tiệt giáo rất có khả năng sẽ theo dõi hắn. Trương huyền đầy mặt chua sót, hắn có loại trên đời toàn địch cảm giác, cái gì thần tộc, cái gì tiệt giáo, ngẫm lại đều đau đầu a. À, theo lý thuyết chính mình át chủ bài cũng rất đại, kia hai năm trước mới biểu lộ thân phận lão cha, còn có huyền thiên, đều là khó có thể tưởng tượng cường giả, nhưng bọn họ thật sự bận quá, căn bản không có thời gian phản ứng chính mình. Bằng không trương huyền suy nghĩ, làm này hai đại hào mang chính mình luyện cấp cũng không tồi. Rời đi Tiên Sơn, Trương Huyền nghe được tin tức, như Long Thành Nội, nhân tộc Thiên Kiêu tụ hội, đến lúc đó, toàn len keng, triệu cực, kiếm lâm thiên loại này tuyệt thế tồn tại, đều sẽ xuất hiện. Trương Huyền hiểu ý cười, tuy rằng hiện tại vô pháp cùng này đó lão bằng hữu tương nhận, nhưng đi xem bọn họ cũng không tồi. Lấy Trương Huyền hiện giờ thực lực, tốc độ cực nhanh, một bước vượt qua chân trời, một ngày thời gian, liền từ Tiên Sơn, tới rồi như Long Thành. Sốt cuộc phản cổ đảo quá lớn, 2.000 vạn km vuông. Như Long Thành Nội, cử hành thịnh hội, hiện giờ, thần tộc đã không dám kiêu ngạo, nhân tộc tu sĩ ở vào một mảnh hưng phấn sung sướng giữa, mỗi người đều vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Như Long Thành lớn nhất khách sạn, tên là Ôm Tiên Các. Này Ôm Tiên Các ba chữ, trực tiếp bắt được nhân tâm. Nói là khách sạn, kỳ thật là cổ hương cổ sắc cổ lâu, bất quá này cổ lâu cao thượng trăm mét, ngồi ở tầng cao nhất, có thể đem toàn bộ như Long Thành thu hết đáy mắt, Nơi này không có công nghệ cao thang máy, không có thủy tinh công nghiệp, hết thảy đều là tự nhiên bộ dáng, phi thường chịu truy phùng. Mỗi người đều có áo trắng ngựa trắng trường kiếm giang hồ hiệp khách tâm, này Ôm Tiên Các không riêng gì tên, bao gồm kiến trúc phong cách, đều quá sẽ bắt người tâm tư. Ôm Tiên Các cùng sở hữu 88 tầng, càng lên cao, diện tích càng nhỏ, cao nhất một tầng, bất quá chỉ có thể cất chứa một cái ghế lô khách nhân, mà tiến vào Ôm Tiên Các, không xem tiền, chỉ xem thực lực. Lúc này ôm tiên các cộng 88 lâu, toàn bộ ngồi đầy. Lầu một giữa đều là một ít bình thường tu sĩ, ngự khí, hóa hình cảnh, nếu lắng nghe, phát hiện đại gia lưu đến, đều là về kia tuyệt thế tiên vương cùng thần tộc chi chiến. Tuy rằng như Long Thành phía trên kia chàng đại chiến đã qua đi mấy ngày thời gian, nhưng như cũ làm người nói chuyện say xưa, không có biện pháp, thật sự quá nhiệt huyết, một người, bạch y tóc dài, lập với trời cao phía trên, giết toàn bộ thần tộc sợ hãi, giết thần tộc buông dáng người, giết mỗi người bình đẳng. Nhân tộc, rốt cuộc dương mi thổ khí một phen. Trương huyền như cũng một thân bạch y, trên người hắn quần áo nguyên bản bị thượng quan hạo trảo lạt, bất quá đã chữa trị, này bản thân chính là một kiện phòng ngự pháp bảo. Ôm tiên lâu lão bản, càng là bàn tay vung lên, nói hạ ôm tiên các 10 ngày nội sở hữu tiêu phí toàn bộ giảm giá 50%, lại vì ôm tiên các đánh một đợt. Lúc này đây nhân tộc thiên kiêu tụ hội, cũng ở ôm tiên các nội tiến hành. Ôm tiên các tầng cao nhất, ngồi trên nơi này, thổi thanh phong, uống rượu ngon, hưởng thụ mỹ thực, quan sát toàn bộ như long thành, ngẫm lại đó là thành thơ hưởng thụ. Liền người suy nghĩ, hôm nay kiêu tụ hội, nên là yêu nhã vô cùng, nhân tộc thiên kiêu, chuyện trò vui vẻ. Nhưng bởi vì có toàn len keng cùng triệu cực tồn tại, hết thảy đều thay đổi. Có thể ở ôm tiên các tầng cao nhất hầu hạ thị nữ, đều là chút quốc sắc thiên hương, các nàng rót rượu châm trà, cũng có người đàn tấu đàn tranh đàn cổ, ở nhạc khúc hạ nhẹ nhàng khởi vũ, Ngày thường gian, tới tầng cao nhất người tuy thiếu, nhưng cũng không phải không có, những người đó, tiến đến sau, phần lớn điểm một bàn rượu ngon hảo đồ ăn, nhưng cũng không sẽ như thế nào ăn, rượu ngon cũng là uống soàng mà thôi, nhiều ít đàm luận chút tu luyện một chuyện. Vốn định lúc này đây thiên kiêu tụ hội, mọi người cũng là như thế này, nhưng phong cách cùng này đó thì nữ tưởng, hoàn toàn bất đồng. Một người mặc áo cà sa đầu chọc hòa thượng, tới khi trong miệng niệm Phật Pháp, nghe nói nãi nhân tộc thiên kiêu bảng đệ nhất, này đó thì nữ cũng cung kính hô một tiếng đại sư, nhưng chờ ngồi xuống lúc sau, vị này đại sư tay phải đùi gà, tay trái đầu heo thịt, ăn miệng bóng nhảy Còn có một người, lưu chữ dâu quai nón, một bộ văn nghệ suy suốt đại thuốc bộ dáng, hảo không xoái khí, kết quả nhìn đến rượu ngon, một ly tiếp một ly không nói, càng là hướng trong quần áo tắc hai bình. Hôm nay kiêu tụ hội, hoàn toàn không phải các nàng trong tưởng tượng bộ dáng A. Còn thừa những người này, cũng đều bị này hai người mang theo hoàn toàn buông rụt rè. Sư huynh, người mẹ nó nuôi cá đâu, uống nha, chấn xa hướng chính mình sư huynh chấn chi như vậy nói. Một người nữ tu sĩ, thân xuyên bích ngọc áo xanh, diện mạo cũng là tuyệt mỹ, là nhân tộc thiên kiêu bảng đứng hàng thứ 9 cao thủ, tên là Cố Chi. Chấn xa đứng hàng thiên kiêu bảng thứ 8, chấn chi thứ 6, nguyên bản đệ thập Chelsea, đã bị chảm, toàn len keng đứng hàng đệ nhất, triệu cực đệ nhị, kiếm lâm thiên đệ tam. Đứng hàng đệ tứ, đồng dạng là một người nữ tính, nhìn qua giống như một cái tiểu lô ly, thực tế tuổi đã hơn 30 tuổi, tên là Y Cẩm, đứng hàng thứ 5, với Càn. Trong đó, với Càn nhất cổ quái, với Càn bản thân thực lực, bất quá là thần hải cảnh, nhưng hắn huyết mạch đã hoàn toàn thức tỉnh, huyết mạch chi lực, có thể đền bù chút kiều cảnh tranh lệch, này chứng minh với Càn huyết mạch chi lực có bao nhiêu cường đại, có người suy đoán, với Càn tổ tiên, tuyệt đối là mỗ vị đại nhân vật. Nhưng đối này lại không có gì dấu vết có thể tìm ra mà đứng hàng thiên kiêu bảng thứ bảy phong khôn cũng không có xuất hiện, nghe nói là phát hiện nào đó kỳ ngộ, đuổi không tới. Trừ bỏ những người này bên ngoài, còn có một người, ngồi ở này tầng cao nhất bên trong, hắn khuôn mặt tuấn lãng, khí chất chắc tuyệt, toàn thân tản ra một cổ cường đại hơi thở, ở hắn phía sau, có kim mang lập lòe. Toàn len keng tắc tiếp theo chỉ đùi gà qua đi, trong miệng hướng người này lẩm bẩm đạm đài văn chương, người nhưng thật ra ăn a à, ăn cũng không ăn, uống cũng không uống, ngồi này làm gì đạm đài bảy trọng thần tộc dòng họ nếu bị tu sĩ khác nhìn đến nhất định sẽ kinh rất trong mắt thiên kiêu bảng đứng hàng đệ nhất toàn len keng đã từng chém giết quá một người bảy trọng thần tộc nhưng hiện tại thế nhưng cùng bảy trọng thần tộc người ngồi ở cùng nhau ăn cơm đạm đài văn trương cười cười lúc trước ta kia không biết cố gắng tộc đệ chính là bởi vì cùng ngươi đoạt điểm ăn bị ngươi giết ta thề cùng ngươi ngồi ở trên một cái bàn ngươi không ngừng miệng ta không ăn đạm đài văn trương lời này vừa ra trên bàn người, đều nhịn không được chiều bên này xem ra, về toàn đinh đinh giang sơ vì sao giết một người bảy trọng thần tộc, mọi người đều rất tò mò, lúc này vừa nghe, thế nhưng là như vậy cái lý do. Vì ăn giết người, giết vẫn là bảy trọng thần tộc, này có chút quá biêu hãn đi. Toàn len keng bĩu môi, ta giết hắn, là bởi vì hắn miệng tiện, cùng ăn không quan hệ. Toàn len keng như vậy vừa nói, đại gia mới hiểu rõ. Toàn huynh, ta nói sự, người suy xét thế nào? đạm đài văn trương hỏi còn lại người lại đầu tới tò mò ánh mắt lần này thiên kiêu tụ hội ai cũng chưa nghĩ đến toàn len keng thế nhưng mang theo cái bảy trọng thần tộc lại đây toàn len keng buông trong tay đầu heo thịt theo sau yêu nhã rút ra một chương khăn giấy xoa xoa miệng chắp tay trước ngực hô một tiếng a di đà phật sau mới nói đạm đài văn hãn người nói đại ca ngươi thưởng thức ta muốn cho ta đi theo hắn nhưng người có biết hay không ta đại ca càng mãnh đạm đài văn hãn thực tự tin toàn huynh, vô luận đại ca ngươi rất mạnh, tự nhiên không bằng ta đại ca. Toàn len keng bàn tay một phách cái bàn, quát, người đánh giám. Ta đại ca nãi thiên hạ đệ nhất phú nhị đại, đại ca ngươi đâu? Đạm đài văn hãn bình tĩnh nói, ta đại ca nãi bảy trọng thần tộc thần tử, thân phận tôn quý, thực lực cũng ở bảy trọng thần tộc trẻ tuổi giữa vì nhất, nãi bảy trọng thần tộc tương lai thần chủ, hẳn là so ngươi trong miệng phú nhị đại hiếu thắng đi. Tương lai thần chủ thì thế nào? Toàn len keng khinh thường, ta đại ca chính là tương lai tiên vương. Thế gian duy nhất một đóa tiên liên, dung hợp thế gian âm dương. Đạm đài văn hãn lại nói, ta đại ca, nãi trời sinh thần thể, tương lai nhưng khống chế đại đạo. Toàn len keng trong mắt không ngừng chuyển, ta đại ca có vài cái nữ nhân, các đều là tuyệt sắc. Còn có một đống lớn người theo đuổi. Đạm đài văn lại nói, ta đại ca bên người, tọa ủng thần nữ vô số, khó có thể số thanh. Toàn len keng đôi mắt chừng, ta đại ca cả đêm sáu lần đạm đài văn như cũ thực bình tĩnh, ta đại ca cả đêm tám lần. Toàn len keng nóng này, ta đại ca cả đêm ba nữ nhân. Đạm đài văn trả lời, ta đại ca mỗi đêm 10 nữ hầu tẩm, tùy tiện chọn lựa. Ngồi ở trên bàn người, mắt thấy toàn len keng sắc mặt đỏ lên, cực kỳ kích động, nói hắn đại ca mãnh sự. Mà đạm đài văn chương từ đầu đến cuối, đều là vẻ mặt bình tĩnh, mặc kệ toàn len keng nói cái gì, hắn liền nói một kiện càng mãnh sự, hai người hiển nhiên làm thượng. Ta đại ca kêu Trương Huyền, kiêu ngạo trương. Ta đại ca kêu Đạm Đài tinh thần, kia đầy trời sao trời. Ta đại ca Trương Huyền cả đêm 50 cái nữ. Ta đại ca Đạm Đài tinh thần cả đêm 100 nữ. Ha ha, 100 nữ, đại ca ngươi có như vậy nhiều thời gian sao? Ta đại ca một lần 5 phút không được. Ta đại ca Trương Huyền một lần 2 phút. Ta đại ca Đạm Đài tinh thần một lần 1 phút. Ta đại ca Trương Huyền một lần 5 giây ta đại ca đạm đài tinh thần một giây một lần. Hai người tranh luận, làm đến ghế lô nội thị nữ cùng với hai gã nữ tu sĩ mặt đỏ tai hồng. Đạm đài văn chương, người tới, cùng lão tử đánh một trận. Toàn len keng vén tay áo. Đạm đài văn chương ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt bình tĩnh, ta đánh không lại ngươi, ta không đánh với ngươi. Toàn len keng thanh âm rất lớn, hắn chẳng sợ ở ôm tiên các tầng cao nhất, hắn thanh âm cũng chuyển bá đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều nghe được trong tai rất nhiều nữ tu sĩ lắc lắc đầu, sớm nghe nói Trương Huyền nãi tuyệt thế mãnh người, sớm tại hai năm trước, liền cùng thần tộc vì chiến, chém giết thần tộc, nguyên bản đối như vậy thiên kiêu cực kỳ cảm thấy hứng thú, nhưng hiện tại vừa nghe, cái gì hứng thú cũng chưa. Lại xem những cái đó nam tu sĩ, có vẻ phá lệ hưng phấn, người Trương Huyền mãnh lại sao, một lần năm giây. Lúc này Trương Huyền, một bộ bạch y, vừa mới bước vào như long thành nội. Câu kia ta đại ca Trương Huyền một lần năm giây liền truyền tiến trong tai, Trương Huyền đi đường hai chân bỗng nhiên mềm nhún, này mẹ nó. Trương Huyền nhìn mắt kia ôm tiên lâu, hít sâu một hơi, bước đi đi. Hôm nay hai càng dâng lên, thiếu ngày hôm qua hai càng bởi vì muốn lái xe trở về đuổi, đến sau khi trở về mới có thể mã. Ôm tiên lâu trước, rất nhiều tiếp đái thủ tại chỗ này, tuy rằng sinh ý bạo hỏa, nhưng tuyên truyền như cũ là phải làm. Đương một thân bạch y Trương Huyền rơi xuống ôm tiên lâu trước cửa khi, ôm tiên lâu trước cửa tiếp đái, tất cả đều sửng sốt ngài. Này bạch ghi thắng tuyết, mang mặt nạ thân ảnh, thử hỏi như long thành nội, còn có ai không quen biết đâu. Ôm tiên lâu, tên hay, trương huyền hơi hơi mỉm cười, lấy khí phát ra tiếng, đảo cũng hợp với tình hình, những cái đó thiên kiêu, ở nơi nào. Nghe nói tuyệt thế tiên vương hỏi chính mình vấn đề, ôm tiên lâu chiêu đãi thật sự liền sướng sở ở kia. Đây là một cái như thế nào tồn tại, chỉ là một tôn phân thân, liền giết đến thần tộc sợ hãi, chỉ là thân phận, liền phải sáu trọng thần chủ kho người nói khiểm, như vậy tôn sùng tồn tại, thế nhưng cùng chính mình nói chuyện, hỏi chính mình vấn đề. Ước chừng sừng sốt vài giây, tên này ôm tiên lâu tiếp đãi mới hồi phục tinh thần lại, lập tức đáp lời. Hồi tiền bối nói, bọn họ là ở tầng cao nhất. Đa tạ, trương huyền thả người, trực tiếp phi thân thượng tầng cao nhất. Ôm tiên lâu có quy củ, là không được trực tiếp thượng tầng cao nhất, nhưng này quy củ, hiển nhiên thêm không đến trương huyền trên người. Đương thấy trương huyền thẳng thượng trăm mét sau, tên này ôm tiên lâu tiếp đái, mới từ dại ra trạng thái khôi phục lại, nàng phá lệ hưng phấn, mà ngày này, cũng có một tin tức ở như long thành truyền khai. Ôm tiên lâu, thật sự đưa tới tuyệt thế tiên vương. Ở ôm tiên mái nhà tầng, toàn len canh cùng đạm đài văn trương còn ở tranh luận không thôi. Ta đại ca nãi tuyệt thế tiên vương, ta nói cho ngươi, kỳ thật ngày đó cái kia tuyệt thế tiên vương chính là ta đại ca trương huyền. Toàn len keng thật sự là không đến thổi, mặc kệ hắn nói gì, đều bị đạm đài văn chương áp một đầu, đơn giản đem nhân tộc tuyệt thế tiên vương dọn ra tới. Đạm đài văn chương nhìn toàn len keng, mới vừa mở miệng, lại nhắm lại. Sao, không nói. Toàn len keng thấy đạm đài văn hãn á khẩu không trả lời được, nháy mắt hăng hái. Như thế nào, đại ca người đâu, thần vương, có thể cùng tuyệt thế tiên vương so sao. Còn lại người cũng đều không nói, toàn nhìn toàn len keng toàn len ken chú ý tới những người này thần sắc biến hóa, nói, các ngươi đều nhìn ta làm gì. Không tin, ta nói cho ngươi, tuyệt thế thiên vương chỉ là ta đại ca trong đó một thân phận mà thôi, ta đại ca chân chính thân phận, là thiên mệnh chi tử. Cũng không sợ nói cho các ngươi, ta đại ca, kỳ thật là một đạo bẩm sinh sinh linh, nghe nói qua một câu sao, trước có đại đạo sau có thiên, ta ca trương huyền còn ở phía trước, thật sự, nếu không phải người một nhà, này tin tức ta đều không nói cho các ngươi, nếu là đem ta ca thân phận thật sự lấy ra tới, cái gọi là tiên vương chỉ có thể cho ta ca quỷ liếm, hiểu sao? Không phải, ta nói các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Gặp quỷ. Không tin, cũng theo ta ca không ở mà thôi. Nếu không ta mang các ngươi đi Tiên Sơn, đem ta ca kêu ra tới. Toàn len keng thấy tất cả mọi người không nói một lời nhìn chằm chằm chính mình, kia trương mập mạp trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Toàn sư huynh, người phía sau thiên kiêu bảng đứng hàng thứ 9 cố chi gian nan nuốt khẩu nước bọt. Ta phía sau, toàn len keng tò mò xoay người, ta phía sau như thế nào, chẳng lẽ còn. Tiên vương tha mạng A. Thình thịch, ở toàn len keng nói tha mạng hai chữ thời điểm, đồng thời quỷ gối trên mặt đất. Trương huyền vừa đến tầng cao nhất, liền nhìn đến toàn len keng tại đây khoác lác, nói thật, hắn đều có điểm nghe không đi xuống, muốn động thủ, nếu không phải ngại với hiện tại thân phận, này mập mạp hôm nay tuyệt đối muốn bị đánh gặp qua tiên vương tiền bối. Còn lại thiên kiêu, bao gồm những cái đó ôm tiên lâu người hầu, cũng tất cả đều đứng dậy hành lễ. Trương huyền nhìn triệu cực loại này hóa cho chính mình hành lễ, bộ dáng trịnh trọng, đừng nói, loại cảm giác này, còn có điểm kỳ diệu đâu. Chư vị, ta tới nghe một chút các người lưu đến là cái gì, này tiểu mập mạp, người vừa mới theo như lời bẩm sinh sinh linh, ta thực cảm thấy hứng thú, hay là, còn có như vậy tồn tại, tồn tại đến nay. Trương huyền như vậy hỏi không, toàn len keng quỷ gối nơi đó, đầu diêu cùng chống bỏi giống nhau, căn bản không có loại này tồn tại. Không, hắn mới vừa nói có đâu, đạm đài văn chương như cũ vẻ mặt bình tĩnh, hắn mới vừa nói hắn đại ca trương huyền thực mãnh tiên vương đều phải quỷ liếm. Toàn len keng một trương mặt béo phỉ nháy mắt trắng bệch, hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đạm đài văn hán, lập tức giải thích, tiền bối, đừng nghe thằng nhãi này hồ ngôn loạn ngữ A, à, không phải tộc ta tất có dị tâm, thằng nhãi này ở châm ngòi ly rán, ta đại ca Trương Huyền cùng tiền bối ngài so sánh với, chính là một đống cứt trâu, không đúng, còn không bằng một đống. Hảo, không đề cập tới việc này, Trương Huyền giấu ở mặt nạ hạ mặt đã hoàn toàn đen, hắn vội vàng ngăn cản toàn len keng, muốn tùy ý toàn len keng nói tiếp, chính mình không chừng phải bị bôi đen thành cái dạng gì đâu. Tiên vương mở miệng, toàn len keng lập tức ngậm miệng không nói. Trương Huyền phất tay, một cái ghế rơi xuống hắn phía sau, hắn ngồi song sau ra tiếng, các vị, cũng đừng đứng, ngồi xuống tâm sự đi, ta ở trong núi lâu lắm, đã có chút không hiểu biết thế giới này, còn thỉnh các vị vì ta giải thích nghi hoặc. Trương Huyền nói, đảo cũng là lời nói thật. Hai năm thời gian, biến hóa đích xác quá nhiều, về này phản cổ đảo, về tòa thành này, về hiện giờ nhiều như vậy thu sĩ, hắn một mực không biết. Tiền bối nói quá lời. Tiền bối ngài tưởng biết cái gì, chúng ta tất nhiên biết gì nói hết. Tiền bối, đúng lúc cái đùi gà, các ngươi khi đó làm khẳng định không hiện tại ăn ngon đây là toàn len keng mang theo nịnh nọt tươi cười. Một giờ sau, Trương Huyền Đại khái hiểu biết tình huống hiện tại. 5.000 vạn tu sĩ cái này số lượng, thực sự làm Trương Huyền kinh ngạc một phen, bao gồm các loại truyền thừa bên trong phát sinh sự tình, cũng đều làm Trương Huyền nghe được mùi ngon, hắn hiện tại nhất muốn biết, chính là mấy thứ này. Đến nỗi thú nhân tộc vấn đề, Trương Huyền muốn hỏi, nhưng lại tìm không thấy cái gì tốt mở đầu phương pháp, chỉ có thể đi trước từ bỏ. Các ngươi là như thế nào phát hiện truyền thừa? Trương Huyền hỏi ra cuối cùng một vấn đề. Năng lượng dao động, tiền bối có điều không biết, hiện tại năng lượng vẫn là có chút bạc nhược, một khi có truyền thừa xuất thế, sẽ có rất lớn năng lượng dao động xuất hiện, chúng ta sở hữu thế lực ước định, phàm là có truyền thừa xuất thế, tất nhiên thông báo thiên hạ, đại gia đi trước, các bằng bản lĩnh. Chấn Chi trả lời. Trương Huyền gật gật đầu, xem như sáng tỏ. Đại sự, đại sự, lại có truyền thừa xuất thế. Một đạo thanh âm ở Như Long Thành trên không vang lên. Ngay sau đó, toàn bộ như Long Thành, đều sôi trào. Truyền thừa. Truyền thừa đại biểu cho cái gì? Chính là cơ duyên, chính là cường đại cơ hội. Phàm là tu sĩ, có ai tưởng bình bình đạm đạm cả đời, đi vào phản cổ đảo, kia đều là theo đuổi cường đại chi lộ mà đến. Tu sĩ, tranh đến chính là cái này cơ duyên. Ôm thiên trên lầu, toàn len keng đám người trong mắt, cũng lộ ra kinh hỉ thần sắc, mỗi một lần truyền thừa xuất thế, nếu bọn họ đi trước, đều có thể được đến chỗ tốt, làm thực lực tấn trước một mảng lớn. Mỗi một lần truyền thừa xuất thế đều mang đến rất lớn cơ duyên, bọn họ thực lực có thể tăng lên như thế nhanh chóng đều là cùng truyền thừa xuất thế có trăm phần trăm quan hệ. Nếu không phải này đó truyền thừa, tất nhiên không có khả năng tiến bộ như thế nhanh chóng. Audio điện tử võ tấn bền đã từng ở một cái trên đường, huyền thiên đã từng nói qua, nghênh đón phản thời cổ đại đã đến, mà này phản thời cổ đại tên cũng từ đao nơ đức truyền ra tới, phản cổ đảo lấy này mệnh danh. Mọi người cũng đều hiểu biết, cái gì là phản thời cổ đại. Cái gọi là phản thời cổ đại, đó là thiên địa linh khí dần dần khôi phục quá trình, khôi phục đến thời cổ kia thiên địa linh khí nồng đậm thời đại, đến lúc đó tu hành đem so hiện tại dễ dàng gấp trăm lần. Mà này phản thời cổ đại mang đến chỗ tốt, đã từ truyền thừa giữa thể hiện ra tới. Hiện tại sở xuất hiện truyền thừa, còn vô pháp cùng chân chính thời cổ so sánh với nhưng cấp các tu sĩ mang đến tăng lên, đã cực kỳ khả quan. Cho nên, đối với truyền thừa, này đó tu sĩ, đều là cuồng nhiệt. Bất quá, này ôm tiên mái nhà tầng thiên kiêu nhóm tuy rằng hưng phấn, nhưng không có giống như bên trong thành còn lại người như vậy, điên cuồng chiều ngoài thành dũng đi, rốt cuộc, ở bọn họ trước mặt, còn ngồi một người tuyệt thế tiên vương đâu, nếu chậm trễ tiên vương, kia hậu quả là khó tưởng. Tuy rằng tiên vương vì nhân tộc xuất đầu, nhưng lại không đại biểu không thể không tôn kính tiên vương. Trương Huyền cũng xem thấu những người này tâm tư, ra tiếng nói: "Các vị, truyền thừa xuất thế, tất nhiên muốn tranh thủ, ta đối này đó truyền thừa cũng thực cảm thấy hứng thú, không bằng cùng nhau đi hảo." Nghe Tiên Vương nói muốn cùng nhau đi trước, toàn len keng bọn người có vẻ thực hưng phấn. Mỗi lần ở truyền thừa địa, kỳ thật cũng đều sẽ phát sinh một ít không công bằng sự, liền tỷ như có người được đến tạo hóa, kết quả thần tộc mạnh mẽ ra tay, nhân tộc giận mà không dám nói gì, tuy rằng lần trước Như Long thành một trận chiến, thần vương nói ra mỗi người bình đẳng chi ngôn, nhưng ai biết thần tộc có thể hay không mặt ngoài một bộ bối mà một bộ, nếu có thần vương cùng đi trước, vậy không giống nhau, tuy rằng chỉ là một đạo phân thân, nhưng thần vương bản tôn uy hiếp lực, chính là đặt ở kia. Thế giới này, có tuyệt đại bộ phận diện tích, đều là hải dương, mà tân xuất hiện truyền thừa, cơ hồ đều là ở hải dương nơi. Mỗi một lần truyền thừa xuất thế, phụ cận hải vực, đều sẽ bị phong tỏa, người thường căn bản vô pháp tiếp cận. Người thường còn không biết, liền tại đây yên lặng biến hóa giữa, lục địa diện tích tương so với phía trước, đã tăng trưởng 3%. Này tương đương với toàn thế giới lục địa 1 phần 10 tăng trưởng diện tích, phá lệ khủng bố. Truyền thừa xuất thế, địa điểm công bố, mọi người, đều chiều truyền thừa nơi chạy đến. Ở vô tận mặt biển phía trên, một tòa màu đen núi lớn trống giống xuất hiện ở mặt biển phía trên, núi lớn toàn thân ngăm đen, không phải cái loại này thẳng tủng trong mây, mà là giống như núi lửa giống nhau. Từ thượng xem, này núi lớn có một cái thật lớn chỗ hồng, nơi này tràn ngập một cổ hắc khí, có thể cảm nhận được này hắc khí giữa, tràn ngập thực nồng đậm năng lượng. Một ngày lúc sau, này hắc sơn chung quanh, tụ tập không dưới trăm vạn người. Đây là truyền thừa mị lực. Trăm vạn người, đen nghìn nghịt một mảnh, này số lượng quá khủng bố. Nhân tộc tu sĩ đã đến, thần tộc tu sĩ cũng đã đến. Hiện tại, truyền thừa chỉ là xuất thế, cấm chế còn không có hoàn toàn giải trừ. Dựa theo phía trước kinh nghiệm tới nói, ít nhất muốn 3 ngày thời gian, cấm chế mới có thể giải trừ, đến lúc đó mới có thể tiến vào này truyền thừa giữa. Chấn chi mở miệng, chủ yếu cấp trương huyền giải thích. Các thiên kiêu kia giữa, cũng liền chấn chi tương đối đáng tin cậy. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập tới rồi nơi này, khi bọn hắn thấy này một bộ bạch y trương huyền khi, tất cả đều nội tâm kích động không thôi, truyền thừa xuất thế, có bạch y tiên vương cấp áp trận, trong lòng tự tin đủ rất nhiều lại xem thần tộc bên kia, đương nhìn đến nhân tộc tiên vương ở phía sau, một đám tất cả đều như là xương đánh cả tím giống nhau, không có gì tinh thần. Tuy rằng bọn họ có nắm chắc, bạch y tiên vương sẽ không vô duyên vô cớ đối thần tộc ra tay, nhưng khí thế thượng đã bị đè ép một đầu, dĩ vãng truyền thừa xuất thế, đều là thần tộc mười mấy hai mươi người chiếm cứ một tảng lớn vị trí, là có lợi địa hình, nhưng lúc này đây, thần tộc tu sĩ đều bị tễ đến một góc giữa, không dám hé răng, Thần tộc giữa có người đem tin tức này truyền tới thần cung giữa. Thượng Quan Hoành Đồ biết được này tin tức sau, lập tức đi ra thần cung, chạy tới Hắc Sơn. Đối với này nhân tộc Tuyệt Thế Tiên Vương, Thượng Quan Hoành Đồ trong lòng vẫn luôn đều có oán khí, nhưng không dám biểu lộ ra tới, lúc này hắn đi ra thần cung, đi vào Hắc Sơn, chính là có giận dỗi thành phần ở bên trong. Thượng Quan Hoành Đồ tới khi, thanh thế to lớn, đem nửa bầu trời đều nhuộm thành kim sắc quang mang, hắn cả người đều quấn quanh kim mang thật liền giống như kia thiên thần buông xuống giống nhau. Đối lập thượng quan hoành đồ, Trương Huyền có vẻ bình đạm, chỉ là một người đứng ở nơi đó, nhưng ở khí thế thượng, không ai cảm thấy Trương Huyền thua, ngược lại cho rằng, bạch y tiên vương như vậy tiêu sái, tự nhiên, mới là chân chính khinh thường hết thảy. Nhà giàu số một xuyên cái không chính hiệu, kia cũng là trào lưu sao. Tuy rằng biết thượng quan hoành đồ không bằng tuyệt thế tiên vương, nhưng có sáu trọng thần tộc thần chủ tọa chấn, thần tộc tu sĩ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Mà nhân tộc thiên kiêu bên này, đạm đài văn trương đã rời đi, tiếp tục đợi cho cái này trong đội ngũ, sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Nhân tộc bên này có tuyệt thế tiên vương. Thần tộc bên kia có thượng quan hoành đồ. Nhân thần hai tộc ở Hắc Sơn trước, chia làm hai cái đội ngũ. Nhân tộc chiếm cứ 4 phần 5 địa phương, thần tộc 1 phần 5, không đến mức xúc ở kia chỗ ngoặt giữa. Hai ngày thời gian trôi qua, Hắc Sơn phía trên, đột nhiên dâng lên một trận sương mù, này sương mù vừa xuất hiện, tất cả mọi người biểu hiện phi thường hưng phấn. bọn họ biết đây là truyền thừa muốn mở ra khúc nhạc dạo. mỗi một cái truyền thừa đều sẽ có người từ giữa được đến thiên đại chỗ tốt. phàm là tới tìm kiếm cơ duyên người đều tin tưởng lúc này đây cơ duyên liền ở trên người mình. đương sương mù tràn ngập là lúc kia vẫn luôn che ở hắc sơn phía trước vô hình cái chắn hoàn toàn tan đi. sở hữu tu sĩ vô luận nhân thần hai tộc toàn bộ hướng hắc sơn nội phóng đi. mấy trăm vạn người cùng nhau hướng là cái gì khái niệm? Trương Huyền nhìn thấy một màn này, đều ở sững sờ, rậm rạp, đen nghìn nghịt một mảnh, trong nháy mắt toàn bộ dũng mãnh vào Hắc Sơn giữa, thậm chí Hắc Sơn nội đều dung không dưới nhiều người như vậy. Trương Huyền cũng tưởng đi vào tìm tòi đến tột cùng, nhưng hắn lại không thể động. Không có biện pháp, Trương Huyền hiện tại trang chính là tuyệt thế tiên vương nhân vật, này tuyệt thế tiên vương, tự nhiên không thể cùng bình thường tu sĩ giống nhau, nhìn thấy truyền thừa liền đỏ mắt, Trương Huyền nhìn thượng quan hoành đồ liếc mắt một cái, nếu không phải thứ này tới, chính mình cũng không cần thiết tại đây trang, đi vào trước xem liền xong rồi. Thượng quan hoành đồ chú ý tới trương huyền hướng chính mình xem ra, hắn mở miệng ra tiếng, thanh âm to lớn vang dội tiên vương tiền bối, người có thể yên tâm, tiểu bối chi tranh, ta sẽ không tham dự, loại này cơ duyên, khiến cho bọn họ tiểu bối tranh đi thôi. Trương huyền không có hé răng, lẳng lặng trôi nổi với không chung. Trương huyền bất động, thượng quan hoành đồ cũng bất động. Hắc sơn bên trong, các tu sĩ đang tìm kiếm cơ duyên, cơ duyên thứ này, thực huyền diệu, có đôi khi, không nhất định chỗ sâu nhất chính là tốt nhất, có người nhặt được hạt giống của thần thụ, chính là ở truyền thừa bên cạnh, phi thường không chấp mắt, không ai chú ý, nhưng cố tình chính là bảo bối. Này rậm rạp các tu sĩ ở Hắc Sơn nội tìm kiếm hồi lâu, thẳng đến kia tràn ngập xương mù dày đặc đều bị thổi tan, cũng không gặp ai hô lên tìm được cơ duyên tin tức. Nói như vậy, một khi có người tìm được cơ duyên, đó là tưởng tàng đều tàng không được, cơ duyên bùng nổ đều mang theo tiên quang mang theo năng lượng gió lốc mà giờ này khắc này căn bản không ai có thể nhìn đến cái gì năng lượng gió lốc a à, tiên quang gì đó hơn nữa này hắc sơn trụi lùi làm tưởng đào thụ đều không thể nào xuống tay kia hắc khí lượn lờ hút khí đại quân cũng không dám tùy tiện hút khí này rốt cuộc là chuyện như thế nào thật là truyền thừa nơi sao nơi trốn tràn ngập cổ quái không giống như là truyền thừa nơi a à. Từng đạo nghi hoặc thanh âm ở tu sĩ đại quân bên trong vang lên, có nhân tộc, cũng có thần tộc. Mọi người đều thực không cam lòng, rốt cuộc truyền thừa vốn là thiếu, tu sĩ người lại nhiều, lang nhiều thịt thiếu cục diện hạ, này thịt vẫn là giả thịt. Các ngươi xem, kia miệng núi lửa thượng có chữ viết. Có người mắt sắc, ở miệng núi lửa địa phương, nhìn đến ba chữ, này ba chữ hiện ra màu đen, ở ngăm đen sơn thể thượng, tại đây hắc khí lượn lở bên trong, đích xác không dễ dàng bị phát hiện. Tế thiên đàn, Tế thiên đàn, có ý tứ gì? Khẳng định là thượng cổ lưu truyền tới nay, tế thiên, lấy như vậy bút tích, quá không bình thường. Mọi người nói nói, ánh mắt liền không tự chủ được tập trung đến trương huyền trên người. Chính mình không biết, nhưng không đại biểu tuyệt thế tiên vương không biết a à. Trương huyền kỳ thật trong lúc này, vẫn luôn đều ở quan sát này tòa hắc Sơn. hắc Sơn giữa đủ loại, ở trương huyền trong mắt, hóa thành chính là từng điều sợi tơ, đây là lấy 3.000 đại đạo dựng thần kiều chỗ tốt, rất nhiều đồ vật ở Trương Huyền trong mắt đã trở nên thông tục dễ hiểu. Trương Huyền phát hiện, này Hắc Sơn giữa, trên thực tế là tràn ngập rất nhiều năng lượng thể, kia tràn ngập năng lượng thể, thậm chí so Tiên Sơn bên trong còn muốn nhiều. Nhưng này đó năng lượng thể, đều bị thứ gì cấm phong bế, Trương Huyền theo kia một cái tuyến cẩn thận nhìn lại, phát hiện này cấm phong sở hữu năng lượng thể tuyến, là trực tiếp liên thông đến kia miệng núi lửa. Nhìn đến này, Trương Huyền một bước bước ra, hai cái hô hấp gian liền đi vào miệng núi lửa chỗ. Dậm dạp tu sĩ đại quân, tự nhiên là không dám ngăn trở tiên vương bước chân, thấy tiên vương tới, tất cả đều thối lui đến một bên, cấp trương huyền nhường ra một con đường. Trương huyền đi vào miệng núi lửa chỗ, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia tuyến, cái kia phong ấn sở hữu năng lượng tuyến, vẫn luôn kéo dài đến miệng núi lửa phía dưới. Trương huyền suy nghĩ một chút, đánh ra một đạo năng lượng, mặc kệ phong ấn như thế nào, trước thử lại nói. Nương một đạo năng lượng đánh tiếp, Trương Huyền đột nhiên phát hiện, cái kia phong ấn sở hữu năng lượng hắc tuyến, thế nhưng ảm đạm rồi một ít, tuy rằng chỉ là một ít, nhưng lại đại biểu có hiệu quả. Nghĩ vậy, Trương Huyền trong cơ thể, hỗn độn năng lượng điên cuồng chiều kia miệng núi lửa chút xuống đi xuống, trong lúc nhất thời, cái kia màu đen đường cong chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh biến hóa, mà này hắc sơn giữa, kia lượn lờ màu đen khí thể cũng ở giảm bớt, năng lượng hơi chút trở nên tinh thuần một ít. Quả nhiên, Trương Huyền thầm nghĩ trong lòng, nơi này tinh thuần năng lượng đều bị phong ấn, mà phong ấn ngọn nguồn, liền tại đây miệng núi lửa nội, chỉ có ngoại lai năng lượng mới có thể giải trừ này đó phong ấn, nhưng yêu cầu ngoại lai năng lượng thật sự là quá nhiều, Trương Huyền tính một chút, nếu lấy chính mình vừa mới năng lượng chút xuống tốc độ, ít nhất muốn nửa tháng thời gian mới có thể giải trừ này Hắc Tuyến phong ấn. Nửa tháng, đối với này đó tu sĩ mà nói, cũng hoàn toàn không tính rất dài. Đang lúc Trương Huyền tính toán thử lại khi, hắn đột nhiên phát hiện, vừa mới cái kia sinh ra biến hóa hắc tuyến, lại khôi phục thành nguyên trạng. Này, Trương Huyền nhìn chầm chầm cái kia hắc tuyến, này hắc tuyến, là có thể tự mình phục hồi như cũ. Nếu cứ như vậy, chỉ bằng vào mượn chính mình nói, đừng nói nửa tháng, chẳng sợ một tháng, một năm, cũng đừng nghĩ giải trừ phong ấn. Mà như vậy hắc tuyến, tổng cộng có 5 điều. 5 điều hắc tuyến, trực tiếp đem này hắc sơn phân chia ra 5 cái khu vực tới. Trương Huyền nói như thế nào cũng là nghiên cứu quá tiệt giáo phong ấn người, hắn hơi phân tích một chút, phán đoán ra này hắc tuyến phong ấn, là ăn một ít năng lượng rót vào. Năng lượng. Trương Huyền trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, nếu là năng lượng thể nói, những cái đó tiên sơn cung khuyết nội được đến bảo vật, không phải cũng là năng lượng thể sao? Trương Huyền tùy tay lấy ra một kiện đồng chùy dạng binh khí, chiều trong đó một cái hắc tuyến bao trùm khu vực ném đi xuống. Trương Huyền trơ mắt nhìn cái này binh khí rơi xuống miệng núi lửa nội, ngay sau đó, bị một cổ năng lượng sở phân giải, mà phân giải sau binh khí, hóa thành tinh thuần màu trắng quang mang, nháy mắt khiến cho một cái hắc tuyến hoàn toàn biến sắc. Trong nháy mắt này, hắc sơn phía trên, kia một mảnh khu vực, lượn lờ màu đen hơi thở hoàn toàn biến mất, ở màu đen hơi thở biến mất trong nháy mắt kia, vô cùng tinh thuần, vô cùng nồng đậm linh khí bộc phát ra tới. Nương này linh khí bộc phát ra tới thời điểm, tuy là thượng quan hoành đồ, đều có chút kinh ngạc, đơn giản là này linh khí nồng đậm cùng tinh thuần trình độ, thật sự là quá kinh người, hắn thượng quan hoành đồ làm sáu trọng thần tộc thần chủ, cũng chưa bao giờ gặp qua như thế tinh thuần linh khí. Này linh khí khu vực, liền bùng nổ ở nhân tộc tu sĩ này bốn khu vực trong đó một mảnh. Phàm là tại đây khu vực tu sĩ, giờ phút này căn bản không kịp tưởng cái gì, điên cuồng hấp thu linh khí, cường đại chính mình, tại đây linh khí giữa tu hành một giây, tương đương với ở địa phương khác tu hành mười mấy giây, hai mươi mấy giây, đây là mấy chục lần tốc độ tu luyện A. Truyền thừa, cùng với cơ duyên. Này đó là truyền thừa. Đương truyền thừa hiện thế, đương được đến chỗ tốt thời điểm, mới có thể phát hiện, chính mình phía trước tu, kia đều là cái giám A. Địa phương còn lại tu sĩ, cũng đều chiều bên này vào tới, bất quá khu vực hữu hạn, rất nhiều người, vẫn là bị chắn bên ngoài. Nhưng che ở bên ngoài người cũng không nóng nảy, có tuyệt thế tiên vương tại đây, đại gia tin tưởng tuyệt thế tiên vương sẽ đem này hắc sơn, toàn bộ đều biến thành bảo địa. Ném xuống một kiện binh khí sau, Trương Huyền chú ý cái kia hắc tuyến, cái kia trở nên thuần trắng hắc tuyến, đang có màu đen hơi thở dần dần lan tràn, kia tốc độ không mau cũng không chậm, dựa theo Trương Huyền tính ra, đại khái muốn nửa giờ thời gian, sẽ hoàn toàn biến thành phía trước thuần hắc bộ dáng, mà đến lúc đó, này đó tinh thuần năng lượng còn sẽ biến mất, hắc sơn lại trở nên cùng phía trước tương đồng khó trách kêu tế thiên đàn, là trả giá nhất định đại giới, mới có thể cho chỗ tốt sao, này còn không phải là chuyên môn nạp phí vip thất sao. Tìm được rồi phương pháp, Trương Huyền cũng liền không lo lắng, còn không phải là muốn bảo bối sao, Trương Huyền khác không có, cố tình liền bảo bối nhiều, ở kia tiên sơn cung khuyết giữa, hắn sạn mấy cái muỗng, mỗi một cái muỗng, kia đều là cùng tiểu sơn giống nhau bảo bối cùng đan dược, liền như vậy đi xuống ném, phỏng trừng đều đến ném mấy ngày. Nhìn đến này, Trương Huyền không hề nghĩ nhiều, lại lấy ra tam kiện bảo bối, đương trường ném đi xuống. Mười mấy giây sau, cả tòa Hắc Sơn, trừ bỏ thần tộc nơi địa phương bên ngoài, địa phương còn lại, tất cả đều bộc phát ra tinh thuần nồng đậm linh khí, nhân tộc tu sĩ hô to tiên vương uy vũ, theo sau bắt đầu buồn đầu tu luyện. Lại xem thần tộc bên kia, cả tòa Hắc Sơn, chỉ có thần tộc nơi địa phương, vẫn là một mảnh hắc khí, chẳng sợ thượng quan hoành đồ quanh thân kim mang diệu thiên, nhưng lại là một chút bãi đều tìm không trở lại thần tộc tu sĩ nhìn nhân tộc tu sĩ đắm chìm trong kia tinh thuần năng lượng giữa, trong lòng dư lại, trừ bỏ hâm mộ, vẫn là hâm mộ, cùng nhân tộc tu sĩ so sánh với, chính mình cũng liền quá thảm đi, cùng không ai muốn hài tử dường như. Nhân tộc tu sĩ tự nhiên cũng chú ý tới thần tộc tu sĩ bên này quẫn cảnh, bọn họ đắc ý nhìn thần tộc tu sĩ, kia ý tứ thực rõ ràng. Chúng ta này có tuyệt thế tiên vương, các người thần tộc có gì? Có mau sao, một cây đều không có, Loại này khiêu khích ánh mắt tự nhiên bị thần tộc tu sĩ xem ở trong mắt, bọn họ không tự giác đem ánh mắt phương hướng thượng quan hoành đồ nơi phương hướng. Thượng quan hoành đồ ở nhìn đến nhân tộc bên kia linh khí đầy đủ thời điểm, liền lường trước đến khả năng sẽ phát sinh như vậy sự, tuyệt thế tiên vương vì nhân tộc giải quyết khó khăn, chính mình cũng đến vì thần tộc giải quyết khó khăn. Thượng quan hoành đồ quý vì sáu trọng thần chủ, thực lực cường đại, nhưng hắn rốt cuộc không có làm được lấy 3.000 đại đạo xây dựng rũi kiểu loại này yêu nghiệt thủ đoạn nơi này cấm chế pháp trận hắn căn bản là xem không hiểu, nhưng Trương Huyền vừa rồi động tác, hắn lại thấy rõ, không phải ném một ít bảo bối binh khí sao, tới bái, chính mình lại không phải không có, ném một hai kiệt, còn ném đến khởi. Thượng quan hoành đồ một bước tiến lên trước, đi đến kia miệng núi lửa chỗ. Giờ phút này miệng núi lửa chỗ, bốn cái phương hướng nở rộ nồng đậm linh khí, chỉ có một phương hướng ảm đạm không ánh sáng. Thượng quan hoành đồ chỉ là hơi chút tự hỏi một chút, liền lấy ra một kiện bảo bối, chiều kia ảm đạm địa phương ném đi xuống. Đương mười mấy giây sau, kia ảm đạm phương hướng đồng dạng nở rộ linh khí quang hoa, mà thần tộc nơi khu vực, cũng biến thành nồng đậm dư thừa bộ dáng. Thần tộc tu sĩ, lập tức đại hỉ, vừa rồi đã chịu trào phùng ánh mắt, lập tức đắc ý phản kích trở về. Lúc này đây lại coi trọng quan kế hoạch lớn sau lưng kim sắc quang hoa, lóa mắt nhiều. Thượng quan hoành đồ cười lớn một tiếng, thần tộc con cháu, Phàm là có ta thượng quan hoành đồ ở, các ngươi sẽ không so người khác kém. Có chút chúng ta tạm thời không thể có được, bất quá là thời gian không đủ, chỉ cần cho chúng ta đồng dạng thời gian, chúng ta thần tộc như cũ là đứng ở đỉnh núi tồn tại. Thượng quan hoành đồ này một câu, nghe tựa khích lệ, kỳ thật vẫn là biểu hiện phát tiết trong lòng bất mãn, mang theo oán khí, hắn ý tứ, chính mình so này tuyệt thế tiên vương kém, bất quá là tuyệt thế tiên vương sinh thời đại so với hắn muốn sớm, phải cho hắn thời gian, hắn không sợ tuyệt thế tiên vương Trương Huyền nghe vậy, chỉ là cười cười, không nói gì. 30 phút thời gian, ở mọi người tu luyện giữa, thực mau liền qua đi, đương đại gia phát hiện này hắc sơn linh khí biến mất, hết thảy lại trở nên hắc khí lượn lờ là lúc, đều có chút hoảng thần. Không hoảng hốt, Trương Huyền ra tiếng, liền thấy hắn bàn tay vung lên, lại lấy ra bốn kiện bảo bối, ném tới miệng núi lửa chung, mười mấy giây qua đi, linh khí lại lần nữa đầy đủ. Thấy như vậy một màn, thượng quan hoành đồ nội tâm giữa có một cổ dự cảm bất hảo. Mà liền ở nhân tộc bên này phát sinh biến hóa lúc sau, thần tộc bên kia cũng phát sinh biến hóa. Thượng quan hoành đồ học bộ dáng, lại ném một kiện bảo bối đi vào, thần tộc lại lần nữa linh khí đầy đủ. Có nhân tộc tu sĩ khó hiểu nơi này biến hóa, cung kính ra tiếng, tiên vương tiền bối, này tế thiên đàn, rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì sao linh khí khi có khi vô. Một kiện bảo bối, có thể chống đỡ linh khí đầy đủ nửa. Hai chú hương thời gian. Trương Huyền vốn định nói nửa giờ, nhưng tưởng tượng chính mình nhân thiết, vẫn là lập tức sửa miệng, chỉ cần không ngừng tế ra bảo bối, liền có thể làm linh khí vẫn luôn đầy đủ đi xuống, các vị không cần lo lắng. Đa Tạ Tiên Vương, nhân tộc tu sĩ vừa nghe lời này, đồng thời mang ơn đội nghĩa, tiên vương đây là ở vì nhân tộc tu sĩ tạo phúc a. Tuy rằng bọn họ không biết tiên vương theo như lời bảo bối là cái gì phẩm cấp đồ vật, nhưng có thể làm này trận pháp phát sinh biến hóa, khẳng định không phải bình thường ngoạn ý bảo bối, là tiên sơn giữa trí bảo sao, ta may mắn được đến một kiện, chỉ so tổ khí hơi chút muốn nhược một chút. Như vậy bảo bối, chỉ có thể chống đỡ hai chú hương thời gian, tiên vương đây là đại ân chạy a ta chờ tu sĩ, bái tạ tiên vương. Một người nhân tộc tu sĩ hô to, còn lại tu sĩ nghe, hít hà một hơi, chỉ so tổ khí nhược một chút đồ vật. Thân là tu sĩ, bọn họ phi thường rõ ràng, một kiện tiện tay binh khí có bao nhiêu quan trọng, không chút nào khoa trương nói, Ngự khí giai đoạn trước lấy một phen binh khí, có thể đánh không lấy binh khí ngự khí trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, binh khí tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, mà liền loại này bảo bối, Tiên Vương nói tế liền tế, một lần tế bốn đêm, chỉ là vì đại gia mưu phúc lợi. Tiên Vương, thật là nhân tộc cứu tinh a. Mà thượng quan kế hoạch lớn, tác cảm giác có chút đại sự không ổn. Tuy rằng làm sáu trọng thần chủ, thượng quan hoành đồ cũng có chút bảo vật, nhưng tại đây tế thiên, kia đến nhiều ít bảo vật mới đủ a hai chú hương thời gian cũng chính là nửa giờ, đối với tu luyện giữa người mà nói, nửa giờ tính cái giam A. Như vậy linh khí nồng đầm tinh thuần địa phương, tại đây đãi mấy năm, thượng quan hoành đồ đều vui, mà bảo bối mới có nhiều ít. Thượng quan hoành đồ tính toán đâu ra đấy, bất quá mười mấy kiệt, hiện tại đều đã quăng vào đi hai kiệt. Này không dùng được mấy giờ, chính mình phải táng ra bại sản A. Thượng quan hoành đồ phản ứng đầu tiên, chính là trước rời đi thì tốt hơn, đang lúc thượng quan hoành đồ chuẩn bị phải đi khi, nghe thấy một người thần tộc tu sĩ ra tiếng. Kia tiểu tử, người đắc ý cái gì? Các ngươi nhân tộc có tuyệt thế tiên vương, chúng ta thần tộc cũng có sáu trọng thần chủ, mới vừa thần chủ đại nhân nói, người khác có, chúng ta cũng có, đại gia liền liều mạng luyện, có bản lĩnh luyện cái mấy năm, kết quả là nhìn xem ai mãnh Sáu trọng thần chủ uy vũ. Thượng quan hoành đồ đang muốn rời đi nện bước nghe được lời này, một cái lảo đảo, hắn nhìn về phía tên kia nói chuyện thần tộc thanh niên thần tộc thanh niên phát hiện sáu trọng thần chủ đại nhân cũng đang nhìn chính mình, tức khắc kích động vô cùng. Thượng quan hoành đầu nhìn chằm chằm đối phương, trên mặt bài trừ một cái tươi cười, hỏi, người tên là gì? Tên này thần tộc thanh niên vừa nghe, lập tức kích động trả lời, hoàn hồn chủ đại nhân, ta là tam trọng thần tộc thiên luân. Hảo, thiên luân, ta nhớ kỹ ngươi, thượng quan hoành đồ cắn răng, nhưng trên mặt như cũ vẫn là tươi cười, chờ việc này kết thúc, chính mình đến tự mình đi tam trọng thần tộc đi một chuyến. Thiên Luân vừa nghe lời này, trên mặt cười ra hoa tới, có thể bị sáu trọng thần chủ nhớ rõ, kiểu gì vinh quang a. À. Thiên Luân thả ra tàn nhẫn lời nói, làm thượng quan Hoành Đồ vô pháp đi rồi, nhìn những cái đó thần tộc thanh niên mang theo kỳ vọng ánh mắt, thượng quan Hoành Đồ căn bản tìm không thấy lý do, nếu lúc này lùi bước, chỉ sợ về sau muốn uy nghiêm quét xác. Thượng quan Hoành Đồ hiện tại liền hận chính mình, không có chuyện gì sao chạy tới áp trận. Hai chú hương thời gian thực mau liền đến. Trương Huyền trước tiên ném bốn kiện bảo bối đi xuống cho nhân tộc tu sĩ nơi này hoàn mỹ tục thượng, mà thượng quan kế hoạch lớn cũng chỉ có thể cắn răng thiết đầu lại ném một kiện bảo bối, đương ném xuống một kiện bảo bối sau, thượng quan hoành đồ lập tức phái người đi trước thần cung, thỉnh còn lại vài vị thần chủ lại đây. Thượng quan hoành đồ thấy Trương Huyền kia ném bảo bối bộ dáng bốn kiện bảo bối cùng rác rưởi giống nhau trực tiếp ném tới miệng núi lửa, này vân đạm phong khinh bộ dáng chính mình chơi bất quá a. À. Lúc này trạng thái, hiển nhiên là nhân tộc cùng thần tộc, ở một cái khác phương diện tranh phong, so đấu ai bảo bối nhiều đâu đây là. Thượng Quan Hoành Đồ hiện tại thật muốn cho chính mình hai bàn tay, làm gì muốn nói ra cái gì nhân tộc có thần tộc cũng có loại này lời nói tới. Hai chú hương thời gian lại đi qua. Trương Huyền nhẹ nhàng lấy ra bốn kiện bảo bối ném vào miệng núi lửa. Thượng Quan Hoành Đồ trong lòng quặn đau, nhưng mặt ngoài vẫn là một bộ không thèm để ý bộ dáng, lấy ra bảo bối tới. Thời gian ở tu luyện chung quá thật sự mau, suốt nửa ngày thời gian trôi qua. Thượng Quan Hoành đồ thần hải bảo bối đã hoàn toàn không. Cũng may còn lại Nhất Trọng Thiên cùng bốn trọng thiên thần chủ đuổi tới, lấy ra chút bảo bối tới, mới hóa giải Thượng Quan Hoành đồ lấy không ra bảo bối xấu hổ hoàn cảnh. Thượng Quan lão huynh, này tính ngươi mượn ta a? À, nhất Trọng Thiên thần chủ mà thiên mở miệng. Ta này tám kiện bảo bối, chính là ta toàn bộ thân gia. Bốn trọng thần chủ Kim Tiêu cũng nói như vậy thượng quan hoành đồ thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra tới này đó bảo bối đều là vì ta thần tộc tiểu bối ngưu phúc lợi đâu ra ta hỏi các ngươi mượn vừa nói muốn nói mượn cũng đúng hiện tại lập tức đem nhà các ngươi tiểu bối lãnh đi này chỉ chưa ta sáu trọng thần tộc người hai vị thần chủ nghe thượng quan hoành đồ như vậy vừa nói tức khắc không nói bất quá tiếp thu hai vị thần chủ lấy ra tới bảo bối thượng quan hoành đồ như cũ vẻ mặt khuôn mặt u sầu này tế thiên đàn không biết có bao nhiêu năng lượng ở bên trong, tiếp tục như vậy đi xuống, không dùng được một ngày thời gian, này đó bảo vật liền tiêu hao xong rồi, căn bản không phải chúng ta có thể chơi nổi. Bảo vật nội ẩn chứa thiên địa năng lượng, mà thiên ra tiếng, nếu là chính chúng ta giáo huấn năng lượng đâu. Thượng quan hoành đồ trước mắt sáng ngời, đúng vậy, cái này hắn phía trước như thế nào không nghĩ tới. Ta đi thử thử, thượng quan hoành đồ nghĩ vậy, trực tiếp đánh ra năng lượng đến kia miệng núi lửa nội, Thượng Quan Hoành đồ năng lượng cuồn cuộn trình độ không phải Trương Huyền có thể bằng được. đường kia giống như thác nước năng lượng chút xuống tiến miệng núi lửa khi nguyên bản miệng núi lửa nội sắp trở nên ảm đạm kia một mảnh khu vực lại lần nữa sáng lên. Thượng Quan Hoành đồ sắc mặt vui vẻ hấp dẫn. Bất quá chờ Thượng Quan Hoành đồ kết thúc năng lượng chút xuống kia miệng núi lửa nội nhan sắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên ảm đạm rồi đi xuống. Thượng Quan Hoành đồ qua lại thử vài lần, minh bạch này ngoạn ý đến vẫn luôn giáo huấn năng lượng mới được mà này tế thiên đàn nội, vô pháp khôi phục năng lượng, chỉ có thể đến bên ngoài khôi phục, bất quá cũng may còn có hai gã thần chủ, có thể đem này khôi phục thời gian tục thượng. Thượng quan hoành đồ cấp hai gã thần chủ thấu cái khí, hai gã thần chủ đều tỏ vẻ không có vấn đề, hiện tại việc này, không trưng màn thầu tranh khẩu khí. Dù sao phía chính mình ba gã thần chủ đủ dùng, có thể sử dụng tự thân đền bù bảo bối, vậy nhìn xem kia tiên vương có thể làm nhiều ít bảo bối xuất hiện đi ngao bái xem ai ngao đến quá ai cứ như vậy liên tiếp ba ngày thời gian trôi qua ba ngày thời gian trương huyền lấy ra tới bảo bối đã làm ba gã thần chủ trừng lớn đôi mắt bất quá việc đã đến nước này chỉ có thể tiếp tục ngao đi xuống tại đây loại hoàn cảnh hạt tu luyện mỗi người đều có vẻ phá lệ tích cực đây chính là căn cứ vào ngày thường mười mấy hai mươi lần tốc độ tu luyện a ba ngày thời gian tương đương ở bên ngoài tu luyện hai tháng trương huyền tại đây đãi ba ngày nhìn mắt đồng dạng ngao ba ngày ba vị thần chủ, Trương Huyền cũng biết không có biện pháp tiếp tục làm những người này lấy ra bảo vật, như vậy chính mình đãi đi xuống cũng không có bao lớn tất yếu. Chư vị, Trương Huyền mở miệng, hắn thanh âm truyền tiến mỗi một người nhân tộc tu sĩ trong tai. Sở hữu đang ở tu luyện tu sĩ, đều dừng trong tay động tác, chuyên tâm nghe Trương Huyền nói chuyện. Nơi này là tu luyện bảo địa, là nhân tộc tăng lên thực lực kỳ ngộ, ta hy vọng các ngươi nhiều đãi ở chỗ này, mấy thứ này, từ chấn chi bảo quản. Trương Huyền vung tay lên, giống như tiểu sườn núi giống nhau bảo vật, xuất hiện ở chấn mặt trước. Nhân tộc tu sĩ, trường lớn đôi mắt nhìn này đó bảo vật. Chấn chi tắc hưng phấn sắc mặt đỏ bừng, hắn không nghĩ tới tuyệt thế tiên vương thế nhưng nhớ kỹ tên của mình, cũng không nghĩ tới sẽ đem mấy thứ này cho chính mình bảo quản. Trương Huyền lựa chọn chấn chi, cũng là có nguyên nhân, nếu mấy thứ này cấp toàn len keng hoặc là triệu cực này hay hóa, tuyệt đối có thể bị tư nuốt một nửa, Lấy Trương Huyền đối Triệu Cực hiểu biết, nuốt một nửa đều xem như thiếu. Đến nỗi Kiếm Lâm Thiên, lấy Kiếm Lâm Thiên tính cách, là tuyệt đối sẽ không tùy ý động mấy thứ này, nhưng đồng dạng, tu luyện sự bãi ở trước mắt, Kiếm Lâm Thiên cũng bất chấp mặt khác, chỉ có chấn chi tương đối đáng tin cậy. Cách phách Tam đại thần chủ nhìn Trương Huyền lấy ra này tiểu sơn giống nhau đồ vật, trong lòng có, chỉ có chua sót liền này đó bảo bối bãi tại đây, chính mình đến tại đây háo bao lâu a. À. Trương Huyền lấy ra đồ vật lúc sau, cất bước rời đi. Trương Huyền rời đi, một là không nghĩ tiếp tục tại đây háo đi xuống, đệ nhị, còn lại là hắn cảm nhận được cổ cơ rời đi. Tại đây mấy trăm vạn người chung, Trương Huyền phát hiện cổ cơ thân ảnh, tại đây loại mỗi người đều khát vọng tu luyện cơ hội hạ, cổ cơ sẽ trước tiên rời đi, này trung gian khẳng định liên lụy còn lại cái gì. Lấy Trương Huyền thực lực, hiện tại theo dõi cổ cơ, cổ cơ kiên quyết không có khả năng phát hiện. Cổ cơ rời đi Hắc Sơn hoàn toàn không phát hiện chính mình hành tung đã bị người nắm giữ, nàng thẳng đến thần cung mà đi, ở thần cung phía sau kia tòa sơn trước, cổ cơ lại lần nữa tay niết pháp ấn, đi vào, trương huyền đi theo này phía sau. Như cũ là kia chật trội u ám sơn động, khàn khàn thanh âm ở sơn động chỗ sâu trong vang lên. Cổ cơ, chuyện gì quấy rầy ta? Thần chủ đại nhân, hiện tại thần cung nội, ba gã thần chủ rời đi, không ở thần cung giữa, một trọng, bốn trọng, sáu trọng thần chủ, đều bị vây ở tế thiên đàn thượng cổ cơ quỳ trên mặt đất, đem tế thiên đàn nội phát sinh sự tình đại khái nói một chút. Ha ha ha, tam trọng thần tộc phát ra khàn khàn tiếng cười, này ba cái ngu xuẩn. Bất quá, người nói nhân tộc tiên vương, nhưng thật ra có điểm ý tứ, chờ ta thần công đại thành, hắn nhưng thật ra một cái không tồi cắn nuốt đối tượng. Nếu thần cung bên trong hư không, là có thể đi một chuyến. U ám chật trội trong sơn động, một trận màu đen khí mang thổi quét mà đến. Trương Huyền ở vào này sơn động lối vào, chỉ cảm thấy bên trong sở thổi quét ra tới uy áp, so thượng quan hoành đồ còn muốn khủng bố. Trương huyền tâm thần vừa động, một bước bước ra, đã xuất hiện tại đây sơn động ngoại, tiếp tục đái ở bên trong, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Vài phút sau, một bóng người xuất hiện tại đây núi lớn trước, hắn cả người màu đen trường bào, tại đây trường bào phía trên, phát họa màu tím ám mang đường cong, có vẻ tôn quý vô cùng. Thần cung, ta thiên đế, lại về rồi, tam trọng thần chủ trong miệng lẩm bẩm theo sau hướng cổ cơ nói, người đi trước địa tâm chờ ta, đãi ta bắt được đồ vật sau, lập tức tiến đến cùng ngươi hội hợp, nơi đó vị trí, ngươi đều hỏi thăm rõ ràng đi. Đại nhân yên tâm, thực hảo, chuyện này, ta nhớ người đầu công, thiên đế gật gật đầu, theo sau, liền thấy hắn phía sau hắc khí ngập trời, hướng thần cung nơi tràn ngập mà đi. Thần cung giữa, lập tức cảm nhận được này khủng bố màu đen khí mang. Người nào, dám phạm ta thần cung, tìm chết không thành, ha ha ha, đầy trời hắc khí giữa, thiên đế trôi nổi với không trung phía trên, thần cung. Có gì khó lường? Thiên đế phía sau, hắc khí thổi quét nửa bầu trời. Này khủng bố màu đen khí mang bao phủ thần cung. Thiên đế ở cuồng vọng cười to, đến đây đi, làm ta nhìn xem, thần cung, lại có thể làm khó dễ được ta. Thiên đế, bất quá thần tộc phản đồ mà thôi, còn dám trở về, giết ngươi. Trên bầu trời, một phen xanh lam đại đao trống giống hình thành, trực tiếp chém về phía thiên đế. Này đại đao giữa, mang theo một cổ cuồng bạo sát lực, không gì sánh kịp, đại đao phách chặt bỏ quá trình giữa, thần cung chung quanh, núi lớn băng toái. Chảm ta, thần cung giữa, ai có thể chảm ta? Hôm nay, ta thiên đế, liền tới rút ra ba điều thần hồn. Thiên đế cánh tay múa may gian, vô số hắc khí thổi quét, kia xanh làm đại đao chống rỗng tiêu tán. Này khủng bố tuyệt luân đại đao, ở thiên đế phất tay gian, liền cái gì đều không dư thừa hạ thần cung giữa bạo khởi kim mang, cùng thiên đế sở hỗn loạn hắc khí phân đình lễ kháng, thiên đế chi thân sát nhập thần cung giữa. Trương huyền đứng ở phương xa, chỉ có thể cảm nhận được thần cung giữa bộc phát ra vô số bảng bạc năng lượng, hướng khắp nơi phát ra, này đại chiến suốt rằng con nửa giờ. Nửa giờ sau, thiên đế thần ảnh một lần nữa xuất hiện ở này thần cung ngoại, hắn khóe môi treo lên máu tươi, nhưng lại phát ra cười to tiếng động. Ha ha ha, này tam lũ thần hồn, ta liền trước nhận lấy, ha 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 thiên đế thân ảnh biến mất ở chân trời, mà nguyên bản kim bích huy hoàng thần cung còn lại là một mảnh hỗn đột. trương huyền nhìn này thần cung bộ dáng trong lòng có hỉ có yêu. này thần tộc đã là túc địch, thần tộc càng không dễ chịu, trương huyền nội tâm liền càng tốt chịu, nhưng hôm nay đế cũng không phải gì hảo điều a, à, làm cho bọn họ ai chiếm thiện nghi, trương huyền đều khó chịu. thiên đế biến mất, trương huyền cũng không có tiếp tục lưu lại, trực tiếp bôn cổ chiến trường mà đi. cổ chiến trường thượng có nhân tộc binh lính gác. Hiện tại, tuy rằng thú tộc thường xuyên bạo động, nhưng nhân tộc thủ vệ nơi này đã không giống phía trước như vậy khó khăn, Lam Vân Tiêu tỏa chấn tại đây, vốn chính là một đạo khó có thể vượt qua cái chắn, hơn nữa hiện giờ tiến vào phản thời cổ đại, nhân tộc tu sĩ thực lực đại trướng, thủ vệ cổ chiến trường, sớm đã không giống phía trước như vậy gian nan. Thiên đế cùng Trương Huyền đều là trí cường giả, bọn họ trộm lướt qua cổ chiến trường, trừ bỏ Lam Vân Tiêu bên ngoài, căn bản không ai phát giác mà Lam Vân Tiêu tắt ngồi ở này cổ chiến trường một cái lều lớn giữa, cảm thụ lưỡng đạo cực cường hơi thở ở không trung xẹt qua, như ẩn như hiện, hắn chỉ là nâng nâng mí mắt, cũng không có đi quản, không liên quan chính mình sự, chọc này thân tao làm gì. Này đó là Lam Vân Tiêu hiện giờ ý tưởng. Ngồi ở Lam Vân Tiêu đối diện, là cầm trong tay thần trưởng Đao Nơ Đức. Đao Nơ Đức nhìn Lam Vân Tiêu, khóe miệng treo lên một mặt mỉm cười, chúng ta hiện tại, đều là vì hiện thực cúi đầu A. Lam Vân Tiêu vẻ mặt không sao cả biểu tình, thời đại bản thân cũng đã thay đổi. Ha ha, thời đại thay đổi, người lại không thay đổi. Đao nơ đức nhìn chằm chằm Lam Vân Tiêu, người hiện tại trạng thái, là bởi vì, vị kia, còn ở vào biến mất giữa, không có xuất hiện, đúng không? Lam Vân Tiêu trong mắt sát khí chợt lóe, nhưng ngay sau đó lại khôi phục nguyên trạng, cái gọi là tạo thần kế hoạch, cũng chỉ là một cái kế hoạch mà thôi, lại không phải nói nhất định phải thực thi. Người làm vân tiêu có một viên bá chủ tâm, người hiện tại làm, lại không phải bá chủ sự A. Đao nơ nước từ đầu đến cuối, khóe miệng đều ngậm một mặt ý cười. Làm vân tiêu nhún vai, sinh không gặp thời bái, còn có thể làm sao, không thấy hiện tại, nơi nơi đều là đại ca, đã sớm không phải người ta có thể đứng ở đỉnh núi thiên hạ. Vậy người có nghĩ tới, trở về đỉnh núi sao? Đao nơ đức đột nhiên thu hồi tươi cười, vẻ mặt chính xác. Làm vân tiêu nhìn chằm chằm đao nơ đức nhìn vài giây, hắn không lắc đầu, cũng không gật đầu, nhắm hai mắt. đau nơ đức, ngươi là ở cùng ta nói dẫn sao? Không có, theo ta được biết, bọn họ ba cái này vừa đi, rất khó đã trở lại. Cổ chiến trường này chủ soái lều lớn ngoại, một tầng màu trắng quang mang bao phủ, làm cho bọn họ nói, chút nào sẽ không chuyển tới bên ngoài đi. Địa tâm giữa, thú nhân bạo động, nhìn thấy nhân tộc, đều như là nhìn thấy con mồi, trực tiếp đi lên phân thực, chém giết có thể trên mặt đất tâm tồn tại người, đều là có tuyệt đối bảo mệnh năng lực. Tỷ như anh linh điện. Anh linh điện tuy rằng cá nhân thực lực thiếu chút nữa, nhưng mỗi người đều là hảo thủ, thú nhân cũng không dám tùy ý đắc tội. Trên mặt đất tâm, anh linh điện có nhất định địa vị, đến nỗi mặt đất, bọn họ đãi không được, lúc trước nhằm vào Trương Huyền, hiện giờ đã làm anh linh điện trở thành công địch, không có biện pháp, ai làm hiện tại nhiều người như vậy đều có thể tu luyện, tất cả đều là đã chịu Trương vì thiên phúc trách đâu cổ cơ đi vào mặt đất, nhìn thấy thú nhân, nàng bản thân liền thuộc về thú nhân nhất tộc, chỉ là phía trước ở cổ lực đan dẫn dắt hạ, cổ cơ căn bản vô pháp quang minh chính đại xuất hiện ở thú nhân trước mặt. Nhưng hiện tại bất đồng, hiện tại thú nhân, có 70%, đã tiếp nhận rồi cổ cơ, đến nỗi dư lại 30%, là cổ lực đan tử trung, này đó tử trung, đối mặt 70% thú nhân, căn bản không dám nói cái gì, đến nỗi cổ lực đan, cũng biến mất thật lâu. Thú nhân tộc lúc trước phương, ở hai năm sau lưu lạc vì thú nhân tộc đào phạm cổ lực đan lần trước lộ diện vẫn là bởi vì chém giết thần tộc mà hắn rốt cuộc là như thế nào chém giết thần tộc cũng không có người biết được chỉ biết thần tộc tìm được rồi địa tâm nói ra chuyện này mà cổ lực đan ở biến mất trước lưu lại câu nói kia còn lại là trương huyền người khinh ta giờ này khắc này cổ cơ trước mặt đứng thượng trăm tên thú nhân ta chủ nhân lập tức liền tới rồi hiện tại, mang ta đi các người nói địa phương đi. Cổ cơ, này thú nhân đội ngũ giữa, một người thân xuyên áo giáp thú nhân đội trưởng đi ra, hy vọng người đáp ứng chuyện của chúng ta, có thể làm được. Yên tâm, cổ cơ cánh tay vung lên, ta chủ nhân hiện giờ đã xuất thế, một khi chờ ta chủ nhân thần công đại thành, tất nhiên quân lâm thiên hạ, đến lúc đó, toàn bộ thế giới, đều có các người một vị trí nhỏ. Trương Huyền mới gặp cổ cơ khi, cổ cơ còn có vẻ thực ngây ngô nhưng hiện giờ cổ cơ một chương xinh đẹp gương mặt tràn ngập một loại tà ác thời gian có thể thay đổi một người hy vọng người chủ nhân có người nói cái kia bản lĩnh thú nhân đội trưởng như vậy nói ha 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 nhìn dáng vẻ các người đối ta giống như cũng không có cái gì tin tưởng a à. một đạo tiếng cười to vang lên thiên đế thân ảnh rơi xuống cổ cơ trước mặt thiên đế một thân áo đen huê ngập trời hắc khí mà đến khủng bố tuyệt luân này đó thú nhân ở nhìn đến thiên đế lúc sau tất cả đều biến sắc cổ cơ nhìn thấy thiên đế lập tức quỳ xuống gặp qua chủ nhân thiên đế gật gật đầu nhìn về phía những cái đó thú nhân đi thôi mang ta đi các người nói địa phương ngàn vạn không cần gạt ta bằng không hậu quả tuyệt đối là các người thú nhân không muốn nhìn thấy tin tưởng nơi đó những người đó các người cũng phi thường bất mãn rốt cuộc ai đều không muốn vẫn luôn trở thành người khác thực nghiệm thể đúng không Thiên đế thanh âm giữa phảng phất có nào đó ma lực, ở mê hoặc thú nhân tộc tâm. Trương Huyền giấu ở chỗ tối, nhìn này hết thảy, chờ đợi bước tiếp theo động tác. Từ thiên đế phía trước nói, Trương Huyền đại khái đã hiểu biết đến, kia lấy thú nhân làm thực nghiệm địa phương, liền cùng tiệt giáo có quan hệ. Hiện giờ thú nhân hoàn toàn chiếm cứ địa tâm, nhưng lại phi địa tâm chân chính khống chế giả, bọn họ bị người nghiên cứu sự đã không phải bí mật. Thiên Nguyên Niên phân cách nói, cũng là từ đây truyền ra tới thú nhân đối này, cũng không phải không có bất luận cái gì động tác, bọn họ có được không kém gì nhân loại trí tuệ, mấy năm nay thời gian, bọn họ cũng ở điều tra, cũng đang sở đế, thật đúng là làm cho bọn họ tìm được rồi một ít về phòng thí nghiệm tin tức. Mà cổ cơ đã sớm cùng thú nhân đạt thành hợp tác. Trương Huyền hiện tại tò mò, này tam trọng thần chủ, tìm này phòng thí nghiệm, rốt cuộc là vì cái gì? Phòng thí nghiệm thuộc về tiệt giáo sản vật, bên trong có cái gì, sẽ làm tam trọng thần chủ không màng tất cả rời núi. Này thú nhân tiểu đội cũng không có toàn bộ xuất phát, chỉ là một người đội trưởng mang theo hai gã thú nhân chiến sĩ. Thú nhân thể tích thật lớn, nhưng hành động tốc độ lại một chút không chậm, địa tâm không gian xa không bằng mặt đất như vậy rộng lớn, nhưng này cũng dùng nửa ngày thời gian, bọn họ mới đến tới rồi mục đích địa. Đây là một mảnh biển rộng, mọi người nhảy vào trong biển. Trương Huyền thân hình xuất hiện tại đây biển rộng trên không, hắn nhìn chăm chú vào phía dưới mặt biển, ước nửa giờ sau mặt biển hình thành một cái thật lớn xoáy nước, xoáy nước giữa, bùng nổ một cổ cực kỳ đáng sợ linh khí dao động. Chạy đi đâu? Một đạo hét lớn một tiếng vang lên, khan khan, nặng nề, từ này trong nước chuyển đến. Ngay sau đó, này xoáy nước giữa, hỗn loạn không ít đỏ tươi máu, linh khí dao động còn ở bùng nổ, này chứng minh bên trong chiến đấu còn ở bùng nổ. Đối với này phòng thí nghiệm, Trương Huyền trong lòng, vẫn luôn chỉ có một mơ hồ khái niệm lúc trước chính mình trong lúc vô ý xâm nhập phòng thí nghiệm, nhưng gần là một cái thực nghiệm thể, liền cho chính mình tạo thành không ít phiền toái, nếu không có Trương Vì Thiên đột nhiên hiện thân, bình định phiền toái, chính mình ở phòng thí nghiệm, tất nhiên chiếm không được hảo. Mà kia phòng thí nghiệm nghiên cứu tư liệu, cũng làm Trương Huyền kinh hãi. Tuy rằng hiện tại, lấy linh khí hóa rồng, nghĩ ra chân long ảo giác, đều là tương đối thường thấy sự tình. Nhưng phòng thí nghiệm này chân chính muốn đem chân long bản thể nghiên cứu ra tới, hoàn toàn không phải cùng cái khái niệm. Về này phòng thí nghiệm rốt cuộc muốn làm cái gì, Trương Huyền vẫn luôn đều rất tò mò, bọn họ rốt cuộc đến từ nơi nào, mục đích là cái gì. Mặt biển thượng xoáy nước càng ngày càng thật lớn, này xoáy nước giữa trộn lẫn màu đỏ nhan sắc cũng càng ngày càng nhiều, có tiếng giống giận cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, thẳng đến hơn 20 phút sau, này tiếng kêu thảm thiết mới dần dần ngừng lại, mặt biển máu lại lần nữa biến mất. Trương Huyền lại hơi chút đợi trong chốc lát, theo sau thân hình chợt lóe hướng đáy biển mà đi. Hiện giờ Trương Huyền, đã không phải lúc trước cái kia tay mơ, hắn ở trên mặt biển, liền có thể nhìn đến tồn tại với phòng thí nghiệm ở ngoài cấm chế, này đó cấm chế đang không ngừng biến hóa, đem phòng thí nghiệm che giấu lên, đây cũng là vì sao lúc trước Trương Huyền tìm không đến phòng thí nghiệm nguyên nhân. Bất quá, lúc trước thần tiên thủ đoạn, đặt ở hiện tại xem ra, đã không có như vậy vô cùng kỳ diệu. Sở hữu khuếch đại, sở hữu thần bí, đều chỉ là nguyên với không hiểu biết mà thôi, đương nào đó sự hiểu biết lúc sau, liền không còn có cái loại này thần bí thả cao cao tại thượng cảm giác. Trương Huyền nhảy vào trong biển, tìm đến phòng thí nghiệm nhập khẩu, trực tiếp tiến vào trong đó. Trước mắt quang hoa vừa chuyển, dây tiếp theo, Trương Huyền trước mắt cảnh tượng, đã xuất hiện biến hóa. Đập vào mắt, là một tòa trống trải đại sảnh, đại sảnh bốn phía, toàn bộ đều là cao cường độ trong suốt pha lê, tại đây pha lê giữa, có thể rõ ràng nhìn đến kia thâm lam nước biển, cùng với nước biển giữa sinh vật. Mà giờ phút này, trong đại sảnh, dù sao nằm thượng trăm cổ thi thể, kia máu tươi còn ở lưu động, chứng minh những người này tử vong thời gian, trong đại sảnh thậm chí còn có từ thiên đế trên người tàn lưu màu đen hơi thở. Trương Huyền nhìn quanh phòng thí nghiệm, nơi này như cũ là bầy biển tràn đầy thí nghiệm tư liệu, bất quá đối với này đó, thiên đế hiển nhiên không có hứng thú. Nơi này Trương Huyền từ những cái đó bị thiên đế không kiêng nể gì hủy diệt máy móc là có thể nhìn ra, phòng thí nghiệm nội, một thân áo đen thiên đế đi ở chính phía trước, mà ba gã thú nhân, cùng với hình người cổ cơ, liền đi theo thiên đế phía sau. Ở phòng thí nghiệm chỗ sâu trong, một người tránh ở một cái toàn phương vị phong bế phòng bên trong. Mà thiên đế mục tiêu, hiển nhiên chính là căn phòng này. Đồ vật giao ra đây đi, thiên đế khóe miệng, treo một mặt cười lạnh. Lớn mật thần tộc, đã từng bất quá cũng là ta giáo chó săn mà thôi, dám dĩ hạ phạm thượng kia phòng bế phòng bên trong, truyền đến như vậy A Thanh. Ha ha, được làm vô thua làm giặc, nói chuyện gì trước kia? Thiên đế trên mặt treo không sao cả tươi cười, còn nữa mà nói, thần tộc, cùng ta thiên đế, lại có quan hệ gì? Ân, thiên đế phía sau, màu đen khí mang ngưng tụ xoắn ốc, theo sau hung hăng chiều kia phong bế phòng đánh tới. Cao cường độ phong bế phòng, ở thiên đế màu đen năng lượng trước mặt, thế nhưng chỉ là sinh ra một ít hơi hơi biến hình, có thể thấy được căn phòng này tài chất cường hãn trình độ, phải biết rằng, thiên đế, chính là có thể tiến thần cung đoạt xong đồ vật trở ra cao thủ A, nếu là một ngọn núi bãi ở trước mặt, đều có thể bị hắn oanh dập nát. Bất quá, đối mặt như thế, thiên đế một chút cũng không hiện ngoài ý muốn, hắn không hoãn không chậm, phía sau xoắn ốc một chút lại một chút va chạm này phong bế phòng, kia phòng tầng ngoài chậm rãi biến hình, mà phòng tiện nội thanh âm, cũng bắt đầu trở nên nóng nảy lên người có thể tưởng tượng rõ ràng, người hiện tại là đang làm cái gì. Hiện giờ đại thế đã tới, ta giáo sắp sửa quân lâm thiên hạ. Quân lâm thiên hạ, thiên đế trên mặt treo cười lạnh, thật muốn tùy thời có thể quân lâm thiên hạ, cần gì phải chờ tới bây giờ, thật muốn có thể quân lâm thiên hạ, làm sao cần các ngươi những người này, bắt trước thế gian hết thảy, tiệt giáo muốn lại lần nữa đánh cắp thiên vận. Nói đơn giản, lúc trước phong thần một trận chiến, tiệt giáo lửa gà thương sinh, nhưng hôm nay, ai lại sẽ đi tin tiệt giáo? tiệt giáo muốn ngóc đầu trở lại. Ha 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 ha, nếu đem các ngươi trong tay chi vật bắt lấy, các ngươi dựa vào cái gì ngóc đầu trở lại. Thiên đế phía sau, vô số xoắn ốc khí mang hình thành, điên cuồng va chạm trước mặt phòng. Kia phòng chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hình, bề ngoài trở nên vặn vẹo. Như thế nào, còn muốn chết càng sao, người tiệt giáo muốn khống chế vạn linh, muốn thay đổi thế giới, kia cũng chỉ là tưởng mà thôi, thật đúng là cho rằng, này thiên hạ, là người tiệt giáo thiên hạ thiên đế một bước tiến lên trước. Liền ở hôm nay đế một bước dưới, kia phòng bế phòng, ẩm ẩm rách nát. Mà phòng bên trong người, cũng lộ ra diện mạo, là một cái trung niên nam nhân, trong tay hắn phủng một cái cái chai, mà thiên đế ánh mắt, liền tỏa định tại đây nhân thủ chung cái chai phía trên. Lấy đến đây đi, thiên đế cánh tay múa may, đối phương trong tay cái chai tức khắc rời tay mà ra, xuất hiện ở thiên đế trong tay. Thiên đế như đạt được trí bảo nhìn trong tay cái chai, phát ra mãnh liệt tiếng cười ngươi sẽ đã chịu ta giáo." Ồn ào, Thiên đế quát lớn một tiếng. "Phanh! Này trung niên nam nhân thân thể, tức khắc bạo toái." Mà cổ cơ cũng trong nháy mắt này quỳ một gối xuống đất, "Chúc mừng chủ nhân." Thiên đế vừa lòng gật gật đầu, đang muốn rời đi, đột nhiên đồng tử co rụt lại, nhìn về phía phía sau. "Ai?" Vẫn luôn giấu ở phía sau Trương Huyền, trong lòng phát lạnh. Trương Huyền giấu ở phía sau, nhưng hắn lại không nghĩ rằng Hôm nay đế thế nhưng còn có thể phát hiện chính mình. Ra tới, Thiên đế lại lần nữa hét lớn một tiếng, phía sau hắc khí không ngừng xuất hiện mà ra. Đã là bị phát hiện, hiện tại giấu đi đi đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, mà Trương Huyền đối lập hạ thực lực, chính mình hiện tại chạy, xác suất thành công cũng không lớn, đánh liền càng đừng nói nữa. Nếu tàng không được, chạy không thoát, đánh không lại, vậy chỉ có một biện pháp. Trương Huyền trong lòng một hoành. Đối mặt Thiên đế A Thanh, Trương Huyền phát ra lười biếng thanh âm, hơi chút chờ hạ A, à, có chút việc xử lý. Trương Huyền thanh âm này phát ra tới sau, thiên đế trên mặt xuất hiện một mặt tức giận, mà quỳ gối thiên đế trước mặt cổ cơ, đầu tiên là nghi hoặc một giây, theo sau sắc mặt lập tức đại biến. Qua vài giây sau, Trương Huyền thân ảnh xuất hiện ở thiên đế trước mặt, Trương Huyền đi tới khi, ánh mắt tùy ý mọi nơi nhìn, căn bản không có ở thiên đế trên người dừng lại, trong miệng hắn nhắc mãi, không thể tưởng được, nhiều như vậy năm tháng qua đi, tiệt giáo thủ đoạn, nhưng thật ra càng ngày càng thấp cấp thiên đế nhìn chằm chằm trương huyền ngươi là người phương nào trương huyền còn không có trả lời quỳ gối thiên đế trước mặt cổ cơ trực tiếp ra tiếng tống vũ gặp qua nhân tộc tiên vương tống vũ nói như vậy một là vì kỳ hảo đệ nhị còn lại là cấp thiên đế nhắc nhở trước mặt người này thân phận nhân tộc tuyệt thế tiên vương đương thiên đế nghe được tiên vương hai chữ khi sắc mặt mãnh biến nhân tộc tuyệt thế tiên vương hắn đã là nghe cổ cơ nói qua cái này tồn tại tồn tại vô số tuế nguyệt từ tiên sơn giữa đi ra bị thần cung lập vì tuyệt đối không thể chiêu chọc cấm kỵ tồn tại thiên đế tuy rằng không đem thần cung để vào mắt nhưng đồng dạng thần cung cũng không đem thiên đế để vào mắt nhưng thiên đế rõ ràng thật muốn đánh lên tới nói một khi chính mình bị thần cung bao vây tiêu trừ tuyệt đối không có còn sống khả năng hắn dám đi thần cung lỗ mãng cũng là vì biết được thần cung có ba vị thần chủ rời đi nguyên nhân nhưng tuyệt thế tiên vương đâu đó là thần cung không dám trêu chọc, không thể trêu chọc tồn tại, hắn thiên đế, vô pháp cùng loại này tồn tại so sánh với. Thiên đế tuy rằng trong miệng nói ra muốn cắn nuốt tiên vương cái loại này lời nói, nhưng cũng chỉ là nói, tựa như hắn nói thần công đại thành quân lâm thiên hạ giống nhau, nhưng hôm nay đối mặt nhân tộc tiên vương, thiên đế dám làm càn sao. Trương huyền ánh mắt ở cổ cơ trên người dừng lại một giây, theo sau mở miệng, người đều không phải là tộc của ta loại. Cổ cơ trong lòng cả kinh, tại đây đồng thời, thiên đế cũng trong lòng cả kinh, cổ cơ có thể hóa thân hình người, thậm chí tránh thoát cổ chiến trường quy tắc, đều là hắn lúc trước một tay hoàn thành, ở cổ cơ trên người đánh hạ rất nhiều cấm chế, phong ấn nàng thú nhân bản tính, người ngoài căn bản không có khả năng nhìn ra cổ cơ chủng tộc bản chất, nhưng trước mặt người này, chỉ là liếc mắt một cái, liền xem thấu. Nhân tộc tiên vương, thật sự như vậy khủng bố sao? Từ vô số năm tháng trước vẫn luôn sống đến bây giờ trí tôn tồn tại, Bị thần cung định nghĩa vì tuyệt đối không thể trêu chọc trí tôn tồn tại. Người trong tay đồ vật, hơi có chút ý tứ, Trương Huyền đem ánh mắt như ngừng lại thiên đế trong tay cái chai thượng, lấy tới. Trương Huyền duỗi tay, mệnh lệnh tận trời đế ra tiếng. Thiên đế thân thể chấn động, hắn nhìn nhìn chính mình trong tay cái chai, lại nhìn nhìn trước mặt nhân tộc tiên vương, này cái chai đồ vật, đối hắn quan trọng nhất, cùng ở thần cung được đến tam lũ thần hồn tương kết hợp, có thể tạo được thật lớn tác dụng. Trương Huyền trong lòng, cũng ở bồn chồn hắn đương nhiên biết này cái chai đồ vật đối với thiên đế mà nói rất quan trọng, nhưng hắn cố tình liền phải cái này, cấp thiên đế gây áp lực, Trương Huyền rất rõ ràng, chỉ có không ngừng chèn ép, mới có thể làm đối phương càng sợ chính mình, hắn cũng ở đánh cuộc. Mỗi ngày đế chậm chạp bất động, Trương Huyền một bước vượt trước, đi đến thiên đế trước mặt, duỗi tay đi lấy cái chai, đồng thời phát ra âm thanh, ta nói cho ta, người không có nghe được sao. Trương Huyền tay chảo cái chai, dùng sức vừa kéo thiên đế đầu tiên là theo bản năng nắm chặt bình thân nhưng dây tiếp theo liền đem tay buông ra lý trí nói cho thiên đế phô luận như thế nào đều không thể cùng vị này có xung đột này cái chai đồ vật cố nhiên quan trọng nhưng lại quan trọng cũng không bằng mệnh quan trọng đương trương huyền đem cái chai bắt được trong tay là lúc hắn nội tâm giữa thở dài nhẹ nhõm một hơi thiên đế nhìn nhìn trương huyền không có nhịn xuống vẫn là mở miệng tiên vương tiền bối thứ này đối ta rất quan trọng còn thỉnh tiền bối thành toàn. Tiệt giáo một chuyện, liên quan đến trọng đại, Trương Huyền nhìn lướt qua thiên đế, hiện giờ, thiên địa sống lại, tiệt giáo muốn ngóc đầu trở lại, có chút các lão bằng hiếu, cũng muốn đã trở lại, thứ này, ta muốn lấy đi một đoạn thời gian, người nếu yêu cầu, nhưng đi trước tiên sơn tìm ta. Trương Huyền nói xong, xoay người rời đi. Thiên đế nhìn Trương Huyền rời đi bóng dáng, nắm tay không khỏi siết chặt. Cung tiễn tiên vương, cổ cơ thanh âm lại lần nữa vang lên. Trương Huyền không nhanh không chậm rời đi, thẳng đến ra phòng thí nghiệm, Trương Huyền hóa thành một đạo lưu quang, hoàn toàn biến mất. Liền ở Trương Huyền biến mất ở chân trời tiếp theo mặt, này địa tâm mặt biển phía trên, gió nổi mây phun, sóng biển quay cuồng, màu đen khí mang ngập trời, đây là thiên đế ở phát tiết hắn tức giận. Trương Huyền cũng không có trên mặt đất tâm nhiều lưu lại, hắn rời đi sau, thẳng đến mặt đất tiên sơn mà đi. Lúc này đây, làm Trương Huyền được đến tin tức là này phòng thí nghiệm thế nhưng cùng tiệt giáo có quan hệ cùng tiệt giáo có quan hệ phòng thí nghiệm vì sao lúc trước muốn chuyên môn đối phó chính mình phòng thí nghiệm rốt cuộc cất giấu như thế nào bí mật nhìn trong tay cái chai trương huyền có thể dò hỏi người chỉ có tiên sơn kia cung khuyết chủ nhân tiên sơn cung khuyết giữa một trận quang mang hiện lên cung khuyết nội lại xuất hiện rất nhiều bảo bối lại qua đi một đoạn thời gian đến lại tìm một ít người lại đây lĩnh truyền thừa ai thụ nghiệp hảo khó a à ta ngẫm lại, khảo nghiệm vẫn là muốn chuẩn bị một chút, so với phía trước lại khó một chút hảo, như là cái này đồng kim trùy liền có thể làm cửa thứ nhất khảo nghiệm khen thưởng, kia cửa thứ hai. Không đúng, kia tiểu tử tới. Cung khuyết chủ nhân thanh âm đột nhiên trở nên nôn nóng lên, mà cung khuyết nội xuất hiện bảo bối, thì tại một trận kim mang giữa toàn bộ biến mất. Giây tiếp theo, Trương Huyền xuất hiện ở cung khuyết giữa. Ngươi, cung khuyết chủ nhân vừa muốn lên tiếng, Trương Huyền liền đem kia cái chai đem ra. Ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Này còn không phải là một cái bình. Không đúng, cung khuyết chủ nhân thanh âm đột nhiên trở nên kích động lên, nơi này. Nơi này thế nhưng là, viễn cổ ý chí. Viễn cổ ý chí, trương huyền nghi hoặc. Sao có thể, sao có thể, cung khuyết chủ nhân lâm vào lẩm bẩm tự hỏi tự đáp giữa, viễn cổ ý chí hẳn là đã biến mất, ở tiệt giáo âm mưu giữa biến mất, sao có thể còn tồn tại. Đây là giả, nhưng viễn cổ ý chí như thế nào làm bộ, chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Trương Huyền không có ra tiếng, liền cầm cái chai ở cung khuyết đứng. Vài phút sau, cung khuyết chủ nhân mới hồi phục tinh thần lại, thứ này, người từ đâu ra? Tiệt giáo trong tay. Tiệt giáo, cung khuyết chủ nhân hiển nhiên sửng sốt, tiệt giáo, đã xuất thế sao? Cũng khó trách, trừ bỏ tiệt giáo, còn có ai có thể sống lại viễn cổ ý chí? Này trong bình, lưỡng đạo viễn cổ ý chí tồn tại. Tạo hóa, đây là đại tạo hóa a. Trương Huyền tùy ý này cung khuyết chủ nhân trước chấn kinh rồi nửa giờ. "Hảo, kế tiếp có thể cho ta nói nói, này thiên đạo ý chí là cái quỷ gì sao?" Trương Huyền thấy này cung khuyết chủ nhân cảm xúc hơi chút bình tĩnh một chút sau, vội vàng hỏi. "Đại địa khô hạn, dưới bầu trời vũ, phú sối đại địa, đại hạn biến mất, này đó là thiên địa ý chí." Trương Huyền trợn trắng mắt, nói rõ một chút. "Truyền xác điểm tới nói, vô luận là âm dương vẫn là ngũ hành" vô luận là tương còn sống là tương khắc, đều từ thiên địa ý chí quyết định, thiên địa ý chí quyết định, thủy có thể dập tắt lửa, kia nước lửa đó là tương khắc, nếu thiên địa ý chí quyết định, thủy có thể nhóm lửa, như vậy nước lửa, đó là tương sinh. Trương Huyền như vậy vừa nghe, xem như minh bạch, hợp lại cái gọi là thiên địa ý chí, chính là trời đất này quy tắc bái. Không, là thuộc tính quy tắc, cung khuyết chủ nhân trả lời, nói cách khác, thủy vẫn là thủy, hỏa vẫn là hỏa. Chẳng qua đương ngươi nắm giữ thủy cùng hỏa sau, ngươi liền có thể khống chế thủy hay không có thể dập tắt lửa, người trời đất này ý chí, như thế nào từ tiệt giáo trong tay cướp lấy. Trương huyền đại khái cấp cung khuyết chủ nhân nói một chút tiệt giáo nghiên cứu. Chân Long vì tứ thánh thú đứng đầu, chân Long hiện, tắc thánh nhân hiện, bọn họ phải làm, không phải đánh thức chân Long, là muốn đánh thức một tôn thánh nhân A. Cung khuyết chủ nhân nghe xong cảm khái, cái gọi là chân Long khu, hẳn là chỉ là dùng để thử nào đó tồn tại, hoặc là nào đó năng lượng, bọn họ bắt trước nhật nguyệt luân chuyển, đây là muốn đồng bộ thiên địa quy tắc, bọn họ vẫn cứ là muốn đánh cắp thiên vận. Chẳng qua, thượng một lần đánh cắp thiên vận, nãi mọi người thượng tiệt giáo đương, mà lúc này đây, tiệt giáo muốn thành công, không có đơn giản như vậy. Trương Huyền đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, người mới vừa nói trời đất này ý chí là đại tạo hóa. Đây là có ý tứ gì? Hiểu được thiên địa quy tắc, người tuy rằng nắm giữ 3.000 đại đạo, nhưng kia cũng chỉ là đại đạo pháp tắc mà thôi, cùng quy tắc bất đồng, đại đạo pháp tắc là vô hạn, người có thể nắm giữ sát phạt chi đạo, người khác đồng dạng có thể nắm giữ sát phạt chi đạo, đương đối phương sát phạt chi đạo lớn hơn ngươi, như vậy liền cường với ngươi, nhưng thiên địa ý chí bất đồng, thiên địa ý chí, chỉ có duy nhất, thủy chi ý chí, đó là thủy chi ý chí, người nếu nắm giữ thủy chi ý chí, thiên hạ chi gian, bất luận cái gì thủy thuộc tính đều không thể đối với ngươi tạo thành nửa điểm thương tổn. Người đó là thủy chủ nhân. Trương Huyền hít hà một hơi, trời đất này ý chí mạnh như vậy sao? kia có người nắm giữ quá thiên địa ý chí sao? Trương Huyền tò mò. Thiên địa ý chí tuy rằng hy hữu, nhưng từ xưa đến nay thiên kiêu vô số, tự nhiên cũng có người, có thể nắm giữ thiên địa ý chí. Cung khuyết chủ nhân làm ra trả lời, tự cổ trí kim, có 12 người, đã từng khống chế thiên địa ý chí. Đế giang, khống chế không gian ý chí. Câu mang, khống chế mộc chi ý chí. Trúc dung, khống chế hỏa trị ý chí. Nhục thu, khống chế kim chi ý chí. Cộng công, khống chế thủy chi ý chí. Quyền Minh, khống chế băng trị ý chí. Hậu Thổ, khống chế thổ trị ý chí. Cường Lương, khống chế lôi chi ý chí. Trúc Long, khống chế thời gian ý chí. Thiên Ngô, nắm giữ phong trị ý chí. Hấp Tư, khống chế điện chi ý chí. Sa Bỉ Thi, khống chế độc trị ý chí. Cung khuyết chủ nhân liên tiếp nói 12 cái tên. Trương Huyền nội tâm kinh hãi, này 12 cái tên, đều là thần thoại giữa tiếng tăm lừng lẫy tồn tại cung khuyết chủ nhân thanh âm lại một lần vang lên, này khống chế thiên địa ý chí 12 vị tồn tại, đều là vô thượng cường giả, nhưng nhân phong thần chi từ, thiên địa ý chí bị đánh cắp trộm đạo, trừ bỏ thời gian ý chí bên ngoài, còn lại 11 ý chí, toàn bộ biến mất, mà thời gian ý chí chủ nhân Trúc Long, là đặc thù tồn tại, nghe đồn này nãi trong thiên địa điều thứ nhất Long, là vạn Long chi chủ, nhưng cụ thể là vật gì, không thể nào biết được. Trúc Long, Trương Huyền lẩm bẩm tà thần cũng tự xưng quá Trúc Long tiểu tử, đây là một hồi tạo hóa, nhưng lấy người hiện tại thực lực, muốn lĩnh ngộ thiên địa ý chí, là hoàn toàn không có khả năng sự, nhưng thật ra người kia có người hoàng chi tư lão cha, có thể nếm thử lĩnh ngộ thiên địa ý chí. Trương huyền yên lặng đem này cái chai thu được thần hải bên trong, hắn rời đi tiên sơn, đi phía trước một ít truyền thừa nơi, tuy rằng truyền thừa đã biến mất, nhưng Trương huyền còn nghĩ có thể phát hiện chút cái gì, do đó vì chế tạo bờ đối diện làm hạ tốt cơ sở. Hiện giờ Trương huyền, bức thiết yêu cầu thực lực tăng lên, Hiện tại thần tộc buông xuống, Trương Huyền tin tưởng, một khi chính mình lộ diện, thần tộc tất nhiên sẽ lập tức tìm tới tới, đến lúc đó phiền toái có thể to lắm, không có cái này Tiên Vương thân phận, thần tộc cũng sẽ không kiêng kỵ cái gì. Nhưng đồng thời Trương Huyền cũng biết, tăng lên thực lực loại sự tình này, không thể sốt ruột. Dĩ vãng tu luyện, nhiều là tăng lên mình thân, hoặc là linh khí nồng đậm độ, hoặc là thân thể cường độ, nhưng hiện tại bất đồng, hiện tại tu luyện, càng quan trọng ở hiểu được. Mở rộng thần hải yếu lĩnh ngộ một cái thuộc về lực lượng của chính mình, do đó thay đổi thần hải. Xây dựng thần kiều, là đối pháp tắc lĩnh ngộ. Mà bờ đối diện, còn lại là sáng tạo thuộc về chính mình lĩnh vực, là phải đối tự thân tiến hành lĩnh ngộ. Gần một tháng thời gian, Trương Huyền đều du tổ với các truyền thừa nơi giữa, ở mỗi một cái truyền thừa, hắn đều sẽ lưu lại một đoạn thời gian, dụng tâm đi hiểu được. Này một tháng thời gian, Hắc Sơn Tế Thiên Đàn sự sớm đã ồn ào huyên náo, ở kia tu luyện một ngày, tương đương bên ngoài mười mấy hai mươi ngày, nhân tộc tu sĩ đều điên rồi. Hắc Sơn tuy đại, nhưng nhân tộc tu sĩ càng nhiều, đó là mấy ngàn vạn số lượng, sao có thể làm tất cả mọi người hưởng thụ phúc trạch, bất quá may mắn Trương Huyền trước khi đi đem sự tình giao cho Trấn chủ lý, ở Trấn chi quản lý hạ, đảo cũng không nháo ra quá lớn nhiễu loạn, làm tất cả mọi người thể nghiệm một chút nhanh chóng tu hành liền rời đi, cũng không có người ta nói ngây ngốc khổ chờ một tháng tu luyện một ngày, nói như vậy còn không bằng ở bên ngoài chuyên tâm luyện đâu một tháng sau trương huyền lúc trước sở lưu lại kia giống như tiểu sơn giống nhau bảo vật cũng tiêu hao không sai biệt lắm trấn chi cùng vài tên thiên kiêu thương nghị một phen kết thúc hắc sơn tu hành rốt cuộc tiêu hao chính là tiên vương lưu lại bảo vật kế tiếp ai nếu tưởng ở hắc sơn tu hành cần thiết phải vì nhân tộc có nhất định cống hiến mỗi một tháng thống kê một lần này một tháng căn cứ cống hiến tổng cộng chọn lựa một mảnh khu vực người cộng đồng tới tu hành một ngày hắc sơn tuy rằng không có gì đại truyền thừa nhưng trước hết đến một đám tu sĩ cũng được đến lớn lao chỗ tốt, đặc biệt là vài tên thiên kiêu, từ đầu tu luyện đến đuôi, kia một tháng thời gian, đỉnh gần hai năm, mỗi người, đều có mười phần tiến bộ, đương nhiên, này tiến bộ cũng không phải vô cùng lớn, rốt cuộc bọn họ muốn, càng nhiều cũng là hiểu được, từ kia minh mông năng lượng giữa, bọn họ có khả năng được đến hiểu được, cũng càng thêm thâm. Mà vẫn luôn canh giữ ở Hắc Sơn ba gã thần tộc thần chủ, cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, này một tháng thời gian, nhưng cho bọn hắn ba cái ngao hỏng rồi mà đương ba gã thần chủ trở lại thần cung lúc sau một cái tin tức lập tức từ thần cung trong vòng truyền ra thần tộc toàn lực đuổi giết thần tộc phản đồ thiên đế nguyên tam trọng thần tộc thần chủ thiên địa ý chí ứng vì viễn cổ ý chí đã sửa đổi xin lỗi thần tộc muốn đuổi giết thiên đế một chuyện nhào đến ồn ào huyên náo nhưng cũng chỉ là ồn ào huyên náo mà thôi có thể cùng thần tộc gọi nhịp người nhân tộc tu sĩ cũng chỉ là nghe một chút thì tốt rồi huống hồ, nhân tộc còn ước gì nhiều ra mấy cái như là thiên đế như vậy thần tộc phản đồ cùng thần tộc đối nghịch đâu. Như Long Thành, gần nhất cũng đã xảy ra một chuyện lớn, này phản cổ đảo lần đầu tiên dễ bảo đại hội, sắp sửa ở Như Long Thành triển khai. Cái gọi là dễ bảo đại hội, dễ, đó là giao dịch ý tứ. Những năm gần đây, rất nhiều truyền thừa mở ra, có không ít người đều ở trong đó được đến chỗ tốt, nhưng nào đó chỗ tốt, không nhất định liền thật sự thích hợp chính mình cho nên mới có cái này dễ bảo đại hội. Ở phản cổ trên đảo có chuyên môn giao dịch tiền, chính là linh thạch. Linh thạch là phản cổ đảo thông dụng tiền, thả này quý trọng trình độ, viễn siêu hoàng kim, này đó linh thạch có thể nhẹ nhàng đổi thành tiền mặt, có như vậy tiền đổi, cũng có không ít người ôm ở phản cổ trên đảo làm một phiếu, kiếm ít tiền, liền hồi đô thị hưởng thụ sinh hoạt ý tưởng. Như Long thành dễ bảo đại hội tin tức một truyền ra, lập tức liền hấp dẫn vô số người, nơi này có tu sĩ có dị năng giả, thậm chí còn có người thường. Hiện giờ, hiện thực xã hội là không cho vận dụng bất luận cái gì phi nhân loại lực lượng, một khi thi triển, sẽ gặp phải toàn diện đuổi giết, là ai đều không thể tránh được. Nhưng, không cho vận dụng, không đại biểu không ai biết. Hai năm trước, toàn bộ xã hội nhắc lên một cổ võ giả nhiệt chiều, nhưng này nhiệt chiều bởi vì nào đó nguyên nhân, thực mau lại bị đè ép đi xuống, ở người thường trong lòng, này bất quá là đổi mới một đám trào lưu mà thôi, chính mình sinh hoạt sẽ không bởi vậy phát sinh bất luận cái gì thay đổi, mà ở rất nhiều thượng vị giả trong lòng, còn lại là rõ ràng, xã hội này, trên thực tế đã phát sinh thật lớn thay đổi. Phàm là có thể đi vào như lòng đảo người thường, kia ở hiện thực xã hội, tất cả đều là có quyền thế hạng người, lúc này đây tới, một là muốn tìm chút cái gì bảo bối, tỉ như nữ nhân muốn một ít có thể dưỡng nhan Mỹ ra Mỹ ngọc bản thân, mà nam tính, cũng nhiều là vì bảo bối mà đến, ở thượng tầng xã hội, báo thủ loại sự tình này cũng không hiếm thấy, Nghe nói có nào đó bị động kích phát bảo bối, thậm chí có thể chặn lại viên đạn công kích, bực này vì thế cho chính mình mua một cái mệnh a. À. Đương nhiên, nếu có thể mời tu sĩ Đường Bảo Tiêu, cũng là không tồi lựa chọn, tuy rằng không thể vận dụng linh khí tu sĩ trong người trên tay còn không bằng bình thường Bảo Tiêu, nhưng cảm quan lại càng nhanh nhạy, có thể dự phòng một ít, tốt nhất là có thể mời đến kia tuổi trẻ mạo mỹ nữ tu sĩ, càng là Diệu thay Chúng sinh trăm thái, mỗi người ở đối mặt cùng sự kiện thời điểm, đều ôm bất đồng ý tưởng. Đối với này dễ bảo sẽ, Trương Huyền cá nhân là không có gì hứng thú, hắn hiện giờ chính đắm chìm ở chế tạo bờ đối diện lĩnh vực giữa, liên tục tham viếng như vậy nhiều truyền thừa nơi, đích xác làm Trương Huyền được đến không ít chỗ tốt, hiểu được lúc trước đại năng sở lưu lại đạo thống, đối với chính mình bờ đối diện lĩnh vực nên như thế nào chế tạo, Trương Huyền đã có một cái bước đầu ý tưởng. Trương Huyền đi vào Hắc Sơn, hiện giờ Hắc Sơn đã không có tu sĩ, ngồi ở tế thiên đàn trước, Trương Huyền đem một ít bảo vật ném xuống miệng núi lửa, kích hoạt kia minh mông nồng đậm linh khí. Trương Huyền liền ngồi tại đây nồng đậm bên trong, lẳng lặng hiểu được, nơi này năng lượng minh mông, càng thích hợp Trương Huyền. Ở Trương Huyền hiểu được quá trình giữa, như long thành dễ bảo sẽ ở chậm rãi tiến hành, dễ bảo sẽ tiến đến người rất nhiều, có người đổi tới rồi chính mình ái mộ đồ vật, cũng có người nơi nơi dò hỏi, chạm vào một cái mũi hôi. Lâm Thanh hạm đi ở Như Long thành nội, đối với trong thành hết thảy nàng cũng không có cảm thấy nhiều hiếm lạ, nói đúng ra, ở này đó tu sĩ giữa, lâm thanh hạm so với bọn hắn sớm hơn tiếp xúc mấy thứ này, xinh đẹp nữ nhân tổng hội khiến cho người khác chú ý, đặc biệt là nam tu sĩ, đối mặt một cái xinh đẹp bình thường nữ nhân, bọn họ tổng hội nghĩ cách đi biểu hiện chính mình, bất quá khi bọn hắn tin tưởng tràn đầy xuất hiện, lại phát hiện bồi ở cái này nữ nhân bên cạnh. Phân biệt là thiên kiêu bảng đệ nhất toàn len keng cùng thiên kiêu bảng đệ nhị triệu cực khi. Tất cả đều không có tâm tư. Tẩu tử, người tới phía trước hẳn là cho ta nói một tiếng, ta hảo chiêu đãi người A. Toàn len canh cùng cái đại sư dường như, ở lâm thanh hạm bên cạnh niệm A-di-đà Phật. Trương tiểu tử chẳng biết đi đâu, người muốn ra điểm cái gì vấn đề, chờ hắn trở về lúc sau, này không được nháo phiên thiên A, đến lúc đó phỏng trường tiên vương đều ngăn không được hắn. Triệu cực điểm một cây yên, ở lâm thanh hạm bên cạnh hít mây nhả khói. Lâm thanh hạm hơi hơi lắc lắc đầu, ta cùng Trương Huyền, đã không có nhiều ít quan hệ, đôi ta đã ly hôn lần này tới bất quá là tưởng mua chút có thể kéo dài tuổi thọ đồ vật cho ta ra ra tẩu tử người đừng nói khí lời nói toàn len keng ở một bên khuyên tuy rằng trương thúc thúc cho ta ca khâm điểm như vậy nhiều lão bà nhưng ta ca hắn nhưng không thừa nhận a à, hắn trong lòng ái vẫn là ngươi khâm điểm lão bà lâm thanh hạm đột nhiên sừng sốt đối với việc này nàng hiển nhiên không biết tình đương nhìn đến lâm thanh hạm trong mắt nghi hoặc khi toàn len keng liền biết tự mình nói sai A à Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, tiểu tăng trong nhà cầu lạc đường, tiểu tăng còn muốn đi tìm kiếm, thí chủ, cáo tử. Toàn len keng quay người lại, một bên niệm kinh, một bên đi nhanh rời đi. Triệu cực phản ứng đầu tiên cũng là đi, bất quá đường hắn cảm nhận được lâm thanh hạm ánh mắt tỏa định ở chính mình trên người khi, cười nịnh một tiếng, cái này, để muội a, à, người cũng đừng để trong lòng, người biết đến, chúng ta hè oi bức thế hệ trước sau, đều là tam thế tứ thiếp, Trương tiểu tử hắn lão cha có ý tưởng này cũng không kỳ quái, bất quá ngươi nhưng đừng động hắn lão cha nói đều là ai, ngươi mới là lãnh giấy kết hôn cái kia đúng không? Lâm Thanh Hạm đột nhiên cười, kỳ thật cũng không có gì, đối với Trương Huyền, ta không thích hợp, ngược lại cảm thấy Chessia, mới nhất thích hợp hắn, sẽ không kéo hắn chân sau, sở làm hết thảy, đều là vì Trương Huyền, nếu... Không, ta vĩnh viễn là Trương Lâm Đảng, ta không tiếp thu Trương Lâm bên ngoài bất luận cái gì CP triệu cực vươn bốn căn ngón tay, một bộ muốn thể bộ dáng. Nếu bàn về đương chó săn, nếu triệu cực muốn làm đệ nhị, không bao nhiêu người có thể đương đệ nhất. Lâm Tổng, sự tình không ổn, một bên, một đạo nôn nóng thanh âm vang lên. Lâm Thanh hạm quay đầu lại nhìn lại, liền thấy một người tô ra nữ nhân đi nhanh chạy tới, trên mặt tràn ngập nôn nóng. Tên này tô ra nữ nhân, là Lâm Thanh hạm lần này chuyên môn mang theo thượng đảo, tô ra bản thân chính là thế gia, tiếp xúc trên đảo nhỏ đồ vật, cũng không khác người. Tên này Tô gia nữ nhân tên là Tô Miểu. Lâm tổng, chúng ta mua kia cây thảo dược bị thần tộc người đoạt đi rồi. Tô Miểu thở hồn hển. Một bên Triệu Cực vừa nghe thần tộc hai chữ, lập tức nhíu mày, sao lại thế này? Tô Miểu vội vàng giải thích. Lâm Thanh Hạm lần này đang đảo, là tưởng cấp Lâm Chính Nam mua chút kéo dài tuổi thọ đồ vật, coi trọng một gốc cây thảo dược, đã trả tiền, nên hóa thời điểm, nguyên bản bán dược người lại nói cho Tô Miểu, đồ vật bị thần tộc đoạt hơn nữa vẫn là sáu trọng thần tộc, quầy hàng lão bản cũng cự tuyệt lui tiền. Tô Miểu đem sự tình tùy tiện nói một chút. Triệu cực vừa nghe, liền có thể hiểu rõ nguyên do. Thần tộc rất mạnh, sáu trọng thần tộc càng không cần phải nói. Cho tới nay, thần tộc đều ở ức hiếp nhân tộc, mà lần trước tiên vương hiện thân lúc sau, thần tộc thu liễm rất nhiều, không còn có ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình phát sinh, nhân thần hai tộc địa vị dần dần khôi phục cân bằng, nhưng lúc này đây dễ bảo sẽ, lại làm không ít thần tộc đỏ đôi mắt. Những năm gần đây, tuy rằng xuất thế không ít truyền thừa, nhưng tu sĩ nhân số càng nhiều, trong đó không thiếu chân quý chi vật. Lúc này đây, thần tộc kỳ thật âm thầm ra tay quá vài lần, cướp đoạt đồ vật, đương nhiên, thần tộc cũng không có làm quá phận, đồ vật lấy đi sau sẽ lưu lại chút linh thạch bồi thường. Tuy rằng có chút người căn bản không nghĩ ra tay trong tay đồ vật, nhưng ngại với thần tộc uy hiếp lực, vẫn là nén giận nhân tộc tuy rằng có tiên vương, nhưng ai cũng không dám bảo đảm, tiên vương liền sẽ bởi vì chuyện này vì chính mình xuất đầu, còn nữa mà nói, tiên vương xuất đầu sau đâu. Ngày nào đó chính mình đi ra như Long Thành, bị thần tộc theo dõi, rất có khả năng mệnh liền ném. Cho nên, hiện tại thần tộc cùng nhân tộc ở mặt ngoài, đại gia địa vị tương đồng, nhưng ở một ít cái vòng nhỏ hẹp, nhân tộc vẫn là không dám trêu chọc thần tộc. Lúc này đây đồ vật bị đoạt, cũng không sẽ làm người ngoài ý muốn, đến nỗi quầy hàng lão bản không lùi tiền. Triệu cực làm tô miểu dẫn hắn đi tìm quầy hàng lão bản. Quầy hàng lão bản là trung niên nam nhân, tu vi giống nhau, ở như Long Thành không có gì địa vị, nhìn thấy triệu cực tìm tới, kia một khuôn mặt khó coi vô cùng. Triệu đại nhân, kia thần tộc lấy đi đồ vật thời điểm, nói bọn họ tiền đã từ vị này nữ sĩ trả tiền rồi, người nói ta. Quầy hàng lão bản mở ra đôi tay, cũng là ủy khuất thực. Nói bậy, tô miểu lập tức quát nhẹ ra tiếng, chúng ta căn bản là không quen biết cái gì cái gọi là thần tộc, như thế nào sẽ cho bọn họ trả tiền. Quầy hàng lão bản cũng không giải thích, nhìn triệu cực. Triệu cực yên lặng gật gật đầu, cướp đi đồ vật thần tộc, gọi là gì? Thượng quan cương liệt, quầy hàng lão bản nói ra này bốn chữ. Thượng quan cương liệt tên này, triệu cực sắp tới tới nhưng nghe được không ít, từ thượng quan như long sau khi chết. Thượng quan cương liệt liền lấy sáu trọng thần tộc đệ nhất thiên tài tự cho mình là, ở Như Long Thành nội, cũng là thường xuyên diễu võ dương oai, dù sao hắn cảm thấy, chỉ cần chính mình không phá hư quy củ, này nhân tộc tiên vương, liền sẽ không đem chính mình như thế nào. Thượng quan cương liệt cướp đi tiên thảo sau, cũng không có rời đi như Long Thành, mà lại yên tâm thoải mái ở chỗ này ở, không hề một chút áp lực tâm lý. Đương triệu cực mang theo lâm thanh hạm cùng với tô miểu tìm được thượng quan cương liệt khi, người sau đang ngồi ở một cái tử lầu giữa, hưởng thụ rượu ngon món ngon, cực kỳ khoái hoạt. U, Thượng quan cương liệt nhìn đến triệu cực hùng hổ mà đến, trực tiếp đứng dậy, đẩy ra bên cạnh hai gã thị nữ, vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm triệu cực, mở miệng nói, ngươi chính là triệu cực đi. Triệu cực lông mày một trọn, hắn không thích người khác đem chính mình tên cuối cùng một chữ cùng đi đặt ở cùng nhau, lại coi trọng quan cương liệt kia một bộ cười nhạo, này bức tuyệt đối là cố ý. Ta là cha ngươi, triệu cực trực tiếp rút ra kháng long giản, thượng quan cương liệt, đem đồ vật giao ra đây, đừng nháo đến quá khó coi. Đồ vật, thượng quan cương liệt vẻ mặt nghi hoặc, hắn lấy ra một gốc cây xanh biếc thảo dược đặt ở trong tay, một bộ khó hiểu bộ dáng, thứ gì, triệu cực, người nói cái gì, ta không hiểu a à. Người ta đều là minh bạch người, triệu cực sách theo kháng long giản, việc này nháo lớn, đối với người không có chỗ tốt. Nháo đại, như thế nào nháo đại, thượng quan cương liệt cười nhạo một tiếng, tại đây tòa trên đảo, cá lớn nuốt cá bé, cương giả vì đại, đồ vật đến ta trong tay tự nhiên chính là của ta, nào có giao ra đi vừa nói. Nếu là truyền thừa bên trong, tùy ý tranh đoạt, triệu cực trong tay kháng long giản ở phát ra run rẩy, nhưng tại đây giao dịch hội thượng, sở hữu hết thảy, đều yết giá rõ ràng, muốn nổ vật, cần thiết đưa tiền. Đưa tiền, thượng quan cương liệt nheo lại hai mắt, tiền của ta, vị cô nương này, không phải đã cho sao. Thượng quan cương liệt sau khi nói xong nhìn về phía lâm thanh hạm, một đôi mắt không khỏi ở lâm thanh hạm trên người qua lại đánh giá, cô nương, tại hạ sáu trọng thần tộc thượng quan như long, người nguyện ý giúp ta trả tiền sao? Ngươi là thứ gì? Lâm thanh hạ mặt như xương lạnh. Lớn mật, đi theo thượng quan cương liệt bên cạnh một người người hầu hét lớn một tiếng, mau cấp thượng quan thiếu gia quỷ xuống nhận sai. Tên này người hầu, là nhân tộc tu sĩ. Chính mình đương cầu phải hảo hảo đương, không cần kéo người khác xuống nước. Lâm thanh hạm trong mắt hiện lên một tia hàn mang, nàng biết trương huyền mất tích nguyên nhân, chính là bởi vì thần tộc, Trương Huyền mới lâm vào không gian cái khe giữa, biến mất 2 năm, vô tin tức, đối với thần tộc, Lâm Thanh Hạm không có một chút ít hảo cảm, đối với này cấp thần tộc đương chó săn người, tự nhiên cũng là khinh thường. Người tìm chết, tên này nhân tộc tu sĩ hét lớn một tiếng, một bước tiến lên trước, một quyền chiều Lâm Thanh Hạm oanh tới. Đây là một người ngưng khí cảnh tu sĩ, ở tu sĩ quần thể giữa, thực lực coi như là trung thượng, hắn này một quyền oanh tới, mang theo cuồng bạo linh khí, hướng Lâm Thanh Hạm gào thét mà đi. Lâm Thanh Hạm bên cạnh tô miểu kinh hô một tiếng, nàng chỉ là một cái thế gia thành viên, khi nào gặp qua loại này luyện khí cường giả ra tay. Mà triệu cực, từ đầu đến cuối, chỉ là đứng ở nơi đó, không có bất luận cái gì động tác. Lan, một chữ mắt, từ Lâm Thanh Hạm trong miệng thốt ra, không gặp Lâm Thanh Hạm có bất luận cái gì động tác, tên này huy quyền mà đến ngưng khí tu sĩ, cả người bay ngược đi ra ngoài, tạp phiên mấy chương cái bàn, miệng phun máu tươi. Đánh ta người. Thượng quan cương liệt bạo a à một tiếng, hắn hiển nhiên không dự đoán được nữ nhân này có như vậy cường sức chiến đấu. Triệu cực sách theo kháng long giản tre ở lâm thanh hạm trước người, thượng quan cương liệt, chúng ta tới, bất quá là tưởng lấy về chính mình đồ vật. Tưởng lấy về đồ vật, vậy xem các người bản lĩnh hảo, thượng quan cương liệt nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau xuất hiện ngập trời màu đỏ quang mang, này quang mang giữa mang theo nóng rực chi khí, triệu triệu cực thổi quét mà đi. Đối mặt thượng quan cương liệt, Triệu cực căn bản không sợ, hắn một giản rút ra, này vô số hồng mang bị hắn sở đánh tan. Nhân tộc tu sĩ, người hôm nay tới đoạt ta đồ vật, thật khi ta thần tộc dễ khi dễ sao? Thượng quan cương liệt hét lớn một tiếng, cực nóng quang mang tràn ngập chỉnh đống tử lầu. Nghe thượng quan cương liệt trong tay nói, triệu cực tức khắc sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Người tới a, à, mau đến xem xem a, à, nhân tộc đoạt thần tộc đồ vật. Phía trước tên kia bán thảo dược lão bản ở bên ngoài tử lầu lớn tiếng kêu. Bởi vì dễ bảo sẽ nguyên nhân, như long thành người quá nhiều, việc này một nháo ra đi, gần không đến một phút thời gian, bên ngoài tử lầu liền vây quanh rậm rạp không ít thân ảnh. Nhân tộc chủ động đoạt thần tộc đồ vật, loại sự tình này, vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Triệu cực nhìn trước mắt vẻ mặt bạo nộ thượng quan cương liệt, lại nhìn nhìn ngoài tử lầu thế thần tộc giải oan bán thảo dược lão bản, hắn lập tức suy nghĩ cẩn thận không ít chuyện. Thần tộc đây là muốn tìm một cái cơ hội xoay người A. Nhưng trực tiếp xoay người, hiển nhiên không được, cho nên bọn họ muốn tạo một loại thế gia tới, một loại nhân tộc tu sĩ bởi vì có tiên vương chống lưng mà không biết tốt xấu thế. Hôm nay liền canh một, ngày mai bổ thượng, xin lỗi. Tử lầu nội sự làm đến rất lớn, ngắn ngủn thời gian nội, liền hấp dẫn quá nhiều người lực chú ý, nhân tộc tu sĩ, thần tộc tu sĩ, cũng sôi nổi tới rồi. Có thần tộc trưởng bối đã đến, ở ngoài tử lầu phát ra A Thanh. Nhân tộc, khinh người quá đáng, chẳng lẽ, có tuyệt thế tiên vương chống lưng, là có thể tùy ý cưỡi ở ta thần tộc trên đầu sao? Đã đoạt ta thần tộc đồ vật, nếu nói mọi người đều không màng như long thành nội quy củ, hết thảy lấy nắm tay nói chuyện, vậy đều đánh lên tới hảo. Về sau nhìn thấy bảo vật, trực tiếp đoạt, không có vô nghĩa. Cái gì dễ bảo sẽ, quy củ đều làm ngươi nhân tộc nói, sự tình cũng đều làm ngươi nhân tộc làm, thật sự là cố ý khinh ta thần tộc. Thần tộc thanh âm không ngừng vang lên, sôi nổi ở quát lớn nhân tộc mà nhân tộc tu sĩ giữa, căn bản không có người minh bạch phát sinh cái gì, nghe được lời như vậy, đều ở trong tối hận kia nhân tộc tu sĩ không biết tốt xấu. Hiện tại tiên vương sáng tạo mỗi người bình đẳng rất tốt cục diệt, đã bị loại này lão thử cấp hỏng rồi. Triệu cực, thượng quan cương liệt nhìn chằm chằm trước mắt người, thấp giọng nói, thế nào, trường hợp như vậy, thích sao? Từ hôm nay trở đi, người hẳn là liền trở thành nhân tộc tu sĩ tội nhân A, bất quá, ai làm người vận khí không tốt, cố tình thay người suốt đầu đâu, các ngươi nhân tộc chính là có câu nói, sắc tự trên đầu, một cây đao a. À. Thượng quan cương liệt trên mặt treo đầy cười lạnh, một bộ ăn định Triệu Cực bộ dáng. Triệu Cực hừ lạnh một tiếng, không có nói, đây là thần tộc chuyên môn thiết kế nhân tộc, hắn không cho rằng Lâm Thanh Hạm là bị tùy ý lựa chọn đối tượng, từ Lâm Thanh Hạm đến Như Long Thành lúc sau, chính mình cùng toàn len keng liền vẫn luôn bồi ở bên người nàng, nàng tự nhiên trở thành bị người theo dõi đối tượng. Như thế nào, họ Triệu, nói không ra lời thượng quan cương liệt trong tay, ngưng tụ hai cổ lửa cháy, người làm tốt đương tội nhân chuẩn bị sao? Triệu cực khẽ lắc đầu, người thật liền cho rằng, người ăn định ta. Bằng không đâu, thượng quan cương liệt trong tay lửa cháy càng ngày càng tràn đầy, không chỉ có là ngươi, nữ nhân này, cũng sẽ trở thành tội nhân. Ha ha, có ý tứ a à, có ý tứ. Triệu cực nhìn chằm chằm thượng quan cương liệt, người cho rằng tùy tiện tìm cá nhân, là có thể hãm hại ta. Ngươi thật cho rằng trên thế giới này, chuyện gì, đều là kín không kẽ hở. Không sao cả, thượng quan cương liệt lắc lắc đầu, lúc này hắn, căn bản không có phía trước cuồng vọng bộ dáng, trong mắt hắn tràn ngập âm trầm, dù sao, ta thần tộc muốn hiệu quả, đã đạt tới. Thượng quan cương liệt nói cho hết lời, dơ lên trong tay hai cổ lửa cháy, hắn cũng không có hướng chịu cực ra tay, mà là đem này hai cổ lửa cháy, phách về phía chính mình ngực. Oanh! Mãnh liệt năng lượng bộc phát ra tới. Thượng quan cương liệt cả người, giống như một viên đạn pháo bay ngược đi ra ngoài, tạp xuyên tường thể, xuất hiện ở ngoài tử lầu, mồm to phụt lên máu tươi. Thượng quan cương liệt hướng tử lầu nội giận dữ hét, triệu cực, người dục đoạt ta đồ vật, khinh người quá đáng, thật khi ta thần tộc dễ khi dễ không thành. Nhìn thượng quan cương liệt miệng phun máu tươi, thần tộc giữa lửa giận càng tăng lên. Nhân tộc, các ngươi không khỏi cũng quá không đem chúng ta thần tộc để vào mắt. Bởi vì có tiên vương, liền phải đem chúng ta thần tộc đạp lên dưới chân sao. Nhân tộc giữa cũng có người không cấm ra tiếng. Làm như vậy thật sự thật quá đáng. Cái gọi là cáo mượn oai hùm chính là ý tứ này đi. Đã không phải cáo mượn oai hùm, là chó cậy thế chủ đi. Tiên Vương tiền bối chỉ là muốn cho đại gia mỗi người bình đẳng, nhưng cố tình có nhiều thế này người, không biết tốt xấu. Nếu đem Tiên Vương tiền bối chọc giận, về sau không che chở chúng ta, này nên làm thế nào cho phải? Từng đạo thanh âm vang lên, đều là tại tiến hành công kích triệu cực, người nếu thật muốn đánh, ta thượng quan cương liệt, cũng không phải dễ khi dễ, có bản lĩnh ra khỏi thành. Thượng quan cương liệt hét lớn một tiếng, theo sau giống như một viên đạn pháo, phóng lên cao, xuất hiện ở như long thành trên không. Triệu cực, nghe thế hai chữ, nhân tộc tu sĩ đều là sửng sốt, bọn họ mới vừa còn đang suy nghĩ, rốt cuộc là ai như vậy không biết tốt xấu, kết quả hiện tại vừa nghe, thế nhưng là thiên kiêu bảng đệ nhị triệu cực. Này triệu cực, không khỏi có chút quá cuồng đi khi dễ đến thần tộc trên đầu hắn nhất định cho rằng thần vương sẽ cho hắn chống lưng sao triệu cực đi ra từ lầu nhìn mắt trên không theo sau thả người nhảy xuất hiện ở thượng quan cương liệt đối diện triệu cực loại cảm giác này thế nào đâu thượng quan cương liệt dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm mở miệng nói thượng quan cương liệt người nói ta nếu từ từ đem người đánh chết người sẽ là cái gì cảm giác đâu triệu cực trong mắt mang theo hàn mang cuồng vọng, thượng quan cương liệt phía sau thần hải cùng thần kiều bày ra mà ra, hắn dị tượng tuy rằng không bằng thượng quan như long, nhưng so với tuyệt đại đa số người, đều phải cường hãn. Thượng quan cương liệt thần hải, là một mảnh biển lửa, kia thần kiều, là dựng với biển lửa phía trên. Triệu cực múa may kháng long giản, hắn không có triển lộ dị tượng, nhưng sức chiến đấu, nhưng không thể so thượng quan cương liệt muốn nhược, đặc biệt là ở Hắc Sơn tu luyện một tháng lúc sau, Hiện tại Triệu Cực so một tháng phía trước hắn, mạnh mẽ không biết nhiều ít. Trên bầu trời, hai người đại chiến, lập tức bùng nổ. Trương Huyền du lịch với các đại truyền thừa, cuối cùng đi vào Như Long Thành, ở tới trên đường, Trương Huyền liền nghe được có người cường đoạt thần tộc bảo vật sự. Cái gì có Tiên Vương chống lưng liền cưỡi ở thần tộc trên đầu, chó cậy thế chủ, mọi việc như thế nói, không ngừng truyền tiến Trương Huyền trong tai. Cuối cùng, Triệu Cực tên cũng truyền tới Trương Huyền lỗ tai. Nếu là người khác, ỷ thế hiếp người, cướp đoạt đồ vật, Trương Huyền còn khả năng cho rằng thật sẽ có loại sự tình này phát sinh, nhưng Triệu Cực, Trương Huyền không cho rằng. Đối với Triệu Cực, Trương Huyền vẫn là thực hiểu biết, người này tuy rằng hạ ba đường một chút, nhưng cũng chỉ là chiếm chiếm tiểu tiện nghi, minh đoạt loại sự tình này, hắn vẫn là làm không tới. Trương Huyền không cần tưởng, đều biết này trong đó có như thế nào miêu nị, nếu thần tộc muốn mượn cơ hội phát huy nói, Trương Huyền không ngại, lại chèn ép một chút thần tộc. Đối với cái này chủng tộc, Trương Huyền đã không chết không ngừng, căn bản không cần để ý cái gì tình cảm linh tinh sự tình. Được đến tin tức này sau, Trương Huyền ra tốc đi trước như long thành. Như long thành trên không, Triệu Cực đuổi kịp quan Như Long, đã đánh đến trời đất u ám, ngày đó không chung, vô số lửa cháy thiêu đốt, Triệu Cực cầm trong tay kháng long giản, càng đánh càng hung, trái lại thượng quan cương liệt, thế nhưng có một loại ngăn cản không được cảm giác. Ta nói, ta phải làm thịt ngươi. Triệu Cực khinh thân mà thượng trên người linh khí mênh mông. Cuồng vọng, thượng quan cương liệt lại lần nữa hét lớn một tiếng, bất quá hắn tuy rằng ngoài miệng giống lợi hại, nhưng hắn trong lòng, đã có lưu ý, đến bây giờ mới thôi, thượng quan cương liệt đã dùng ra cả người thủ đoạn, nhưng như cũng bị đánh kế tiếp bại lui, từ đầu tới đuôi, đều bị áp chế, vô pháp lấy được thượng phong, cái này làm cho thượng quan cương liệt minh bạch, chính mình căn bản không phải trước mắt người đối thủ. Thượng quan cương liệt, người bị người đẩy ra, nên làm tốt chết chuẩn bị triệu cực quanh thân một cái hắc long quấn quanh theo sau hướng về phía trước quan cương liệt cắn xé mà đi thượng quan cương liệt sắc mặt đại biến hắn cảm nhận được cái kia hắc long phía trên sở ẩn chứa năng lượng kia năng lượng minh mông trình độ làm hắn kinh hãi thượng quan cương liệt trong lòng biết chính mình muốn chung này nhất chiêu tuyệt đối sẽ trọng thương tiểu bối dám ngươi a à tiếng vang lên có thần tộc trưởng bối ra tay bờ đối diện cảnh động thủ bảo vệ thượng quan cương liệt đồng thời đánh tan triệu cực sở đánh ra hắc long. Thần tộc trưởng bối chắn thượng quan cương liệt trước mặt, đối diện triệu cực. Triệu cực quét mắt tránh ở phía sau thượng quan cương liệt, chào phúng nói, ta cho rằng thật là cái tuyệt thế thiên tài, kết quả là, giống nhau là tránh ở đại nhân phía sau tiểu hài tử mà thôi, ha ha ha. Triệu cực, ngươi cho ta chờ, lại quá mấy năm, ta tất nhiên một tay chảm ngươi. Thượng quan cương liệt ở thần tộc trưởng bối phía sau phóng tàn nhẫn lời nói đối với như vậy tàn nhẫn lời nói triệu cực cũng chỉ là tùy ý cười cười tránh ở phía sau nói chuyện ai chẳng biết a à. có bản lĩnh ngươi liền tiến lên đây thượng quan cương liệt khí cả người phát run nhưng muốn hắn qua đi đánh hắn hiện tại thật đúng là không dám thần tộc trưởng bối nhìn triệu cực tiểu bối ngươi nói chuyện làm càn triệu cực nhún vai tùy thiện lạc dù sao các ngươi thần tộc là đánh tiểu nhân tới lão bất quá không sao cả ta xem ngươi có thể hộ hắn bao lâu hôm nay giết không được hắn, một ngày nào đó ta sẽ làm thịt hắn, bằng không, người khiến cho hắn vĩnh viễn tránh ở thần cung giữa. Thượng quan cương liệt sắc mặt mãnh biến. Ta hôm nay, trước chém người này khẩu suất cuồng ngôn tiểu bối. Thần tộc trưởng bối hét lớn một tiếng, trực tiếp động thủ. Tơi bái, làm ta nhìn xem thần tộc lão ra hỏa, có gì bản lĩnh. Triệu cực trên mặt treo coi khinh, nhưng hắn động tác, lại phá lệ cẩn thận, đối mặt tên này thần tộc trưởng bối công kích, triệu cực chỉ phòng ngự, không tiến công, đánh thực ổn. Thần tộc trưởng Bối nhưng thật ra đánh thực sảng, đại khai đại hợp giữa các loại cường thế công kích mãnh liệt mà ra, muốn lấy Triệu Cực Mệnh. Họ Triệu, người lại cuồng vọng a, ta xem ngươi có thể cuồng vọng bao lâu." Thượng Quan Cương Liệt đứng ở một bên cười to. Liền ở thần tộc trưởng Bối chuẩn bị ra sát chiêu khi, một tòa che kín màu xanh đồng đồng thao đỉnh, giống như một tòa núi lớn, trên cao đè xuống. Tên này thần tộc trưởng Bối bất quá bờ đối diện cảnh trực tiếp bị này đồng thao đỉnh tạp lạc. Oanh, cả tòa Như Long Thành đều đang run rẩy. Đồng thao đỉnh đem tên này thần tộc trưởng bối đè ở phía dưới, đương trường chấn thành thịt nát. Một bộ bạch y, mang mặt nạ thân ảnh xuất hiện ở không trung phía trên. Nhìn dáng vẻ, thần tộc cũng không có đem ta nói để vào mắt. Trương Huyền ngón tay thành kiếm, hướng về phía trước quan cương liệt nhẹ nhàng một lóng tay. Thượng quan cương liệt tứ chi trong nháy mắt này toàn bộ bị tước đoạt. Máu tươi phun, sắc mặt thống khổ vô cùng. Là nhân tộc Tiên Vương, Tiên Vương tới. Thần tộc kinh hô, Tiên Vương ra tay, làm cho bọn họ sắc mặt khó coi. Tiên Vương tiền bối, đều thành ngươi muốn bảo tên này nhân tộc. Hắn cố ý cướp đoạt tộc của ta bảo vật, một người thần tộc trưởng bối ra tiếng, bọn họ đã sớm nghĩ kỹ rồi tìm từ. Đang ở Không Trung Trương Huyền khẽ cười một tiếng, ta chờ tu sĩ, vốn chính là nắm tay vì đại, cá lớn nuốt cá bé, đoạt lại như thế nào? thật muốn giảng đạo lý, còn tu cái gì tiên? Trương Huyền nói chuyện không chút khách khí, hắn bản thân liền phải nhằm vào thần tộc, huống chi Trương Huyền nghĩ kỹ sự tình tiền căn hậu quả. Thần tộc nghe nhiết quyền. Đoạt đồ vật, lẫn nhau đánh trở về thì tốt rồi, người thần tộc trưởng bối ra tay, chẳng lẽ đã quên lời nói của ta sao? Trương Huyền phát ra chất vấn, thanh âm như lôi đình nổ vang. Giờ khắc này, Trương Huyền bên người, tiên khí lượn lờ, một bộ bạch y, không gió tự động, Quanh thân ngưng tụ tiên kiếm hư ảnh, xem thần tộc tu sĩ là kinh hồn táng đảm. Tiên vương tiền bối, ngài nói cá lớn nuốt cá bé, nắm tay vì đại, kia vì sao phải hạn chế ta thần tộc ra tay? Giang Sơn đại có nhân tài ra, người trẻ tuổi mới là chủng tộc tương lai, làm người trẻ tuổi đấu thì tốt rồi. Ta đây thần tộc trưởng bối, thật liền không thể ra tay sao? Như vậy thật sự không công bằng, tộc của ta trưởng bối, chính là ta tộc nhân, hẳn là có thể ra tay có thần tộc trẻ tuổi nhịn không được mở miệng. Trương Huyền nhìn chằm chằm tên này thần tộc tuổi trẻ, vài giây sau, Trương Huyền cười. Ha ha ha, ha ha ha. Trương Huyền tiếng cười ở Như Long Thành trên không vang lên, truyền khắp cả tòa Như Long Thành. Hảo, hảo một cái không công bằng, ta đây khiến cho các ngươi nhìn xem, cái gì kêu công bằng. Trương Huyền vươn một lóng tay, cao chỉ không chung. Thiên đạo nghe lệnh. Này bốn chữ vừa ra, đại địa đều bắt đầu. Thiên đạo nghe lệnh thế nhưng ở thét ra lệnh thiên đạo đây là kiểu gì uy thế này đó là tiên vương phong thái sao lấy vô thượng đạo pháp ngưng ta pháp thân ba ngày lúc sau sàn bằng thần cung trên bầu trời lôi đỉnh quay cuồng không ngừng lập loè nổ vang vô số linh khí với không trung ngưng tụ thành một đạo xoáy nước nhìn qua tựa như muốn tiêu diệt thế giống nhau thần tộc ba ngày lúc sau không chết không ngừng trương huyền nói xong một bước Hướng chân trời vượt qua mà đi. Hiện trường, sở hữu thần tộc đều ngốc. Này ý gì, Tiên Vương muốn đích thân ra tay, Tiên Vương muốn ngưng tụ vô thượng pháp thân, Tiên Vương muốn san bằng thần cung, muốn tiêu diệt thần tộc. Một cổ hàn ý từ mỗi một người thần tộc trong lòng vang lên, Tiên Vương là cỡ nào tồn tại? Là vượt qua năm tháng sông dài, tồn tại với vô số năm trước tuyệt thế tồn tại, loại này tồn tại bị thần tộc tộc lão xưng là cấm kỵ. Như thế nào cấm kỵ? không thể trêu chọc, không thể suy đoán, thậm chí liền hiểu biết, đều không thể quá nhiều đi tìm hiểu tuyệt thế tồn tại. Lúc này, loại này tuyệt thế tồn tại thế nhưng nói ra, không chết không ngừng loại này lời nói, cái này làm cho mỗi cái thần tộc đều sợ hãi tới rồi cực điểm. Cấm kỵ muốn sát, ai có thể thoát được rớt. Trong lúc nhất thời, thần tộc đều đem ánh mắt tập trung đến vừa mới nói chuyện tên kia thần tộc trẻ tuổi trên người, nếu là ánh mắt có thể giết người, tên này trẻ tuổi, lúc này đều khả năng bị này ánh mắt hoàn toàn xé nát người tiên vương nói, thế hệ trước không được ra tay, người thế nào cũng phải ngoan cố, hảo, nhân gia tiên vương đồng ý thần tộc thế hệ trước ra tay, nhưng nhân gia cũng muốn ra tay, trực tiếp ngưng tụ pháp thân, muốn san bằng thần cung, người này không phải có bệnh sao này. Không có việc gì trêu chọc tiên vương làm gì. Tiên vương tiền bối, bớt giận a. À. Một người thần tộc trưởng bối đương trường quỳ xuống. Tiên vương tiền bối, ta chờ biết sai, tiền bối bất giận. Tiền bối, từng đạo thanh âm không ngừng vang lên, tất cả đều là xin tha nhận sai thanh, đến từ chính thần tộc. Hiện tại, nào có cái gì cái gọi là thần tộc mặt mũi, ba ngày sau đều phải diệt tộc, còn muốn này mặt mũi có cái dám dùng. Tiên vương tiền bối, thỉnh bớt giận, một đạo tuổi già thanh âm vang lên. Ở thần cung giữa, kia tóc trắng xóa lão giả bước ra thần cung, hướng như long thành bên này tới rồi, ở đầu bạc lão giả phía sau, năm tên thần chủ cùng với, tất cả đều sắc mặt khó coi. Đây là thần tộc tộc lão, mang theo thần tộc năm tên thần chủ, nhận sai tới. Thần tộc vì đuổi thời gian, một người tộc lão liên hợp năm tên thần chủ, bày ra truyền tống pháp trận, kéo dài qua thượng vạn giảm, xuất hiện ở Như Long thành phụ cận. Bọn họ một cái lắc mình, lại đi vào trương huyền trước mặt. Tiên vương tiền bối, thỉnh bất giận, ta chờ, cũng không có cùng tiền bối là định ý tứ. Tộc lão mở miệng, khom người. Năm tên thần chủ, đồng dạng khom người. Thần tộc có thể làm ra như thế, thuyết minh, thần tộc, Hoàn toàn sợ. Trương Huyền nhìn trước mặt thần tộc tộc lão cùng với năm tên thần vương, nhàn nhạt ra tiếng, các ngươi sáu cái. Còn lại thần tộc thành viên đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tộc lão mang theo năm tên thần chủ lại đây, Tiên vương tổng nên nể tình đi. Tiên vương tiền bối, thỉnh bớt giận a, à, tộc lão lại lần nữa ra tiếng. Làm ta bớt giận, các ngươi tính thứ gì? Trương Huyền ngữ khí giữa tràn ngập nghi hoặc. Trên bầu trời, tộc lão cùng với năm tên thần chủ thân thể đều là run lên. Trương Huyền nhìn lướt qua phía dưới, nếu tưởng chơi, kia đại gia phải hảo hảo chơi, không tuân thủ quy củ, giết đó là, nếu thần tộc thích hỉ lớn hiếp nhỏ, ta đây cũng liền kéo xuống thể diệt, làm chút hỉ lớn hiếp nhỏ sự hảo. Tiên vương tiền bối, tộc của ta tuyệt đối không ý tứ này, từ hôm nay trở đi, thần tộc giữa, ai nếu lại không màng thân phận, tùy ý ra tay, ỉ lớn hiếp nhỏ, chắc chắn vĩnh thế trục xuất thần tộc. Thần tộc tộc lão lại lần nữa ra tiếng, khẩn cầu trương huyền thủ hạ lưu tình thỉnh tiên vương thủ hạ lưu tình năm tên thần chủ cũng như vậy ra tiếng tiên vương thủ hạ lưu tình a à. tiên vương tiền bối thần tộc thành viên tất cả đều quỳ xuống ở xin tha trương huyền hít sâu một hơi hiện giờ phòng ấn giải trừ hết thảy ngóc đầu trở lại ở lâu các ngươi nhất tộc thật cũng không phải không được nhưng lần này sự tổng nên phải cho dư bồi thường là 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 tộc lão vội vàng gật đầu liền xem vị này triệu cực tiểu huynh đệ yêu cầu cái gì chúng ta thần tộc, nhất định khuynh tẫn toàn lực. Hảo, Trương Huyền gật gật đầu. Theo sau, Trương Huyền nhìn về phía như Long Thành Hạ, từ hôm nay trở đi, các tộc tu sĩ, bất đắc dĩ đại khinh tiểu, ngang hàng bên trong, có thể tranh đoạt, nếu khởi tranh chấp, sinh tử có mệnh, phú quý ở thiên. Trương Huyền nói những lời này, chính là vì phòng ngừa có chút người đánh chính mình cờ hiệu tác oai tác phúc, lần này chịu cực sự, cũng cấp Trương Huyền đề ra cái tỉnh, nhân tộc mấy ngàn vạn tu sĩ, khả năng bị thần tộc ức hiếp thời gian lâu rồi, nhất thời còn sẽ không hiển lộ bản tính, nhưng mấy ngàn vạn người chung, tổng hội có như vậy chút không biết tốt xấu, đến lúc đó làm đến hỏng bét liền không hảo, trước đem dự phòng châm đánh hạ, người phải có năng lực đi khi dễ thần tộc ngang hàng, vậy ngươi liền đi. Mà mấy ngàn vạn nhân tộc tu sĩ giữa, có năng lực này người, bất quá một tay chi số, rốt cuộc nhân tộc tu luyện thời gian quá ngắn, chẳng sợ có không ít thiên tài, nhưng ở thời gian trước mặt, vẫn là không đủ xem tiên vương tiền bối uy vũ. Ha ha ha, cùng thế hệ chi tranh ta chờ không nói chuyện nói, chủ yếu thần tộc lão kêu ra trưởng lại đây, là biết cùng thế hệ đánh không lại chúng ta nhân tộc đúng không? Thần tộc giữa, các loại thanh âm vang lên. Triệu cực đứng ở không trung giữa, cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn về phía kia bạch y tiên vương, lại phát hiện, bạch y tiên vương cũng đang nhìn chính mình. Triệu cực sửng sốt một chút, ôm quyền, tiên vương tiền bối, ngài là có chuyện gì sao? ta thế ngươi giải quyết một cái phiền toái, ngươi không cảm tạ ta. Trương Huyền cố ý hỏi như vậy nói, dù sao đây là triệu cực, có thể trêu cợt liền trêu cợt một chút hảo. Triệu cực hiển nhiên không dự đoán được đường đường tiên vương sẽ làm như vậy vừa ra, lập tức khom người, vãn bối triệu cực, cảm tạ tiên vương. Ân, Trương Huyền gật gật đầu, đúng rồi, các ngươi là bởi vì vật gì khởi tranh chấp. Là ta một bằng hữu, vì trong nhà trưởng bối tìm tục mệnh thiên dược, nổi lên xung đột. Lâm Thanh Hạm, đa tạ tiên vương tiền bối. Trong tử lâu Lâm Thanh Hạm lộ diện, nàng ở lâu nội, đã nhìn đến vị tiền bối này sở làm hết thảy. Lâm Thanh Hạm, này ba chữ, làm trương huyền thân thể, rất nhỏ run lên, hắn nhìn đến bóng người kia xuất hiện ở tử lâu trước, hai năm không thấy, nàng như cũ phong thái bắt mắt, tại đây một khắc, trương huyền trong mắt, chỉ có này một người tồn tại. Triệu cực chú ý tới trước mắt người dị thường, hắn ho khan một tiếng, tiên vương tiền bối, đây là ta huynh đệ lão bà, đã lãnh giấy kết hôn, này giấy hôn thú sao, chính là vợ chồng hợp pháp, chúng ta hiện tại cùng trước kia quy củ không giống nhau, này. Trương Huyền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái triệu cực, triệu cực lập tức câm miệng không nói. Trương Huyền xoay người, không có cùng Lâm Thanh Hạm đáp lời, cũng không nhiều lưu lại, hắn ý thức được chính mình vừa rồi thất thố, lại đãi đi xuống, dễ dàng bị người nhìn ra manh mối tới. Trương Huyền biến mất ở chân trời, phản hồi tiên sơn nội, hắn tâm đã rối loạn, lúc này, không thích hợp lại đi tìm kiếm chế tạo bờ đối diện phương pháp, hắn yêu cầu tính tâm. Như Long Thành dễ bảo sẽ còn tại tiến hành, bởi vì có triệu cực nơi này sự, dễ bảo sẽ thượng lại không ai dám chơi mưu nị, kia đắc tội triệu cực quầy hàng lão bản, tự nhiên không có kết cục tốt, mà thượng quan cương liệt, tắc bị giữ lại, tương đương là bị thần tộc từ bỏ. Như Long Thành bên, kia như Tiểu Sơn giống nhau đồng thao đỉnh liền đặt ở nơi đó, đồng thao đỉnh tổng cộng lộ diện quá hai lần. Mỗi một lần đều có một người thần tộc bờ đối diện cường giả chết vào đỉnh hạ, thần tộc thậm chí cũng không dám dùng con mắt đi xem kia tòa đỉnh. Thần tộc tộc lão mang theo năm tên thần chủ hướng thần cung chạy đến. Vừa mới chém giết xong Triệu Cực, giống như giống như người không có việc gì, mang theo Lâm Thanh Hạm tiếp tục ở Như Long thành nội dạo, Lâm Thanh Hạm cũng tưởng thuận tiện giúp trong nhà còn lại người mang chút hộ thân phẩm trở về. Vài ngày sau, thần cung giữa. Tộc lão nhìn thượng quan hoành đồ, phát ra âm thanh ta biết ngươi trong lòng có khí, nhưng khí, không nên như vậy biểu hiện ra ngoài, người thiếu chút nữa đem ta thần tộc lâm vào vạn kiếp bất phục nơi. Thượng quan hoành đồ đầy mặt không cam lòng, tộc lão, chẳng lẽ, tộc của ta muốn vĩnh viễn bị người đè ở phía dưới sao? Kia thần vương, hay không thật sự còn có một trận chiến chi lực đều hay nói, còn nữa mà nói, tộc của ta lại không phải không có át chủ bài, cùng lắm thì. Nói bậy, tộc lão một cái tát chiều đến thượng quan hoành đồ trên mặt, đem người sau sắp muốn xuất khẩu nói đánh gãy, thượng quan hoành đồ, có chút lời nói, chứ có lại nói. Cấm kỵ tồn tại, không phải chúng ta có thể trêu chọc, hiện giờ đại thế trước mặt, không cần tùy ý cho ta tộc gây thù chuốc oán, minh bạch sao. Thượng quan hoành đồ thấp hèn đầu, không nói chuyện nữa, trong mắt lại tràn ngập thù hận chi sắc. Được rồi, người rời đi đi, người yêu cầu tính tâm. Tộc lão phất phất tay, nhắm hai mắt. Thượng quan hoành đồ thành thật rời đi, trở lại thuộc về chính mình lãnh địa lúc này thượng quan hoành đồ, trong lòng nghẹn một hơi, thượng quan cương liệt sở làm việc, thật là hắn an bài, từ kia nhân tộc tiên vương xuất hiện, hắn liền vẫn luôn cũng chưa hảo quá quá. Thượng quan hoành đồ, người thực khí sao? Một đạo trầm thấp khàn khàn thanh âm, ở thượng quan hoành đồ bên tai vang lên. Thượng quan hoành đồ thân thể chấn động, hai tròng mắt phát ra kim mang, thiên đế. Là ta, không bằng tới tâm sự, tại đây thần tộc, nghẹn khuất thành như vậy, cũng không phải là ngươi sáu trọng thần chủ nên có bộ dáng a. Ngươi muốn làm cái gì? Thượng Quan Hoành Đồ bắt giữ thanh âm này nơi phát ra. Không làm cái gì, Thiên Đế biết Thượng Quan Hoành Đồ muốn làm cái gì, nhưng hắn căn bản không có che giấu chính mình vị trí ý tứ, trực tiếp đem hành tung bại lộ cấp Thượng Quan Hoành Đồ, ta bất quá là muốn tìm ngươi, tâm sự như thế nào đối phó này cái gọi là nhân tộc tiên vương. Thượng Quan Hoành Đồ hơi chút suy tư vài giây, theo sau hóa thành lưu quang biến mất. Hướng thiên đế nơi phương hướng mà đi. Ở thần cung sau một cái ẩn nấp sơn động bên trong, Thượng Quan Hoành Đồ gặp được Thiên Đế. Thượng Quan Hoành Đồ một thân kim bào, giống như thần vương giống nhau. Mà Thiên Đế tất cả người giấu ở màu đen áo choàng bên trong, thậm chí liền mặt đều nhìn không thấy, hai người bán tướng, một cái bầu trời, một cái ngầm. Nhưng lúc này Thiên Đế lại là treo đầy tươi cười. Thượng Quan Hoành Đồ, người đường đường sáu trọng thần chủ, lại năm lần bảy lượt cấp một người nhân tộc xin lỗi, này nói ra đi, thật đúng là dễ nghe thực đâu. Thiên đế thanh âm giữa, tràn ngập châm chọc. Thượng quan hoành đồ không có làm ra bất luận cái gì trả lời, liền như vậy lẳng lặng nhìn thiên đế. Thiên đế gỡ xuống áo choàng, hắn có một trương anh tuấn mặt, nhìn qua hơn 40 tuổi, tuyệt đối thuộc về lão soái ca một loại, nhưng trên mặt một đạo vết sẹo, lại là phá hủy đại bộ phận anh tuấn cảm, thậm chí hắn cười, đều sẽ có vẻ dữ tợn. Nhớ rõ này nói sẹo sao, chính là kia lão Đông Tây lưu lại, không thể không nói, kia lão Đông Tây đối đãi với chúng ta là thật sự tàn nhẫn, nhưng đối mặt ngoại địch thời điểm, lại một chút cũng không dám đắc tội. Thiên đế rũi tay chỉ vào chính mình mặt, theo sau lại nói, hiện giờ, một cái cái gọi là nhân tộc tiên vương, một cái cái gọi là từ thượng cổ sống sót cấm kỵ tồn tại, khiến cho toàn bộ thần tộc run rẩy, này thần tộc cũng cân xứng vì thần sao? Thượng quan hoành đồ hơi chút có vẻ có chút không kiên nhẫn hắn nhìn thiên đế, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Rất đơn giản, thiên đế nhún vai, người giúp ta trở về thần cung, chúng ta cùng nhau đối phó kia cái gọi là nhân tộc tiên vương. Ha ha, thượng quan hoành đồ cười lạnh một tiếng, tìm chết sự, ta cũng sẽ không làm, thiên đế, ta thượng quan hoành đồ, ở ngươi trong mắt, chính là cái ngu xuẩn sao. Đương nhiên không phải tìm chết sự, thiên đế lắc lắc đầu, thượng quan hoành đồ, kia cái gọi là nhân tộc tiên vương, chẳng sợ thật là cấm kỵ tồn tại, kia cũng là trước đây, người ta đều biết, muốn trường sinh, muốn sống lâu như vậy, muốn trả giá bao lớn đại giới, người khác tộc tiên vương sống đến bây giờ, còn có thể còn mấy phân lực lượng, thật muốn có thực lực, cần gì phải vẫn luôn lấy phân thân hành động, bản thể trốn tránh ở tiên sơn bên trong. Loại người này, không phải không thể đối phó. Nói nhẹ nhàng, thượng quan hoành đồ khinh miệt cười, ta đương nhiên biết trường sinh muốn trả giá cái gì đại giới, nhưng ta đồng dạng cũng rõ ràng, chẳng sợ trả giá đại giới lại nhiều, kia tiên vương nếu không màng tất cả ra tay, cũng không phải người ta có thể đối phó. Cho nên, ta yêu cầu ngươi giúp ta hoàn hồn cung. Thiên đế gắt gao nhìn chằm chằm thượng quan hoành đồ, chỉ cần có thể làm ta trở về, kia tiên vương, ta đều có biện pháp. Ngươi rời đi thần cung, lại phải đi về, thượng quan hoành đồ hồ nghi. Thiên đế biết được, chính mình nếu không lấy ra điểm cái gì át chủ bài tới, thượng quan hoành đồ sẽ không nhả ra. Trong nháy mắt này, thiên đế phía sau, dị tượng triển khai, đây là một mảnh ngăm đen thần hải, thần hải phạm vi, ở 80 mét, này ở thần hải giữa, là tuyệt đối kinh người, thiên đế thần hải phía trên, là một tòa từ bạch cốt dựng thần kiều, mà thần kiều đối diện bờ đối diện, còn lại là giống như thánh khiết thiên quốc giống nhau, lóng lánh màu trắng, thuần khiết quang mang. Thiên đế bờ đối diện cùng thần hải, chính là thiên đường cùng địa ngục hai cái cực đoan, mà ở thánh khiết thiên đường phía trên, có mây mù lượn lờ, nhưng đã thực loáng. Mà ở kia mây mù giữa, có ba điều hư vô thân ảnh đang ở lang thang không có mục tiêu du đáng. Thượng quan hoành đồ ở nhìn đến kia ba điều hư vô thân ảnh nháy mắt, trừng lớn hai mắt, toàn là khiếp sợ. Thần hồn, người đem thần hồn dung hợp đến dị tượng giữa, sao có thể? Thiên đế nhếch miệng cười, người cho rằng, lão gia hỏa kia vì cái gì muốn đem ta đuổi ra thần tộc, không phải bởi vì ta khống chế dung hợp thần hồn phương pháp sao? Không có khả năng, thượng quan hoành đồ không ngừng lắc đầu, này pháp đã sớm đã biến mất mà thôi. Ở thần tộc giữa có một loại có thể dung hợp thần hồn phương pháp, cái gọi là thần hồn, là thần tộc tiền bối sở lưu lại truyền thừa, truyền thuyết, nếu là có thể thức tỉnh thần hồn, liền có thể kế thừa thần tộc tiền bối hết thảy, nhưng bởi vì loại này pháp quá cường đại, đã từng bị người mơ ước, thần tộc thiếu chút nữa lọt vào diệt tộc, loại này pháp cũng thất truyền. Có thứ gì có thể vĩnh viễn biến mất đâu?" Thiên đế hỏi lại một tiếng, "Bằng không ngươi cho rằng lão gia hỏa kia, vì sao chỉ là đem ta đuổi ra thần tộc, lại không giết ta?" hắn cũng muốn này pháp mà thôi, hiện tại ta đem thần hồn dung nhập dị tượng giữa, chính là chứng minh, một khi làm ta thức tỉnh trong đó một đạo thần hồn, tất nhiên có thể đẩy ra tầng này mây mù, đến lúc đó, thần cung giữa, cần gì còn sợ còn lại người. Thượng quan hoành đồ ngốc lăng đã lâu, nỗ lực nuốt một ngụm nước bọt, này thật sự là quá kinh người. Thật lâu sau sau, thượng quan hoành đồ mới hồi phục tinh thần lại, người nghĩ muốn cái gì? Thượng quan hoành đồ rất rõ ràng, thiên đế đem này tin tức nói cho chính mình, chính là muốn bắt loại này pháp cùng chính mình trao đổi, đây là một cái thiên đại dụ hoặc, thượng quan hoành đồ vô pháp cự tuyệt. Thần tộc tiền bối truyền thừa A, được đến một trong số đó, tuyệt đối có thể trực tiếp bước vào mỗi ngày chi cảnh. Người ta sát nhập thần cung, không hiện thực, cho nên chuyện này, muốn lấy người sáu trọng thần chủ thân phận đi làm, nếu có thể chọc giận kia tôn tiên vương, cùng thần cung hoàn toàn là địch, như vậy hết thảy, đều hảo thuyết, đến lúc đó, người ta khống chế thần cung, lại chạm kia tiên vương thượng quan hoành đồ không ngừng mồm to hút khí, hắn nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, người cùng kia tiên vương có thủ oán. Vì sao như vậy muốn đối phó hắn? Thiên đế rõ ràng, lúc này nên loại kém nhị tề mãnh dược. Kia nhân tộc tiên vương, đoạt ta lưỡng đạo viễn cổ ý chí. Viễn cổ ý chí, thượng quan hoành đồ lần này không có nhịn xuống, trực tiếp kinh hô ra tiếng, viễn cổ ý chí, kia chính là so dung hợp thần hồn phương pháp còn muốn cho nhân tâm động đồ vật A, nếu có thể khống chế viễn cổ ý chí, có lẽ, là có thể trở thành chân chính thần linh, mà không vô cùng đơn giản chỉ là thần tộc. Tại đây sơn động bên trong, thiên đế thanh âm khàn khàn, lại tràn ngập dụ hoặc. Tiên sơn trong vòng, trương huyền cùng cung khuyết chủ nhân làm một bút giao dịch, từ cung khuyết chủ nhân nơi đó cầm đi rất nhiều thảo dược, đương nhiên, trương huyền dùng cho trao đổi đồ vật, cũng đều là phía trước từ cung khuyết nội lấy. Tiểu tử, lấy thực lực của ngươi, này đó thảo dược, đối với ngươi không có gì dùng đi cung khuyết chủ nhân nhìn trương huyền động tác, phi thường khó hiểu. Ta tính toán đi trần thế đi một chuyến, này đan dược, tặng người cũng hảo. Trương huyền như vậy trả lời. Trần thế, cung khuyết chủ nhân nghi hoặc, người hiện tại hẳn là tính tâm, mau chóng sáng lập bờ đối diện, con đường của người thực đặc thù, cũng rất mạnh, phải nắm chặt tu luyện, đại thế sắp xảy ra, thực lực mới là căn bản. Trương huyền khẽ lắc đầu, gặp được một người, lòng yên tĩnh không xuống, có lẽ ta đi ra ngoài một chuyến, có thể tìm được sáng lập bờ đối diện lộ. Trương Huyền lưu lại như vậy một câu, theo sau, rời đi thần cung, rời đi tiên sơn, hướng như Long Thành mà đi. Như Long Thành nội, dễ bảo sẽ đã kết thúc, Lâm Thành hạm lúc này đây tính thắng lợi trở về, chuẩn bị phản hồi trần thế. Đi thôi, ta đưa người đi ra ngoài, triệu cực cấp Lâm Thành hạm dẫn đường. Nếu đi trần thế nói, muốn mang ta một cái, một thân bạch y Trương Huyền xuất hiện ở triệu cực trước người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 70.